Hôm nay là tiệc sinh nhật của lão gia tử người đứng đầu tứ đại gia tộc ở Tô Hàng Đường Gia, tất cả các danh môn vọng tộc ở Tô Hàng đều tới đây. Trong sảnh bữa tiệc, mọi người đều nở nụ cười lịch sự, ngoại trừ một thanh niên tuấn tú đột nhiên run lên. Đường Du, đại thiếu gia Đường Gia, cao phú soái tốt nghiệp Yêu, chết tiệt, đây lại là thế giới nào vậy? Vài ngày trước, hắn vẫn là một người thích sảng văn trên mạng bình thường, không ngờ hắn đột nhiên có được một hệ thống phản diện. Hệ thống này khiến hắn trở thành nhân vật phản diện trong sảng văn. Mỗi khi sống sót qua một đoạn kịch bản sẽ có thể giành được phần thưởng. Sống đến đại kết cục có thể ôm đống Phan Thu Ong quay về thế giới hiện thực. Nhưng lần nào cũng bắt đầu như địa ngục, bị Long Vương Nam chủ cho co với nhiều tư thế khác nhau. Hệ thống, lần này là sách gì? Thông báo của hệ thống, quyển này là Chiến Thần Long Vu Ong Trô chơi hoa đô, bây giờ là trang 57. Nhân vật chính tên là Diệp Thần, anh ta xuất thân từ một đại gia tộc ở Yên Kinh, gia đình anh ta gặp thảm họa diệt môn khi anh ta mới 5 tuổi. Sau khi được một ông già đưa ra nước ngoài, anh ta đã được đào tạo để trở thành sát thủ hàng đầu. Anh ta còn một tay sáng lập ra tổ chức lính đánh thuê số một thế giới mang tên Long Hồn, được người ta gọi với biệt danh là Long Vương. Ngoài ra, y thuật của anh ta còn được xếp vào hàng đầu thế giới, chiến thần Long Vương trò chơi hoa đô. Lần này ẩn danh trở về hoa hạ để điều tra vụ thảm sát gia đình năm đó. Nhân tiên, bao hàng chục người đẹp để mở hậu cung, cuối cùng đạt đến đỉnh cao cuộc đời. Còn anh, tên Đường Du, là đại thiếu gia nhà họ Đường, tài sản đã lên đến hàng ngàn tỷ. Mục Nguyệt, không có em sao anh có thể sống được đây. Nhưng anh lại sống chết theo đuổi người phụ nữ Long Vương Diệp Thần thích, theo đuổi tận 3 năm. Sau khi trưởng bối nhà họ Đường không chịu nổi nữa, quyết định liên hôn với nhà họ Tô, sắp xếp chuyện của hai người. Với tư cách là Long Vương, sau khi Diệp Thần biết chuyện này, trong bữa tiệc sinh nhật sẽ ra tay và đưa Tô Mục Nguyệt đi. Còn tiện chân đá kẻ như anh thành người thực vật. Anh tức giận, gần giọng thiết lập này có vấn đề à? Hoàn toàn không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Không được, phải nghĩ cách. Đường thiếu, Mục Nguyệt từ từ tiến lại gần Đường Du. Làm ơn anh đừng bám lấy tôi nữa, giải trừ liên hôn đi. Tôi sẽ không đồng ý đâu. Đường Du cười rồi đáp lại tôi đồng ý, khiến cô đầy ngạc nhiên anh đồng ý. Nhưng trong lòng Đường Du lại không nghĩ như vậy nhất định không liên hôn. Tôi cảm ơn tổ tông 18 đời nhà cô, đại ân đại đức của cô kiếp sau tôi sẽ báo đáp. Mau bỏ chạy cùng Diệp thần đó đi, chết cười, hậu cung của hắn cần cô. Mục Nguyệt nhìn xung quanh thắc mắc ai đang nói vậy. Hình như giọng nói giống của Đường Du, nhưng vừa rồi anh ta không hề mở miệng. Đường Du vội kéo cô đi sao vây, không phải muốn hủy hôn sao. Đi thôi, cùng nhau đi gặp các trưởng bối nói chuyện. Mục Nguyệt đáp lại với vẻ mặt hài lòng được. Anh vừa đi vừa nghĩ thoải mái rồi, nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với người phụ nữ ngu xuẩn này. Như vậy, Diệp Thần sẽ không thể gây phiền toái cho mình, mình nhất định phải sống sót đến đại kết cục của tiểu thuyết. Đáng tiếc mỹ nhân đẹp nhất Tô Hàng lại trở thành hậu cung của Diệp Thần, còn liên lụy khiến Tô gia tán ra bại sản, không hổ là sảng văn não tàn. Không ngờ những gì anh nghĩ đều bị Mục Nguyệt nghe thấy lại là giọng nói này. Cô ngạc nhiên khi nghe được giọng nói lúc này. Cả hành lang chỉ có hai người bọn mình, giọng nói này chắc chắn là của Đường Du. Cô không ngừng suy nghĩ về những gì Đường Du nói nhưng Diệp Thần sao vậy? Anh ta chỉ là vệ sĩ mình thuê cách đây không lâu. Bảo mình làm hậu cung của vệ sĩ, còn liên lụy đến gia tộc. Đùa gì vậy chứ? Vừa đến nơi gặp trưởng bối Đường Du, con đến thật đúng lúc, có chuyện này muốn nói với hai đứa một chút. Cha của Mục Nguyệt vẻ mặt vui vẻ nói cha vừa nói chuyện với chú Tô, cha cảm thấy con và Mục Nguyệt rất hợp nhau, định sẽ quyết định hôn sự của hai đứa. Con cảm thấy thế nào? Đường Du trả lời con cảm thấy không hợp. Chú Tô tức giận không hợp. Cả tô hàng này ai mà không biết, con đã theo đuổi người ta 3 năm rồi. Đường Du quả quyết đáp các vị trưởng bối, gần đây con đã suy nghĩ lại rồi, cưỡng ép không có ích lợi gì. Hôn nhân là chuyện cả đời, quyền lựa chọn nên giao cho hai đứa con quyết định thì tốt hơn, cảm ơn sự quan tâm của mọi người tới chúng con. Cha Mục Nguyệt bình tĩnh nói Tiểu Du, chú biết tại sao cháu lại nói như vậy, có phải là Mục Nguyệt ép cháu phải nói như vậy không? Yên tâm đi, chuyện hôm nay chú sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cháu anh đầy lo sợ lẩm bẩm chú chú mong cháu bị đánh chết sao anh vội vàng thốt lên không phải đâu chú cháu thật sự cha mục nguyệt ngắt lời không cần nói nhiều nữa chú hiểu rồi giọng ông đầy tức giận mục nguyệt con tự mình nói đi những năm qua đường du đối xử với con thế nào người ta tình sâu nghĩa nặng chăm sóc con thế nào khi con bị ốm nằm viện con nằm viện bao lâu tiểu du cũng ở đó chăm sóc con từng ấy lâu xét về điều kiện và ngoại hình tiểu du người ta thua kém con ở điểm nào con còn ép thằng bé nói như vậy cha thật sự bị con làm cho tức chết mà đường du đứng bên cạnh nội tâm đầy gấp rút mau trả lời đi còn ngây ra đó làm gì cãi nhau với cha cô một trận đi chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt ai đi đường nấy tôi cũng sẽ đi tìm các em gái khác để chơi đùa nếu cô còn không nói gì tôi thật sự gặp đen đủi rồi cô không muốn bỏ trốn cùng với long vương diệp thần của mình nữa sao mục nguyệt nghe được đầy tức giận trong lòng khốn nạn cứ mở miệng là diệp thần của cô anh ta coi mình là loại người gì chứ Dựa vào cái gì mà bà đây phải bỏ trốn cùng một vệ sĩ anh ta là cái thá gì? Anh theo đuổi tôi 3 năm, nói thay lòng là thay lòng à? Cô bình thản đáp lại cha, con không bảo anh ấy nói như vậy, con ủng hộ liên hôn. Đường du nội không ngừng hốt hoảng cô bị điên à, đã nói là cùng nhau từ hôn mà. Ai muốn yêu đương với cô? Ai muốn đi theo cốt truyện của sảng văn chứ? Hậu cung Long Vương mới là nơi cô nên đi, cầu xin cô đó, tỉnh táo lại đi, đừng có phát điên nữa. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Đường Du cô hài lòng hắn hiện tại thú vị hơn nhiều so với dáng vẻ nịnh bợ trước đây, khá vui đó chứ. Ông Đường vui vẻ nói được rồi, hai đứa nó bằng lòng rồi, vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa, hãy tuyên bố chuyện này với bên ngoài đi. Đường Du vừa thắc mắc vừa lo lắng chắc chắn là não cô ta uống nước rồi, mình thật sự bị cô ta hại chết rồi, chút nữa chắc chắn Diệp Thần sẽ đến làm loạn, khó khăn lắm mới được làm cao phú soái phản diện giàu có, vậy là kết thúc rồi sao? Câu chuyện sáng văn chết tiệt mục nguyệt nghe được hết những lời trong lòng của Đường Du mà không khỏi thắc mắc chút nữa, câu chuyện thực sự sẽ xảy ra giống như những gì tên này nói trong lòng sao? Ông Đường háo hức tuyên bố tại bữa tiệc các vị bạn bè thân thiết, hôm nay có một chuyện vui nữa muốn chia sẻ với mọi người. Nhà họ Đường chúng tôi quyết định liên hôn với nhà họ Tô, từ hôm nay trở đi, Tô Mục Nguyệt đã sắp trở thành con dâu của nhà họ Đường chúng tôi rồi. Diệp Thần nghe được vô cùng tức giận cái gì? Tô Mục Nguyệt là người phụ nữ mà mình thích, ai nhúng tay vào đều phải chết đường du thấy diệp thần đang dần tiến về phía mình mà không ngừng hốt hoảng hỏng rồi hắn đến rồi hắn đến rồi hắn mang sắc khí qua đây rồi sao vẫn như vậy chứ hôm nay mình nhất định phải bị đánh sao mục nguyệt nghi ngờ hôm nay nhà họ tô không mang theo vệ sĩ nhưng diệp thần lại xuất hiện ở đây giống y như tên đó nói diệp thần khó chịu quát lớn tôi không đồng ý hôn sự này ông tô nghe được lập tức giận dữ cậu là an một vệ sĩ nhỏ bé chuyện của nhà họ tô chúng tôi đến lượt cậu nhúng tay vào sao người đâu đuổi cậu ta ra ngoài nội tâm diệp thần như lửa đốt đuổi ra ngoài ư mình đường đường là long vương tung hoành ngang dọc ở nước ngoài vương công quý tộc châu âu cũng không dám nói lời như vậy với mình đường du thấy vậy liền lắp bắp lo sợ đừng kích động đùng kích động có gì từ từ nói hôm nay là sinh nhật của ông tôi đông tay động chân không tốt đâu khách đến dự tiệc cũng bất bình lên tiếng thật sự không ngờ tố chất của đường thiếu lại cao như vậy không tính toán với loại người này đổi lại là tôi đã kéo ra ngoài đánh chết cho chó gạm rồi tôi thấy có lẽ là muốn tranh giành nữ nhân với đường thiếu gia nghèo kiết xác như anh ta mà cũng xứng sao đường thiếu mau đánh chết hẳn đi nghe những lời này đường du không những không vui mà ngược lại còn lo sợ hơn các người ôn ảo gì chứ thái độ không thể tốt một chút sao các người mắng thì vui nhất thời còn tôi sẽ được đưa đến lò hỏa táng diệp thần nhìn đường du bằng ánh mắt đầy sắc khí tất cả đều là do tên khốn này nếu không phải hắn bám lấy tô mục nguyệt chuyện sẽ thành ra như vậy sao thấy diệp thần đang nhìn mình đường du lại lầm bầm chết tiệt anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì có phải tôi mắng anh đâu? Tôi cũng không sai người ra tay, anh muốn sao chứ? Anh muốn cướp người thì cướp đi, đừng có nhằm vào tôi. Mục Nguyệt thở vào nhẹ nhõm phụt. Thấy vậy Diệp Thần lại nghĩ rằng tôi Mục Nguyệt chắc chắn là vì mình đứng ra nói giúp cô ấy nên mới cười, quả nhiên mình là chỗ dựa duy nhất của cô ấy. Diệp Thần tự tin nói Mục Nguyệt, không ai có thể hy sinh tự do của em để đổi lấy lợi ích, có anh ở đây, em muốn đi đâu cũng được, ai ngăn cản, kẻ đó sẽ chết. Nghe được những lời này Đường Du mừng rỡ đúng vậy, mau đi đi, nam nữ khách mời nắm tay nhau thành công liền bỏ trốn chỉ cần tên này đưa tô mục nguyệt đi chuyện tiếp theo sẽ chẳng liên quan gì đến mình nữa diệp thần tiến tới nắm lấy tay mục nguyệt mục tiêu nguyệt đi theo anh cô liền gạt tay diệp thần tỏ vẻ giận dữ anh làm gì vậy bị điên à diệp thần nghe thấy chết lặng nghe tên đó nói thầm một hồi mình đã hiểu ra một chút rồi đây giống như là thế giới trong tiểu thuyết theo cốt truyện thông thường sau này tên vệ sĩ diệp thần này dẫn mình bỏ trốn sẽ biến mình thành hậu cung của anh ta càng nghĩ mục nguyệt càng tức giận dựa vào cái gì chứ diệp thần ra sức khuyên cô mục nguyệt anh biết em đang sợ điều gì em yên tâm có anh ở đây nhà họ đường sẽ không dám làm gì em đâu hắn ta gằn giọng nhất định là tên này đã uy hiếp em đại thiếu gia nhà họ đường là cái thá gì chứ nghe vậy đường du không nhịn nổi cứ chửi thầm trong lòng não anh bị chập mạch à liên quan gì đến tôi tôi đã mặc kệ tên vệ sĩ như anh rồi cho các người một trăm vạn mau chóng cao chạy xa bay đi đừng có giày vỏ tôi nữa đại ca mục nguyệt cũng không nhịn được lên tiếng anh nghĩ nhiều rồi anh chỉ là một vệ sĩ của nhà chúng tôi từ hôm nay anh bị đuổi việc hãy lập tức rời khỏi đây đi diệp thần nghe vậy lại vui mừng nghĩ rằng bây giờ cô ấy đang bảo vệ mình nên mới cố ý làm vậy không hổ là nữ nhân mà long vương mình thích thấu tình đạt lý là người lương thiện diệp thần nói tiếp mục nguyệt anh sẽ không rời xa em đâu có anh ở bên cạnh em em sẽ không phải suy nghĩ gì cả nhà họ đường chỉ chưa dứt câu ông tô đã lao đến đấm vào mặt diệp thần quát lớn đồ khốn cút đi cho tao đừng bám lấy con gái tao nữa cả đời này tao chỉ có một người con rể là đường du nếu mày còn dây dưa nhà họ tô tao sẽ không tha cho mày đâu diệp thần giận dữ không nói nên lời ông nhưng rồi hắn vẫn kiềm chế cơn giận không được phải nhẫn nhịn không được để lộ thân phận là long vương thì điều quan trọng nhất là phải học cách nhẫn nại bất lực hắn nói hừ nếu ở đây đã không hoan nghênh tôi vậy thì tôi sẽ đi trước khi đi diệp thần ngoảnh lại nhìn đường du mà nghĩ rằng tiểu tử này còn cố ý không ra mặt để nhà họ tô đối phó với mình tính toán hay Đường Du nhìn theo Diệp Thần mà nơm nớp lo sợ anh bị điên à, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Muốn dây dưa với tôi à? Tôi biết là hai người tình cảm sâu đậm nhưng cũng không thể làm như vậy được. Cầu xin cô đấy Tô Mục Nguyệt, mau đi với chồng cô đi. Những lời trong lòng của Đường Du, Mục Nguyệt nghe không sót chữ nào, cô cau mày tiểu tử anh lầm bầm một hồi, cứ liên tục nói Diệp Thần này là chồng của tôi, tôi là vị hôn thê của anh đó. Anh không muốn tôi lại gần, tôi sẽ cứ làm. Cô tiến lại gần Đường Du rồi hôn anh ta đường du vội dùng tay đặt lên mặt mình ngăn chặn nụ hôn của mộc nguyệt nội tâm đường du lúc này như múa hết cả lên chết tiệt sao cô lại ác độc như vậy lại còn muốn hôn tôi may mà tôi cao tay hơn một bước để cô đạt được ý đồ thị hôm này tôi sẽ không còn đường sống nữa mọi người xung quanh không ngừng bàn tán ôi ôi hai người thật là thú vị những tương tác này người ta chúng ta không hiểu được đâu bọn ta cũng là một phần trong trò chơi của hai đứa sao diệp thần cũng nhìn thấy cảnh tượng này người phụ nữ của mình lại hồn người đàn ông khác vừa tức giận lại vừa căm thù nhà họ đường hơn đúng vậy tô mục nguyệt vì thỏa hiệp nên không thể không làm như vậy cô ấy đang bảo vệ mình khỏi nhà họ đường nhà họ đường này đã không cần thiết phải tồn tại nữa sau bữa tiệc tại nhà họ đường đường du tức giận không ngừng mắng hệ thống hệ thống chết tiệt có phải là mày đang chơi tao không sao cốt truyện hôm nay không giống như những gì đã nói anh ta lại thắc mắc tô mục nguyệt trong cốt truyện ban đầu đáng lẽ phải coi thường anh ta mới đúng nhưng rõ ràng hôm nay tô mục nguyệt có vấn đề chỉ số iq của cô ta rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều để bảo vệ long vương của cô ta nên mới hy sinh nhiều như vậy sao có lẽ là do ký chủ thay đổi cốt truyện gây ra hiệu ứng bươm bướm đường du mở hệ thống nói thôi vậy hệ thống cho phần thưởng hệ thống thông báo tạch ký chủ đã sống sót thành công trong cốt truyện đầu tiên lamborghini đã có trong gara vui lòng kiểm tra và nhận đường du nóng giận chỉ vào hệ thống quát chết tiệt bây giờ trong nhà tao ngoại trừ tiền chính là tiền mày cho tao thứ này có tác dụng gì chứ cùng lúc đó thiếu gia hà tiến đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ đường bước vào thiếu gia đây là phu nhân bảo tôi đưa đến nói là quà tặng vương lão ra từ được anh vất vả rồi trong tiểu thuyết nhà họ vương và nhà đường nhiều đời thân nhau vương lão ra từ từ nhỏ đã đối xử tốt với nam chỉnh nhưng đột nhiên có một ngày ông ta bị liệt vương ức tuyết châu gái nhà họ vương bạn gái cũ của đường du nghe tin và vội và trở về nhà họ vương đường du hốt hoảng vãi đây không phải cốt truyện của trang 62 sao theo cốt truyện ban đầu ông vương bị liệt và không thể chữa khỏi nhà họ vương tìm kiếm các bác sĩ nổi tiếng khắp nơi để chữa trị cho ông mà diệp thần là nam chính của sảng văn thần y kim thủ trí đương nhiên rất giỏi thái ất thần châm gì đó cũng chẳng có gì to tát đoạn cốt truyện này chính là lúc tốt nhất để hắn ra vẻ diệp thần đã cứu ông vương và nhận được sự tin tưởng của nhà họ vương mở đường cho hắn chinh phục tô hàng đường du lại cầu nhau chết tiệt chẳng lẽ mình đi tặng để lại bị đánh nữa à hà tiến thấy dáng vẻ của đường du lo lắng hỏi đường thiếu anh không sao chứ không sao đường du đáp hà tiến nói tiếp không sao thì tốt rồi đường thiếu tôi biết anh vẫn không vui vì chuyện hôm nay anh yên tâm, tôi đã bảo người đi gây rắc rối cho tên Diệp Thần đó rồi. Đường Du nghe đờ cả người hả? Hà. Hà Tiến dõng dạc nói thêm tôi đã bạc biệt phái hơn 30 người đi, lần này nhất định khiến hắn phải trả giá. Nghe xong Đường Du chết lặng hay lắm, anh thật sự sợ tôi sống đến đại kết cục đúng không? Thấy Đường Du cứ ngồi trầm tư, Hà Tiến lại gần hỏi thiếu, thiếu ra sao vậy? Anh không khỏe sao? Đường Du đứng bật dậy. Tôi không sao, nhưng hôm nay tôi phát hiện ra anh làm đội trưởng vệ sĩ quá lãng phí tài năng, như vậy đi nhà họ đường chúng ta có một công ty khai thác mỏ ở nam phi anh qua đó giúp tôi quản lý thấy sao hà tiến ngạc nhiên tôi sao đường du vui vẻ đúng vậy ngày mai đi đi chút nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh sau khi sang đó lương thưởng gấp ba lần hà tiến nghe vậy cảm động hu hu cảm ơn đường thiếu đã tin tưởng tôi nhất định sẽ nỗ lực làm việc nhìn theo bóng lưng hà tiến đường du vui mừng rất tốt giải quyết được một tên ngu ngốc rồi đến châu phi anh không thể nào trốn ra để quay về trả thù tôi nữa mình có thể yên tâm đến nhà họ vương theo cốt chuyện rồi một tiếng sau, tại nhà họ Vương, Đường Du đang vội vã thì va phải Vương Ức Tuyết chết tiệt. Ngực của Ức Tuyết vì va chạm mà nảy hết lên. Hắn ta tức giận lầm bần ai đi đường mà không có mắt vậy. Trọng tài, cô ta dẫn bóng va chạm vào người khác là phạm quy đó. Chất liệu của chiếc váy này thực sự rất tốt, rất có thể là loại đặc biệt, nếu là sơ mi thì đã bị giãn ra từ lâu rồi. Những lời của Đường Du đều bị Ức Tuyết nghe được anh đang nói gì vậy? Đường Du nghe liền thắc mắc hả? Tôi đâu có nói gì, cô không sao chứ? Ước Tuyết lại hỏi nghe nhầm thôi, sao anh lại đến nhà tôi? Tôi đến thăm lão gia tử Đường Du đáp. Ước Tuyết vừa nói vừa ngoảnh đi. Ông tôi vẫn đang ngủ, anh ngồi xuống uống ly trà trước đã. Năm đó hai người chia tay khi Đường Du bị phát hiện lừa dối cô, họ không liên lạc với nhau kể từ đó. Nhưng lần gặp lại này khiến Vương Ước Tuyết không khỏi quan tâm, bởi vì trong buổi họp lớp tháng trước, cô ấy biết Đường Du bị người khác hãm hại, trong lòng cô ấy vô cùng hối hận. Hôm nay gặp Đường Du, cô ấy nhận ra nhiều năm như vậy nhưng mình vẫn chưa quên được anh a. À. Vương ức tuyết nghĩ thầm không quên được thì cũng có ích gì chứ, đã muộn rồi, đêm qua nhà họ Đường và nhà họ Tô đã tuyên bố liên hôn. So với vương ức tuyết nội tâm phức tạp, Đường Du ở bên cạnh lại không nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm nhìn cô ấy pha trà. Hắn vừa nhìn vừa nghĩ chật chật, pha trà mà cũng đẹp như vậy, Tô Mục Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân, theo mình thấy, vương ức tuyết mới là người phụ nữ đẹp nhất ở Tô Hàng. Khi chất này, thao tác pha trà này, Tô Mục Nguyệt kém xa cô ấy, mặt mày lúc nào cũng cao có, làm như mình nợ tình của cô ta không bằng. Liên hôn, liên hôn cái quái gì chứ sớm muộn gì cũng phải bỏ hôn sự này ước tuyết nghe vậy ngạc nhiên không nhằm đó chứ đây chắn chắn là giọng của đường du mặc dù tên này không mở miệng nhưng mình lại nghe rất rõ nhìn thấy thái độ khác thường của ước tuyết đường du liền hỏi cô không sao chứ ước tuyết vội đáp tôi không sao cô dần hiểu ra mọi chuyện hình như mình có thể nghe thấy tiếng lòng của tên này hơn nữa anh ta còn cảm thấy mình mới là đệ nhất mỹ nhân hừ rõ ràng là những năm qua tên này cũng không quên được mình lại còn giả vờ đi theo đuổi người khác Ước Tuyết vui vẻ e hèm, nghe nói hôm nay anh đã đính hôn với Tô Mộc Nguyệt. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng cầu được ước thấy rồi. Đường Du ấp úng hả chuyện này. Nói ra rất dài, dù sao kết hôn cũng là chuyện không thể đâu. Vừa dứt lời Đường Du lại nghĩ kết hôn cái quái gì chứ, đây đều là do Tô Mộc Nguyệt đang làm loạn. Cô ta là đồ thần kinh, trong lòng đã có người khác mà còn cố ý lấy mình ra làm bia đỡ đạn để diễn kịch. Ước Tuyết càng tiến lại gần Đường Du, áp sát ngực vào mặt anh ta nói tiếp hai người thế nào. Tình cảm bất hòa ư, Đường Du không chịu được đỏ mặt nói không có tình cảm, quan hệ bạn bè, cô hỏi chuyện này làm gì. Trong lòng Đường Du như không chịu được nữa chết tiệt, sao đột nhiên lại đến gần mình. Người cô ấy thơm quá, đây là mùi cơ thể của cô ấy sao. Ngực trắng quá, a phì, quần áo, cũng rất đẹp. Ước tuyết nghe rõ từng câu mà Đường Du nói hừng, tên này này lúc yêu nhau lúc nào cũng khen như vậy. Ước tuyết ngồi xuống ghế ôm lấy tay Đường Du nũng nịu sao lại tức giận với người ta như vậy, anh là tình đầu của em, em không thể thân thiết với anh một chút sao. Đường Du vẫn tỏ vẻ nói chú ý giữ khoảng cách, chia tay nhiều năm như vậy rồi, dùng chiêu này cũng vô dụng. Tôi không thích Tô Mục Nguyệt, cùng sẽ không quay lại với cô đâu. Nhưng nội tâm anh ta hoàn toàn trái ngược chết tiệt, sao cô có thể như vậy chứ? Lại còn ôm lấy tay tôi, đây là gian lận. Xin cô hãy bình thường một chút, đây không phải là phong cách của cô, lẽ nào cô không nên tránh xa đàn ông vạn dặm trừ người như Diệp Thần gia? Có điều thật ngưỡng mộ tay của mình, nếu như có thể ôm đầu mình thì tốt rồi, có thể dùng làm gối. Ước tuyết nghe được không kìm chế được bật cười ha ha ha. Đường du liền ngạc nhiên, thắc mắc sinh thì sinh thật nhưng người phụ nữ này có chút không bình thường. Đã mất mặt như vậy rồi mà cô ta còn chịu được sao? Đường du lại nghĩ sợ người phụ nữ này quá, hôm qua tô mục nguyệt có vấn đề thì thôi đi, vương ức tuyết này trông cũng như bị ngốc vậy. Rồi nói tôi đi vệ sinh một lát. Vừa đứng dậy đường du vừa nghĩ tôi sợ cô rồi, vào nhà vệ sinh trốn một lát vậy. ức tuyết vội la lên ối, anh đợi chút. Cô bỗng hét lên á đường du nghe thấy ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy ức tuyết đang ngã chỏng cả chiếc mông gợi cảm lên ha ha không hổ là nữ chính sảng văn cũ ngã kinh điển ức tuyết dươm dướm nói người ta đã ngã rồi anh còn không đỡ em dậy sao nghe xong đường du xịu cả mặt bà tôi tôi còn không dìu lại dìu cô dìu xong tôi sẽ chuồn vậy sau khi đường du dìu mình lên ghế ngồi ức tuyết liền gác chân lên người đường du làm lộ cả đôi chân trắng nuột nà đường du em bị treo chân rồi anh có thể giúp em xoa một chút được không anh ta liền từ chối tôi không biết làm Đường Du ngẫm lại cốt truyện thật kỹ lưỡng hôm nay mình muốn đến xem qua cốt truyện để nhận phần thưởng. Tiếp xúc gần gũi với nữ chính thứ hai chính là hành vi tự nộp mạng. Nghe vậy ức tuyết khó chịu đáp lại anh nói dối, lúc chúng ta hẹn hò ở đại học, em chơi tennis bị bong gân chân, anh đã xoa cho em, anh ghét em đến vây sao. Đường Du cũng không nhịn mà trả lời đúng vậy, cho nên nếu cô thực sự khó chịu, tôi có thể giúp cô gọi bác sĩ tới. Thật ra trong lòng Đường Du rất mong cô nghĩ như vậy đúng đúng đúng, cô hãy coi như tôi ghét cô, mau chóng rời xa tôi đi dù sao hai chúng ta cũng không hợp cô là hậu cung của diệp thần thiết lập nhân vật của tôi là bia đỡ đạn phản diện nếu như chuyện này để hắn biết được đêm nay tôi sẽ đi đời nghe những lời kỳ ngoặc của anh ức tuyết cũng không khỏi thắc mắc mặc dù không hiểu thiết lập nhân vật bia đỡ đạn những từ này có nghĩa là gì nhưng anh bảo em rời xa anh là em sẽ làm theo ư không có chuyện đó đâu ức tuyết tức giận anh không giúp em xoa đúng không được vậy anh đi đi chút nữa em sẽ nói với tất cả mọi người chuyện anh lợi dụng em đường du lập tức lo lắng chết tiệt đừng như vậy chứ có thể có lý chút được không? Nếu như cô nói lung tung ra ngoài như vậy, Diệp Thần chắc chắn sẽ ghi thủ tôi. Tôi chưa từng thấy nhân vật phản diện nào trong sáng văn đoạt phụ nữ với nam chính mà còn có thể sống sót cả. Đường Du miễn cưỡng xoa cũng được nhưng cô đừng nói ra ngoài. Sau đó ngoan ngoãn xoa chân cho ức tuyết. Ức tuyết sung sướng, mãn nguyện a. À. Đường Du nghe liền ngại ngùng không phải chứ, bóp chân thôi mà, cô kêu gì chứ. Tập mới kết thúc tại đây, thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo a à, ức tuyết không ngừng la lên đường du không chịu nổi tôi xoa xong rồi ức tuyết lại tiếp tục giả vờ nhưng ở đây em vẫn hơi đau nhưng cô vẫn không đánh lừa được đường du anh kiên quyết nói không cô không đau ức tuyết đành bất lực được rồi vậy lần sau bị thương sẽ lại tìm avn đường du liền nói còn có lần sau ư ức tuyết vẫn thản nhiên nói nếu không thì sao trong lòng ức tuyết đầy tâm cơ có thể nghe được tiếng lòng của tên này lại bắt được thóp của anh a không thể tha cho anh ta như vậy được đường du khó chịu trong lòng hệ thống chết tiệt mày ra đây cho tê tại sao thiết lập nhân vật vương ức tuyết cũng sụp đổ hệ thống xì xì reng reng chuông điện thoại của vương ức tuyết vang lên alo tôi biết rồi hội nghị năng lượng mới sẽ bị hoàn lại nửa tiếng nữa tôi sẽ đến sau đường du ngẫm lại cốt truyện hạng mục năng lượng mới nhớ ra rồi đây không phải là cái bẫy do vương như long và diệp thần răng ra sao để đầu tư vào dự án này toàn bộ tiền vốn 50 tỷ của nhà họ vương đã dồn vào đó khiến tập đoàn đằng vương rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vương như long nhân cơ hội trang quyền Diệp Thần đóng vai một người tốt để giúp Vương Ước Tuyết giải quyết khủng hoảng, thành công đưa Vương Ước Tuyết vào hậu cung, sau đó giết chết Vương Như Long. Cuối cùng nhà họ Vương vẫn sẽ rơi vào tay hắn. Ước Tuyết nghe thấy liền ngạc nhiên sao Đường Du lại biết khoản đầu tư này. Đây là bí mật cao cấp nhất của công ty. Quả thực chính em họ Vương Như Long của mình đã thúc đẩy dự án này. Chẳng lẽ anh ấy âm thầm quan tâm tới mình, dùng thế lực Đường ra giúp mình điều tra những chuyện này. Nghĩ xong Ước Tuyết vội vã nói công ty có cuộc họp gấp, em đi họp trước đã, chút nữa sẽ đến tìm AVN. Đường Du nghe vậy cũng vẫy tay chào cô cô cứ làm việc của mình đi. Ước Tuyết bước đi lòng đầy chịu những oán hận hay cho Vương Như Long, hay cho Diệp Thần. Nếu như để tôi điều tra rõ ràng rồi, các người đừng ai mong có thể sống sót. Đầu của Đường Du trật nảy số đại sự, tôi hiểu rồi. Vương Ước Tuyết có vấn đề cùng sẽ không ảnh hưởng đến xu hướng cốt truyện. Chút nữa, như thường lệ Diệp Thần sẽ trở lại nhà họ Vương để ra vẻ lạnh lùng, khi chất bá đạo nhất định sẽ chinh phục được Vương Ước Tuyết. Lần này nhất định có thể sống đến đại kết cục rồi vừa thở vào nhẹ nhõm đường du bỗng nghe thấy tiếng gọi anh đường du hắn ngoảnh mặt tìm xung quanh hả ai vậy tiểu nguyệt từ cửa bước vào là em đây chào anh đường du vẻ ngoài xinh xắn của tiểu nguyệt làm cho đường du mê đắm ổ tiểu nguyệt à lâu rồi không gặp nhớ lại rồi cô ấy chính là giang tiểu nguyệt nữ thần y nổi tiếng nhất tô hàng năm nay mới 20 tuổi y thuật có thể xếp vào top 10 hoa hạ ông nội cũng là thái sơn bắt đầu của y học cổ truyền hoa hạ được mệnh danh là thánh y một thời gian thiên y Thiên chi kiêu tử y thuật xuất chúng, dung mạo phi phàm như vậy, nơi cuối cùng của cô ta đương nhiên là hậu cung của Long Vương Diệp Thần. Sau khi Diệp Thần trở về Hoa Hạ, anh ta đã chọn Tô Hàng làm điểm dừng chân đầu tiên vì ở Tô Hàng có rất nhiều người đẹp. Khi đến đây thu thập hậu cung, anh ta cũng muốn chinh phục toàn bộ đại gia tộc ở Tô Hàng để làm chỗ dựa cho mình. Hãy giúp anh ta từng bước vươn lên ở Hoa Hạ. Tiểu Nguyệt vui vẻ hỏi gần đây sức khỏe ông đường thế nào? Thuốc lần trước em kê cho ông, ông có uống đúng giờ không? Đường Du cũng niềm nở đáp lại có. Nói lại thì vẫn phải cảm ơn em, ông nội anh sau khi uống thuốc của em đã khỏe hơn nhiều rồi. Bộ dạng xa cách của Đường Du làm cho Tiểu Nguyệt ngơ ngác anh Đường Du khách sáo với em như vậy làm gì? Đường Du tiếp lời được, vậy anh không khách sáo nữa, hay là em vào đây ngồi nghỉ ngơi chút đi. Nhà họ Giang đã nhiều đời hành nghề y, cũng là gia tộc có tuổi đời hàng trăm năm ở Tô Hàng, có quan hệ mật thiết với nhà họ Đường. Vì được nhà họ Đường bảo vệ nên ở Tô Hàng không ai dám gây phiền phức cho nhà họ Giang. Ngược lại, nhà họ Đường có ai bị bệnh Người của nhà họ Giang cũng sẽ nhanh chóng đến chữa trị. Cô ấy và Đường Du đã quen nhau từ nhỏ, quan hệ của hai người cũng không khác gì anh em. Đường Du cau mày nghĩ thầm ha ha, nếu như không khách sáo với em một chút thì hôm nay anh đen đủi rồi. Ai bảo em là hậu cung của Diệp Thần chứ? Anh a thật là độc ác. Ôi, em gái Tiểu Nguyệt của mình bị lợi dụng, thật là đáng tiếc. Trong đầu tác giả toàn là phân. Những lời trong lòng của Đường Du cũng bị Tiểu Nguyệt nghe được mình là hậu cung của Diệp Thần ư? Diệp Thần là ai? Bất giác cô hỏi anh Đường Du. Anh nói gì vậy? đường du vội đáp hà anh có nói gì đâu anh cũng không khỏi thắc mắc sao hôm nay những người phụ nữ này đều có chút kỳ lạ nhỉ tiểu nguyệt vẫn đinh ninh đó rõ ràng là giọng của anh đường du mà vừa đến đã có người hầu ra tiếp đón họ giang thần y đến rồi vương lão gia tử vừa ngủ dậy rồi bây giờ giang thần y có tiện đến chữa trị không tiểu nguyệt điềm nhiên anh cũng đi cùng đường du cũng đồng ý ửng tiện đi thôi lão gia tử thấy họ bèn yếu ớt ngồi dậy từ giường bệnh tiểu du đến rồi à đường du vội sốt sắng ông vương ông cứ nằm xuống đi đợi tiểu nguyệt chữa khỏi cho ông rồi Cháu sẽ đến chơi cờ với ông." Diệp Thần cũng có mặt, nhìn thấy Đường Du không ngừng thắc mắc sao hắn lại đến lại đây. Vương Như Long bên cạnh quay sang hỏi anh Diệp, anh có chắc chắn chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi không? Diệp Thần không nói gì chỉ đưa bàn tay lên. Thấy vậy Vương Như Long bèn nói mới có 50% sao? Xác suất không cao. Vương Như Long, con trai duy nhất của lão nhị nhà họ Vương, tài năng không bằng Vương Ước Tuyết, cảm thấy mình không được gia tộc coi trọng nên đã chọn cấu kết với Long Vương Diệp Thần để tranh giành quyền lực nhà họ Vương. Diệp Thần khó chịu nói ý tôi là trong tầm kiểm soát. Nội tâm của Diệp Thần vô cùng gian xảo hừ, những phú nhị đại này đều là những kẻ ngốc, một tướng thành công vạn người bỏ xác, họ sẽ là bộ xương khô dưới chân mình. Về phần Giang Tiểu Nguyệt, sớm muộn gì cũng thành người phụ nữ trong hậu cung của mình. Giang Tiểu Nguyệt này không chỉ tài sắc vẹn toàn, quan trọng hoan là mạng lưới quan hệ khổng lỗ của nhà họ Giang. Thần y thế gia, cứu được không biết bao nhiêu nhân vật lớn, chỉ cần có được nhà họ Giang, ngay chiếm được tô hàng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vương Như Long bày ra vẻ mặt lo lắng giang thần y, ông nội tôi thế nào rồi? Tiểu Nguyệt bình nhiên trả lời do đột quỵ, kinh mạch bị tắc nghẽn, cộng với một số biến chứng khác, dẫn đến liệt nửa người, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, tôi đã dùng 13 kim quỷ môn để thông kinh mạch cho ông rồi. Nói rồi Tiểu Nguyệt quay sang đầy chiều mến anh Đường Du, anh lại đây giúp em khử trùng kim bạc đi. Đường Du vội từ chối hả, anh không ổn lắm. Tiểu Nguyệt vẫn kiên nhẫn hãy mau đến đây đi, chẳng phải trước đây anh khá thành thạo sao? Ở đây chỉ có anh biết trình tự kim của em. Diệp Thần nghe thấy mà không ngừng căm phẫn tên họ Đường này thật sự đáng chết. Người phụ nữ mà mình thích hắn đều nhúng tay vào. Đường Du khó chịu trong lòng đồ không biết xấu hổ, chuyện này cũng có thể trách tôi sao? Tiểu Nguyệt ra lệnh đóng cửa sổ lại, các người cũng lùi xa ra một chút, đừng vây quanh. Diệp Thần bước đến gần lên tiếng giang thần y, cô định dùng 13 kim quỷ môn để chữa trị bệnh liệt nửa người cho ông Vương sao? Tiểu Nguyệt thắc mắc quay sang nhìn Diệp Thần đúng thế, sao vậy? Diệp Thần tự tin nói tiếp tôi thấy không thích hợp, e rằng cô chưa nhận ra vấn đề thực sự của ông ấy áp dụng châm cứu để đã thông kinh mạch theo cách này sẽ chỉ làm hại thân thể bệnh nhân nếu cô không chắc chắn tôi thấy hay là để tôi làm người nhà họ vương đều nóng lòng lên tiếng anh là cái thá gì đến lượt anh dạy thần y chữa bệnh sao thật là nực cười lần đầu tiên thấy có người có thể dạy giang thần y khám bệnh đấy đây là ai dẫn tới vậy đuổi hắn ra ngoài cho tôi đường du thấy vậy vội vui mừng ha ha xuất hiện rồi tình huống kinh điển đứng ra để gây thù sau khi gây thù xong đợi chút nữa sẽ đánh cược sau đó để tiểu nguyệt tiếp tục chữa trị cuối cùng tiểu nguyệt để xảy ra vấn đề hắn sẽ ra tay thể hiện đến lúc đó người nhà họ vương sẽ bị hắn thuyết phục tiểu nguyệt cũng sẽ cảm mến ý thuật của hắn nhưng nói về cách chữa trị của tiểu nguyệt cũng không có vấn đề gì chỉ lo làm tổn thương thân thể của ông lão nên cắm kim quá rè rặt đáng ra phải mạnh hơn chỉ kích thích điểm bên ngoài để giảm bớt tắc nghẽn là được rồi tiểu nguyệt nghe được lời của đường du chợt bừng tỉnh cái gì vương như long vội ra mặt giải thích các vị trưởng bối diệp thần là do tôi mời tới anh ấy cũng tinh thông y thuật là đến chữa bệnh cho ông nội chi bằng cho anh ấy một cơ hội đi. Trưởng bối nghe xong liền tức giận hỗn xược, sức khỏe của ông nội là trò trẻ con à? Tìm bừa một người về rồi để anh ta thử. Thằng nhóc này có thể làm được gì chứ? Diệp Thần lập tức kiêu ngạo ồ. Tuổi của Giang Thần Y còn nhỏ hơn tôi, sao ông biết y thuật của tôi không bằng cô Ai Chi bằng chúng ta cực đi? Mọi người đều ngạc nhiên cực gì. Diệp Thần tuyên bố nếu như Giang Thần Y không chữa được, tôi sẽ cứu ông lão, nhưng các người phải xin lỗi tôi. Trưởng bối vội tiếp lời nếu như Giang Thần Y chữa được thì sao? hắn dõng dạc nói nếu cô ấy chữa khỏi diệp thần tôi sẽ bỏ từ trong nhà họ vương ra ngoài được một lời đã định diệp thần càng thể hiện hơn giang thần ý cô cũng có thể đánh cược với tôi cược gì cũng được tôi sẽ không nuốt lời nhưng tiểu nguyệt chỉ phớt lờ hắn ta xin lỗi tôi không cược làm ơn hãy yên lặng đừng làm ảnh hưởng đến tôi giang tiểu nguyệt đã nghe suy nghĩ của đường du rất lâu và hiểu được toàn bộ quá trình lúc này cô không hề có thiện cảm với diệp thần chút nào thậm chí còn cảm thấy nụ cười của anh ta cực kỳ đáng ghét tiểu nguyệt chán trường cá cược là một bác sĩ làm sao có thể lấy một việc thiêng liêng như hành nghề y để cá cược diệp thần vẫn ôm mộng nghĩ rằng hừ sau khi thể hiện y thuật cô ấy sẽ yêu mình thôi suy cho cùng phụ nữ là sinh vật vốn dĩ yêu thích kẻ mạnh vương như long vô cùng lo lắng nhưng vẫn tự chấn an bản thân rốt cuộc anh diệp có làm được không nhưng anh ấy cười như vậy nghĩa là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát đường du đinh ninh nghĩ ôi xem ra mình nhớ không lầm sau khi chữa trị ông lão vẫn còn bị tụ máu trong cơ thể chưa thoát ra ngoài chữa trị của tiểu nguyệt sẽ xảy ra chút vấn đề vài phút nữa sẽ đến lúc diệp thần ra về tiểu nguyệt cũng vì vậy mà thích hắn cuối cùng trở thành hậu cung của hắn tiểu nguyệt rút kim châm ra khỏi người vương gia tử kết thúc quá trình chữa trị vương lão gia tử bây giờ ông cảm thấy thế nào vương gia tử yếu ớt trả lời thoải mái hơn nhiều rồi có thể nói chuyện rồi người nhà họ vương vô cùng mừng rỡ tốt quá rồi cuối cũng lão gia tử cũng coi như hồi phục rồi không hồ là giang thần y y thuật thật lợi hại vẫn là giang thần y lợi hại không giống như kẻ nào đó chỉ biết chém gió làm cho hề cho thiên hạ diệp thần tự tin trả lời chắc chắn đã chữa khỏi rồi chứ như vậy đi tôi sẽ đếm nếu ba phút nữa ông lão vẫn ổn tôi có thể quỳ xuống xin lỗi tiểu nguyệt lo lắng bắt lại mạch cho vương ra từ tất cả đều giống như tiếng lòng của anh đường du trước đó thấy sức khỏe của ông quá yếu muốn dùng đông y để từ từ điều chỉnh bây giờ mọi thứ đã thay đổi mình phải thay đổi phương án điều trị tiểu nguyệt chiều mến nhìn đường du anh đường du anh giúp em khử trùng một cây kim đường du không ngừng thắc mắc nha đầu này cần một cây kim bạc khác để làm gì Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra vấn đề rồi sao? Tiểu Nguyệt nhìn Đường Du mỉm cười chuyện này vẫn phải cảm ơn anh đó. Anh Đường Du của em, nếu không phải anh nói với em, sao em có thể biết được chứ? Tiểu Nguyệt vừa châm xong máu liền phun ra khiến Diệp Thần hốt hoảng không có lý do gì mà người phụ nữ này lại phát hiện ra căn bệnh tiềm ẩn này. Nếu như ý thuật của cô ta lợi hại như vậy, đáng lẽ việc điều trị phải được hoàn thành trong một lần. Điều này không hợp lý. Sao chuyện lại thành ra như vậy? Trưởng bối vội hối thúc Diệp Thần y này, đã hết 3 phút rồi, có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? Diệp thần y, đã hết 3 phút rồi, có phải anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? Diệp thần trầm tư suy nghĩ hôm nay vốn định làm cao nhân, chinh phục nhà họ vương, đồng thời chinh phục mỹ nhân. Bây giờ thực sự không thể không rời khỏi đây, nhưng thân là Long Vương, quỳ xuống xin lỗi, chắc chắn là chuyện không thể. Hắn ta mỉm cười có điều, sau này Giang Tiểu Nguyệt chắc chắn là người phụ nữ của mình. cúi đầu với vợ, vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Diệp Thần lên tiếng nịnh hót ha ha phẩy một ba kim quỷ muôn quả nhiên là danh bất hư truyền, xem ra không thua kém gì thái ất thần châm của tôi. Nói rồi Diệp Thần đem kim quỷ muôn ra. Đường Du nhìn thấy lại ẩm bẩm bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, nhanh chóng đổi chủ đề đúng không? Có điều, thái ất thần châm của hắn được sâu ra, Tiểu Nguyệt sẽ say mê hắn. Hai, không hổ là Long Vương, lúc nào cũng có thể thả thính. Tiểu Nguyệt nghe xong lập tức cau mày khó chịu cái gì, tên này muốn thả thính mình. Biết y thuật nhưng lại thiếu y đức, chữa bệnh thì chữa cho tử tế, lại còn lấy bệnh nhân ra đánh cược. Người như vậy, chính là rác rưởi, xứng đáng để theo đuổi mình sao? Tiểu Nguyệt tỏ vẻ đáng yêu nói lợi hại như vậy à, anh là người giữ lời hứa đúng không? Không phải muốn quỳ xuống xin lỗi sao? Đường Du ngớ cả người ra. Vãi, Tiểu Nguyệt, không đúng, không là thao tác lột da rắn gì đó. Hắn đã sâu ra thái ất thần châm rồi, không phải các người nên tỉ thí y thuật để gia tăng tình cảm sao? Diệp thần sĩ đen cả mặt một người phụ nữ mà cũng dám sỉ nhục mình như vậy. Nếu không phải tôi nhìn chúng cô và mạng lưới quan hệ của nhà cô, cô đã là một cái xác rồi. Vương Như Long vội đứng ra nói đỡ cho Diệp Thần ha ha, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, mọi người đừng coi là thật, hai vị đều là thần y, về lý nên tỉ thí học tập lẫn nhau mới đúng. Diệp Thần thấy vậy nói tiếp vừa rồi là lời nói nóng giận nhất thời, có điều hôm nay quả thực đã mạo phạm rồi. Nếu Giang Tiểu Thư không để bụng, hôm nay cùng ăn một bữa cơm coi như lời xin lỗi của tôi. Trong lòng đường du toàn những lời chế giễu Diệp Thần ha ha, nói lời giữ lời đúng là Long Vương, không hổ là anh thả thính không thành lại có kế khác anh đúng là gấu bông thành tinh máy đóng cọc bằng chân ông đây phục rồi tiểu nguyệt lạnh lùng đáp hừ tôi để bụng cô cau có nghe anh đường du lầm bầm một hồi mình đã biết đây là tên háo sắc rồi diệp thần xấu hổ không nói nên lời cô nói cái gì ông nội tiếng ức tuyết từ xa vọng vào cô bước vào với vẻ đẹp đầy quyến rũ sức khỏe ông tốt hơn chút nào chưa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cặp ngực to căng tròn của ức tuyết dục vọng của diệp thần đột nhiên tăng lên hắn lại tiếp tục tưởng bở không hổ là người phụ nữ mình nhìn chúng chẳng cần bao lâu là cô ấy sẽ bị mình thu phục cùng vương ra ước tuyết đi ngang qua hắn không nhìn lấy một cái khiến diệp thần như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt ước tuyết vừa đi vừa suy nghĩ kỹ lưỡng vừa nãy về công ty một chuyến phát hiện em họ vương như long vẫn luôn đẩy dự án nguồn năng lượng mới quả thực là một cái bẩy tình huống cụ thể mình vẫn cần điều tra thêm nếu không chứng cứ không đủ sẽ đánh rắn động cỏ lần này thật sự rất cảm ơn giang thần y ước tuyết nói tiểu nguyệt khách sáo đáp lại ai ra hai nhà chúng ta thì cần gì nói cảm ơn chứ a à, đã 3 giờ rồi tôi phải trở về khám bệnh miễn phí đây. Ước tuyết cũng vui vẻ à, vậy, Giang thần y đi cẩn thận, nếu Giang thần y rảnh thì hãy đến chơi. Tiểu Nguyệt bước về phía đường du anh đường du, sao anh không nói tạm biệt em, anh vội đưa tay lên chào à, bye bye. Đường du cười gượng gạo ha di, em gái, không phải anh không muốn chào tạm biệt em mà là anh con mợ nó không dám. thẳng ngốc diệp thần này đã coi em thành người phụ nữ của anh ta rồi, tôi thân thiết với em thì anh ta sẽ xử tôi. Tiểu Nguyệt quay lưng đi coi em thành người phụ nữ của anh ta, đồ gây tẩm. Diệp thần lập tức khó chịu người phụ nữ mình thích sao có thể gọi cậu ta là anh trai được, lại còn gọi thân thiết như vậy nữa. Hắn tỏ vẻ thân thiết tiến gần lại tiểu Nguyệt Giang Thần Y. Qua mấy ngày nữa, nếu tiện thì tôi sẽ đến nhà thăm. Nghe nói y thuật của Giang Thần Y siêu phàm, tôi muốn học tập mở rộng kiến thức. Tiểu Nguyệt không ngại khó chịu nói không tiện, không hoan nghênh, không được đến. Quê không còn gì để tả hắn ta ấm ức từ lúc sinh ra đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên của gái không thuận lợi như vậy. Diệp Thần đưa mắt qua nhìn Ức Tuyết rồi kiềm chế cơn giận nhưng bây giờ không thể phát tác, bởi vì kế hoạch của gái còn chưa kết thúc. Vương Ức Tuyết vẫn còn đang ở đây, hắn vội ra hiệu cho Vương Như Long. Thấy vậy Như Long liền lên tiếng đúng rồi chị, em giới thiệu cho chị một người thanh niên đẹp trai tài giỏi, chính là Diệp Thần, Diệp Thần y. Y thuật của anh ta không thua kém gì Giang Thần y, Diệp Thần bước tới với vẻ ngoài hào nhoáng chìa tay ra xin chào, Vương tiểu thư. Ức Tuyết quay sang lạnh lùng chưa có ai nói cho anh một chuyện sao? Diệp Thần tự tin cười hỏi chuyện gì? ức tuyết cười nhẹ rồi nói anh cười trông rất ghê tởm diệp thần chết đứng người cười trông rất ghê tởm đây là cái khiến mình tự hào cảm thấy quyến rũ nhất là tuyệt chuyên của gái bất bại diệp thần liền tỏ vẻ đáng thương khụ khụ vương tiểu thư chắc là cô đã có hiểu lầm gì với tôi rồi đúng không sau này có cơ hội thì chúng ta lại nói chuyện tiếp nói rồi hắn quay lưng bỏ đi một mạch thấy vậy vương như long vội đuổi theo để tôi tiễn anh diệp ra khỏi phòng như long hớt hải giải thích anh diệp chuyện ngày hôm nay có chút ngoài ý muốn anh đừng để trong lòng Diệp Thần chỉ chú tâm đến lời lúc này của ức tuyết tôi cười thật sự trông rất ghê tởm sao như long ấp úng cũng bình thường chỉ là có chút đặc biệt vừa đi cả hai vừa nói chuyện thằng nhóc họ đường kia có quan hệ gì với nhà cậu hai nhà chúng tôi có quan hệ thân thiết nhiều đời đường thiếu rất thân thiết với nhà chúng tôi anh ta còn là bạn trai cũ của chị tôi Diệp Thần nghe xong ngạc nhiên người yêu cũ hắn càng thêm cam phẫn Đường Du hay lắm cậu quyết tâm đối đầu với tôi đúng không người phụ nữ tôi nhìn chúng một người cậu cũng không thà đúng không hắn lấy điện thoại ra gọi điện bên kia đầu dây long vương có gì dặn dò diệp thần lo lắng chỉ âm chuyện trà trộn vào tập đoàn đường thị thế nào rồi bên kia đầu dây đã thành công rồi thân phận hiện tại là thư ký giám đốc diệp thần an tâm nói tiếp rất tốt cho cậu thời gian một tuần lấy thứ tôi cần về đây một tháng sau tôi muốn tô hàng không còn đường ra nữa hát xì đường du trong lòng bất an cmn ai lại đang nhớ ông vậy hệ thống hiện lên hệ thống cho má tình tiết đã diễn ra xong rồi phần thưởng đâu tít ký chủ đã thành công sống qua đoạn tình tiết thứ hai thưởng thể chất bách độc bất xâm. Diệp Thần vui mừng phần thương lần này cũng rất được có thể đối phó được với người giỏi dùng độc, biết y thuật như Diệp Thần, xem ra hy vọng sống đến kết cục lại nhiều thêm một chút rồi. Vương Ước Tuyết hớt hải đuổi theo Diệp Thần đứng lại. "Thần thắc mắc em có chuyện gì sao?" Đường Du tiếp tục đọc thoại nội tâm em gái, "Em cản đường tôi làm gì? Tôi biết em yêu thầm tôi nhưng như vậy không hay, bởi vì tôi chính là người đàn ông mà em mãi mãi không có được." Vương Ước Tuyết đầy tâm cơ người đàn ông không có được bà đây cứ muốn có được đấy ức tuyết làm bộ đáng thương sức mức tìm anh nói chuyện cũng không được sao anh ghét người bạn gái cũ là em vậy sao đường du điềm nhiên trả lời cần gì biết rõ còn cố hỏi vậy trong lòng đường du có chút tiếc nuối nếu như tôi không ghét em thì tôi sẽ phải ăn đập rồi em gái chúng ta thế này gọi là có duyên không phận có biết không em đừng gây chuyện vô lý nữa năm đó không có được cơ thể của tôi thì bây giờ em đã không còn cơ hội nữa rồi vương ức tuyết cũng nhẹ giọng đáp được rồi em biết rồi vậy em cũng không miễn cưỡng anh nữa vừa dứt câu vương ức tuyết lại la lên diệp thần ai cho anh quay lại đường du nghe thấy sợ hãi quay lại nhìn hả hả làm gì có người thấy đường du vừa quay sang nhìn ức tuyết vội chạy đến đứng bên cạnh đường du không nhìn thấy diệp thần đường du quay lại nhìn ức tuyết thì môi chạm vào tóc vương ức tuyết không để vụt mất cơ hội ức tuyết nhanh chóng cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đường du hôn lên tóc mình vương ức tuyết mãn nguyện ai ra đường thiếu ra sao anh lại thế này cô đưa điện thoại lên khoe chiến lợi phẩm rồi nói lưu rồi đường du ngơ ngác vật lý em lừa anh. Không kịp trở tay, đường du chỉ biết chửi thầm trong bụng CMN, em còn là nữ chính không vậy. Đây là chuyện mà người làm sao? Lại còn quay video. Lần này chết rồi, lỡ như để thẳng ngóc diệp thần kia nhìn thấy thì chẳng phải mình sẽ bị anh ta giết chết sao. Một đêm làm vợ chồng tình nghĩa trăm ngày, tuy chúng ta không có ngày nhưng tốt xấu gì thì cũng là tình đầu, tình nghĩa 10 ngày vẫn có mà đúng không? Vì sao em lại lừa anh? Vương ức tuyết cười đầy mãn nguyện nói em lừa anh cái gì? Chẳng lẽ một người con gái như tôi còn chủ động ăn đậu hũ của anh sao? Đường thiếu gia anh bớt mặt dày đi có được không? Đường Du tỏ vẻ ngầu lòi chỉ tay nói xóa video đi, bao nhiêu tiền cho cái giá? Còn trong lòng lại cho rằng CMN cũng may bây giờ mình là nhân vật phản diện có tiền, dùng tiền để giải quyết, vừa hay cũng để Vương Ức Tuyết thấy mình là một người thực dụng mở miệng ngậm miệng cũng là tiền. Vương Ức Tuyết cũng không kém cạnh trả đũa lại tiền. Thứ này trong nhà em cũng có rất nhiều, hình như không phải cần là một thiên tài kinh doanh có trí thông minh cực kỳ cao vương ức tuyết sau khi nghe được tiếng lòng một hồi lâu cũng đã hiểu rõ hoàn toàn thế giới mà mình đang ở là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết dựa theo tình tiết của nguyên văn thì đường du là nhân vật phản diệt còn mình thì là hậu cung của diệp thần hậu cung đùa cái gì vậy chỉ cần có cơ hội tên diệp thần này đừng hòng sống mà rời khỏi tô hàng đường du ngày càng khó chịu hơn được rồi đừng gây chuyện vô lý nữa xóa video đi nếu không đừng trách anh trở mặt đường du không ngừng lo lắng lẩm bẩm bà cô ơi rốt cuộc thì cô muốn thế nào đây tiền cô cũng không muốn thì muốn gì đây muốn cơ thể bâng thanh ngọc khiết này của tôi sao nhưng tôi không hiểu tôi ngoài trong nhà có chút tiền người trông đẹp trai cao mét tám cơ bụng tám múi và khí chất người người ra thì còn có cái gì có thể thu hút em được chứ vương ức tuyết cợt nhà anh ta vậy anh trở mặt đi nếu anh trở mặt thì tôi sẽ đăng bài lên mạng đường du bày ra dáng vẻ đáng sợ cung tay lại như vậy vui sao em thật sự cho rằng anh không đánh con gái sao nhìn thấy gì chưa nắm đấm cứng như đá người đáng yêu như em nếu bị anh đấm một cái thì em có thể khóc rất lâu đấy sau đó xuống giọng mau xóa video đi đây không phải là chuyện mà nữ chính nên làm hiểu không vương ức tuyết khoanh tay lại vòng ngực to căng tròn càng bị ép đẩy lên được đà cô lấn tới vậy thì anh đánh đi để em xem avn đánh vào chỗ nào đường du không chịu được xuống giọng năn nỉ đừng rốt cuộc là em muốn thế nào nói thẳng ra đi đường du nhẫn nại hỏi đừng rốt cuộc em muốn thế nào nói thẳng ra đi vương ức tuyết thấy vậy lấn tới đi vào phòng cùng em đường du liền cau mày không tôi xác định là không được rồi. Ước tuyết gần giọng anh quyết đối đầu với em đúng không, theo em vào phòng. Đường Du chỉ biết bất lực thôi, chỉ là vào phòng thôi mà, còn hơn là video bị phát tán ra. Nếu cô ta thật sự làm loạn, mình tha chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch của mình. Đường đường là phản diện, sao có thể để nữ chính tha túng được. Vừa vào đến phòng, đập vào mắt đường Du là căn phòng vô cùng bừa bộn phòng của người phụ nữ này cũng bừa bộn quá, đồ đạc vứt lung tung. Nhưng quần tất đen này không tệ, sơn xám thêm quần tất đen. Mình hoàn toàn có thể sao còn có cả quần tất lưới tất trắng thú vị hơn cái này đường du khoanh tay nhìn nói sao phòng cô bừa thế này cũng cũng không thuê người dọn dẹp à đường du lại đọc thoại nội tâm không tin nổi chó ở quê nhìn thấy mình còn đi đường vòng một mỹ nữ cao ngạo tạo ra chút thù từ cô ta rất khó ư vương ức tuyết nói chẳng phải đang chuẩn bị bảo người đến dọn dẹp đó sao đường du ngơ ngác hỏi bảo tôi đến dọn phòng vương ức tuyết đắc ý nhanh lên người khác muốn dọn phòng tôi còn không có cửa đấy hơn nữa anh cũng không phải chưa từng dọn dẹp giúp tôi hồi học đại học anh đã dọn dẹp cho tôi mấy lần rồi cơ mà. Đường Du đành cam chịu hừ, được thôi. Đường Du trầm tư lẩm bẩm không phải chỉ là thu dọn phòng thôi sao, nói chung là cũng tốt hơn làm việc khác. Nhưng tất chân sẽ có mùi sao, lỡ như truyền nhiễm cho mình thì phải làm sao. Chút nữa thu dọn xong phải rửa tay cho thật sạch. Ước tuyết nghe mà giận dữ trong lòng CMN anh mới có mùi chân ấy. Vương Ước tuyết tiếp tục bắt chuyện này, chúng ta chia tay mấy năm nay, anh ngoài chạy theo đuổi theo tô mục nguyệt ra thì có còn tiếp xúc với người con gái nào khác không? Đường Du vừa lúi cúi dọn dẹp vừa trả lời anh không phải người theo đuổi Tô Mộc Nguyệt, đó chỉ là diễn kịch mà thôi, vì để tiện cho việc chơi với những người con gái khác trong cuộc sống riêng tư. Không giấu giếm gì, bây giờ anh đang có bốn người bạn gái miệng thì nói vậy còn nội tâm Đường Du thì. Cười chết mất, CMN mấy năm nay anh đây bận rộn đi theo đuổi người ta, đến cả tay của con gái còn chưa từng chạm, có được không? Dù không nói nhưng những lời vừa rồi của Đường Du, Vương ức Tuyết nghe không sót một chữ nào hừ, người đàn ông khẩu thị tâm phi ước tuyết đành diễn theo vở kịch mà đường du vạch ra nói hử đồ đàn ông cặn bã đường du nghe thấy mà mừng thầm trong lòng người phụ nữ này quả nhiên là đã không chịu nổi mình rồi phải nghĩ cách kích động cô ấy thêm chút nữa để cô ấy tức giận rồi đuổi mình đi là được rồi đường du cầm lên chiếc áo ngực của vương ước tuyết rồi nghĩ rằng anh đây phát huy bản tính háo sắc bỉ ổi của người đàn ông tôi không tin em không gây tởm tôi đường du đưa chiếc áo ngực lên bày ra bộ mặt đều cáng rồi nói thẩm mỹ của em không được lắm nhỉ để lúc khác anh đây đích thân chọn cho em vài cái tự mình chuốc họa vào thân vương ức tuyết dùng điện thoại chụp lại cảnh đường du đang cầm trên tay chiếc áo ngực của mình đường du không kịp trở tay đứng hình vcl vương ức tuyết nhìn đường du cợt nhả ai ra không cẩn thận chụp được rồi vừa hay lưu được chứng cứ phạm tội vừa hôn em lại vừa làm loại chuyện này sự trong sạch của một người con gái như em phải làm sao đây đường du chỉ biết ngơ ngác cam chịu sao em hành động không như bình thường vậy vì sao lại dùng điện thoại chụp lén tình tiết bình thường không phải là nên chửi anh là biến thái rồi em bảo anh cút sao ức tuyết cười vui vẻ nói ấy phải làm sao mới được đây bạn trai cũ quấy rầy em như vậy nếu như chuyển ra ngoài thì em rất khó xử đường du ngơ người cmn đây chắc chắn không phải là chuyện mà vương ước tuyết trong tình tiết nguyên văn có thể làm ra được anh quay người tiếp tục dọn dẹp rồi nói anh đùa thôi đừng như vậy trong lòng vương ước tuyết đầy mãn nguyện có những thứ này trong tay thì không sợ anh ta sau này không ngoan ngoãn nghe theo mình hay hẹ đừng hòng chạy vương ước tuyết nói tiếp đúng rồi nói với anh chút chuyện chính gần đây em định đầu tư vào nguồn năng lượng mới avn thấy thế nào đường du nghe thấy mừng thầm trong lòng hay lắm bắt đầu bị lừa rồi tuy diệp thần là một thằng ngốc nhưng không cản được chuyện hôm nay mình đã làm nguyệt lão cho anh tại đúng vậy tôi chính là đệ nhất phản diện dùng đức báo oán đường du tỏ vẻ đồng tình tự tin nói nguồn năng lượng mới là hướng đầu tư tốt trong đầu toàn những toan tính xấu xa bỉ ổi vẻ mặt đầy gian xảo mau đi làm nguồn năng lượng mới đi tin tưởng bản thân hạng mục này nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền tiền đề là đối tượng hợp tác không có vấn đề cười chết mất công ty phas là một hố bẫy Đến lúc đó hạng mục này thất bại thì chính là lúc Diệp Thần xuất hiện cô gái. Vương ức tuyết vừa nghe thấy đã cười ngọt rồi nói vuốt theo đường du nếu anh đã coi trọng hạng mục này thì em sẽ đầu tư, nhưng em vẫn còn đang do dự. Bây giờ thấy đối tượng hợp tác là công ty Phas của nước Pháp rất có tiềm năng nhưng em cứ luôn cảm thấy công ty này hơi không đáng tin. Đường du ra sức đáp thêm lòng tin cho vương ức tuyết em nghĩ nhiều rồi. Anh từng tiếp xúc với công ty này. Rất giỏi trong mảng nghiên cứu nguồn năng lượng mới này, hợp tác với bọn họ sẽ lấy được kỹ thuật mới nhất, đến lúc đó không cần phải sầu về chuyện kiếm tiền nữa. Anh lầm bầm trực giác của cô gái ngốc này cũng nhạy thật đấy. Công ty Fast quả thực là có chút vấn đề, nhưng đã được Diệp Thần che giấu đi rồi. Chuyện công ty bọn họ làm giả hóa đơn trốn thuế phải qua một đoạn thời gian nữa thì mới lộ ra được, nói trắng ra thì là một công ty lừa đảo. Nghe xong Vương Ước Tuyết đắc ý ha ha, mình đã hoàn toàn nắm được cách dùng của Đường Du rồi. Bây giờ trong tay giống như có một cái điều khiển, chỉ cần ấn nút một cái là anh ta sẽ có phản ứng. Ước Tuyết tiếp tục giả vờ ngây thơ được, đến cả anh cũng khẳng định như vậy thì chắc cũng không có vấn đề gì. Em định giao quyền quản lý hạng mục này cho Như Long làm, anh thấy năng lực của anh ta có thể thắng được hạng mục này không? Đường Du đắc ý nói Như Long là người thông minh nổi tiếng ở tô hàng của chúng ta, với tài hoa của anh ta thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Đúng như dự đoán của Vương Ước Tuyết, tên ngốc Đường Du lại lẩm bẩm tất cả bí mật cô không cho anh ta làm. Thì anh ta làm sao có thể che giấu được vấn đề trong hạng mục này chứ? Phó giám đốc Lý với Vương Như Long của công ty cô là một bọn, anh ta nhận được rất nhiều lợi ích, cô ý tung đạn hỏa mù giúp. Ước Tuyết vừa nghe vừa suy ngẫm giám đốc Lý. Hạng mục nguồn năng lượng mới lần này, ông ta vẫn luôn cố gắng thúc đẩy, hơn nữa còn nói chuyện với mình mấy lần, nói hạng mục này đủ để chống đỡ sự phát triển của nhà họ Vương trong 20 năm tới. Đường Du đã dọn dẹp sạch sẽ, gấp gọn quần áo rồi nói đã dọn dẹp xong rồi, lần này tôi có thể đi được rồi chứ. Vương ức Tuyết mãn nguyện cái này à? Cô nhìn quần áo gọn gàng ừm, cũng được đó, anh có thể đi được rồi. Nhưng Đường Du vẫn chưa an lòng video và hình ảnh đã xóa chưa nhỉ? vương ức tuyết hiểu được anh ta muốn gì rồi nói nhìn tôi làm gì ảnh và video đã xóa rồi không tin anh kiểm tra đi anh tưởng tôi giữ lại thứ này thì vẻ vang làm sao đường du nghe thấy mừng ra mặt đúng rồi nhất định phải xóa tôi tuyệt đối không chấp nhận một người đẹp như cô bởi vì loại đàn ông khốn nạn như tôi mà bị phá hỏng danh tiếng đường du bước ra khỏi phòng nhẹ nhỏm trời ạ à, cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của vương ức tuyết rồi đường du vừa ra khỏi cửa nhà họ vương liền nhảy cẩn lên loài hoa đẹp nhất thảo nguyên là tác nhật lãng rực rỡ vất vả cả một ngày trời cuối cùng cũng đưa tình tiết quay về quỹ đạo rồi tại tập đoàn đông hải tô mục nguyệt đang mải mê làm việc thì cô nhân viên đi vào tô mục nguyệt thấy vậy hỏi đã 6 giờ rồi cô vẫn chưa tan làm sao cô nhân viên ngơ ngác đáp lại dạ tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa nên cứ tưởng rằng vẫn còn sớm theo thường lệ đến giờ tan làm lúc 6 giờ vị đại thiếu gia của nhà họ đường sẽ đến gõ cửa phòng đón giám đốc tô nhắc tan làm đi ăn đều đặn trong vòng 3 năm chỉ cần họ không nghỉ thì đường thiếu gia nhất định sẽ đến những lời nói vô ý của cô ấy khiến Tô Mục Nguyệt có cảm thấy hơi chán nản thất vọng. Trong lòng Tô Mục Nguyệt có chút gì đó trầm tư phải rồi, theo thường lệ anh ta đó sẽ đến gõ cửa phòng mình. Ngày trước thấy khó chịu vì anh ta lúc nào cũng bám dai như đĩa, hôm nay không nghe thấy lại cảm thấy không quen lắm, cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Giám đốc Tô, tôi về trước đây ạ, à, cô nhân viên nói. Mục Nguyệt buồn bã đáp lại ừ, cô có chút gì đó không cam lòng, dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu tên đấy rõ ràng đã thích mình 3 năm, sao có thể nói hết thích là hết thích luôn chứ. Mình làm sao vậy? Kệ đi, về nhà trước đã. Tại hầm xe tập đoàn Đông Hải. Tô Mục Nguyệt ngồi trong xe gọi điện cho Đường Du buổi tối rảnh không, muốn nói chuyện với anh một chút. Đường Du nghe thấy sợ hãi cái đệt, Tô Mục Nguyệt tìm mình làm gì chứ? Hắn vội vàng trả lời nói về chuyện hủy hôn. Sao cô không nói từ đầu, vậy chúng ta mau nghĩ cách giải thích với gia đình hai bên. Tô Mục Nguyệt nghe xong lặng người ai muốn nói chuyện hủy hôn chứ? Nói xong Mục Nguyệt càng thêm ủ rũ thực ra mình cũng không hiểu bản thân muốn nói chuyện gì với anh ta nữa có lẽ chỉ đơn giản là muốn gặp anh ta mà thôi vậy mà đường du vẫn cứ tuyệt tình có chuyện gì thì cứ nói thẳng không có gì thì cút đến lúc nào hủy hôn thì liên lạc lại tô mục nguyệt nghe xong không chịu được hỏi anh ghét tôi như vậy sao đường du nhất quyết từ chối cô được rồi tôi còn phải đi uống rượu với mấy em gái muốn hủy hôn thì cứ nói thẳng không có chuyện gì thì đừng liên lạc đường du tự cho mình thông minh cười hớn hở tôi đã dùng thái độ này rồi cô còn không thành thật đi làm nữ chính của cô đi không nhịn nổi nữa tô mục nguyệt khó chịu nói anh khốn nạn tôi cứ không hủy hôn đấy tôi cứ muốn gả vào đường ra nhà anh đấy anh cứ đợi đấy đi đường du nghe mà sửng sốt cmn cô bị điên à vừa dứt lời tô mục nguyệt liền ngắt máy đường du chỉ còn biết thấp thỏm lo sợ xong đời rồi người phụ nữ này không phải là thật sự đang bị điên đấy chứ không dễ dàng gì mới cảm thấy kế hoạch sắp thành công rồi bây giờ tô mục nguyệt là làm cái gì đây điện thoại chợt nhận được tin nhắn đại ca gần đây làm gì vậy trong đầu đường du chợt lóe lên đúng rồi mình còn có cứu viện mà anh đây là kẻ phản diện phải lợi dụng ưu thế của phản diện để giải quyết khó khăn vừa đến club vật lý đây không phải là thuốc độc sao nghe nói trong nước chỉ có hai chiếc thôi phú nhị đại ở đâu vậy đi chiếc xe thể thao ngầu như vậy hai mẹ ơi bao giờ tôi mới có thể đầu thai vào cái nhà giàu như vậy mọi người xung quanh nhìn thấy chiếc xe của đường du đều trầm trồ ngưỡng mộ đường du nở mày nở mặt bước xuống xe đầy hào nhoáng tuyệt vời đây chính là cảm giác làm phú nhị đại đại ca ở đây tiếng gọi của tần minh từ xa vọng lại tần minh đại thiếu gia tần gia một trong tứ đại gia tộc ở tô hàng tiểu đệ trung thành của đường du tiểu vương tử club đường du gấp rút nói anh em tốt anh không hàn thuyên với cậu nữa cậu mau nghĩ cách cho anh đi làm sao để phụ nữ chết tâm với anh tần minh thắc mắc người phụ nữ nào đường du cau mày tô mục nguyệt tần minh nghe thấy cả người như nở hoa vật lý đại ca cuối cùng thì anh cũng không theo đuổi người ta nữa rồi đơn giản thôi anh học tập em làm một người phóng túng là được đường du như được giác ngộ đại sư nói có lý lắm chỉ cần anh là một bãi phân chó thì không phải những người phụ nữ sẽ tự rời khỏi anh sao? Tần Minh vội xoay qua chủ đề khác niềm nở anh, bây giờ em giới thiệu cho anh một cực phẩm, ít nhất là cùng cấp bậc với Tô Mộc Nguyệt. Đường Du nghe mà không tin tưởng lời Tần Minh liền hỏi lại tốt đến vậy sao? Cùng đẳng cấp với Tô Mộc Nguyệt. Tần Minh tự tin mà dõng dạc tuyên bố anh sẽ biết ngay thôi, đến lúc đó anh ôm cô ấy đi làm Tô Mộc Nguyệt tức chết. Chào Tần Thiếu, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm bước đến. Tần Minh vui vẻ nói cuối cùng em gái lang hàm cũng đến rồi. Giới thiệu với em, vị này là Đường Du, anh trai tốt của tôi." Lăng Hàm đầy gợi cảm ngồi xuống ghế tiếp chuyện Đường thiếu, "Anh đẹp trai thật, tôi là Lăng Hàm, rất vui khi được gặp anh." Đường Du cũng niềm nở vậy thì tôi càng vui hơn khi được gặp một đại mỹ nữ như Lăng tiểu thư. Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng Đường Du là cả bầu trời sợ hãi vật lý, "CMN đây không phải là Ngọc Diện Hồ Ly sao? CMN động tác của thằng chó Diệp Thần này nhanh như vậy sao? Bây giờ đã sắp xếp qua đây rồi. Không đúng, mục tiêu của cô ta đáng lẽ không phải là mình." là tần minh mới đúng lang hàm cũng không ngoại lệ những lời lầm bầm của đường du đều bị cô nghe được chuyện gì thế này dùng tiếng bụng nói chuyện với mình sao không đúng đây chắc chắn không phải tiếng bụng lang hàm thân phận thật sự là tinh anh tầng cao nhất của tổ chức long hồn sát thủ mạnh nhất tần minh nhìn thấy thái độ của lang hàm trong lòng đầy thán phục đại ca chính là đại ca thật sự rất đẹp trai phụ nữ nhìn thấy anh ấy căn bản là không thể đi đường vòng được tần minh tự tin hỏi thế nào đại ca người anh em này có đủ nghĩa khí không vừa nghe xong đường du đã chửi tần minh đầy bụng đủ nghĩa khí cái rắm cmn đây là sát thủ mà mục tiêu của người ta là cậu cmn xong cậu lại đẩy cho tôi tôi coi cậu là anh em thằng nhóc cậu sao lại làm vậy với tôi nghe một hồi lang hàm cũng dần hiểu ra quả nhiên không phải tiếng bụng mà là minh nghe được tiếng lòng của người đàn ông này bình tĩnh đầu tiên không được hành động thiếu suy nghĩ đường du tự chấn an mình bình tĩnh vẫn là dùng cách cũ để cô ta thấy ghét mình rồi rời khỏi mình là được đường du liền làm bộ dạng sở khanh lăng tiểu thư xinh đẹp như vậy không biết là đã có bạn trai chưa lăng hàm lập tức lấn tới kề sát vào người đường du chưa có đường thiếu muốn giới thiệu cho tôi sao trong lòng lăng hàm đầy những mưu mô để tôi rời đi không có cửa ngược lại tôi muốn xem xem rốt cuộc anh biết bao nhiêu về tổ chức đường du đầy những toan tính vi xuất chiêu không theo lối cũ nếu mục tiêu của cô là tần minh thì không phải bây giờ cô nên nhìn cậu ta mấy cái sao chẳng lẽ cô ta biết tần minh thích người thay thế nên mới cố ý diễn cho tần minh xem cũng được diễn thì diễn đi cuộc sống như một vở kịch tất cả đều phải dựa vào kỹ năng diễn xuất đúng lúc lợi dụng cô để đối phó với người phụ nữ ngu ngốc tô mục người kia đường du giả ngơ hỏi lăng tiểu thư có sở thích gì không để tôi xem xem tôi có quen người cùng chung trí hướng với cô hay không lăng hàm cũng hợp tác diễn kịch cho đường du xem sở thích á tôi thích nhảy múa và âm nhạc còn đường thiếu đường du vui vẻ đáp lại vậy thì chúng ta cũng gần giống nhau tôi thích nghe nhạc và xem phim không dành cho trẻ nhỏ lăng hàm ngã vào người đường du cười nói đường thiếu thật đáng ghét Đường Du cảm thấy đầy chán ghét cô ta ha, đừng làm cái trò này. Anh đây đã ăn đủ đạn bọc đường rồi, phụ nữ chỉ sẽ ảnh hưởng đến tôi hưởng thụ cuộc sống. Đặc biệt là người phụ nữ của Diệp Thân, nhưng Diệp Thần này cũng tiện thật, đến cả người phụ nữ trong tổ chức của nhà mình cũng không tha. Cô ý giao nhiệm vụ nguy hiểm không thể hoàn thành nổi cho bọn họ rồi lại làm anh hùng cứu mỹ nhân, chật chật, đều đổ hết vào tay anh ta. Lăng Hàm nghe xong ngạc nhiên, cô hoảng hốt người đàn ông này, sao đến chuyện này cũng biết. Hai năm nay mình quả thật là có hai lần làm nhiệm vụ thất bại, đều được Long Vương ra tay cứu giúp. Tần Minh đang uống rượu thì nhìn thấy cảnh tượng khiến anh ta phun cả rượu trong miệng ra phụt. Đường Du nghe thấy cũng thắc mắc quay người lại hỏi vật lý, cậu làm gì vậy? Tần Minh hớt hải, ấp úng đại 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 ca, Tô Mục Nguyệt đến rồi. Tô Mục Nguyệt sẵn giữ tiến lại gần quát lớn Đường Du. Thấy Tô Mục Nguyệt, Đường Du lập tức khoác tay lên vai lăng hàm rồi vinh váo hỏi làm sao? Đến tìm tôi nói chuyện hủy hôn sao? Anh mừng thầm trong bụng nhìn thấy chưa? Ông đây ôm đại mỹ nữ như này mà cô vẫn có thể nhẫn nhịn được sao? đừng do dự nữa, mau phát điên đi, hôm nay tôi cho phép cô hất ly rượu này vào mặt tôi. Đừng bởi vì tôi là một bông hoa đẹp mà thương xót tôi, hãy lấy tôn nghiêm của nữ chính ra đi. Tô Mục Nguyệt nghe được những lời trong lòng đường du, lập tức lấy lại phong độ quả nhiên là anh ta cố ý diễn vở kịch này để chọc giận mình. Rồi muốn ép mình từ bỏ liên hôn, hừ, tôi cứ không làm theo ý anh đấy. Tô Mục Nguyệt điềm nhiên trả lời cái gì mà hủy hôn với không hủy hôn, chúng ta khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau, anh nghĩ cái gì vậy? nghe xong cả đường du và tần minh đều ngớ cả người tần minh không nhịn nổi cũng lèm bèm cmn cuối cùng cũng hiểu vì sao đại ca nói tô mục nguyệt bất thường rồi tô mục nguyệt cực kỳ cao ngạo lạnh lùng kia vậy mà lại có thể nhẫn nhịn việc chồng chưa cưới của mình ôm người phụ nữ khác lại còn có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói câu như vậy về phía đường du càng không thể hiểu nổi mục nguyệt hơn sao cô lại không phát huy theo bình thường chị gái trên đầu đã mọc sừng rồi mà vẫn nhịn được à nào tôi cho phép cô tát tôi một cái sau đó hủy hôn sự này đi có được không cô đừng thế nếu không thì lăng hàm phải báo cáo với lương vương sau đây nói giữa chúng ta rất trong sạch đường du chưa chẽn nói tiếp vậy thì cô hãy đến chỗ khác uống rượu đi cô ở đây làm phiền tôi và lăng tiểu thư uống rượu rồi đường du cười hớn hở thầm nghĩ nhìn thấy gì chưa cái gì gọi là cầm thú vô liêm sỉ không nhịn được nữa thì mau đi đi đừng có ép tôi trở nên vô sỉ hơn nữa giới hạn đạo đức của tôi rất linh hoạt chuyện gì cũng có thể làm ra lăng hàm ngồi bên cạnh nghe mà ấm ức trong bụng tên khốn này tính toán xong hết chiếm tiện nghi của mình lại còn lợi dụng mình Tô Mục Nguyệt lòng đầy đắc ý diễn xuất tệ hại. Coi tôi là đồ ngu sao? Anh muốn ép tôi đi, không có cửa đấy đâu. Tô Mục Nguyệt tiếp tục diễn kịch các người cứ uống của các người là được rồi, tôi cũng không quản anh, đợi anh chơi mệt rồi thì chúng ta về nhà, có được không? Đường Du nghe xong từ ngạc nhiên chuyển qua lo sợ CMN đây là lời mà sinh vật như phụ nữ có thể nói ra được sao? Thân phận và lập trường của cô đâu? Cô bình tĩnh lại đi. Những lời thoại simple như vậy là của tôi, đừng làm loạn thân phận nữa, mau, uống xong ly rượu này rồi làm lại chính mình đi. Tô Mục Nguyệt dịu dàng xuống giọng đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã hiểu rõ rồi, ba năm nay tôi vì muốn thử lòng anh nên đã khiến anh chịu rất nhiều uất ức rồi. Nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, anh muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không trách cứ anh. Đường Du nghe xong đầy thất vọng nói tùy cô, vậy thì cô cứ uống từ từ đi, tôi với Lăng Tiểu Thư vào phòng vệ sinh một chút, đừng làm phiền chúng tôi. Nói rồi Đường Du ôm eo Lăng Hàm dìu cô ta vào nhà vệ sinh. Tần Minh ngồi một bên xem bọn họ diễn kịch mà ngu cả người vật lý, đại ca sao hôm nay các người đều điên cuồng như vậy tô mục nguyệt chứng kiến cảnh này trong lòng có chút lung lay tuy biết anh ta đang diễn nhưng thái độ kháng cự này chẳng lẽ sự yêu thích ba năm kia đều là giả sao tại wc ở hội sở đường thiếu anh đưa tôi vào đây làm gì lăng hàm thắc mắc đường du liền cầm ra một hộp quà nhỏ tặng cô một phần quà anh đây rất thích những cô gái hiểu chuyện như cô sẽ không mở miệng ngậm miệng là đòi tiền người phụ nữ lao vào tôi vì tiền như tô mục nguyệt tôi nhìn thôi cũng thấy chán rồi Nói rồi anh ta vui vẻ giơ tay lên chào, bây giờ tôi quay lại nói chuyện hủy hôn với cô ta, lần sau chúng ta lại cùng uống rượu sau. Lăng Hàm cảm thấy có gì đó không đúng sao lại cứ cảm thấy có gì đó lạ. Thôi bỏ đi, vẫn nên đi báo cáo với Long Vương trước đi. Lăng Hàm vừa lên xe liền gọi điện cho Diệp Thần Long Vương. Diệp Thần nghe máy đầy hớn hở sao rồi Hàm Nhi, nhiệm vụ có thuận lợi không? Trước kia nếu nghe thấy Diệp Thần gọi mình là Hàm Nhi, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng lòng của Đường Du, biết được sự giả dối của Diệp Thần, nghe thấy xưng hô thân mật này cô bất giác thấy hơi phản cảm thậm chí còn thấy anh ta hơi giả tạo lăng hàm lạnh lùng trả lời đã tiếp cận được mục tiêu rồi nhưng lúc tiếp cận được mục tiêu thì gặp được đường du và tô mục nguyệt diệp thần nghe xong lập tức nổi nóng đường du anh ta đưa tô mục nguyệt đến để làm cái gì lăng hàm trả lời bọn họ uống rượu ở quán bar diệp thần hối hả hỏi tiếp có phải là anh ta muốn chuốc say tô mục nguyệt sau đó giở trò không lăng hàm nghe mà không hiểu chuyện gì bọn họ không uống nhiều nhưng hai người cứ ôm ôm ấp ấp Tô Mục Nguyệt có vẻ rất chủ động. Diệp Thần nổi cơn ghen lôi đình không thể nào, trong lòng Tô Mục Nguyệt chỉ có tôi, sao có thể chủ động thân mật với người đàn ông khác được chứ? Cô trông chừng Tô Mục Nguyệt giúp tôi, bảo vệ cô ấy cho tốt, biết chưa? Lăng Hàm lại nói tiếp thế này đi Long Vương, hay là tôi thay đổi kế hoạch, trà trộn vào đường ra để tiếp cận đường du, thế nào? Như vậy cũng có thể bảo vệ được Tô Mục Nguyệt tốt hơn. Bây giờ cô đã không có tâm trạng tiếp tục làm nhiệm vụ nữa rồi, chỉ muốn tiếp cận đường du để nghe được nhiều thông tin hơn từ anh ta. Anh ta, đến bí mật của tổ chức Long Hồn cũng biết. Có lẽ thông tin mà mình luôn nghe ngóng, anh ta cũng có thể đưa ra đáp án được. Diệp Thần nghe liền đồng ý được, vậy Hàm Nhi, cô thay đổi kế hoạch trước, bên Tần gia không cần vội, nhớ rõ, nhất định không được cho anh ta chạm vào người phụ nữ của tôi, biết không? Đột nhiên từ sau lưng Diệp Thần vang lên tiếng quản lý này người mới, đầu của cậu toàn đất hả? Ai cho phép cậu gọi điện thoại trong giờ làm việc, lại còn lớn tiếng như vậy? Diệp Thần trong lòng đầy hậm hực, ấm ức một quản lý bảo vệ nhỏ bé cũng dám ra tay với Long Vương tôi. Nếu như đây không phải là trong nước thì khi anh ta ra tay đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Quản lý giận nữ quát thẳng vào mặt Diệp Thần không muốn làm thì cút đi. Diệp Thần nghe mà tức điên người đợi đến khi hoàn thành kế hoạch cua gái, lấy được tô hàng thì tôi sẽ chém hết các người, từng người một. Lúc này Tô Mục Nguyệt đã uống say ngồi gục trên ghế. Thấy Đường Du bước vào Tần Minh liền lên tiếng vật lý, "Đại ca, 3 phút là anh đã xong rồi sao?" Đường Du cau mày nói xong cái con khỉ, "Anh đây tiễn cô ta đi, người phụ nữ này rất nguy hiểm, sau này đừng qua lại với cô ta, có biết không?" sau khi đường du xuyên vào cơ thể này ký ức cũng được dung hòa trong lòng anh ta rất có tình cảm với người anh em tần minh này tần minh cũng ngoan ngoãn nói được đại ca nói gì thì là đấy xong anh ta quay sang chỉ vào tô mục nguyệt đang bất tỉnh hỏi vậy bây giờ phải làm sao đường du vào đầu bức tóc bất lực nói để anh đưa cô ta về vậy ngồi trên xe anh ta cứ lẩm bẩm lái xe thì không uống rượu uống rượu thì không lái xe phải sống đến cuối cùng nhất định phải có ý thức an toàn mới có thể sống được từ trong tay nhân vật chính làm người có tiền đúng là sảng khoái thật nếu như thế giới này không có diệp thần thì càng tuyệt hơn thấy tô mục nguyệt đang dựa vào người mình ngủ đường du khó chịu hất vai cô ta hay hay rồi dùng tay đẩy đầu tô mục nguyệt ngã ra qua bên kia tài xế lái xe nhìn thấy cảnh tượng này cũng không tin nổi vào mắt mình ôi trời đất ơi đây còn là thiếu gia simple ngày xưa nữa không mục nguyệt liền nũng nịu ngã vào người đường du nói nhưng người ta cứ muốn dựa vào anh ô nhớ rồi khi người phụ nữ này còn rất nhỏ mẹ của cô đã qua đời vì bệnh ung thư người bố tô trọng sơn của cô lại yêu cầu rất nghiêm khắc với cô trong hoàn cảnh cô độc và áp lực cô đã hình thành tính cách kiên cường và lòng hiếu thắng bản thân cũng dần trở nên lạnh lùng độc lập khi sau khi uống say cô sẽ gỡ bỏ hết tất cả mặt nạ lộ ra mặt yếu ớt dính người của mình giống như con chó nhỏ tin tưởng vô điều kiện vậy đột nhiên tô mục nguyệt tròn tay lên cổ đường du khiến anh ta giật mình vật lý sao cô còn động chân động tay vậy bộ ngực to căng sắp tràn ra khỏi áo của tô mục nguyệt áp sát vào người đường du cô đầy đáng yêu nói nào hôn một cái đi rồi cô nhào tới ghé sát mặt đường du đường du vào thế bị động không ngừng hốt hoảng lo sợ vật lý cô đừng qua đây lão vương anh lôi cô ta ra đi lão vương chỉ biết bất lực trả lời thiếu ra tôi đang lái xe mà lại còn đang trên cầu vượt tôi không giúp được anh tô mục nguyệt đè đường du nằm trên ghế cô ở phía trên hôn đường du tới tấp nhưng đường du đều ra sức né tránh hết xoay mặt bên đây lại xoay mặt bên kia tô mục nguyệt thấy vậy đành ngồi dậy hỏi tôi hôn anh nhiều như vậy sao anh không hôn lại tôi đường du vô cùng ngạc nhiên cmn cô cởi mở vậy sao trong lòng đường du lại độc thoại đây không phải là tô mục nguyệt đây cmn là nữ yêu tính đói khát tô mục nguyệt vẻ mặt đầy thất vọng ủ rũ nói ai cho anh không theo đuổi tôi nữa trước kia không phải là anh đã nói sẽ theo đuổi tôi cả đời sao anh nói lời mà không giữ lời đường du nghe liền phản bác lại nhưng tôi theo đuổi cô ba năm rồi mà vẫn không theo đuổi được mục nguyệt kiên nhẫn nói thêm vì sao anh không thử theo đuổi thêm ba năm nữa đường du hỏi lại nếu như thử tiếp thì sẽ thế nào tô mục nguyệt vui vẻ nói thì anh sẽ biến thành một con chó lớn he he Đường Du nghe chỉ biết cầm nín. Rồi Mục Nguyệt ngã vào người Đường Du xin lỗi mà, tôi biết anh không vui, vậy giờ đổi thành tôi theo đuổi anh có được không? Anh đừng không để ý đến tôi mà. Đường Du nghe lời từ tận đáy lòng của Mục Nguyệt mà thốt lên ấy cô. Rồi cũng đành bất lực nhìn Mục Nguyệt không cầm cự nổi nữa ngủ trong lòng của mình. Đường Du thở vào nhẹ nhõm phù người phụ nữ này cuối cùng cũng đã ngừng lại rồi. Về đến nhà họ Đường, Đường Du cũng không định đưa Tô Mục Nguyệt về nhà. Cô đã say thành thế này rồi, nếu đưa trở về thì không dễ ăn nói với người Tô gia dù sao nhà đường ra cũng lớn, không thiếu chỗ cho cô ngủ. Lão đường nhìn thấy đường du đang dìu một cô gái say xỉn về nhà, ông lập tức nổi nóng quá thằng nhóc con cũng được đấy nhỉ, bây giờ chuyện hôn sự đã được quyết định rồi. Con đã bắt đầu lộ ra bản tính thật rồi đúng không? Lại còn đưa phụ nữ về nhà chơi. Không nhịn được, lão đường rút thắt lưng ra bố thấy con muốn chết rồi. Đường du sợ hãi liền phân trần ôi vãi, bố, bố bình tĩnh đã, đây không phải là người khác, đây là tô mục nguyệt. Lão đường nghe xong ngơ người nghi ngờ hỏi đường du con đã chúc mục nguyệt bao nhiêu rượu, sao lại say thành thế này? Bố biết con thích người ta mấy năm, nhưng có một số chuyện không thể gấp gáp được, người ta phải tự nguyện mới được. Nghe vậy đường du vội minh bạch ôi bố nghĩ nhiều rồi, con chả có ý gì với cô ấy cả, thật đấy. Lão đừng nghe xong tức giận liền gặng hỏi vậy thì con có ý với ai? Con bé nhà họ Vương? Hay là khả tâm nhà họ Tần? Đường du một mực đinh ninh thôi thôi thôi, bố đừng đoán bậy nữa, con không có hứng thú với ai cả. Đường du vừa ngáp vừa nói tiếp con muốn về phòng nằm trên chiếc giường trị giá vài chục vạn của con để ngủ anh ta khoác lác trong đầu cười cuộc sống của người có tiền chính là giản dị như vậy, không phô trương và nhàm chán. Sáng ngày hôm sau, Tô Mục Nguyệt thức dậy và nhớ lại những chuyện mình đã làm với đường du lúc say. Cô không thể bình tĩnh nổi rõ ràng là chỉ muốn nói chuyện với anh ta mà thôi, sao lại? Chủ động hôn tên đó chứ. Lúc ở trên xe, tuy cô đã say nhưng lý trí vẫn còn đó. Nhưng dưới tác dụng của men rượu, cô không hề muốn duy trì lý trí. Cô càng muốn hành động thuận theo bản năng hơn, làm những chuyện mình không dám làm, nói những chuyện mình không dám nói cô xấu hổ lăn lộn trên giường không có mặt mũi nhìn người khác nữa rồi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng rồi tiếng gọi của đường du vang lên mục nguyệt dậy chưa ra ăn sáng đi mục nguyệt ngoan ngoãn đáp vâng ạ rồi bước xuống giường vừa mở cửa đường du đã đứng chờ cô ở đó anh ta vui vẻ nói chào buổi sáng nhưng tô mục nguyệt không nói gì chỉ ngại ngùng lượt qua người đường du đường du nhìn thấy vậy mà mừng thầm trong lòng ây dô đây mới là phản ứng mà cô nên có lạnh lùng với tôi một chút có biết không nữ chính đáng lẽ nên phải có dáng vẻ của nữ chính, tôi miễn cưỡng tha thứ cho cô chuyện tối qua. Không khí tại phòng ăn không hề im ắng một chút nào, tiếng của bố Đường Quát lớn làm gì đấy, chỉ biết một mình mình gấp cho Mộc Nguyệt nữa đi chứ. Đường Du vẫn lạnh lùng, thản nhiên trả lời cô ta muốn ăn gì thì tự mình lấy là được rồi, cũng không phải là trẻ con nữa. Trong đầu anh ta cầu nhau không bao giờ gấp thức ăn cho cô ta, cả đời này cũng không thể ăn hay không ăn cũng mặc kệ. Anh đây cũng không phải là tào tặc, không có hứng thú đi chăm sóc cho hậu cung của người khác phụ nữ chỉ sẽ ảnh hưởng đến anh sống đến đại kết cục thôi. Tô Mục Nguyệt nghe thấy lầm bầm chửi đường du đồ khốn, chỉ là gắp đồ ăn mà thôi cũng không phải là ăn thịt của anh. Tô Mục Nguyệt vẫn lịch sử lên tiếng không sao đâu cô chú, cháu tự gắp được mà. Tối qua không cẩn thận uống nhiều, đã gây thêm phiền phức cho cô chú rồi, cháu rất xin lỗi. Đường Du nghe thấy mà khó chịu trong bụng vờ lờ, diễn mình. Đường Du không hài lòng nói thật sự không phải là con dẫn cô ta đi uống rượu, không tin thì có thể đi hỏi thằng nhóc tần minh kia. Tô Mục Nguyệt tỏ vẻ đáng thương nói thêm đúng vậy, là con cố chấp đi uống với anh ấy đều tại con không tốt chú đừng mắng anh ấy nữa đường du thấy vậy liền thừa cơ hội nói bố mẹ hai người cũng thấy rồi đấy thực ra hai người bọn con không hợp nhau chuyện liên hôn này vẫn nên là không để đường du nói hết câu bố đường tức giận đứng lên vừa rút thắt lưng ra vừa quát lớn con nói cái gì mục nguyệt lại làm bộ hiểu chuyện mà nói tiếp bố đừng đánh avn ấy có thể con vẫn có chỗ chưa làm được tốt nên mới khiến anh ấy không vui con con sẽ sửa bố đường nghe xong đầy hài lòng về đứa con dâu này nói vẫn là mục nguyệt hiểu chuyện không giống thằng nhóc thối này nhà chú đường du nghe chỉ biết bất lực không nói được gì mẹ của đường du gắp đồ ăn cho tô mục nguyệt rồi niềm nở nói nào 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 mục nguyệt ăn nhiều chút đi nói chung bữa cơm này đã kết thúc trong tiếng nói tiếng cười của bố đường mẹ đường và tô mục nguyệt đường du giống như một người ngoài dưới sự uy hiếp của thắt lưng cũng không dám nói láo câu nào nữa tại tập đoàn đằng vương sau lần nghe được tiếng lòng của đường du lần trước thông tin trong tay vương ước tuyết càng ngày càng nhiều Trải qua vài ngày điều tra, chân tướng đã được đặt trước mắt của cô rồi. Công ty Fast quả thật là có vấn đề rất lớn, nhưng so với Vương Như Long, cô càng phải chú ý đến một người khác hơn Diệp Thần. Trên người anh ta có quá nhiều bí mật, bị che phủ một lớp sương mù. Hiện tại thứ duy nhất cô có thể điều tra được là một công ty đầu tư tên là Hoa Kim. Nửa tháng trước công ty này đã bỏ một số tiền lớn để đầu tư vào cổ phiếu của công ty Fast, trở thành cổ đông lớn nhất. Nhưng công ty này lại không dưới danh nghĩa của Diệp Thần, phải từ từ dẫn dắt ra khỏi hang. Vương ức tuyết nhấc máy lên gọi điện Anna, cô đi tìm Vương Như Long, nói cho anh ta biết là tôi đồng ý chuyện hợp tác lần này, phòng tài vụ sẽ chuyển khoản qua đó trong vòng 24 giờ. Vẫn còn một chuyện, bảo AVN ta mau chóng liên lạc với công ty FAS, chuyển tiền vào đó để đẩy nhanh tiến độ hạng mục. Tại phòng làm việc Vương Như Long, Vương Như Long nhận được tin lập tức vui vẻ cho rằng Vương ức tuyết cuối cùng cũng đã đồng ý rồi. Một khi kế hoạch thành công thì vị trí tổng giám đốc rất nhanh thôi sẽ rơi vào tay mình. Còn về chị họ, chị ta cứ ngoan ngoãn gã đi là được, một người phụ nữ lại đi tranh giành quyền thế với mình làm gì rồi anh ta vội gọi điện cho diệp thần thông báo tin vui phải mau thông báo cho anh diệp biết diệp thần cũng tự tin nói được tôi biết rồi cậu cứ đợi tiếp nhận tập đoàn đằng vương đi tài sản hơn trăm tỷ của nhà họ vương rất nhanh thôi sẽ là của cậu chiếc xe từ xa chạy đến rồi dừng xe sau lưng diệp thần đội trưởng từ trong xe bước xuống này người mới tới có phải não của cậu toàn bã đậu không vậy một ngày không ra vẻ thì sẽ chết sao anh ta tức giận mắng diệp thần tôi cảnh cáo cậu lần cuối còn để tôi thấy cậu khoác lác lúc làm việc lần nữa thì tôi sẽ trừng phạt cậu." Diệp Thần tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng vâng vâng, biết rồi đội trưởng. Nửa tiếng sau, tại tập đoàn Đằng Vương, điện thoại thông báo giám đốc, công ty Fast đã nhận được 30 tỷ. Vương Ước Tuyết nghe thấy vui mừng, đắc ý cuối cùng cũng cắn câu rồi. Sau khi số tiền này chuyển đến công ty Fast, bọn họ muốn rút cũng khó. Trong lòng cô trầm tư suy nghĩ, dán mắt vào màn hình điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn với Đường Du ra ngoài ăn bữa cơm đi, có mối làm ăn cần bàn bạc với anh, không rảnh, thế sao? Vậy thì hết cách rồi, tối qua khi tôi dọn bớt rác trên điện thoại thì phát hiện ra bức ảnh quên chưa xóa lúc trước, cũng không biết nếu đăng lên mạng thì sẽ thế nào. Rồi cô gửi tấm hình Đường Du đang cầm chiếc áo ngực của mình trên tay qua cho anh ta. Đường Du nhìn thấy sợ hãi vừa lờ, đây không phải là bức ảnh mình ở trong phòng cô ta sao. Người khác nhìn thấy bức ảnh này đều cho rằng mình là tên biến thái trộm đồ lót con gái mất. Đường Du toát cả mồ hôi hột con mợ nó, không phải là đã xóa rồi sao. Chút tin tưởng cơ bản giữa người với người cũng không có sao. Vương ức tuyết lên mặt hả, cho anh cơ hội sắp xếp lại ngôn từ của mình. Điện thoại Vương Ước Tuyết hiện lên thông báo tin nhắn tới, gặp ở đâu? Cô trả lời nhà hàng Thâm Hải, ngoan, hoa. Ngoa. Buổi tối, tại nhà hàng Thâm Hải, Vương ức Tuyết ngồi từ xa đã trông thấy Đường Du, cô vui vẻ giơ tay lên ở đây. Vừa ngồi xuống Đường Du lập tức hỏi bàn chuyện làm ăn mà phải ra đây bàn sao? Mặt Vương Ước Tuyết vui đến nổi như nở hoa đáp đúng vậy, ở đây rất lãng mạn. Đường Du lẩm bẩm đúng là lãng mạn, rất nhiều người đặt phòng riêng ăn ở đây. Cơm còn chưa ăn nhưng người đã bắt đầu ăn rồi cho dù vào phòng riêng cũng vô dụng, anh đây sẽ không bị khuất phục đâu, đã từng nghe qua câu chim sẻ không xứng với rồng chưa, tuy cô cũng không được tính là chim sẻ, ha ha ha. Vương ức tuyết nghe được giận dữ mắng thầm bà đây không xứng với anh. Hôm nay bà đây chính là muốn xứng đấy, xem anh thế nào. Ước tuyết cầm menu lên rồi ngọt ngào hỏi anh yêu, anh muốn ăn gì. Đường du lạnh lùng trả lời tùy, ăn cơm với cô tôi không thấy ngon, còn nữa đừng gọi tôi là anh yêu. Trong lòng đường du đầy khó chịu ia, người phụ nữ này đúng là kỳ lạ, không phải là đến bàn chuyện làm ăn sao đây là làm ăn gì anh cũng không bán thân cô vương đừng như vậy chúng ta không hợp nhau cô là người tốt không xứng với tôi ước tuyết vẫn niềm nở nói ồ vậy thì gọi một phần đồ ăn tình yêu đi chân của vương ước tuyết không ngừng cạ vào chân đường du làm cho anh khó chịu hỏi cô làm cái gì vương ước tuyết nũng nịu sắp mọi chết rồi mau bóp cho em đi nói rồi vương ước tuyết giơ đôi chân dài trắng trẻo của mình ra dí vào mắt đường du đường du nhìn thấy lập tức sợ hãi vờ lờ sao có thể thế này CMN cô thử khều chân qua đây nữa xem, đây không phải là ăn cơm, có được không? Biết trước như vậy không bằng tìm phòng riêng, bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết. Đường Du đưa tay bóp chân cho ức tuyết rồi nói tôi có thể gọi phục vụ ra đây bóp cho cô. Vương ức tuyết sung sướng còn làm bộ nói rằng sao lại sờ chân của người ta, anh thật biến thái. Đường Du ngu ngốc gãi đầu suy nghĩ sao lại làm như mình giống thằng lưu manh vậy. Không đúng, anh bị động quá rồi, cứ luôn nghĩ cách tránh cô ta nên cô ta mới cảm thấy mình dễ bắt nạt, muốn đùa cợt mình chỉ cần anh đây chủ động một chút da mặt của cô ta còn có thể dày như mình được sao con mợ nó anh đây là người mặt dày nhất trong làng đến cả chó cũng phải chạy ra nhìn vài cái mà còn sợ cô ta sao đường du bày ra bộ mặt sở khanh cô quả thật là muốn tôi bóp chân giúp cô sao vương ức tuyết liền đáp anh làm đi đường du bóp chân cho va ong ức tuyết cô giả bộ xấu hổ đến nổi run cả người đường du nhìn thấy mà đắc ý mình biết ngay mà người phụ nữ này chính là một người chỉ biết chém gió đúng lúc cầm súng ra chiến trường thật thì cô ta đâu phải là đối thủ của mình a à, bây giờ biết xấu hổ rồi muốn đùa giỡn anh đây chính là báo ứng của cô đấy cái gì nhỉ người phụ nữ này cô châm lửa thì tự dập đi vương ức tuyết vẫn không nói gì đường du dần mất kiên nhẫn cmn sao cô vẫn không có phản ứng gì đổi thành khúc gỗ thì cũng đã cháy rồi đấy có được không sự xấu hổ của cô đâu đã lúc này rồi còn cưỡng cố với tôi làm gì nhanh buông bỏ sự kiên cường cuối cùng của cô đi bây giờ lập tức đầu hàng với tôi nói lớn xin lỗi anh đường du vương ức tuyết bên cạnh nghe mà cảm thấy nực cười buồn cười chết tôi chắc chắn là sẽ không thua dáng vẻ xấu hổ đều là tôi giả vờ ra bóp chân miễn phí cho tôi lâu như vậy ha 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 đường du bất lực chịu thua nói không bóp nữa ông đây mệt rồi vương ức tuyết nhìn thấy càng thêm phấn khích he 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 tiểu đường du thật đáng yêu đường du nhìn thấy liền nghi ngờ hỏi cô nhìn tôi làm cái gì vương ức tuyết lên mặt cợt nhà anh ta iso avn đỏ mặt rồi nào để tôi xem nào Đường Du xấu hổ liền đánh chống làng ăn cơm của cô đi, không phải nói bàn chuyện làm ăn sao, chuyện làm ăn gì. Vương ức tuyết nghiêm túc nói gần đây tôi định đầu tư một hạng mục, vẫn còn thiếu 30 tỷ, hay là anh đầu tư cùng tôi. Đường Du hỏi tiếp 30 tỷ không phải là con số nhỏ, cô nói cho tôi biết là đầu tư vào hạng mục gì trước đã. Thấy đường Du đã sập bẫy, Vương ức tuyết thừa cơ nói nguồn năng lượng mới, lần trước không phải anh cũng thấy rất được sao. Đường Du đáp lại ồ, được thôi, vậy thì tôi đầu tư vào hạng mục này, nhưng cô phải đồng ý với tôi hai điều kiện vương ức tuyết ngơ ngác điều kiện gì đường du giơ hai ngón tay lên luyên thuyên đầu tiên sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền đến tôi nam nữ thọ thọ bất thân có biết không thứ hai đưa tôi điện thoại của cô tôi phải xóa video và ảnh của tôi đi vương ức tuyết cầm điện thoại lên đồng ý nói vậy thì anh xóa đi nói lời phải giữ lấy lời đấy anh ta hớn hở nói đương nhiên vừa mở điện thoại của vương ức tuyết đường du liền hết hồn ngại ngùng vì đập vào mắt anh là hình ảnh vương ức tuyết mặc bộ trang phục thỏ đầy gợi cảm những suy nghĩ biến thái chạy trong đầu đường du cái này cái này đúng là không thể đỡ lại nổi không ngờ cô lại to gan như vậy đáng tiếc là lập trường của chúng ta không giống nhau anh đây không thể tự tay chụp hình cho cô được vương ức tuyết nghe thấy vội đắc ý he he đây đều là mình tự chụp không có người chụp cho nhưng biết ghen là chuyện tốt rồi ức chế tuyết nhẹ nhàng hỏi anh xóa xong chưa đường du lên mặt dạy bảo xóa xong rồi sau này đừng làm những chuyện nhàm chán này nữa vương ức tuyết ngoan ngoãn được rồi vậy thì anh mau chuyển tiền đi đợi đến khi hạng mục thành công rồi thì tôi sẽ thông báo cho anh trong đầu vương ước tuyết đầy những dã tâm lần này phải làm thật lớn để tên diệp thần kia lỗ nặng anh ta là nhân vật chính đường du là phản diện ha mình chơi chết anh ta để xem anh ta làm nhân vật chính kiểu gì thông tin đang hot trên báo tin tức hot trong ngày giật gân công ty fast của pháp bị tố trốn thuế tất cả tài khoản đều đã bị đóng băng màn hình tin nhắn trên điện thoại của diệp thần long vương không xong rồi công ty fast có hành vi trốn thuế phải đối mặt với hình phạt tiền giá trên trời. Công ty Hoa Kim chúng ta chuyển qua đó 30 tỷ, vẫn không đủ lấp cái lỗ hồng này. Giá cổ phiếu đã giảm hơn 50% rồi. Diệp Thần giận dữ vì sao lại bị điều tra ra trốn thuế. Rốt cuộc là ai đã cung cấp tư liệu? Công ty Fast này là một quả bom, kế hoạch công lực vương ức tuyết của mình bị phá hủy rồi. Tiền đầu tư 30 tỷ của tập đoàn Hoa Kim bây giờ đã vào túi tiền của chính phủ nước Pháp rồi, 30 tỷ đấy. Đối với Diệp Thần, ra khỏi cửa mà không nhặt được tiền là lỗ, Xe chở phân đi qua cũng phải nếm thử xem là mặn hay nhạt, không chiếm được lợi thì sẽ không ngủ được. Lỗ nhiều tiền như vậy trong một lúc, tim của anh ta giờ đang nhỏ máu. Hơn nữa hoa kim đầu tư vào một trong những công ty của tổ chức Long Hồn, tổng tài sản khoảng 500 tỷ. Bây giờ thị trường cổ phiếu có biến lớn, bọn họ tổn thất gần trăm tỷ. Diệp Thần vừa đi vừa xem điện thoại, tin nhắn liên tục ập đến, Long Vương, còn có tình báo cần báo cáo với ngài nữa, sự tổn thất lần này quan trọng nhất là còn có người nhân cơ hội vét sạch chúng ta. Đối phương tổng cộng đã đầu tư 80 tỷ tiền hoa hạ tổ chức đã điều tra rõ khoản tiền này là tập đoàn đàng cương và tập đoàn đường thị đầu tư vào diệp thần không ngừng thắc mắc sao hai nhà bọn họ lại làm ra chuyện này rốt cuộc là vấn đề đã xảy ra từ đâu kế hoạch của mình đáng lẽ ra không có sơ hở gì mới đúng diệp thần tức giận vương như long chắc chắn không dám bán đứng mình vương ức tuyết chắc cũng không biết gì mới đúng chẳng lẽ thằng vô dụng đường du này đã phát hiện ra cái gì sao chính là anh ta diệp thần thắc mắc nhắn tin hỏi thân phận của tôi chưa bị phát hiện đúng không tin nhắn đến không có thân phận của Long Vương tuyệt đối được bảo mật. Diệp Thần vui mừng vậy thì tốt, không phải chỉ là tổn thất trăm tỷ thôi sao. Đợi tôi nắm được bốn gia tộc lớn trong tay thì những số tiền này sẽ lấy lại được gấp 10 gấp 100 lần. Diệp Thần đinh ninh chỉ cần thân phận chưa bị bại lộ. Tôi đổi sang cách khác của Vương ức tuyết là được rồi. Có vạn cách để chinh phục được một người phụ nữ. Diệp Thần càng thêm căm ghét đường du còn về đường du. Số tiền lần này cậu ta kiếm được, tương lai phải khiến cậu ta dùng mạng để trả lại. Tôi muốn để trì âm điều tra ra được điểm yếu của tập đoàn Đường Thị trong thời gian nửa tháng. Tôi muốn Đường Gia không được chết yên. Tại Đường Gia, thông báo của hệ thống, tít, ký chủ đã thành công sống qua được tình tiết chuyện thưởng khách sạn Minh Nguyệt đã chuyển sang tên của ký chủ. Đường Du bất ngờ vừa lờ. Sao mình đã sống được qua tình tiết chuyện rồi? Đoạn nào vậy? Hệ thống tiếp tục hiện lên thành công sống qua được tình tiết của chương 88. Trong chương này, mưu kế của Long Vương Diệp Thần thành công, Vương ức tuyết rơi vào bẫy của anh ta, tài sản 50 tỷ của tập đoàn Đàng Vương bị đóng băng. Đường Du vội mừng rỡ vất vả diễn kịch lâu như vậy cuối cùng thì anh cũng có được báo đáp rồi. Đường Du thành thơi vươn vai nói nhưng khách sạn Minh Nguyệt này nghe có vẻ rất bình dân nhỉ. Tuy là khách sạn 7 sao nhưng đường ra đã có nhiều tiền như vậy rồi, giờ lại tặng thêm một cái khách sạn cùng chỉ như muối bỏ biển. Rồi đường Du quay sang cao có, trách mắng hệ thống hệ thống chó này sao không đổi phần thưởng thành loại công pháp giữ mạng gì đó chứ chẳng lẽ khách sạn này có gì đó. Quay lại nói về Tô Gia, là một trong bốn đại gia tộc của Tô Hàng, Tô Gia từng có lúc huy hoàng giống như đường Gia nhưng nửa năm gần đây không có gì nổi bật cả thậm chí danh hiệu bốn đại gia tộc đã sắp không giữ nổi nữa nếu như không có tô mục nguyệt nằm trong lớp trẻ thể hiện ưu tú thì sợ là tất cả mọi người đều cảm thấy tô gia bị đá ra khỏi bốn đại gia tộc là chuyện sớm muộn tại tô gia tô mục nguyệt vừa bước xuống xe thì diệp thần đã có mặt sẵn giơ tay vui vẻ chào mục nguyệt mục nguyệt đã lâu không gặp tô mục nguyệt chỉ khoanh tay phớt lờ diệp thần anh đến đây làm gì diệp thần thấy vậy mà hớn hở nghĩ cô ấy vì bảo vệ mình mà tỏ ra thái độ lạnh lùng để mình rời xa cô ấy sao Đồ ngốc, Diệp Thần cao ngạo nói nhớ em rồi nên đến đây gặp em. Tô Mục Nguyệt nghe xong đầy khó chịu, quay lưng đi đừng nói như vậy, tôi với anh không thân, phiền anh tự trọng một chút. Diệp Thần tiến lên, tay anh ta sắp chạm vào tay Tô Mục Nguyệt, đầy tự tin nói đừng giả vờ nữa, cô gái, ánh mắt không biết lừa gạt người đâu, em quan tâm đến tôi, em chỉ sợ tôi bị đường ra làm hại thôi. Nhưng tôi có thể nói cho em biết, đường ra ở trước mặt tôi chẳng là gì cả. Diệp thần không ngừng rõng rạc nói rằng tôi còn giỏi hơn em tưởng tượng nhiều, rất nhanh thôi em sẽ biết, ở tô hàng này ai mới là người đứng đầu tô mục nguyệt nghe xong cau mày khó chịu là anh lại là cậu lần trước khiến tô ra chúng tôi mất mặt hôm nay còn dám đến tiếng ông tô từ xa quát lớn giọng điệu đầy nóng giận nhìn thấy ông tô diệp thần liền vinh váo hử tôi vốn định khiêm tốn một chút nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho hai người biết cho dù là đường ra thì ở trước mặt tôi cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi không ngờ diệp thần lại còn mặt dày đến mức này diệp thần không ngừng nói ba ngày nữa là sinh nhật của mục nguyệt tiệc sinh nhật này tôi sẽ tổ chức cho cô ấy tôi sẽ đặt phòng riêng cao cấp nhất trong khách sạn Minh Nguyệt để tổ chức buổi sinh nhật đáng nhớ nhất cho cô ấy. Ông Tô nghe thấy lập tức bất lực nói vào mặt Diệp Thần đời này của tôi chưa từng được gặp người có thể khoác lác được đến như vậy, lại còn đặt phòng riêng cao cấp nhất của khách sạn Minh Nguyệt. Cậu cũng xứng sao? Tô ra tôi và đường ra bên cạnh còn chưa chắc được, cậu có thể làm được thì tôi sẽ liếm giày cho cậu. Năm trước khi Mục Nguyệt sinh nhật, đường du đích thân đến gặp ông chủ khách sạn Minh Nguyệt để bàn bạc, đặt giá 300 triệu bao phòng riêng cao cấp nhất cho Mục Nguyệt tổ chức sinh nhật. Thế lực của đường ra, cộng với cái giá trên trời như vậy. Mà khách sạn Minh Nguyệt vẫn từ chối như cũ, nói rõ là quy tắc không thể phá vỡ được, trừ khi đường ra mua lại khách sạn. Ông Tô liền mỉa mai Diệp Thần chuyện mà đến đường ra cũng không làm được thì cậu có tư cách gì mà làm. Diệp Thần đặt tôn nghiêm của mình lên nói hừ, xem ra tôi phải thể hiện cho mọi người thấy chút thực lực của tôi rồi. Diệp Thần liền gọi đến Long Nha, một gã đàn ông bạm trợn, to lớn, mặt đầy dâu xuất hiện đáp lời Long Vương. Có gì dặn dò, người đàn ông tên là Long Nha này là một trong tám đại tướng của tổ chức Long Hồn bởi vì vẻ ngoài xấu xí trung thành lại tinh thông thương mại nên rất được diệp thần tin tưởng bình thường khi ra ngoài đi đâu diệp thần đều mang long nha theo bên mình một là tiện để ra lệnh hai à dùng vẻ ngoài xấu xí của anh ta để làm nổi bật lên sự đẹp trai của mình diệp thần thể hiện đầy hào nhoáng ra lệnh đưa tài liệu cho bọn họ coi long nha liền ngoan ngoãn vâng long vương diệp thần cầm tài liệu trên tay đầy tự tin nói rằng đây là tài tiêu cơ mật chỉ dựa vào thông tin này thôi tô ra chiếm được cơ hội là có thể thu được lợi nhuận hàng chục tỷ ông tô rơi vào trầm tư có chút gì đó hoài nghi trong lòng người đàn ông này sợ là thật sự có thủ đoạn thông thiên. Nếu như liên hôn với đường ra, bọn họ có thể cho tô ra lợi ích lớn như vậy không? Tô Mục Nguyệt chán ghét Diệp Thần ra mặt, cô đặt điều kiện với Diệp Thần đây là anh nói đấy, nếu đến lúc đó không làm được thì sau này đừng làm phiền đến tôi nữa. Trong lòng Tô Mục Nguyệt cũng không ngừng suy nghĩ dù sao thì phòng riêng cao cấp nhất của khách sạn Minh Nguyệt chắc chắn là không thể đặt được. Đến lúc đó nói mà không làm được, anh ta cũng không còn mặt mũi để tiếp tục làm phiền đề mình nữa cho dù AVNA thật sự có thể đạt được thì mình cũng sẽ từ chối anh ta. Diệp Thần tự tin có thể nắm chắc phần thắng trong tay liền nói nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Thần quay lưng vừa đi vừa nói vậy thì hôm nay tôi đi về trước đây. Trong lòng không ngừng luyên thuyên các người cứ đợi đấy đi, có đứa con rể là tôi này, Tô gia sẽ trở thành gia tộc đứng thứ hai ở Tô hàng. Nghe những lời của Diệp Thần vừa rồi, trong lòng ông Tô cũng có chút lung lay đây quả thực là một cơ hội tốt để thăm dò thực lực của người này. Nếu như cậu ta có thể làm được thì Tô gia chọn người con rể tốt hơn cũng không tệ. Một bên khác, Đường Du khi lấy được khách sạn Minh Nguyệt, vui vẻ đi thị sát thực địa. Đường Du vô cùng hài lòng không tồi, phần thường này của hệ thống cũng khá giống người đấy, đề nghị lần sau tăng lên gấp đôi siêu cấp. Quản lý khách sạn vừa trông thấy Đường Du liền cúi đầu chào Đường thiếu. Đường Du liền niềm nở đáp lại quản lý Vương đừng khách sáo như vậy. Quản lý Vương nhiệt tình giới thiệu Đường thiếu, tôi dẫn anh vào trong tham quan. Được. Đường Du nhìn thấy bên trong đầy sang trọng lộng lẫy liền mắt chữ ô mùm chữ agua. À thấy khu vực sân vườn đầy rộng rãi, thoáng đãng, xịn xò mà làm ra bộ dạng kém sang, tại văn phòng tổng giám đốc khách sạn minh nguyệt quản lý vương tiến vào thông báo đường thiếu người phụ trách của tập đoàn long thần đến khách sạn của chúng ta nói là muốn bao phòng riêng cao cấp nhất của chúng ta để tổ chức tiệc đường du nghe xong liền như có điện chạy trong người mình giật mình hốt hoảng đợi đã vì đây không phải là tình tiết chương 95 của chuyện sao chương này diệp thần không còn giả heo ăn thịt hổ nữa bắt đầu từng bước từng bước thể hiện thực lực của mình vì để chứng minh bản thân với tô gia anh ta bao phòng riêng cao cấp nhất của khách sạn minh nguyệt căn phòng mà chưa từng được mở để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình cho tô mộc nguyệt trên bữa tiệc sinh nhật này mặt mũi mấy người của tô gia đã bị đánh sưng lên không còn dám khinh thường diệp thần nữa tô mộc nguyệt cũng bị sự lãng mạn của anh ta chinh phục hoàn toàn đổ gục trước anh ta sau khi nắm được tô gia thế lực ở tô hàng của diệp thần càng ngày càng lớn mạnh bắt đầu cắn nuốt đường ra ngẫm lại cốt chuyện mà đường du không thể không chửi hệ thống hệ thống chó này cmn mày lại lừa ông đúng không bảo sao hệ thống chó này đột nhiên lại hào phóng như vậy chắc chắn là có ý đồ đường du cao mày suy nghĩ kỹ lưỡng bây giờ khách sạn minh nguyệt giống như củ khoai lang nóng bỏng tay cmn diệp thần thành công chinh phục được tô mục nguyệt thì tô ra sẽ trở thành thế lực của anh ta vậy chắc chắn là có ý đồ cộng thêm một tập đoàn long thần và những thế lực khác thì hoàn cảnh của đường ra và mình sẽ rất nguy hiểm không phải chứ với tính cách của con chó điên long nha này chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn có thể còn nguy hiểm về tính mạng thế nào thì cũng là chết muốn sống mà cmn không thể sống nổi phải nghĩ cách làm chút chuyện rồi đường du đầy đắn đo nhưng đích thân ra mặt làm thì hơi nguy hiểm rồi đường du quay sang nhìn quản lý vương không nhớ nhầm thì thiên phú của con hàng này cũng khá ưu tú một trong những thiết lập của nhân vật phản diện trong sảng văn đó chính là thuộc hạ của kẻ phản diện luôn rất biết gây chuyện thấy đường du nhìn mình quản lý vương liền ngơ ngác hỏi sao vậy đường thiếu đường du nở nụ cười đầy gian xảo vương tổng chuyện bao phòng riêng cao cấp nhất này tôi thấy có thể đồng ý được nhưng tuyệt đối không thể để tiệc sinh nhật tổ chức thành được anh hiểu ý của tôi không Quản lý Vương vẫn chưa hiểu ý của Đường Du liền hỏi lại Đường thiếu đây là có ý gì. Nếu như không đồng ý thì từ chối trực tiếp, từ chối xong không phải là được rồi sao? Trong đầu quản lý Vương chợt lóe lên hiểu rồi, chẳng lẽ là muốn để mình. Nói chung là cứ đi gặp người khách muốn bao phòng riêng cao cấp nhất kia là biết rồi. Tại sảnh khách sạn, quản lý Vương đầy lịch thiệp, khách sáo nói không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Tôi là Vương Đức Phát, người phụ trách của khách sạn. Tên Long Nha trả lời với giọng điệu đầy thô lỗ và khinh người tôi tên là Long Nha ông chủ tôi muốn bao phòng riêng cao cấp nhất của các anh để tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ của ngài là tô mục nguyệt tiểu thư giá cả là bao nhiêu cho xin con số nghe thấy tên tô mục nguyệt quản lý vương liền lẩm bẩm tô tiểu thư cái gì đến cướp phụ nữ với đường thiếu sao chẳng lẽ đường thiếu muốn để mình đồng ý trước rồi phá hỏng thì ra là cố ý muốn vả vào, vào mặt đối phương cơ hội xuất đầu lộ diện đến rồi vương quản lý đầy gian xảo nói lại long tổng sao xin chào khách sạn minh nguyệt chúng tôi có lòng muốn làm quen với quý công ty nên lần này sẽ phá lệ mở phòng riêng cao cấp nhất và không thu bất kỳ phí gì. Long Nha nghe xong cũng hài lòng, nếu quý công ty đã có thành ý như vậy thì tôi đại diện tập đoàn Long Thần, chấp nhận tình hữu nghị của các người rồi đưa cho quản lý bản phương án đây là phương án bữa tiệc của chúng tôi, anh xem kỹ đi. Quản lý Vương cũng rất giỏi diễn kịch liền trả lời được, được. Vừa đọc bản thảo quản lý Vương vừa hả hê trong lòng ha ha, phương án cũng khá lãng mạn đấy. Quản lý Vương nở nụ cười mất nhân tính, đầy tâm cơ được, buổi tiệc sinh nhật này, chú không đạp mặt của cậu dưới chân thì chú không họ Vương. Hệ thống hiện lên thông báo bởi vì mặt giày kích hoạt được phần thưởng đặc biệt tu luyện cổ võ bất động minh vương công có thể dùng một lần đường du nghe xong liền hốt hoảng ôi vãi cổ võ trong sảng văn đô thị nếu như không có viết tu tiên thì cổ võ chắc chắn là sự tồn tại mạnh nhất dựa theo giới thiệu của hệ thống bất động minh vương công này tu luyện đến cảnh giới viên mãn thì cơ thể sẽ cứng chắc như bất động minh vương đường du đầy phấn khích cũng có nghĩa là bạn không phá được lớp phòng ngự của anh đâu nhưng rồi đường du lại đắn đo nhưng chỉ có thể dùng được một lần cái này có chút hố rồi nghĩ rồi đường du mặt dày xin xỏ hệ thống hay là bỏ câu có thể sử dụng một lần đi thông báo hệ thống ha ha đường du không ngừng than ngắn thở dài hai có một lần cũng tốt hơn là không có lần nào bắt đầu từ ngày hôm nay dù cao thủ có mạnh thế nào đi nữa cũng đừng hòng một quyền đánh chết anh ít nhất cũng phải hai quyền đường du nghĩ tiếp mà hớn hở cũng không biết qua tiệc sinh nhật còn có phần thường gì nữa không đây là một tình tiết lớn trong chuyện mà rất nhanh tin tức khách sạn minh nguyện được bao riêng đã lan ra khắp tô hàng nơi mà ngày trước đại thiếu đường ra không thể bao được vậy mà bây giờ bị ông chủ tập đoàn long thần bao cả xã hội thượng lưu đều đang tò mò ông chủ thần bí của tập đoàn long thần này rốt cuộc là ai người phụ nữ của anh ta là ai mà có thể được bao riêng tầng cao nhất của khách sạn minh nguyệt để tổ chức sinh nhật long nha đến tô ra gặp tô mục nguyệt để đón cô tô tiểu tư long diệp thiếu bảo tôi qua đây đón cô đến khách sạn minh nguyệt đón sinh nhật tô mục nguyệt vẫn hoài nghi không ngừng lầm bầm anh ta thật sự có thể bao được tầng cao nhất của khách sạn minh nguyệt rồi thôi bỏ đi cứ qua đó một chuyến đi bất luận thế nào thì hôm nay cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh ta tô mục nguyệt gật đầu đồng ý được vậy thì xuất phát thôi ông tô xuất hiện ngăn chặn mục nguyệt thật sự đi à thế này thì không được thích hợp lắm con với tiểu du đã long nha ở bên cạnh nghe thấy trong lòng đầy khó chịu đường du là cái thá gì chứ diệp thiếu mà muốn chơi chết cậu ta thì chẳng qua cũng chỉ là cái búng tay một phú nhị đại ở tô hàng nhỏ nhoi mà cũng xứng cướp phụ nữ với long vương tô mục nguyệt ngắt lời của ông tô bố không sao đâu đi một chuyến thì đi một chuyến có vấn đề gì thì con sẽ giải quyết ông tô không còn cách nào đành đồng ý được rồi lúc này diệp thần đã thay một bộ vest cao cấp tay cầm ly rượu đứng cạnh cửa sổ yên tĩnh ngắm cảnh đêm tâm trạng hơi có chút mong đợi tối nay anh ta muốn chứng minh với tô ra bản thân mới là con rể chân chính của bọn họ diệp thần tiếng của tô mục nguyệt từ xa gọi đến diệp thần nghe xong liền mừng rỡ nhào tới mục nguyệt cuối cùng thì em cũng đã đến rồi có phải là anh đã nói được làm được rồi không tô mục nguyệt chỉ lạnh lùng nói diệp thần tôi không biết anh có thân phận gì nhưng tôi muốn nói rõ với anh Diệp Thần không để Tô Mục Nguyệt nói dứt câu suyệt. Anh còn có một phần quà đặc biệt dành cho em. Pháo hoa rực rỡ bắn đầy trời, những chùm pháo hoa đầy màu sắc xếp thành chữ Tô Mục Nguyệt sinh nhật vui vẻ. Tô Mục Nguyệt đứng trên tầng cao của khách sạn nhìn rõ từng chữ một. Mọi người nhìn thấy đều trầm trồ ngưỡng mộ trời ơi, tiệc sinh nhật tổ chức ngày hôm nay vậy mà là đại tiểu thư Tô gia. Lãng mạn quá, như này phải chi bao nhiêu tiền đây? Ôi trời, đây chính là người có tiền yêu đương sao? Bắn pháo hoa liên tục 10 phút rồi đúng không? Sao vẫn còn? Diệp Thần nhìn thấy vô cùng hài lòng sắp xếp này, quả thực là đủ rồi, Long Nha quả nhiên là không khiến mình thất vọng. Tô Mục Nguyệt nhìn thấy dòng chữ pháo hoa ngoài trời bỗng rung động há. Đây là con Diệp Thần như chết đứng, dòng chữ pháo hoa hiện rõ mồn một du yêu em. Diệp Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây giận dữ lúc kết thúc sao còn có tên của thằng khốn kia. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều bàn tán du, đây là đại thiếu của đường ra đúng không? Trời ơi, đường thiếu cũng thật là lãng mạn hay, tôi biết ngay là đường thiếu chuẩn bị mà Vương Đức Phát tự hào, Cả người như nở hoa thầm nghĩ rằng chắc lần này Đường Thiếu sẽ rất hài lòng. Một bên khác, Đường Du tổ chức tiệc sinh nhật thành công vội vàng đến khách sạn. Đường Du vừa đẩy cửa vào đã hét lớn Vương Đức Phát, ông làm cái trò gì vậy? Không phải là bảo ông ngăn cản tiệc sinh nhật này lại sao? Là một kẻ phản diện, không phải ông nên gây ra chút chuyện gì đó sao? Mọi người đều hướng mắt về phía Đường Du. Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm, Đường Du cũng ngơ ngác vì sao lại nhìn mình. Chẳng lẽ sự đẹp trai của mình đã khó có thể lơ đi như vậy sao? Tô Mục Nguyệt bên này bị pháo hoa làm cho điêu đứng không ngờ, bữa tiệc sinh nhật được chuẩn bị kỹ càng này là của AVNA, hư ngoài lạnh trong nóng. Thấy dáng vẻ của Tô Mục Nguyệt, Đường Du thắc mắc hỏi sao, sao thế? Tô Mục Nguyệt e thẹn nói cảm ơn anh, bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay tôi rất vui. Đường Du nghe mà ngu cả người vui. CMN, rốt cuộc Vương Đức Phát đã làm cái gì rồi? Rồi nhìn ra dòng chữ pháo hoa ngoài cửa sổ, Đường Du hoảng hốt ôi vãi lở. Diệp Thần giận dữ tiến lại hỏi tất cả chuyện này đều là do anh làm, Đường Du không hiểu chuyện gì tôi làm. Vương Đức phát đầy kiêu ngạo bước đến nói đúng vậy, đây chính là phần quà lớn đường thiếu của chúng tôi tặng cho cậu, không phục thì cũng phải nhịn. Rồi quản lý Vương vui vẻ quay sang nhìn Đường Du hỏi Đường thiếu, tiệc sinh nhật lần này anh có hài lòng không? Đường Du dần hiểu ra mọi chuyện hỏi Vương Đức phát chuyện này do ông sắp xếp. Vẻ mặt Vương Đức phát đầy tự hào, trong lòng lại thầm nghĩ ông chủ của tập đoàn Long Thần thì thế nào? Dám cướp phụ nữ với Đường thiếu, cũng xứng sao? Đường Du thì không ngừng lầm bầm trong bụng anh đây chỉ muốn âm thầm bắn tên sau lưng, cmn còn ông trực tiếp ném bom không ngờ kẻ phản diện mắt to lông mày dày ông lại làm triệt để như vậy diệp thần không nhịn được nữa bèn quát lớn thằng khốn nạn này mày chết chắc rồi tô mục nguyệt nghe xong cũng không kiềm chế nổi cô nói thẳng vào mặt diệp thần ngoài dùng vũ lực để bắt nạt người khác ra anh còn biết làm cái gì nữa diệp thần nghe xong liền cau mày khó chịu người phụ nữ của mình vậy mà lại dâm bảo vệ người đàn ông khác nhưng rồi diệp thần vẫn tự luyến mà nghĩ rằng không cô ấy không phải là đang bảo vệ đường du cô ấy đây là đang bảo vệ mình nếu như mình nhất thời xúc động đánh chết thằng họ đường ở đây thì chẳng phải là lớn chuyện rồi sao long nha chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng vội vã đứng ra khuyên ngắn long diệp thiếu đừng xúc động đầu tiên cứ bình tĩnh chút đã rồi tên long nha bạm trợn quay sang mắng vương đức phát khách sạn minh nguyệt của các người có ý gì diệp thiếu của chúng tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật này cho tô tiểu thư sao các người lại dám làm vậy có tin tôi làm cho khách sạn của các người không làm ăn nổi nữa không vương đức phát cũng không kém cạnh quay sang giả nai nói gì tổ chức tiệc sinh nhật Chẳng lẽ hôm nay không phải là đường thiếu của chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Tô Tiểu Thư sao? Còn về các người, tôi cũng không có nhận một xu tiền nào, các người có gì để nói chứ? Long Nha hiểu ra mọi chuyện cũng đã muộn cuối cùng cũng hiểu rồi, vì sao không lấy tiền của mình? Thì ra ông già này đợi đây từ chiều. Vương Đức Phát không ngừng lên mặt với Diệp Thần còn có, đường ra chúng tôi đã liên hôn với Tô ra rồi. Vị Diệp Thiếu này mới là thật sự không biết xấu hổ, vật vã lại theo đuổi một cô gái có hôn ước trên người. Một tên vô lại xấu xa cũng dám khóc lóc ở đây. Tôi đây sống vài chục năm rồi mà chưa từng gặp trường hợp nào nó mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Đường Du ở bên cạnh nhát như thỏ đế, chỉ biết làm nhảm cầu xin đấy, ông đừng tranh cãi nữa. Còn Vương Đức Phát lại suy nghĩ hoàn toàn trái ngược Đường Thiếu là một người khiêm tốn. Cho nên thân là thuộc hạ, mình phải đứng ra lấy lại mặt mũi giúp Đường Thiếu. Tôn nghiêm của Diệp Thần bị trà đạp, khiến hắn ta bừng bừng giận dữ từ lúc nào mà bản Long Vương lại bị người khác sỉ nhục trước mặt như vậy. Đám người phàm này, chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ của Long Vương. Nhưng rồi suy nghĩ đến đại cục, Diệp Thần đánh nén cơn giận, vứt bỏ tôn nghiêm không đúng, việc nhỏ không nhịn át hỏng việc lớn. Bây giờ không thể để lộ thân phận được. Diệp Thần còn mặt dày cho rằng ha, Mục Nguyệt, rất nhanh thôi em sẽ biết ai mới là lựa chọn đúng đắn nhất của em. Diệp Thần thua trận quay mặt bỏ đi. Vương Đức Phát nhìn thấy đầy tự tin đấu với Đường Thiếu. Các người mà cũng xứng sao? Một mình anh đây cũng đủ để diệt các người. Vương Đức Phát quay sang niềm nở được rồi, người đáng ghét đã đi rồi, chúng ta tiếp tục chúc mừng sinh nhật Tô tiểu thư đi buổi tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra trong sự bất lực của đường du tô mục nguyệt vui vẻ quay sang nói với đường du hôm nay cảm ơn anh đây là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi tôi nghĩ cả đời này của tôi đều sẽ nhớ ngày này đường du cũng đành miễn cưỡng nói theo không có gì cô vui là được rồi tô mục nguyệt hớn hở hỏi anh đoán xem hôm nay tôi đã ước cái gì đường du cũng tò mò cái gì tô mục nguyệt tiến tới ra hiệu nói anh qua đây chút tôi nói nhỏ cho anh biết anh đừng nói cho người khác biết đường du ngu ngốc cũng ghé sát người tô mục nguyệt Tô Mục Nguyệt liền ra tay, hôn lên má của Đường Du. Đường Du không kịp trở tay sơ suất rồi, không tránh được. Vương Đức Phát nhìn thấy hào hứng vỗ tay ồ. Trong lòng Vương Đức Phát như đang mở hội lần này đường thiếu cô gái, CMN thật sự rất thành công. Vương Đức Phát quay sang vỗ vai Đường Du hỏi Đường Thiếu, hôm nay anh có hài lòng không? Đường Du bên cạnh còn lân lân trả lời, hài lòng. Đường Du ủ rũ nói lão Vương, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với ông. Đường Du lại xài chiêu cũ Vương Tổng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, với tài hoa của ông mà làm việc ở đây thì đúng là lãng phí tài năng quá." Vừa nói vừa vỗ vai Vương Đức Phát vừa hay nhà của tôi có mở một doanh nghiệp mới ở Siberia, ông đến đấy làm người quản lý khu vực đi, lương thưởng tăng gấp 3 lần." Vương Đức Phát nghe xong mừng rỡ nhưng vẫn khách sáo Đường thiếu, "Cái này tôi không dám nhận. Tôi chỉ làm một chút công việc nhỏ không đáng kể mà thôi." Thật ra trong lòng Vương Đức Phát đã cảm động rơi nước mắt Đường thiếu này không tệ, có thể dựa. Đường Du vội nói thêm vào không cần khách sáo, đây là vinh dự mà ông nên được nhận." Đường ra chúng tôi sẽ không tệ bạc với một người có công đâu, ngày mai ông bàn giao công việc xong thì chuẩn bị xuất phát đi. Không cho Vương Đức Phát cơ hội từ chối, Đường Du vội vã chào tạm biệt tôi cũng có việc nên đi trước đây. Vương Đức Phát dõi theo bóng lưng Đường Du với ánh mắt đầy biết ơn, Đường Du thì lại uất hận ra về CML. Lần sau còn có tên phản đồ như vậy thì trực tiếp tiền đến Siberia luôn. Vương Đức Phát vẫn không quên nhắn tin cho đồng nghiệp trước khi đi, các anh em, giúp Đường Thiếu cô gái đúng là rất hữu dụng. Tôi đây mới thăng chức vài ngày mà Đường Thiếu đã đề cử tôi rồi phải nhớ rõ, sau này đường thiếu muốn cô gái thì phát huy tính năng động chủ quan nhiều vào biết không ai dám cướp phụ nữ với đường thiếu thì đều dẫm chết hết đặc biệt là thằng ngốc tên là diệp thần tin nhắn trả lời biết rồi diệp thần đúng không sau này các anh em đều sẽ trông chứng cậu ta vương đức phát đầy tự hào anh đây chỉ có thể giúp đỡ các người đến đây thôi tại cửa khách sạn mọi người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán về chuyện lúc nãy em không chứng kiến khung cảnh lúc ấy đường thiếu đúng là rất thâm tình bầu trời đầy pháo hoa khi ấy diệp thần ấm ức ra về nghe được như lời này trong lòng như nổi trận lôi đình hay cho một thằng đường du lại dám sỉ nhục mình như vậy long nha nhìn thấy người diệp thần đang bốc hỏa mà không ngừng sợ hãi nhiệm vụ đầu tiên long vương giao mà mình lại làm ra thế này long vương mà tức giận thì máu chảy thành sông long nha cúi đầu long vương chuyện hôm nay là do tôi làm việc không chu toàn hắn ta quả quyết ngay thẳng long nha cam tâm chịu phạt kỳ lạ thay diệp thần không chửi mắng mà ngược lại còn khoác tay long nha không cần anh cũng là anh em của tôi chút chuyện nhỏ mà thôi trong lòng Long Nha vô cùng biết ơn Long Vương vậy mà lại coi mình thành anh em, thậm chí còn không trách phạt. Long Nha đầy trung thành nói lang thang nửa đời chỉ sợ không tìm được người chủ tốt, bây giờ có thể làm việc cho Long Vương, mình nhất định sẽ dốc hết sức để làm. Diệp Thần vẫn không cam tâm nhưng chuyện ngày hôm nay cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được. Diệp Thần dẫn giữ ra lệnh lập tức dẫn người chuẩn bị báo thủ, trong một tuần, tôi muốn khách sạn Minh Nguyệt không mở cửa được nữa, thằng họ Vương kia cũng phải chết. Trong lòng Diệp Thần bừng bừng sắc khí nỗi nhục lớn hôm nay phải chịu, nếu không trả lại gấp trăm lần thì tôi không tên là Diệp Thần. Long Nha ngoan ngoãn vâng Long Vương, vậy còn thằng nhóc họ đường kia thì sao? Diệp Thần lạnh lùng trả lời anh tạm thời không cần quan tâm, tôi đã phái lang hàm và trì âm tiếp cận cậu ta rồi, cậu ta chết chắc. Long Nha nghe thấy cũng yên tâm lang hàm và trì âm lần lượt đứng thứ ba thứ tư trong tám đại chiến tướng của tổ chức Long Hồn. Hai người cùng liên thủ ra tay thì đương nhiên là không có sai sót gì rồi. Tại nhà họ đường, đường du nằm vật ra trên giường than vãn hôm nay CMN lại là một ngày không có cố gắng được. Đường Du nhắm mắt lo sợ nghĩ đến sắc mặt hôm nay của Diệp Thần, bây giờ muốn sống tiếp được cũng khó càng thêm khó. Hệ thống thông báo tít, ký chủ thành công sống qua tình tiết chuyện, thưởng một quyền thanh năng thiên kinh, đã tự động học. Đường Du nghe xong liền phấn khích hệ thống chó này lại đột nhiên mở lòng từ bi, thưởng cho phần thưởng tốt như vậy. Trực tiếp nâng cao mắc thiên phú y thuật của anh. Đường Du tự tin tuyên bố bây giờ anh chính là người có y thuật đỉnh nhất hoa hạ. Đường Du vẫn có chút hoài nghi hệ thống, thanh năng thiên kinh này có đảm bảo không đấy hệ thống thông báo anh cố ý gây chuyện đúng không hệ thống tôi mở có thể bán cho anh những thứ không ra gì được sao đường du nổi giận chỉ vào hệ thống chửi bớt giờ trò này đi cmn tặng tôi cái khách sạn cuối cùng là đào hố trôn tôi hệ thống liền im lặng không phản hồi đường du càng giận hờn ồ giả chết rồi đúng không xem ra nếu như không cần thiết thì vẫn không nên dùng y thuật này thì hơn rồi đột nhiên đường du nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng đường tổng phòng thư ký ngày mai sẽ có một thư ký mới nhận chức sau này cô ấy sẽ phụ trách lịch trình hàng ngày của ngài Đường Du nghe xong có chút tò mò hả? Thư ký mới. Đường Thiếu, đây là Trì Âm, thư ký mới đến, cô ấy đã được đào tạo xong rồi, hôm nay có thể chính thức bắt đầu làm việc. Trì Âm xinh xắn, lễ phép chào Đường Du xin chào Đường Thiếu. Đường Du cũng tươi cười chào lại cô ta Trì Âm đúng không? Chào mừng đến với đại gia đình tập đoàn Đường Thị chúng tôi. Ngoài mặt thì cười nói, nhưng trong lòng Đường Du không ngừng biến thái mà lầm bầm hả? Cô gái này trông cũng rất xinh đẹp, khi chất con gái cương nhà lành đúng là rất rõ. Chỉ là, hai, Sao lại là hai quả quýt chứ nếu như mà kết hôn thì không phải con sẽ chết đói sao? Chị âm cũng như mọi cô gái khác, đều có thể nghe được tiếng lòng của đường du. Chị âm không khỏi thắc mắc mình bị ảo giác sao? Đường du tỏ vẻ thân thiết vỗ vai chị âm nói mới bắt đầu làm việc có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi, con người tôi rất hòa nhã với con gái, không cần căng thẳng. Cô nhân viên bên cạnh chị âm, nhìn đường du bằng ánh mắt đầy chiều mến nói đường thiếu, vậy thì tôi đi trước đây, buổi tối anh rảnh đến nhà tôi ăn cơm không? Tôi đã mua một chai rượu vang, muốn mời anh uống cùng đường du nghe xong liền từ chối buổi tối tôi còn có việc lần sau tôi sẽ mời cô tôi đi sắp xếp công việc cho chị âm trước vừa quay lưng đường du lập tức lèm bè mấy năm gần đây con trai còn phải biết bảo vệ chính mình thật sự tin cô thì ai biết sau khi đến đấy cô dùng rượu vang đỏ hay là rượu vang trắng tiếp tôi chứ bây giờ chị âm lại tiếp tục nghe tất tần tật tiếng lòng của đường du chị âm dần hiểu ra mọi chuyện dường như mình có thể nghe được tiếng lòng của anh ta khuôn mặt chị âm đầy nguy hiểm chỉ âm mừng thầm trong lòng lần này Long Vương phái mình trà trộn vào đường thị chính là để điều tra chuyện cơ mật của tập đoàn đường thị. Có thể nghe thấy tiếng lòng của anh ta thì chuyện lần này đơn giản quá rồi. Đường Du đột nhiên nhớ ra điều gì đó đợi đã, chỉ âm. Đường Du nhẩm lại cốt chuyện rồi nhận ra chỉ âm. Đây không phải là nội gián mà thằng ngốc diệp thần kia phái đến sao. Sẽ không sai, vẽ ngoài xinh đẹp, lại là sân bay, chắc chắn là cô ta. Chỉ âm nghe thấy những lời không hay về mình, trong lòng chỉ âm đầy tức giận cmn anh cứ phải nhắc đến chuyện sân bay sao, có thể giữ chút mặt mũi được không? Chỉ âm đột nhiên hốt hoảng cho rằng bây giờ thân phận của mình bị bại lộ, vậy kế hoạch mai phục chẳng phải là đã thất bại rồi sao? Bình tĩnh, không được hành động manh động. Đường Du tiến tới nói ờm, Chỉ âm. Cô đi pha cho tôi tách trà trước đi. Chỉ âm cũng ngoan ngoãn vâng đường thiếu. Chỉ âm vừa quay lưng đi là trong lòng đường Du cả một bầu trời suy nghĩ dựa theo tình tiết chuyện thì tập đoàn. Đường thị hoàn toàn bị sụp đổ bởi ngoài nội gián bên người em họ của đường Du ra thì Chỉ âm cũng có không ít công lao. Cô ta không chỉ cô thân thủ tốt mà kỹ năng hack máy tính cũng là đỉnh cao thế giới. Đường Du nở nụ cười đầy nham hiểm không phải chỉ mà muốn tài liệu cơ mật thôi sao. Anh cho cô trộm được là xong rồi, đợi chút nữa làm một phần giả cho cô. Nhưng kế hoạch của Đường Du đều bị trì âm nghe được hả? Anh tưởng bà đây là con ngốc sao, thật giả cũng không phân biệt được sao. Đường Du ngu ngốc giả vờ trì âm, cô đưa phần tài liệu này cho châu tổng của bộ phận kinh doanh giúp tôi đi. Trì âm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Đường Du mà ngán ngẩm vâng đường thiếu chị âm chửi vào mặt đường du móc thẳng mồi mặn đồ ngốc mới cán câu đường du vẫn tự luyến cho rằng cất tài liệu giả này cẩn thận vào mấy ngày này còn có rất nhiều cái cho cô trộm mang về hố chết diệp thần đi nhưng đây cũng là vì muốn tốt cho cô thôi coi như là ngụy trang trả thù cho cô anh ta mới là kẻ thù thật sự của cô nói mới nhớ đường ra chúng tôi còn có ơn với bố của cô bớt lấy ơn báo oán đi chị âm nghe những lời trong lòng đường du vội giật mình long vương mới là kẻ thù của mình đường ra có ơn với bố của mình tâm trạng phức tạp rời khỏi văn phòng Cả người Trì Âm có chút hoảng hốt. Từ nhỏ cô lớn lên trong tổ chức Long Hồn, được sư phụ của Diệp Thần đích thân đào tạo, cho nên rất trung thành với Diệp Thần. Nhưng là một đứa trẻ mồ côi, cô rất muốn biết người nhà của mình là ai. Bọn họ không cần mình hay và vì nguyên nhân gì khác, cho nên cô luôn âm thầm điều tra, nhưng cho dù điều tra thế nào thì cô vẫn không thể điều tra ra được tư liệu liên quan đến bố mẹ của mình, giống như trên thế giới không có hai người này vậy. Trong lòng Trì Âm vô cùng rối bời nhiều năm trôi qua, vốn dĩ sắp từ bỏ rồi thì hôm nay Đường Du lại đột nhiên nhắc đến tâm trạng trì âm dối bời cô thở dài rốt cuộc anh ta còn biết bao nhiêu vì sao long vương lại là kẻ thù của mình có liên quan gì đến đường ra điều tra đường ra trước nếu đường giá đã có ơn với bố của mình thì điều tra theo manh mối này chắc chắn có thể điều tra ra được đang suy tư thì điện thoại của diệp thần gọi đến trì âm kết quả điều tra thế nào rồi đã lấy được tài liệu đầu tiên rồi diệp thần không ngừng dỗ ngọt trì âm được vất vả rồi vẫn là cô mới có thể khiến tôi yên tâm nhất chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ trước lăng hàm thì có thể làm người phụ nữ của tôi trước cô ấy rồi chị âm nghe xong trong lòng có chút khó chịu cô cau mày đột nhiên có loại cảm giác không muốn ăn cơm nữa chẳng lẽ câu nói long vương mới là kẻ thù của mình của đường du đã khiến tâm trạng của mình thay đổi rất lớn chị âm liền nhắn tin cho diệp thần long vương tôi đi đưa tài liệu trước đây chút nữa lại nói diệp thần cũng cảm thấy có gì đó không đúng chị âm chưa bao giờ đề nghị kết thúc tin nhắn của mình trước chuyện gì vậy 15 phút sau chị âm nghiêm túc hỏi đường thiếu tư liệu đã được đưa xong rồi, anh có cần tôi làm gì nữa không? Đường Du vươn vai ưng, anh nói tiếp đúng rồi, gần đây công ty định làm kinh doanh game, tôi cần cô điều tra giúp tôi. Chỉ âm thắc mắc hỏi khảo sát thế nào? Đường Du liền nói tiếp ở đây tổng cộng có 25 trò chơi, đều là những trò chơi bán chạy nhất trên thị trường. Tôi mong cô có thể qua ải được hết và báo cáo công việc hàng ngày cho tôi. Nói xong, Đường Du chỉ tay về hướng kia nói tiếp còn nữa, công ty cung cấp đồ ăn vặt, trà sữa các thứ miễn phí, gọi đồ ăn ngoài cũng được thanh toán cả muốn ăn gì cứ tùy ý. Đoạn thời gian này cô chuyên tâm làm việc này đi, chơi mệt rồi thì qua bên phòng nghỉ ngủ một lúc, không sao. Được rồi, mau bắt đầu chơi đi, đừng lười biếng nữa, trong văn phòng có camera, tôi có thể nhìn thấy được đấy. Đường Du tự cho mình thông minh, trong lòng đầy mãn nguyện ha ha, điều cô đi thì không thích hợp lắm. Vì để tránh cô đi gây sự chỗ khác, để cô chơi game cả ngày là được rồi. Chị Âm ngồi xuống ghế ngán ngẫm nghĩ nực cười, lão nương dễ bị lừa như vậy sao? Chị Âm say sưa chơi game suốt 3 ngày liền. Đến ngày thứ tư, cô vừa chơi vừa tự hỏi bản thân trì âm à trì âm, sao mày lại xa đọa như vậy? Thứ khảo sát đã khảo sát xong chưa? Trì âm vẫn ngoan ngoãn chơi game suốt 5 ngày. Cứ như vậy đường du đã yên ổn sống qua 5 ngày, ai biết là đến ngày thứ sáu, khách sạn Minh Nguyệt của anh ta lại. Tại khách sạn Minh Nguyệt, phục vụ khách sạn gõ cửa phòng xin chào quý khách, thời gian trả phòng đã quá 2 tiếng rồi, xin hỏi ngài có còn trong đó không? Cô thắc mắc hỏi xin chào. Không có ai sao? Cô dùng thẻ vừa cửa phòng, vừa bước vào đã có cảm giác lạnh sống lưng ôi lạnh quá cô sợ hãi tái xanh mặt mày hét lớn a à. cảnh tượng hãi hùng trước mắt cô là xác một người phụ nữ đang nằm trong bồn tắm đầy máu đỏ tươi tin tức có người tự tử trong khách sạn minh nguyệt rất nhanh đã được truyền ra ngoài sau khi biết được tin tức thì những người khách ở trong khách sạn cũng lập tức trả phòng đường du nhanh chóng đến nơi ngay khi anh ta đến giám đốc mới của khách sạn là triệu lập đã đợi sẵn ở đó triệu lập u sầu tự trách bản thân nhận lỗi với phía mình đường thiếu là do tôi làm việc thiếu cẩn thận Vừa tiếp nhận khách sạn đã để xảy ra loại chuyện này rồi. Đường Du thấy vậy liền vỗ vai an ủi Triệu Lập không trách anh được, bây giờ tình hình thế nào rồi? Triệu Lập trả lời hiện trường đã bị phong tỏa, người phía cảnh sát đang điều tra, phán đoán sơ bộ là tự sát. Đường Du gằn giọng hỏi lại tự sát, trong lòng Đường Du không thể hiểu nổi người có thể ở trong khách sạn Minh Nguyệt đều là người rất có tiền. Cuộc sống vui vẻ, CMN ai lại suy nghĩ tiêu cực vậy chứ? Triệu Lập nói thêm nhưng phía cảnh sát phát hiện tóc của người bị hại bị mất đi một ít, hơn nữa rất có thể là bị cái kia nhưng không tìm được chứng cứ đường du liền hỏi camera đâu nhưng triệu lập chỉ có thể bất lực trả lời camera không quay được có người vào phòng của cô ta đường du nghi ngờ cho rằng thủ pháp gây án này chẳng lẽ là long nha đường du suy luận lần trước diệp thần bị sỉ nhục ở khách sạn nên chuyện báo thù mình cũng rất bình thường nhưng lấy một mạng người để bôi nhọ mình chuyện này đúng là đánh mất lương tâm mà phải tìm cơ hội trôn anh ta đi mới được đường du đột nhiên ngơ ngác hả hai bóng người rơi vào trong tầm mắt của đường du hai người đàn ông trung niên hút thuốc lá đi cạnh nhau nói nói cười cười. Hai người này có một người bị mất một tay, một người bị mù một mắt. Triệu Lập thấy thái độ của Đường Du, khẽ hỏi nhỏ Đường Thiếu, anh nghi ngờ là bọn họ làm sao? Đường Du liền giải thích không phải bọn họ, tôi đoán được là ai làm rồi, anh đi ăn ủi người thân của người bị hại đi, không thủ cứ để cho tôi xử lý. Ngày hôm sau, khách sạn Minh Nguyệt vắng tanh, không một bóng khách. Long Nha bước vào, giọng điệu đầy mỉa mai vô, đây không phải là Đường Thiếu sao? Mấy ngày không gặp sao việc làm ăn của quý khách sạn lại tệ như vậy? Đường Du cũng không vừa, móc mé nói lại còn không phải là cảm ơn Long Tổng ngày nào cũng lôi một đám người đến làm loạn sao. Long Nha nói tiếp hết cách rồi, người chết là cao quản của tập đoàn Long Thần chúng tôi, tôi phải đòi lại quyền lợi cho cô ấy chứ. Không dừng lại ở đó, Long Nha lên giọng nói tiếp thực ra, mục đích hôm nay tôi đến đây rất đơn giản, tôi không vừa mắt khách sạn này của anh, bây giờ anh hoặc là phá sản hoặc là bán cho tôi. Long Nha lèm bèm trong lòng lần trước Long Vương bị nhục nhã ở đây, chỉ khiến khách sạn này mất việc làm ăn thôi chưa đủ, mình muốn lấy được khách sạn này với giá rẻ để đường ra tổn thất lớn, chút giận cho Long Vương. Hắn thản nhiên giơ tay ra giá 5 tỷ, hoặc là bán khách sạn, hoặc là phá sản. Triệu Lập tức giận nói sao anh không đi cướp luôn đi. Trong lòng Triệu Lập không ngừng mắng chửi Long Nha tăng gấp 4 lần cái giá này lên thì còn có thể miễn cưỡng bán khách sạn Minh Nguyệt, tên này đâu chỉ là ra điều kiện cao đâu. Đường Du cũng không nhịn nổi, giận dữ nói anh nghĩ nhiều rồi. Cho anh dẫn người đến đây làm loạn một năm thì khách sạn của tôi cũng sẽ không bán cho anh đâu. Anh có thể đi rồi. Long Nha giận dữ, hất tung cả cái bản. Triệu Lập nhìn thấy cũng hoảng sợ tên này là quái vật sao. Đường Du hiểu rõ một một đây là thủ đoạn mà con chó điên Long Nha này hay dùng để đàm phán với người khác, cố ý hù dọa đối phương để phá vỡ tâm lý phòng bị của đối phương. Đường Du liền diễn kịch, giả vờ sợ hãi vệ sĩ đâu. Long Nha hùng hồn tuyên bố Đường Thiếu, anh gọi 20 tên vệ sĩ đến đây cũng vô dụng. Đường Thiếu là một người tinh tế nhưng Long Nha tôi không phải, cùng lắm thì giết cậu, sau đó tôi rời khỏi hoa hạ là được. Trong lòng đường du xê thấy nực cười xí, nhưng đường du vẫn cố diễn nốt vở kịch, anh giả vờ sợ hãi nói được, tôi bán. Long Nha đưa ra mảnh giấy bảo ký tên đóng dấu đi, tiền tôi sẽ cho người chuyển cho anh ngay. Trong lòng Long Nha đầy hà hê, đắc ý ha, ở trước mặt tổ chức Long Hồn thì mọi thứ đều chỉ là con kiến hồi. Đường Du giả vờ ngoan ngoãn bảo Triệu Tổng, đi lấy con dấu lại đây. Triệu Lập tưởng thật, chỉ biết ủ rũ thở dài hai. Long Nha nhìn giấy bán mà ngông nguyên nói hai tên vô dụng, bây giờ có thể cút được rồi đấy nhớ rõ đây chính là cái giá khi đắc tội với diệp thiếu triệu lập không cam lòng hỏi đường du đường thiếu vì sao anh lại đồng ý với điều kiện của bọn họ đường ra chúng ta sao có thể để người khác hạ nhục tùy tiện như vậy được trong lòng triệu lập không thể hiểu nổi có chút hoài nghi đường ra là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc tô hàng không dám nói là một tay che trời nhưng cũng không đến mức bị một tập đoàn như tập đoàn long thần cười trên đầu đường thiếu nhẫn nhịn như vậy quả thực là không logic lắm đường du chỉ bình tĩnh trấn an triệu lập qua hai ngày nữa là anh biết rồi đừng nôn nóng, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đường Du chợt nhớ ra nhà họ Vương liền quay ra hỏi Triệu Lập. Đúng rồi, cả nhà Vương Tổng đã chuyển đi chưa? Triệu Lập liền trả lời. Tối ngày hôm kia đã lên tàu hỏa đến Siberia, theo sự dặn dò của đường thiếu, đã ngụy tạo thành ghi chép ông ta đi châu Phi. Đường Du an tâm bước lên xe. Vậy thì được, đường Du thừa sức hiểu được. Với đám người nhỏ mọn diệp thần này, chắc chắn cũng sẽ báo thủ cả Vương Đức Phát. Bây giờ Vương Đức Phát đã an toàn rồi, khách sạn cũng đã tặng cho bọn họ rồi. Bây giờ, đến lúc thể hiện chút sắc mặt cho con chó Long Nha này xem. Tại khách sạn Minh Nguyệt, Long Nha hớn hở báo tin vui cho Diệp Thần. Long Nha, đã báo thù khách sạn Minh Nguyệt hoàn tất rồi, tôi đã ép tên họ đường kia bán khách sạn này cho chúng ta với giá 5 tỷ rồi. Diệp Thần đầy hài lòng. Ồ, khách sạn Minh Nguyệt là nơi khiến hắn bị nhục nhã. Long Nha có thể mua lại với giá rẻ, kiếm được hơn chục tỷ cho mình. Năng lực của anh ta, quả nhiên là vẫn rất xuất sắc. Nhưng như vậy Diệp Thần vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn tức giận hỏi. Đúng rồi, còn có tên họ vương kia nữa trong lòng diệp thần đầy cam phẫn con chó của đường ra mà cũng dám giáo huấn mình trước mặt mọi người ông ta nhất định phải chết long nha vội trả lời tôi đã cho người điều tra rồi mấy ngày trước ông ta đã lên máy bay đi châu phi rồi diệp thần không dễ gì tha cho vương đức phát liền ra lệnh cho người đến đấy giết ông ta sỉ nhục tôi thì chắc chắn phải chết diệp thần nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay trong lòng đầy vui mừng đây chỉ là chút tiền lãi bây giờ kịch hay mới bắt đầu Chị âm cũng đã lấy được một vài tài liệu cơ mật cho mình rồi, các quân cờ khác cũng đã được sắp xếp xong rồi. Cả tô hàng này chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ thử đao của mình mà thôi. Tại cơ quan cảnh sát phân cục Thành Tây, đội trưởng Bạch Uyển Di đang nghiêm túc điều tra vụ án ở khách sạn Minh Nguyệt. Cô suy luận, vụ án mấy ngày trước của khách sạn Minh Nguyệt đến bây giờ vẫn còn đang được điều tra. Vụ án này chắc chắn là anh ta làm, sao có thể tìm được chứng cứ gì chứ? Tiểu Trương đang thích thầm đội trưởng Bạch nhìn thấy mà sót trong lòng. Đội trưởng Bạch làm việc nghiêm túc quá, thỉnh thoảng thả lỏng một chút yêu đương với mình thì tốt biết mấy. Bạch Uyển Di chợt phát hiện ra điều gì đó, cô mừng rỡ la to. Có manh mối của vụ án khách sạn Minh Nguyệt rồi. Bạch Uyển Di hớt hải gọi, "Mau, Tiểu Trương, gọi cục trưởng Vương đến đây." Cục trưởng Vương vừa đến nơi, Bạch Uyển Di đã vội vàng nói, "Cục trưởng Vương, ngài xem cái này, án mạng ở khách sạn Minh Nguyệt có manh mối rồi." Cục trưởng Vương vừa xem xong cũng ra lệnh khẩn cấp, "Lập tức mở cuộc họp, lập tiểu đội tiến hành điều tra, tôi sẽ đích thân dẫn đội." Rất nhanh, Cả phân cục thành Tây đã bắt đầu hành động. Sau khi họp 2 tiếng xong, tiểu đội đã rời phân cục để bắt đầu điều tra. Bạch Uyển Di cũng tham gia vào tiểu đội điều tra nhưng bị cục trưởng Vương từ chối, bảo cô ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi cẩn thận. Bạch Uyển Di trang trên đường về thì nghe thấy tiếng gọi. "Cảnh sát Bạch." Bạch Uyển Di nghe thấy có người gọi thì quay sang. "Hửm?" Nhìn thấy Diệp Thần, Bạch Uyển Di nói: "Ô Diệp Thần đúng không?" Bạch Uyển Di quen Diệp Thần vào khoảng thời gian trước, lúc đó có tên trộm trên xe bus anh ta đã hành hiệp trượng nghĩa bắt tên trộm kia lại kết quả sau khi xuống xe thì tên trộm kia gọi người đến báo thù anh ta mấy người đó đều bị anh ta đánh nằm dạp dưới đất lúc bạch uyển di đến bắt người cũng rất ngạc nhiên anh ta là người che giấu thâm sâu khó lường nên có chút ấn tượng nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là nụ cười của anh ta cứ cảm thấy hơi kỳ lạ diệp thần vui vẻ bắt chuyện tôi còn tưởng cảnh sát bạch không nhớ tên của tôi nữa chứ thấy diệp thần đang cầm trên tay bịch vỏ chai nước bạch uyển di liền hỏi đây là nghề phụ của anh sao diệp thần tỏ vẻ cao thượng nói không phải vừa gặp một bà lão thấy bà đã lớn tuổi rồi mà còn đi nhặt chai tôi thấy rất khó cực nên đã cầm đống chai này về giúp bà còn mua chút hoa quả cho bà nữa nghe vậy bạch uyển di liền nghĩ người đàn ông này thật lương thiện diệp thần thừa cơ hội nói tiếp cô muốn đi ăn cơm sao có muốn ăn cùng không tôi mang chỗ chai này về cho bà lão rồi quay lại luôn nhưng bạch uyển di vội từ chối không cần đâu tôi mua về ăn là được vẫn còn nhiều công việc cần giải quyết nữa Diệp Thần nhìn theo bóng lưng của Bạch Uyển Di, cô gái phải hiểu giữ khoảng cách mới được. Càng là mỹ nữ xinh đẹp thì càng phải từ từ, như vậy mới có thể khiến cô ấy một lòng một dạ nguyện ý làm hậu cung của mình được. Vừa nãy lấy 10 tệ để mua chai nhựa từ chỗ bà lão nhặt sắt vụn kia. Còn vì sao lại lấy 10 tệ để mua là bởi vì trên người của anh ta không có tiền nhỏ hơn nữa rồi. Chỗ chai nhựa này còn không đáng 5 tệ nữa là. Diệp Thần đem đống vỏ chai vứt vào thùng rác, hắn nghĩ rằng bây giờ sắp xếp gặp mặt vài lần nữa thì chắc đủ rồi loại phụ nữ này cũng khá dễ cua bạch uyển di người phụ nữ này chắc chắn tôi sẽ có được nửa giới chính trị của tô hàng đều là học sinh trong nhà họ muốn khống chế được tô hàng thì không thể bỏ qua sức mạnh của bạch ra được sau khi long nha tiếp nhận khách sạn minh nguyệt lập tức đổi tên thành khách sạn long thần và bắt đầu cố gắng giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực chuyện làm ăn của khách sạn lại bắt đầu từ từ khôi phục lại như bình thường lúc này anh ta đang ngồi trong phòng làm việc ôm người đẹp thư ký trong lòng chuẩn bị làm chút chuyện kích thích cảnh sát mở cửa bất ngờ ập vào Cô thư ký sợ hãi hét lên. A, à, chuyện vui bị phá hỏng, Long Nha tức giận. Làm cái gì vậy? Cửa cũng không biết gõ sao? Bạch Uyển Di tiến lên đưa thẻ cảnh sát ra nói. Anh là người phụ trách của khách sạn. Long Nha ngồng nghênh hỏi. Đúng vậy, thế nào? Bạch Uyển Di khó chịu, cau mày ra lệnh. Còng tay lại rồi đưa đi, Long Nha nghe thấy tức giận, thách thức, có biết tôi là ai không? Tôi là người phụ trách của tập đoàn Long Thần, các người dám động vào tôi thử xem. Cảnh sát liền giơ súng lên hắn ta liền ngoan ngoãn hợp tác. Long Nha bất lực đành nói, tôi muốn mời luật sư, các người để tôi gọi cho luật sư. Rất nhanh, tin tức động trời này đã được lan truyền khắp Tô Hàng. Khách sạn Minh Nguyệt tiếng tăm lẫy lừng lại bị nghi ngờ là tàng trữ ma túy. Long Nha là người phụ trách và đại diện pháp luật của khách sạn nên lần này hoàn toàn xong đời rồi. Khách sạn Minh Nguyệt cũng bị kiểm tra ngay lúc ấy. Còn Đường Du âm thầm thúc đẩy tất cả chuyện này, lúc này lại đang nằm trên giường chơi điện thoại. Lúc trước, sau khi gặp hai anh em họ bị tàn tật một thứ kia, Đường Du đã nhớ ra hai người này trong Nguyên Văn không phải là người tốt gì. Nhìn thấy bọn họ, Đường Du lập tức cho người âm thầm tra xét khách sạn. Quả nhiên là tra ra được chứng cứ buôn bán ma túy của hai người này, cho nên Đường Du mới thẳng thắn vớt củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Long Nha. Đối phương nhận được miếng bánh ngon, bản thân cũng thuận tiện vớt được 5 tỷ. Không làm như vậy thì đợi sau khi chuyện này bị phát hiện, khách sạn chắc chắn là không thể giữ lại được, bản thân cũng bị xui xẻo. Còn về đắc tội Diệp thân, Đường Du đã bắt đầu quen dần rồi, có thể sống thì cố gắng sống. Lúc sống không nổi thì cũng không thể vươn cổ ra cho người ta chém được. Đường Du Hà Dạ nói đáng đời lắm, ai bảo CMN anh lấy mạng người ra để vu oan cho ông đây, đồ khốn. Hệ thống chó chết này, CMN mày hố ông, tôi biết ngay là mày làm gì có lòng tốt tặng đồ ngon chứ. Nghe thấy Đường Du đang mắng mình hệ thống hiện lên. Chó lại sủa. Chó đừng dừng. Đường Du tức giận mắng. Cút. Chợt Đường Du nhận được cuộc gọi của Bạch Uyển Di. Bạch Uyển Di? Cô ta gọi điện cho mình làm gì? Đường Du không ngừng thắc mắc cô ta tìm mình làm gì chẳng lẽ đã phát hiện ra là mình đã gửi tin cho cô ta thực ra đường du và bạch uyển di cũng khá thân quen dù sao cũng đều xuất thân từ đại gia tộc của tô hàng nhưng ấn tượng của bạch uyển di với anh ta không được tốt bởi vì anh ta có một người anh em tốt là tần minh tần minh là hoa hoa công tử nổi tiếng ở tô hàng hai người thân đến nỗi có thể cùng mặc một chiếc quần cho nên anh ta cũng bị bạch uyển di ghi thù đường du bắt máy lên nói đây không phải là bạch đại tiểu thư sao tìm tôi muộn như vậy là muốn tâm sự sao bạch uyển di không rảnh đôi co với đường du lập tức đến phân cục thành tây một chuyến đường du thắc mắc hỏi lại làm gì bạch uyển di không nhiều lời ra lệnh cho đường du đến là biết rồi đừng nhiều lời nếu không tôi sẽ dẫn người đến nhà bắt anh đi đường du nghỉ trong lòng dù sao thì người phụ trách và người đại diện pháp luật của khách sạn cũng không phải là mình cứ đi đến đó cho đúng quy trình vậy đi một chuyến thì là một chuyến thôi ông đường nhìn thấy đường du đã muộn còn muốn ra ngoài liền hỏi con đi đâu đấy lại đi tìm thằng nhóc tần IVN kia sao? Đường Du chơi chẽn nói, không có, con đi ngồi tù. Đường Du đến phân cục, gặp Bạch Uyển Di, anh ta vừa ngồi xuống ghế vừa lèm bèm trong lòng. Tuy anh đây sâu sắc cảm nhận được bị khinh thường nhân cách, nhưng không sao cả, anh thích, mong cô có thể mạnh tay hơn. Nếu có thể thì nhổ nước bọt cũng được, nhổ thẳng vào mặt. Tiếng lòng của Đường Du lần này cũng bị Bạch Uyển Di nghe được. Bạch Uyển Di cảm thấy kỳ lạ, vừa nãy là tiếng nói của ai? Hình như là của tên này. Bạch Uyển Di tỏ thái độ chán ghét nói cười cái con khỉ anh là ông chủ cũ của khách sạn minh nguyệt cùng thuộc vào diện tình nghi phạm tội bây giờ bắt đầu lấy lời khai đi đường du cảm thấy phiền toái trong lòng không ngừng lèm bèm đừng làm phiền anh nữa những gì anh biết anh đều gửi cho cô hết rồi có được không trong tình huống bình thường anh chắc chắn sẽ trực tiếp tố cáo long nha cứ muốn mua lấy khách sạn thì tôi cũng bó tay tên khốn này vì hãm hãy anh mà chạy đến khách sạn của anh giết người sau đó dẫn người đến gây chuyện nếu không phải là không tìm được manh mối thì anh đây tố cáo luôn cả bọn chúng luôn rồi có được không? Bạch Uyển Di cuối cùng cũng có thể chắc chắn là tinh thần của mình không có vấn đề mà nghe nhầm. Đây rất rõ ràng là giọng nói của tên khốn xấu xa này. Bạch Uyển Di nghĩ trong lòng, vốn thấy cách viết mail kia, nghi ngờ là đường du tố cáo, định hù dọa anh ta để lấy chút manh mối, không ngờ lại có được nhiều tin tức như vậy. Bạch Uyển Di tức giận cung tay lại, hay cho một long nha. Đường du lại tiếp tục lèm bèm. Ồ, oh, nhớ lại rồi, tóc của người phụ nữ mà anh ta giết được giấu ở trong nhà của anh ta. Chút nữa gửi cho cô cái mail là được rồi, suýt chút nữa thì quên chuyện này. Bạch Uyển Di nghe thấy dần hiểu ra, ở trong nhà. Nếu như thật sự là vậy thì có chứng cứ định tội rồi. Bạch Uyển Di vội vã tiễn khách nói. Được rồi, điều tra đến đây thôi, cảm ơn anh đã phối hợp điều tra. Đường Du vui vẻ đứng lên, còn không quên chơi đùa Bạch Uyển Di. Không vất vả, số khổ, nếu như cảnh sát Bạch có thể mời ăn một bữa thịt nướng bồi thường thì tốt rồi. Vì Đường Du vừa cung cấp cho Bạch Uyển Di thông tin quan trọng, nên Bạch Uyển Di dễ dàng đồng ý liền nói, được thôi, nhưng phải đợi lần sau, bây giờ tôi hơi bận đường du có hơi ngạc nhiên ôi trời người phụ nữ này thật sự mời mình đi ăn hay là thôi đi đừng khách sáo như vậy tôi không dám ăn cơm với cô đâu lỡ như cô bị gương mặt đẹp trai tuấn tú này của anh thu hút thì sẽ rất ảnh hưởng anh sống tiếp bạch uyển di nghe chán chả thèm nói lão nương sẽ bị gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh thu hút phi bạch uyển di tỏ vẻ thân thiết được rồi được rồi tôi tiễn anh về đang đi thì nhìn thấy diệp thần trong lòng đường du bèn thốt lên ồ anh ta đến rồi người đàn ông đi tù diệp thần nhìn thấy đường du liền khó chịu thằng khốn này sao lại ở cùng với bạch uyển di đường du thấy diệp thần nhìn mình cũng lèm bèm nhìn anh làm gì tưởng anh sẽ cướp bạch uyển di với cậu sao cmn con ngựa giống chết tiệt mỹ nữ khắp cả thiên hạ đều là của cậu hết đúng không nhìn thấy diệp thần bạch uyển di hỏi sao thế anh đến báo án à diệp thần hớn hở vội trả lời không phải tôi đến để thăm một người bạn của tôi anh ta bị bắt vào đây rồi Đường Du bên cạnh nghe thấy phì cười. Ha ha, một người bạn phạm tội giết người của tôi. Nghe được tiếng lòng của Đường Du, chút điểm hảo cảm của Bạch Uyển Di đối với Diệp Thần lập tức biến mất. Làm bạn với tội phạm giết người, ngoài rác rưởi ra thì còn có thể thế nào được chứ? Bạch Uyển Di lên tiếng. Tính chất của việc anh ta vi phạm rất nghiêm trọng, trước mắt không thể tham được, anh trở về đi. Diệp Thần cố lên tiếng thanh minh cho Long Nha. Cảnh sát Bạch, tôi phải giải thích với cô một chút, thực ra tôi là ông chủ của Long Nha cho nên nếu như long nha thật sự phạm pháp thì tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra tố cáo anh ta diệp thần chỉ vào đường du rồi nói tiếp nhưng chuyện lần này anh ta hoàn toàn vô tội anh mới tiếp nhận khách sạn minh nguyệt chưa được mấy ngày ông chủ cũ của khách sạn minh nguyệt là vị đường đại thiếu này cậu ta đáng lẽ ra mới là người cô nên bắt bạch uyển di dứt khoát trả lời tôi không cần anh dạy tôi làm việc người phụ trách và người đại diện pháp luật bây giờ của khách sạn là long nha nên tôi bắt anh ta trong lòng diệp thần bừng bừng sắc khí giận dữ nếu nhân chỉ cần thuận theo tôi là được rồi giả vờ nghiêm chính ở đây có tác dụng gì chứ đường du thấy vậy không ngừng lầm bầm hình như bạch uyển di không vừa mắt anh ta không đúng đáng lẽ lúc này diệp thần đã kiếm đầy hảo cảm rồi chứ tên này cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ móc túi còn chạy đi mua một túi chai nhựa phế liệu nói là cầm giúp bà lão nhặt ve chai từ hảo cảm của hai sự việc này đáng lẽ bạch uyển di đã gào thét trong lòng là yêu anh ta rồi mới đúng bạch uyển di nghe thấy càng thêm căm phẫn đến cuộc gặp gỡ đầu tiên kia cũng là người tên diệp thần này cố ý dàn xếp người đàn ông này đúng là ghê tởm thật bạch uyển di liền thay đổi thái độ quay sang niềm nở với đường du đường du hôm nay cảm ơn anh đã phối hợp điều tra muộn rồi anh cũng nên trở về nghỉ ngơi đi lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn cơm nói rồi bạch uyển di quay sang nói thẳng vào mặt diệp thần còn về anh anh là ông chủ của long nha cũng chứng minh khách sạn minh nguyệt là tài sản của anh vậy vừa hay anh cũng chuẩn bị tiếp nhận điều tra đi thấy thái độ của bạch uyển di khiến đường du hốt hoảng vờ lờ con mợ nó tình hình gì đây sao đột nhiên lại dịu dàng với ông đây như vậy dừng tay đừng dịu dàng với tôi cùng lúc đó tô mục nguyệt cũng bước vào diệp thần nhìn tô mục nguyệt đầy xinh đẹp đến phát sáng sao tô mục nguyệt lại đến đây diệp thần tự luyến cho rằng cô gái này miệng thì nói cách xa mình nhưng khi mình thật sự gặp phải rắc rối thì vẫn đến đây vội diệp thần trong lòng nở hoa nói mục nguyệt em đến chưa có cơ hội nói hết câu tô mục nguyệt đã lướt ngang qua người diệp thần không nhìn hắn lấy một lần tô mục nguyệt tiến đến đường du dịu dàng chiều mến hỏi đường du anh không sao chứ thấy tô mục nguyệt đang tiến về phía mình trong lòng đường du không ngừng sợ hãi ấy ấy cô đừng qua đây đừng kích thích long vương nữa cô nhìn sắc mặt của anh ta đi kìa cho anh chút không gian để sống đi nếu không cái thứ chó chết này tối này sẽ đến giết tôi đấy tô mục nguyệt nghe mà thắc mắc hả diệp thần này sẽ không thật sự cho rằng là tôi có ý với anh ta đấy chứ điên à tô mục nguyệt đầy dịu dàng nói với đường du chắc bây giờ anh không có việc gì rồi đúng không vậy chúng ta về đi thôi. Tô Mục Nguyệt càng dịu dàng bấy nhiêu, Đường Du càng sợ hãi gấp bội. Vật lý, CMN sao cô lại dùng chiêu này? Đừng như vậy nữa cô Tô, tôi còn có đứa con hơn 50 cân nữa, không được đâu. Diệp Thần chứng kiến người mình thích lại tình cảm với người khác, anh ta như nổi trận lôi đình. Người phụ nữ mình thích, sao có thể thân mật với người khác trước mặt mình được chứ? Cô ta rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta thật sự không có ý với mình? Đáng ra không phải chứ, ánh mắt của cô ta sẽ không lừa người đường du thấy tình thế vô cùng nguy hiểm liền tìm cách chạy trốn không chọc vào được thì anh chạy được mau chuồn thôi nhưng người tính không bằng đạo diễn tính cùng lúc đó vương ức tuyết cũng hớt hải chạy đến phân cục đường du anh không sao chứ tôi nghe nói ông chủ của khách sạn minh nguyệt bị bắt dọa tôi gần chết rồi vương ức tuyết vừa nhận được tin tức đã nhanh chóng chạy đến phân cục của thành tây nhưng cô không ngờ là tô mục nguyệt cũng ở đây hơn nữa còn khoác tay của tiểu đường du thấy vương ức tuyết bày ra bộ mặt khó chịu tô mục nguyệt cũng tự động bật chế độ cảnh giác ánh mắt của hai người phụ nữ như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vương ức tuyết giả vờ lên tiếng mỉa mai dô đây không phải là tô đại tiểu thư sao đệ nhất bằng sơn mỹ nữ của tô hàng chúng ta sao lại cũng có lúc chủ động như vậy tôi còn tưởng là cô không thích đàn ông nữa chứ tô mục nguyệt vừa khoác tay đường du vừa đằng đằng sắc khí đáp lại chuyện này thì liên quan gì đến cô sao đường du bị ép vào thế bị động chỉ biết lèm bèm vật lý các người đang làm cái gì vậy dừng tay đi đừng cãi nhau vì người đẹp trai như tôi tôi sẽ đau lòng đấy vương ức tuyết vứt bỏ tôn nghiêm chạy đến ôm tay còn lại của đường du nói cô ôm tay của bạn trai tôi sao lại không liên quan gì đến tôi chứ nếu như thật sự thích trai đẹp thì tôi có thể giới thiệu cho cô vài người đừng đến làm phiền bảo bối nhà tôi nữa đường du số hưởng bị kẹp chặt giữa hai quả đào của hai người phụ nữ xinh đẹp tô mục nguyệt nghe những lời của vương ức tuyết liền cau mày đáp lại bạn trai cô da mặt của vương đại tiểu thư cũng dày thật đấy lại còn nói chồng tương lai của người ta là bạn trai của mình vương ức tuyết giận dữ trả lời bằng giọng điệu đầy tự tin ồ anh ấy là chồng sắp cưới của cô vậy cô hiểu được anh ấy cái gì cô có biết anh ấy thích ăn gì không mùi hương dùng là nhãn hiệu nào thích tất đen hay là tất trắng có thể trả lời được không tô mục nguyệt có chút ngập ngừng biết những cái này có quan trọng không anh ấy thích tôi là được cả tô hàng này ai cũng biết là anh ấy thích thôi mấy ngày trước anh ấy còn tổ chức sinh nhật cho tôi nữa vương ức tuyết vô cùng tức giận không kìm chế được cô nói cmn cô muốn ân ái trước mặt bà đây đúng không Vậy bà đây sẽ cho cô biết thế nào mới là ân ái. Nói rồi Vương Ước Tuyết giơ điện thoại lên. Đường Du bên cạnh nhìn thấy tái xanh mặt mày. Vật lý, Vương Ước Tuyết đừng mà. Cũng may lúc này, Bạch Uyển Di không chịu nổi nữa lên tiếng. Được rồi, các người đừng cãi nhau nữa, tôi còn phải làm việc, mau đi ra ngoài đi. Đường Du chớp lấy cơ hội, nắm tay hai người phụ nữ đang nổi cơn ghen bừng bừng, lôi đi ra ngoài. Có nghe thấy gì chưa, phải nghe theo lời của cô cảnh sát, mau đi thôi. Diệp thần thua trận, bất lực câm nín nhìn theo, trong lòng nóng giận như lửa đốt. Hai người phụ nữ mà mình thích vậy mà lại tranh giành nhau vì một người đàn ông khác. Vừa ra khỏi phân cục, cảnh tượng hai người phụ nữ kẹp chặt Đường Du bị mọi người xung quanh không ngừng bàn tán. CMN, hai người cùng hầu hạ một người, người này gửi cho ai, người đó có thể nắm bắt được không? Xịt, đó là đường thiếu của Đường ra. sim chúa của Tô Hàng đấy, không biết sao. Sim là có đủ mọi thứ. Mẹ ơi, ngày mai tôi cũng bắt đầu đi sim. Đường Du nghe thấy những lời vừa rồi, giận dữ mắng to. CMN các người mới là sim ông đây đây hận nhất là sim cùng lúc đó tần minh ngồi đợi sẵn trong xe nhìn thấy cảnh tượng này cũng lên tiếng vật lý đại ca anh đây là chơi lớn như vậy sao đường du ngại ngùng chỉ biết nói bọn họ chơi nói thật hay thách còn trong lòng thì không ngừng kêu than cứu tôi cứu tôi cứu tôi tần minh nhận được ám thị lập tức thò đầu ra khỏi xe nói ô tôi nghe nói đại ca các nhân át có thiên tướng chuyện của khách sạn không liên quan gì đến anh chúng ta đi uống rượu chúc mừng đi Đường Du chớp lấy cơ hội chuồn lẹ. Được được được. Ây, lòng tốt khó từ chối. Tôi đi trước đây. Cả hai người phụ nữ chưa phân rõ thắng thua đều xị mặt ra. Hừ, vừa ngồi vào xe, đường Du đã thở vào nhẹ nhõm. Phù cuối cùng cũng thoát được rồi. Tần Minh vừa giải vây thành công cho đường Du xong nói. Đại ca, nếu không còn chuyện gì thì em trở về nghỉ ngơi trước nhé. Lần sau uống rượu sau đi, khoảng thời gian này mệt gần chết, ngủ cũng không yên, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Đường Du đầy biết ơn nói, Gọi anh cái gì, cậu mới là anh của tôi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đột nhiên đường du ngẫm lại câu nói của Tần Minh, rồi không ngừng thắc mắc. Không đúng, cơ thể không thoải mái. Chẳng lẽ là... Đường du hỏi tiếp. Mấy ngày này cậu ngủ không ngon hay là mơ thấy ác mộng? Tần Minh gật gù đáp lại. Đúng vậy, không biết là sao nữa, đừng phải thận hư thôi. Thôi bỏ đi, lười phải ra ngoài, cứ về nhà nghỉ ngơi trước đã. Nguyên nhân sức khỏe của Tần Minh bất thường, anh đã biết rồi. Đây là tình tiết của Tần gia trong nguyên văn, sức khỏe của tần minh không tốt là bởi vì phong thủy của nhà cũ tần gia có vấn đề mà nguyên gốc của vấn đề chính là bức tượng ngọc phật mà tần minh vừa mua về tuần trước bức tượng ngọc phật đã bị diệp thần động tay chân vào rồi khi tần minh mua về phong thủy của tần gia đã bị ảnh hưởng cực lớn bảo địa phong thủy trước kia biến thành nơi hung sát ngay lúc tần gia đang đứng trên bờ vực nguy cơ thì diệp thần ra tay tương cứu cuối cùng người tần gia coi anh ta như thần minh gọi một cách tôn kính với anh ta đại tiểu thư tần gia tần khả tâm cũng rất có hảo cảm với anh ta vì chuyện đó từng chút từng chút rơi vào lòng bàn tay của anh ta. Đường Du trầm tư suy nghĩ, tình tiết này tuy có vẻ hơi não tần, nhưng nếu đặt trong tiểu thuyết đô thị sảng văn thì cũng rất bình thường. Giả vờ, vạch trần, thu thập thế lực và người đẹp, phần thưởng một lần cầm đến mỏi tay. Đang trầm tư thì hệ thống hiện lên thông báo. Tít. Ký chủ thành công sống qua tình tiết phân cục thành tây, thưởng cổ võ viên mãn tu luyện âm dương vô thái công dùng được một lần. Mặc dù nhận được phần thưởng nhưng Đường Du vẫn mắng chửi hệ thống. Hệ thống chó chết này, cmn mày ngày nào cũng cho tao cái thứ dùng một lần này có tác dụng gì chứ sao không cho luôn đôi đũa dùng một lần luôn đi theo giới thiệu của hệ thống cổ võ âm dương vô cực công này sau khi tu luyện đến viên mãn thì có thể mượn lực đánh lực đánh trả gấp đôi sát thương nhận được đây chắc chắn là thứ tốt hàng đầu hệ thống túc tục hiện lên ha ha bởi vì ký chủ không sống qua tình tiết một cách hoàn mỹ lôi kéo thù hận của long vương diệp thần cho nên phần thưởng chỉ giới hạn là dùng một lần đường du nghe xong ngậm ngùi nói ông đây cũng muốn sống qua một cách hoàn mỹ nhưng CMN, cả thế giới này đều là người trả ra gì cả. Tại phân cục Tây Thành, Bạch Uyển Di và Diệp Thần rằng co với nhau. Trưa ngày hôm sau, trong ánh mắt phẫn nộ của Bạch Uyển Di, một người phụ nữ cao giáo xinh đẹp thần bí đã bảo lãnh cho Diệp Thần ra ngoài. Cô gái xinh đẹp, trông đầy quyền lực. Hừ, Diệp Thần cúi đầu cảm tạ. Vất vả cho Hà tiểu thư chạy đến đây một chuyến. Người đẹp đến đón Diệp Thần là đại tiểu thư Hà gia Hà Hồi Âm. Hà gia ở Tô Hàng rất khiêm tốn, nhưng thực lực cũng không hề kém hơn tứ đại gia tộc hà hồi âm điềm nhiên đáp lại nên thôi gia tộc bọn họ là chi nhánh của đại gia tộc hà gia ở yến kinh bà hà làm chủ gia tộc có chút quen biết với sư phụ của diệp thần sau khi diệp thần đến tô hàng đã đến hỏi thăm hà gia ngay lập tức và xem bệnh cho bà hà để hà ra nợ anh ta một phần ân tình diệp thần khó chịu trong lòng kết quả phần ân tình quý giá này lại dùng chỗ khỉ chó này đúng là muốn chết mà diệp thần nhẹ giọng năn nỉ hà tiểu thư lần này bạn của tôi bởi vì chuyện này mà bị bắt giam cô xem hà hồi âm liền đáp lại chuyện này thì tôi không thể giúp được gì rồi liên quan đến thứ như ma túy ai cũng không thể giúp được mong anh diệp có thể hiểu cho dù sao thì đây cũng là hoa hạ diệp thần đành bất lực được rồi vậy không làm khó hà tiểu thư nữa tôi nghĩ cách xem trước rồi hai ngày nữa tôi đến thăm bà hà sau hà hồi âm lạnh lùng quay lưng đi được vậy tôi về công ty họp trước đây hà hồi âm vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ bà nội nói diệp thần này chắc chắn là chân long nhân gian bây giờ thấy anh ta cũng chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi không có gì đặc biệt cả Diệp Thần nhìn theo bóng lưng Hà Hồi Âm mà không ngừng toan tính. Thái độ của người phụ nữ này lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ là coi thường mình? Đợi đến khi thu thập được cô ta, nhất định phải lấy roi đánh một trận mới được. Hà gia cũng phải lấy được để làm bệ đỡ cho tương lai tiến đến Yến Kinh. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thần dẫn theo người của tập đoàn Long Thần đi lôi kéo quan hệ khắp nơi, nghĩ cách vớt Long Nha ra ngoài. Còn Long Nha bị lôi đi điều tra cảm thấy sống không bằng chết. Vốn dĩ chỉ dính đến chuyện xui xẻo của khách sạn Minh Nguyệt thì cũng thôi đi, cảnh sát còn đến nơi ở của anh ta lục soát được tóc của cô gái chết ở khách sạn lúc trước sau khi lục soát được cái này vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều lần này long nha hoàn toàn xong đời rồi cũng may sau khi bị bắt ra một tuần thì diệp thần cuối cùng cũng có thể thăm được anh ta long nha nhìn thấy diệp thần mà không ngừng mừng rỡ long vương quả nhiên là không gì không thể làm được có anh ta ra tay mình chắc chắn có thể rời khỏi đây long nha rưng rưng nước mắt diệp thiếu diệp thần đầy tự tin nói có một tin tức tốt và một tin tức xấu anh muốn nghe cái nào trước? Long Nha dĩ nhiên là chọn tin tốt nói. Tin tốt trước đi. Diệp thần nói, tôi bảo luật sự cố gắng giảm hình phạt rồi. Long Nha giọng điệu đầy gấp rút, còn tin xấu. Diệp thần nghiêm trọng nói, sau khi giảm hình phạt thì vẫn phải ngồi tù khoảng 20 năm. Long Nha nghe xong cả người đều lung lay, trong lòng Diệp thần đầy tâm cơ. Phía bên tần gia tiến hành rất thuận lợi, rất nhanh thôi là có thể nhìn thấy kết quả rồi. Trước khi nắm được tô hàng, đành phải để Long Nha ấm ức chút rồi. Người anh em, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Có tiệm đồ cổ Lầu Đức Bảo đứng đầu, đứng hai phố đồ cổ, cũng là sản nghiệp của Đường gia. Người phụ trách của cửa hàng này là Triệu Cao Thâm, là nhân viên thâm niên của Đường gia. Hơn 10 tuổi đã làm việc ở tiệm đồ cổ này, đã ở đây hơn 30 năm rồi. Triệu Cao Thâm vui vẻ nói, "Đường thiếu, anh xem sổ sách một chút đi. Đây là lượng bán ra của tháng trước, lợi nhuận mấy tháng này của cửa hàng chúng ta vẫn rất tốt." Đường Du Lịch thiệp đáp lại, "Được rồi, đã vất vả rồi đang xem sổ sách thì đường du nghe thấy tiếng của diệp thần tần tiểu thự tôi cũng có biết một chút kiến thức về huyền học phong thủy đường du đinh ninh chắc chắn trong lòng là hai người bọn họ đường du thò đầu ra nghe ngóng tần khả tâm đầy ngưỡng mộ anh còn biết xem phong thủy diệp thần tự tin tuyên bố đúng vậy bản lĩnh của tôi rất lớn trước kia làm bảo vệ chẳng qua là làm công việc tạm thời mà thôi đường du xem kịch mà không ngừng chán trường anh lẩm bẩm đúng vậy anh đâu chỉ là có bản lĩnh lớn cố ý vứt rắn vào nhà người ta, rồi chạy đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, ông đây chưa từng thấy có người mặt dày như anh luôn đấy. Nếu không phải anh thiếu đạo đức thì phong thủy của Tần gia nhà người ta sao có thể xảy ra vấn đề được. Lại còn không biết ngại ở đây diễn kịch. Tần Khả Tâm nghe được tiếng lòng của Đường Du mà ngơ ngác. Ai đang nói chuyện vậy? Hình như là một giọng nói rất quen thuộc. Rồi Tần Khả Tâm giật mình hoảng hốt. Vứt rắn trong nhà của mình là do Diệp Thần tự đạo tự diễn. Phong thủy của Tần gia xảy ra vấn đề cũng là do anh ta làm ra. Sau khi Tần Khả Tâm nghe thấy lời của Đường Du, cô có chút hoài nghi. Cái tên nhìn có vẻ vô hại này thật sự là hung thủ đứng sau tất cả sao? Diệp Thần thấy Tần Khả Tâm chứ nhìn mình, hắn lại đâm ra ảo tưởng. Sao cô ta lại nhìn anh chằm chằm, nhất định là đã bị vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai của anh thu hút rồi. Diệp Thần tiếp tục giở trò, thể hiện cô gái, anh ta cầm ra một lá bùa rồi nói: "Tần tiểu thư, theo tôi quan sát cô thì trong nhà của cô chắc chắn là có vấn đề về phong thủy, dẫn sát khí đến mong chờ những đồ cổ làm cải thiện phong thủy không được thực tế lắm diệp thần nhân cơ hội nói tiếp như này đi tôi có một lá bùa bộ thân cô mang về rồi đeo lên xem có thể cải thiện tình hình được không bùa hộ thân tôi được học từ một vị cao nhân phải mất ba tháng mới có thể làm ra được chỉ cần mang theo là nhất định có thể bảo vệ cô không bị sắc khí nhập thể đường du nhìn rõ mồn một từng mánh khóe của diệp thần không ngừng lèm bèm anh khoác lác cũng không làm bản nhập ra cái thứ này tùy tiện vẽ bậy lên là được quan trọng là có máu của anh Ai bảo những sắc khí này là do anh làm ra có máu của anh thì đương nhiên là sẽ không bị sắc khí tấn công rồi. Đường Du cảm thấy thương hại cho Tần Khả Tâm này. Hai, Tần Khả Tâm đáng thương, người phụ nữ ngốc nghếch này bị lừa chết đi sống lại mà còn tưởng người đàn ông này là chân mệnh thiên tử ông trời phải xuống giúp mình. Tần Khả Tâm cứ nghe được tiếng lòng của Đường Du mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có tiếng người nói chuyện, hơn nữa dường như chỉ có mình mới có thể nghe thấy được tiếng nói này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Khả Tâm khó chịu cau mày, cố kiềm chế cơn tức giận. Nếu như tất cả mọi thứ này là thật thì đừng trách tôi không khách sáo. Nhưng trước khi chưa nắm được chứng cứ thì tôi cũng sẽ không lật mặt đâu. Tần Khả Tâm cũng rất biết diễn kịch, cô bày ra bộ mặt biết ơn đầy ngưỡng mộ, ánh mắt chiều mến nói với Diệp Thần. Được, cảm ơn anh, tôi sẽ mang theo nó. Diệp Thần tưởng bởi hớn hở trả lời khách sáo. Chúng ta đều là bạn bè, đừng khách sáo như vậy. Diệp Thần mừng thầm trong bụng. Lần này, cuối cùng cũng cảm thấy mọi thứ trở nên thuận lợi rồi. Long nha! Ngày tháng 2 anh em chúng ta ra ngoài ăn hamburger không còn lâu nữa rồi. Đợi sau khi Tần Khả Tâm và Diệp Thần rời đi, Đường Du mới lén lút đi ra từ sau tủ hàng. Đường Du ngẫm lại cốt truyện, tính toán kế hoạch vạch trần Diệp Thần. Dựa theo tình tiết trong chuyện thì chút nữa, Diệp Thần sẽ đến khách sạn mua mảnh âm dương ngư ngọc phù này về. Bởi vì đây là đạo cụ quan trọng mà anh ta dùng để ra vẻ, thứ này có thể hút toàn bộ sắc khí đi. Vẫn nên không lấy thì hơn, hết cách rồi, anh cầm đi cũng an chẳng có tác dụng gì. Cho nên cái thứ này, chỉ có thể để Diệp Thần cầm đi giải quyết vấn đề. Đường Du đầy khó chịu trong lòng, tuy thấy rất không thoải mái nhưng mình không thể trơ mắt nhìn nhà của người anh em của mình bị cái tên khốn này cướp đi gia nghiệp rồi bị chơi đến chết. Mạng của kẻ phản diện thì cũng là mạng mà. Rồi Đường Du vui vẻ gọi Triệu Cao Thâm, "Chú Triệu, chú qua đây chút." Nghe thấy Diệp Thần gọi, Triệu Cao Thâm hớt hải chạy đến. "Sao vậy Đường thiếu?" Đường Du mới căn dặn thật kỹ lưỡng. Trong chừng mảnh âm dương ngư ngọc phù này cho cháu với nhé, Ngoài người khách tên là Diệp Thần ra thì cũng không thể bán cho ai được, biết không? Triệu Cao Thâm nghe thấy tên Diệp Thần có chút ấn tượng. Ông cố nhớ lại. Cảm thấy cái tên đường thiếu nhắc đến hơi quen tai. Diệp Thần, đây không phải là tên nhóc cả lơ phất phơ mà Vương Tổng nói trong nhóm đoạn thời gian trước sau. Sau khi Vương Tổng chỉnh cậu ta một trận thì được thăng chức tăng lương ra nước ngoài làm người phụ trách. Chẳng lẽ ông trời muốn cho mình cơ hội sao? Đường du tâm cơ nói tiếp. Đúng rồi, tăng giá lên cao một chút, 3.000 vạn là được tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của đường du đạo cụ này diệp thần chắc chắn là muốn lấy được cũng không thể bán rẻ cho anh ta được moi chút tiền từ tay tên khốn này ra làm từ thiện cũng tốt triệu cao thâm đầy tự tin vỗ ngực cam đoan đường thiếu cứ yên tâm đi tôi hiểu rồi nghe vậy đường du cũng an tâm tin tưởng giao cho triệu cao thâm được vậy thì giao cho ông vậy đường du ra về trong lòng cảm thấy yên tâm vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát tình tiết của tần gia vẫn tiến hành rất thuận lợi đợi diệp thần giải quyết phiền phức của tần ra xong thì mình nghĩ cách vạch trần tên khốn này này ra cái thứ này là triệu cao thâm đích thân lấy từ bên ngoài về lúc lấy về có tổng cộng là hai mảnh lần lượt đại diện cho âm và dương dương phù trong hai mảnh âm dương ngư ngọc phù này dùng để tiêu diệt sát khí âm phù thì lại dùng để nuôi sát khí triệu cao thâm cũng gian xảo tính toán nếu đặt ở nơi có sát khí cực kỳ nặng he 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 nửa tiếng sau đúng như dự đoán của đường du diệp thần lúc này đã quay lại cửa hàng diệp thần nhìn vào mảnh ngọc rồi vinh vào nói rằng tiệm của các người cướp tiền à cái thứ này mà ba nghìn vạn có phải các người đã đánh thừa số o rồi không triệu cao thâm điềm nhiên nói lại ông chủ chỗ chúng tôi không có lừa anh đây là bảo bối tốt ở trong mộ của một vị vương gia cái giá này rất thích hợp rồi diệp thần tức giận mắng triệu cao thâm bớt dùng chiêu trò này với tôi đi tôi còn hiểu mấy thứ này hơn ông chốt một câu thôi 50 vạn có bán hay không? Diệp thần vô cùng giận dữ trong lòng nhưng vẫn cố kìm chế một trong số hàng tá chuyện khiến mình ghét nhất đó là người khác lừa tiền của mình nhưng triệu cao thâm vung tay từ chối ông còn nói dùng chiêu với diệp thần anh bạn anh đừng đùa nữa tối qua có một vị đại sư làm phong thủy của cảng đảo đến đây nói đây là đồ tốt ngày mai sẽ đến đây mua nếu anh đồng ý mua thì lấy không mua thì về đi tôi bán cho ai thì cũng là bán diệp thần bất lực đành cam chịu nói được rồi ông đóng gói lại cho tôi đi diệp thần đành an ủi bản thân muốn đánh đổi để có được tần ra cái thứ này đúng là hơi đắt nhưng so với việc chinh phục được Tần gia thì không đáng là gì cả. Chỉ cần lấy được Tần gia thì tài sản hàng trăm tỷ đều là của mình. Triệu Lập Lừa được Diệp Thần, mừng rỡ như nở hoa, vui vẻ nói: "Được, bây giờ tôi sẽ đóng gói cho anh." Vừa mới cười vui vẻ, quay lưng một phát, Triệu Cao Thâm liền bày ra bộ mặt đầy khinh bỉ Diệp Thần. "Vậy thôi mà cũng đòi đấu với đường thiếu của bọn tôi sao? Chán sống rồi à?" Từ sau khi Giang Tiểu Nguyệt đến trị bệnh cho ông Vương lần trước, sức khỏe của ông Vương cũng đã dần hồi phục lại. Nhưng hôm nay sau khi ăn cơm xong, ông Vương chuẩn bị cầm bút lên viết thư pháp. Ông còn chưa viết xong một chữ, cái bút trong tay đã đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó nhịp tim giảm nhanh chóng, thở không ra hơi. Tại phòng ngủ của ông Vương, Vương ra. Vương ức tuyết không ngừng sốt sáng hỏi Giang Tiểu Nguyệt, đang khám cho ông Vương. Em Tiểu Nguyệt, ông của chị rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Giang Tiểu Nguyệt có chút ấp úng nói. Tình hình của ông Vương hơi nguy hiểm, khí quản bắt đầu kiệt sức dần, nhưng không kiểm tra được nguyên nhân bệnh cụ thể mọi người trong nhà họ vương đều nhốn nháo cả lên đến cả giang tiểu thư có ý thuật cao cường mà cũng không kiểm tra ra vấn đề gì bây giờ phải làm sao đây chuyện ngày hôm nay đương nhiên là do vương như long ra tay diệp thiếu thấy kế hoạch thất bại nên lại đưa một kế khác cho vương như long đó là ra tay với ông vương ông vương không còn thì dựa theo quy tắc của gia tộc đại quyền trong gia tộc đến cuối cùng vẫn giao cho người đàn ông kế thừa nhìn ông vương nằm trên giường bệnh vương như long mừng thầm trong lòng ông nội ông cũng đừng trách cháu vô tình là ông đã thiên vị quá vương ức tuyết rũ rượi buồn hỏi vậy bây giờ phải làm sao hay là mời giang lão thần y đến thử xem sao nhưng giang tiểu nguyệt cũng bất lực cúi gầm mặt nói tôi không kiểm tra ra được thì ông của tôi sợ là cũng chẳng khác gì tình trạng bệnh này khá là phiền phức nhưng tìm một người đến đây có thể giúp được tôi vương ức tuyết như lóe lên tia hy vọng gấp rút hỏi ai giang tiểu nguyệt bèn nói là anh đường du đường du được mời đến nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của vương ức tuyết anh cố trấn an nói không sao Ông Vương các nhân ắt có thiên tướng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Vương Ức Tuyết vội vàng kéo tay Đường Du đi đến phòng của ông Vương nói: "Được, anh mau đến xem sao đi." Đường Du vừa bước vào phòng, mọi người đều dồn ánh mắt vào Đường Du, có chút hoài nghi mà bàn tán. Lúc này Giang Tiểu Nguyệt gọi Đường Du đến đây làm gì, cậu ta cũng không biết y thuật. Đường Du nhìn ông Vương ngất lịm trên giường mà không hiểu lý do Giang Tiểu Nguyệt gọi mình đến, anh đứng ngơ ra suy nghĩ. Đến Giang Tiểu Nguyệt cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì, ông Vương rốt cuộc là đã bị bệnh gì vậy? chẳng lẽ sau khi tình tiết của bên vương gia sụp đổ vì để khôi phục lại tình tiết nên đã cố tình để long vương xuất hiện làm thần y ra vẻ rồi đường du nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi kỳ lạ sợi dây màu vàng này là cái gì sao lại cuốn quanh trái tim của ông vương đường du hoảng hốt ruột gan như múa cả lên ôi trời cmn còn cử động đây không phải là trùng cổ kim ti của diệp thần sao thứ này cũng âm hiểm quá rồi 24 tiếng sau khi đi vào cơ thể ký chủ chắc chắn là sẽ chết đường du lầm bầm cách giải cho ông vương muốn cứu ông vương hoặc là diệp thần đích thân đến giải trùng hoặc là thử dùng bí phương trong thanh năng thiên kinh dùng cây ngải cửu lý hương xích thạch chi 11 loại thảo dược làm thành huân hương là được chút nữa nghĩ cách lên lút nhắc nhở bọn họ dù thế nào thì cũng không thể để ông vương chết như vậy được những lời trong lòng của đường du đều lọt vào tai cả cả vương ức tuyết và giang tiểu nguyệt không sót nửa chữ rồi cả hai bất giác nhận ra cô cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của đường du lúc này vương ức tuyết mới ngờ ngợ hiểu ra cuối cùng cũng hiểu vì sao giang tiểu nguyệt lại muốn bảo mình gọi đường du đến đây rồi thì ra là muốn tìm được cách giải độc qua việc nghe tiếng lòng của đường du không còn thời gian tiểu nguyệt lập tức ra lệnh tôi đột nhiên nghĩ đến một cách bảo người đi lấy những dược liệu này về đây cho tôi vương ức tuyết nghe xong cũng an tâm phần nào nếu tiểu nguyệt đã có cách chữa trị rồi thì chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi trước đi để cô ấy ở đây trong chừng ông nội là được rồi nói rồi vương ức tuyết nắm tay lôi đường du ra ngoài đường du không kịp phản ứng ngơ ngác hỏi vậy là hết chuyện của tôi rồi sao vương ức tuyết vừa lôi đường du đi vừa nói có em vẫn còn có chuyện muốn nói với anh anh đi theo em trước đã đường du nhìn bộ dạng của vương ức tuyết mà không ngừng thắc mắc sao lại nghiêm trọng như vậy có đại sự gì muốn nói với mình sao ra đến ngoài vương ức tuyết muốn moi thêm thông tin từ đường du liên giả vờ nói mấp mẽ em thấy tình trạng ông nội của em rất bất thường vốn dĩ là sức khỏe của ông vẫn rất tốt đột nhiên như vậy rất có khả năng là bị người khác hạ độc anh thấy sao đường du giả bộ đồng tình nói anh cũng thấy có khả năng này nhưng vẫn phải điều tra kỹ càng hơn mà ngoài miệng thì vậy như trong lòng lại kể rõ một một từng ngóc ngách cho vương ức tuyết biết làm gì có hạ độc đây là bị người ta hạ trùng kim ti cổ trùng bắt buộc phải tiếp cận mục tiêu thì mới có thể sử dụng được nếu như diệp thần không đích thân ra tay thì phần lớn chính là tên ngóc vương như long kia làm đúng như suy luận của mình vương ức tuyết như nổi trận lôi đình quả nhiên là không khác suy đoán của mình lại là cái thằng ngu vương như long kia âm thầm gây chuyện nén cơn giận vương ức tuyết thở dài thầm nghĩ lần trước vẫn còn giữ cậu ta lại, không phải bởi vì trong tay không có chứng cứ, mà chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ, muốn lợi dụng tên ngốc Vương Như Long này để tính kế Diệp Thần. Không ngờ cậu ta lại không biết sống chết như vậy, dám ra tay với ông nội. Vương Ức Tuyết không nói không rằng, mệt mỏi tựa đầu vào vai Đường Du nghỉ tiếp. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải giữ cậu ta lại làm mồi câu nữa. Đường Du chả hiểu chuyện gì liền né ra. Vương Ức Tuyết vui vẻ, dịu dàng nói với Đường Du, giọng điệu đầy là lời. Anh phải thành thật một chút, lần sau em sẽ mặc bộ cô nàng thỏ cho AVNXE. Đường Du xấu hổ, đỏ mặt né tránh nói, cô nàng thỏ cái gì chứ, cô đừng để gầu rơi đầy vai tôi. Nhìn bộ dạng nhát gái của Đường Du khiến Vương Ước Tuyết cảm thích Đường Du hơn. Người đàn ông này đúng là ngoài lạnh trong nóng, rất đáng yêu. Thực ra ở bên Đường Du như vậy, cô đã rất vui vẻ rồi. Ít nhất lúc này không cần phải nghĩ đến mấy chuyện tranh đầu kia. Đến tận khi có một giọng nói phá vỡ không khí yên tĩnh này. Tiểu thư, cô mau đến xem gì, vương ức tuyết không biết chuyện gì quay người lại hỏi cái gì giang thần y đã chữa khỏi cho ông rồi chị mau qua đó xem đi vương ức tuyết nghe xong như nhẹ cả người cô thở vào nhẹ nhõm hù chết tôi rồi đường du đứng uốn éo nghiêng cả người làm bộ nói người anh em cũng may là cậu đến còn đến muộn một chút nữa thì vai của tôi sẽ bị liệt luôn rồi tại phòng ngủ ông vương vương ức tuyết lo lắng sốt sáng hỏi ông nội sức khỏe ông không sao chứ tiếng chuông điện thoại vang lên đường du nói tôi ra ngoài nhận điện thoại chút vừa ra khỏi phòng đường du liền hỏi sao thế tần minh bên kia đầu dây nói đại ca không phải anh đã nói là lúc nhà em làm phong thủy là gọi anh sao mau qua đây đi hôm nay có rất nhiều người đến đấy đường du vội đáp được cậu đợi một chút anh chào hỏi với ông vương một tiếng rồi qua luôn đường du vừa đi xong vương ức tuyết đã triệu tập mọi người đến từ đường của vương ra vương ức tuyết nghiêm trọng nói các vị trưởng bối cháu có một chuyện muốn nói với mọi người vương như long thấy tình hình căng thẳng trong lòng có chút chột dạ không ngờ giang tiểu nguyệt thật sự có thể chữa khỏi bệnh của ông nội bây giờ vương ức tuyết lại nói loại câu này chẳng lẽ đã phát hiện ra là mình ra tay với ông nội toàn bộ trưởng bối đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra vương như long thì run rẩy cố chấn an mình không sao đâu cho dù cô ta có phát hiện ra thì cũng không có chứng cứ vương ức tuyết kéo lấy cổ áo vương như long giận dữ nói như long cậu qua đây đứng trước bài vị của tổ tiên rồi ra lệnh quát lớn quỳ xuống cho tôi Vương Như Long thấy vậy cũng ngoan ngoãn quỳ xuống theo lời của Vương Ước Tuyết. Mẹ của Vương Như Long thấy vậy liền bất bình lên tiếng cha hỏi. Tiểu Tuyết, con làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại bảo em con quỳ, nó đã đắc tội con chỗ nào? Vương Như Long cũng làm bộ dạng vô tội đáng thương nói. Đúng vậy chị, có phải là chúng ta đã hiểu lầm gì rồi không? Vương Ước Tuyết giận dữ nói. Hiểu lầm. Cậu cấu kết với người ngoài rồi hãm hại người trong nhà mà cũng kêu là hiểu lầm. Công ty hợp tác hạng mục nguồn năng lượng mới với công ty Fast đoạn thời gian trước nhà chúng ta suýt chút nữa thì thiệt hại nghiêm trọng vương ức tuyết chỉ thẳng mặt vương như long mắng hôm nay ông nội bị người ta hạ trùng cũng là do cậu ra tay vương như long bị nói chúng tim đen cố gắng ngụy biện ngập ngừng hợp tác công ty phas quả thật là do em nhìn nhầm người tại năng lực của em không được tốt nhưng chuyện của ông nội sao lại liên quan đến em được chứ dù em có mất nhân tính hơn đi nữa thì cũng không thể làm ra loại chuyện này được mẹ của vương như long thấy vậy không nhịn được mà mắng tiểu nguyệt tiểu tuyết con không thể ngậm máu phun người như vậy có chứng chứ gì không? Tiểu Nguyệt quả quyết nói, để tôi bảo người làm chứng lên đây. Bóng người đàn ông từ xa đang dần tiến lại. Lý Đức Thâm, phó giám đốc xí nghiệp Vương Thị kết cấu với Vương Như Long. Vương Như Long nhìn thấy Lý Đức Thâm liền hoảng sợ tái xanh mặt mày. Là ông ta, Lý Đức Thâm quỳ xuống, cúi đầu hối lỗi. Lý Đức Thâm nói hết tất cả mọi chuyện ra. Bố của Vương Như Long nghe xong nổi giận đùng đùng. Lao vào tát Vương Như Long chảy máu mồm, sau đó không ngừng đấm đá Vương Như Long. Hào môn gia tộc hận nhất là ăn cây táo rào cây sung. Hơn nữa anh ta còn to gan dám ra tay với ông Vương, là tội chết không thể thay đổi được. Những người khác đều lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, Vương ức tuyết cũng không nói cái gì. Vương Như Long bị bố của anh ta tẩn một trận xong, cô mới mở miệng nói. Chuyện lần này cũng không thể trách Vương Như Long hết được. Cậu ta ngu dốt nhưng có người lại còn hiểm ác hơn, nhất định phải báo thù anh ta. Các vị trưởng bối ai nấy đều tức giận, đỏ tía mặt mày, cam phẫn nói. Đúng vậy, tuyệt đối không thể tha cho người này, nhất định phải khiến hắn trả giá. Rất nhanh, vương gia đã cho người bắt đầu tìm hành tung của diệp thần chuẩn bị báo thủ đồng thời tất cả xí nghiệp dưới danh nghĩa của vương gia đều khai chiến với tập đoàn long thần vương ức tuyết bấy giờ tự tin tuyên bố hư diệp thần cứ đợi đấy đi cùng lúc đó ở một bên khác tần gia cũng cực kỳ náo nhiệt hai ngày trước tần gia đột nhiên thả tin tức mời các đại sư phong thủy đến giải quyết vấn đề của nhà họ chỉ cần ai có thể làm được thì sẽ thưởng một tỷ vì vậy các đại sư phong thủy trên cả nước đều quy tụ về đây giải quyết khó khăn cho tần gia lúc đường du lái xe đến đây thì vừa hay nhìn thấy diệp thần diệp thần đang làm thân bắt chuyện với tần khả tâm tần tiểu thư tác dụng lá bùa hộ thân của tôi thế nào tâm khả tâm liền nhớ lại những chuyện mình đã nghe được ở cửa hàng phong thủy lần trước nghe được tiếng lòng kia nên vì để kiểm nghiệm chúng sáng hôm nay đã lén xé lá bùa hộ thân xuống quả trên là một lá bùa về linh tinh bậy bạ lên đó bên trên còn có vết tích của một giọt máu khô đang trầm tư đột nhiên tần khả tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc không sai đây chính là tiếng lòng mà tần khả tâm nghe được lần trước ha cô gái ngốc tần khả tâm này chắc chắn là đã bị bùa hộ thân làm cho kinh ngạc rồi cũng may lần trước anh đây đại phát từ bi buổi tối sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh ta nhưng mà thằng nhóc tần mình này đi đâu rồi tần khả tâm ngơ ngác vội đảo mắt xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói này nhưng không biết ai cả rốt cuộc là ai nếu như ân nhân nói cho mình biết hết tất cả này đến rồi thì nhất định phải cảm ơn người mới được người đó còn nói tên của em trai mình chứng minh là bọn họ quen nhau như vậy thì muốn tìm được người đó càng dễ hơn rồi đợi hai người tần diệp đi vào thì đường du mới chậm chạp bước xuống xe vừa bước xuống xe đường du liền ngạc nhiên khi thấy triệu cao thâm đường du thắc mắc hỏi chú triệu sao chú cũng đến đây triệu cao thâm điềm nhiên trả lời một cách tự tin kiểu xem được kịch hay lại có cơ hội nở mặt nở mày cho đường thiếu này tôi chắc chắn phải đến rồi đường du không hiểu ý của triệu cao thâm cứ đoán giả đoán non cho rằng nở mặt nở mày cho tôi chắc là nói phần thưởng một tỷ của tần gia đường du đầy hài lòng liền giơ tay lên tán thưởng triệu cao thâm được vậy hôm nay phải dựa vào chú rồi phần thưởng một tỷ của tần gia chú triệu nhất định phải lấy được đấy triệu cao thâm đầy tự tin nháy mắt với đường du vỗ ngực đinh ninh được triệu cao thâm đầy tự hào ở trong lòng tin chắc mình sẽ làm nên chuyện lớn làm thành chuyện hôm nay đường thiếu sẽ cho một tỷ đấy đến lúc đó vào trong nhóm nói đãi ngộ của vương tổng chả là gì cả mình mới là đệ nhất trung thần cộng năng thần của đường ra cùng lúc đó tần minh từ xa nhìn thấy đường du cũng hớn hở chạy đến nói Ôi trời, đại ca, chuyện gì mà vui vẻ vậy? Đường Du liền thông báo tin vui cho Tần Minh, không phải là vui thay cho cậu hay sao? Vấn đề của nhà cậu chắc chắn có thể được giải quyết trong hôm nay. Tần Minh nghe xong liền ủ rũ, cúi mặt giọng buồn bã nói: "Đừng nhắc nữa, cái chuyện rắc rối này không biết là có thể giải quyết được không nữa, nếu không được thì chuyển nhà luôn. Mấy đại sư phong thủy hôm nay đến chẳng có ai làm được việc cả, thậm chí còn có người chưa làm phép đã nôn ra một đống máu rồi, bây giờ đang nằm trong bệnh viện kìa. Yên tâm hôm nay chuyện này nhất định có thể giải quyết lúc bấy giờ ở bên trong tần gia diệp thần nhìn thấy các đại sư phong thủy ai nấy đều lắc đầu ngán ngẫm mà cười nhạo khinh bỉ họ ngang nhiên lên tiếng ngạo nghễ nói thì ra là các đại sư phong thủy nổi tiếng cũng có mặt ở đây các người cũng chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi à nhất là triệu thiên sư kia chật chật chẳng trách đến bây giờ tần gia vẫn chưa có khởi sắc một vị đại sư nghe được những lời thốt ra từ miệng diệp thần liền giận giữ lớn tiếng nói cậu thằng nhóc thối từ đâu nha mà lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy Diệp thần vẫn chơ chơ mặt dày lên mặt nói. Không phải tôi ăn nói ngông cuồng mà thật sự là tôi chỉ nói sự thật mà thôi, chi bằng để tôi làm. Nếu như tôi không làm được thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi ông trước mặt mọi người. Vị đại sư nghe vậy, không tin Diệp thần có thể làm được lập tức lên tiếng thách thức. Được, để tôi xem là cậu có bản lĩnh gì. Nói rồi Diệp thần móc ra từ trong người một lá bùa vẻ nguyệt ngoạc, hắn lên mặt thể hiện nhỏ một giọt máu của mình lên đó. Miệng thì ngạo nghễ bốc phét, sắc khí nhỏ bé, búng tay cũng có thể phá được vài vị đại sư nhìn thấy cũng lên tiếng trầm trồ thán phục diệp thần giỏi giỏi rồi đột nhiên một giọng nói từ sau phát lên sẽ tan không khí căng thẳng các vị người này thực ra là một phế vật đường thiếu chúng tôi mới là người học tài biết rộng sắc khí nhỏ nhoi cậu ấy thật sự chỉ cần búng tay cũng có thể phá đường du nghe xong ngu cả người rõ ràng đường du không hề biết chuyện gì đang xảy ra sao triệu cao thâm lại nói như vậy người nhà họ tần cũng ngơ ngác hỏi cậu đang nói gì vậy bây giờ ám khí không phải đã biến mất rồi sao triệu cao thâm tự tin nói tiếp biến mất ừ các người xem ám khí trước đây bị hút vào bỗng bùng phát ra mọi người xung quanh nhìn thấy luồng sắc khí đen xịt bay ra cũng ngơ ngác khụ 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 chuyện gì vậy đường du bây giờ chỉ biết ngơ ngác ngẫm lại cốt chuyện mẹ kiếp tình tiết này không đúng sau khi lấy ra ngọc phù ông ta không phải giải quyết trong một lần luôn sao lẽ nào lại xảy ra vấn đề gì triệu cao thâm tự tin tươi cười ra dấu cho đường du đường thiếu cậu có thể ra tay rồi nhưng tên đường du ngu ngốc cứ đứng được người ra chả hiểu chuyện gì chỉ biết nói linh tinh ra tay gì chứ tôi ra một cái dìu bất giác đường du nhìn thấy túi áo mình có thứ gì đó đang phát sáng khoan đã đường du đưa tay lấy ra thì phát hiện thứ đang phát sáng này là ngọc phủ đường du không ngừng tò mò ngọc phủ âm dương này là do ai đặt vào vậy ánh vàng từ phía ngọc phủ phát ra làm ám khí trong phòng biến mất hoàn toàn mọi người xung quanh to mắt đầy ngưỡng mộ đường du thì ra đường thiếu mới là cao nhân chân chính quả đúng là chân nhân bất lộ tướng thiếu niên bản lĩnh mà ngã khi không lại được mọi người đưa lên đỉnh cao đường du chưa kịp hiểu gì còn thầm tưởng là tôi là ai đây là đâu tình tiết này không đúng sao lại biến thành mình đang ra vẻ thế này đừng bốc phét nữa anh đây không chịu nổi nữa rồi chắc là mình đứng ở đây nên được mọi người sùng bái và tán thưởng diệp thần bị khớp không ngừng giận dữ mắt hắn ta bấy giờ đỏ rực như lửa cháy xung quanh người thì sắc khí đùng đùng trong lòng không ngừng mắng chửi đường du tên họ đường này sao dám mình đứng ở đây giống như một thằng hề vậy dứt khoát giết hết đám người này đi đặc biệt là đường du người này sỉ nhục mình hết lần này đến lần khác phải trừ khử hắn mới được tần khả tâm nhận thấy cơn thịnh nộ đang bùng phát trong người diệp thần cô thấp thỏm trong lòng không ổn lẽ nào diệp thần muốn không được không thể để anh ta làm hại mọi người rất dứt khoát tần khả tâm tiến đến pho tượng ngọc thạch mà diệp thần đã cài vào nhà họ tần từ trước không một chút đắn đo tần khả tâm ném thẳng pho tượng xuống đất thật mạnh cú va chạm làm pho tượng vỡ ra mảnh vỡ văng tung tuế. Không dừng lại ở đó, ngay sau khi pho tượng ngọc thạch vừa vỡ, xuất hiện một tia sáng đỏ chạy thẳng vào người Diệp Thần. Diệp Thần chưa kịp định hình, đây là một vị đại sư hoảng hốt lên tiếng. Đây là phản phệ, chỉ có người hạ trùng mới bị phản phệ. Thằng khốn nạn, thì ra sát khí này là do mày làm ra. Một vị đại sư khác cũng đồng tình nói thêm. Tôi cũng nhìn thấy rồi, nhóc con mà tâm cơ lại độc ác như vậy. Ôn ao cả nửa ngày cuối cùng thì ra là tự đạo tự diễn, đúng là người mặt dày vô liêm sỉ. Đường Du bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này cũng bị hù cho sợ xanh mặt, trong lòng anh ta không ngừng thấp thỏm sợ hãi. Xong rồi, xong rồi, ra vẻ không thành ngược lại bị vạch trần. Tên Long Thần xấu tính này chắc chắn là tức giận rồi. CMN đừng đại khai sát giới, anh là Long Vương đấy, phải nhẫn nhịn có biết không? Chuyện vừa rồi chưa kịp nguôi ngoai thì Tần Khả Tâm lại cau mày tức giận nói tiếp. Không chỉ như thế, lúc trước con rắn kia cũng là anh thả vào biệt thự của tôi có đúng không? Tôi đã kiểm tra camera rồi. Tần Minh chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, Tô Nghiêm của mình không cho phép Tần Minh im lặng, anh ta nhào về phía Diệp Thần mắng to. "CMN mày dám đối xử với nhà tao như thế, người đâu, bắt thằng khốn này lại." Đường Du liền hớt hải ngăn Tần Minh lại, nhưng vẫn không chịu. "Tần Minh, Tần Minh yếu ớt làm sao có thể làm gì Diệp Thần? Vừa đến gần, Tần Minh đã bị Diệp Thần bóp chặt cổ." Tần Khả Tâm lo lắng hét lớn, "Thả em trai tôi ra." Diệp Thần đằng đằng sát khí vừa bóp chặt cổ Tần Minh, từng chút một nhấc bổng Tần Minh lên khỏi mặt đất, vừa ngạo nghễ nói một tần gia nhỏ bé mà cũng dám uy hiếp diệp thần tôi vốn dĩ hôm nay mọi người có thể chung sống hòa thuận muốn trách thì cũng nên trách thằng khốn họ đường kia đường du bị gọi tên vừa sợ hãi run lẩy bẩy vừa khó chịu trong lòng cmn cái thứ vô dụng của anh liên quan méo gì đến tôi anh có cơ hội nhưng không nắm bắt còn có thể đổ lỗi lên đầu ai chứ đường du còn chưa kịp hoàn hồn thì diệp thần lại tiếp tục lên tiếng thách thức họ đường kia nào hôm nay tao cho mày một lựa chọn hoặc là tên họ tần này chết hoặc là mày chết thay nó Tần Khả Tâm thấy cả em trai và ân nhân của mình đều đang bị đe dọa bèn hạ giọng nói. Đừng có làm bậy, anh cứ đi là được rồi, chuyện ngày hôm nay tần ra chúng tôi có thể không so đo với anh. Nhưng đã chạm đến tôn nghiêm của mình, Diệp Thần làm sao có thể dễ dàng đồng ý bỏ qua cho đường du được. Diệp Thần chỉ thẳng mặt đường du nói, chuyện này nên để cậu ta quyết định. Tần Minh bị bó cổ đến nghẹt thở không nói được gì. Mặt mày xanh sao chỉ đành bất lực rưng rưng nước mắt. Thân thủ của đại ca đến giết gà còn khó khăn, bảo anh ấy lên chẳng phải là nộp mạng sao đại ca đã từng cứu mình một lần rồi không cần phải cứu mình lần hai nữa cùng lắm thì kiếp sau lại làm anh em diệp thần không ngừng lên tiếng thách thức đường du hắn ta mở miệng ra câu nào cũng khó nghe sao thế thằng vô dụng mày muốn trơ mắt nhìn anh em của mày chết trong tay của tạo sao đường du lúc bấy giờ cũng bừng bừng cơn giận dữ không nhịn được nữa đường du mới quả quyết đáp lại anh thả cậu ấy ra tôi theo anh là được chứ gì mạnh miệng là vậy nhưng trong thâm tâm đường du vẫn có chút sợ hãi con chó điên này đúng là bị điên thật rồi tuy rất muốn yên ổn sống tiếp nhưng sống tiếp thì cũng có giới hạn của sống tiếp. Trước kia bởi vì một số chuyện nên giữa cô và Đường Du không được vui vẻ lắm. Cộng thêm Đường Du làm sim 3 năm liền, ấn tượng của cô với Đường Du càng không được tốt. Nhưng hôm nay, ấn tượng của cô với Đường Du bị lung lay trong nháy mắt. Làm gì có người phụ nữ nào lại ghét một người đàn ông có trách nhiệm lại có tình nghĩa chứ? Đường Du ngầu lòi, đầy khí chất nói. Anh thả cậu ấy ra, chúng ta ra bên ngoài, đường đường chính chính quyết đấu một trận, hai bên đều đánh một quyền ra, một quyền phân thắng bại đường du lúc này đầy nghĩa khí tuy rất muốn yên ổn sống tiếp nhưng anh đây không phải long vương anh có giới hạn hơn anh ta vì anh em diệp thần nghe đường du nói vậy biết rõ thực lực của đường du diệp thần chỉ cười nhếch mép nói được diệp thần lại buông lời sỉ nhục đường du hắn ta tự tin khoanh tay ung dung nói rằng đừng nói là tôi bắt nạt một tên vô dụng như cậu nhưng cậu đánh ba quyền trước cũng được nếu như tôi nhíu mày một cái thì đời này tôi sẽ không bước đến tô hàng nửa bước là một cao thủ võ đạo anh ta nhìn ra được tên này là một tên vô dụng yếu ớt không ra gió được. Đừng nói một quyền, cho dù là cho đường du đánh một trăm quyền thì cũng đừng hòng làm hại được mình. Đường du bây giờ lại không sợ hãi, thỏ đế như trước nữa, kỳ lạ thay, anh ta còn mở miệng lên tiếng thách thức diệp thần. Anh đánh trước đi, đánh anh, tôi sợ làm bẩn nắm đấm của tôi. Mọi người xung quanh nghe thấy đều răm rắp thán phục, mắt chữ A, mồm chữ O, không ngừng tung hô đường du. Không hổ là đường thiếu, đấy mới là phong thái của cao nhân chân chính. Đúng vậy, đối phó với hạng tép diêu này cần gì phải chủ động ra tay trước với bản lĩnh thông thiên của đường thiếu hạ gục người này đơn giản giống như là dẫm chết một con kiến hôi vậy diệp thần bị nói đến nỗi cơn giận dữ dâng trào hắn ta hét lên muốn chết rồi tung thẳng một cú đấm đầy uy lực mạnh mẽ vào người đường du nhưng đường du vẫn không hề bị gì một sợi lông của đường du cũng không ngừng lung lay trong lòng đường du đầy tâm cơ bất động minh vương công có thể đỡ được một lần tấn công sau đó dùng âm dương vô cực công tiến hành chuyển hóa tuy anh không có tuyệt chiêu tấn công nhưng anh đây có não giờ là lúc đường du đáp trả đường du tung nắm đấm thật mạnh dứt khoát trả ngược lại cho diệp thần nhìn khuôn mặt đường du đầy uy tín đường du hét lên thằng ngu nằm xuống đất cho ông diệp thần bị đường du đấm cho văng lên trời bộ dạng diệp thần lúc này không thể thảm hại hơn hắn ta bị văng vào bức tượng đá hình con trâu sừng trâu của tượng đá nhọn hoắt cho thẳng vào hậu môn của diệp thần máu văng ra toe toét tiếng la thất thanh của diệp thần phá hỏng cả hình tượng tôn nghiêm của hắn triệu cao thâm ngạc nhiên vô cùng còn cho rằng đường du giấu nghề cmn đường thiếu thật sự che giấu kỹ vậy sao tần minh cũng không tin nổi vào mắt mình to mắt ngưỡng mộ nói đại ca anh mạnh thật đấy mọi người xung quanh cũng không ngoại lệ ai nấy đều tán thưởng đường du đường thiếu đỉnh quá đường thiếu tuyệt vời quá đường du vừa đánh diệp thần tàn tạ lập tức quay qua sợ hãi xanh mặt vl mình đánh đến nỗi khiến hoa cúc cúc của long vương xảy ra vấn đề rồi cũng may hôm nay long vương đã xả sạch sẽ khi đi vệ sinh rồi nếu không thì đến cả phân cũng đánh ra rồi sợ là long vương thật sự liều mạng với mình diệp thần người đầy vết thương đứng không vững miệng chảy máu không ngừng ngậm ngùi cay đắng hay lắm đường du không ngờ lại che giấu kỹ như vậy diệp thần đầy nham hiểm lấy trong người ra một lọ bột ngứa nhỏ vẻ mặt đầy xảo nguyệt anh hùng không chịu thiệt trước mắt chuồn trước về chữa trị đợi tôi trị thương xong thì sẽ quay lại giết hết các người tần khả tâm nhìn thấy ý định bỏ trốn của diệp thần liền đứng ra chỉ tay ra lệnh đừng để anh ta đi. Xong lên đánh cho tôi, đánh gãy một cái tay tôi thưởng một ngàn vạn, đánh chết tôi thưởng một trăm triệu. Diệp thần điên dại, hét lên các người đừng qua đây. Tất cả mọi người đều phẫn nộ sân tới. Các anh em, lên. Diệp thần tàn tạ sợ xanh cả mặt. Đường du ở bên cạnh, chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong lòng không ngừng phán xét. Đám người này ra tay cũng mạnh thật. Nếu như Long Vương bị đánh chết thì tình tiết chuyện còn có thể đi tiếp được không? Diệp thần bị dồn vào đường cùng, lết trên mặt đất, chỉ còn cách đê tiện là ném lọ bột ngứa vào đám người đang hùng hồn lao về phía hắn bây giờ trong lòng diệp thần vẫn không có một chút hối lỗi chúng bột ngứa bí chế của tôi các người đứng hỏng đến bắt tôi cả đám người vây bắt diệp thần đều bị chúng bột ngứa không ngừng gãi khắp người diệp thần nhân cơ hội lúc này lấy hết sức lực bỏ chạy nhưng họ vẫn cố gắng đuổi theo diệp thần dù ngứa đến nỗi lăn lộn dưới đất nhưng một người vẫn nắm được ống quần của diệp thần diệp thần bị kéo quần vẫn cố chạy trốn diệp thần kéo lê tên đàn ông một đoạn đến bước đường cùng rồi chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng này. Diệp Thần không còn cách nào, bị ép đến nổi vứt bỏ đi liêm sỉ. Diệp Thần xé rách cả chiếc quần da, chỉ còn lại chiếc quần đùi màu hồng dính trên da. Cảnh tượng Diệp Thần hở mông chạy trốn xấu hổ không thể chui đi đâu được. Đường Du nhìn theo bóng lưng của Diệp Thần, trầm tư độc thoại nội tâm, để cho tên khốn này chạy trốn rồi. Xem đi, cái gì mới là con cưng của may mắn, đi đến đâu cũng có kỳ ngộ, dù nguy hiểm đến đâu thì cũng có thể trải qua an toàn. Người nhà họ Tần đành buông tha cho Diệp Thần ai nấy đều quay sang tân bốc đường du nịnh bợ đủ đường ân tình hôm nay tôi xin khắc sâu trong lòng sau này nếu cần núi long hổ giúp đỡ gì thì cứ mở miệng đường thiếu tuổi còn trẻ mà lại có đạo hạnh như vậy lão phu thấy đường thiếu mới là đại sự phong thủy đứng đầu tô hàng mọi người có ý kiến gì không đường du bị tân bốc đến nỗi ngơ ngác ngáo cả người một người khác lại tiếp tục nói thêm nói đường thiếu là người đứng đầu hoa hạ cũng không quá ha ha đường du bị khen đến mức nở lỗ mũi chỉ biết đứng gãy đầu lèm bèm xấu hổ đến nỗi ngón chân đào ra cả một vương cung. Đừng thổi phồng nữa, đường du đầy khách sáo, ấp úng nói. Các vị tiền bối đã quá khen rồi, chỉ là làm việc nhỏ không đáng nhắc tới thôi, mọi người đừng nghĩ quá nhiều, đi nghỉ ngơi trước đi. Bọn họ vừa đi vào, vừa không ngớt mồm khen ngợi. Tuổi trẻ tài cao mà lại còn rất khiêm tốn, đường thiếu đúng là chân long nhân gian mà. Sinh con phải sinh ra đứa giống đường thiếu. Đột nhiên đường du nghe tiếng tần khả tâm gọi mình. Đường du anh không sao chứ. Tần khả tâm bây giờ hoàn toàn khác lúc trước, giọng điệu lo lắng đầy nhẹ nhàng. Tần Khả Tâm đầy biết ơn nói, "Hôm nay thật sự là rất cảm ơn anh." Đường Du không hiểu nổi thái độ của Tần Khả Tâm, anh bị thái độ ngọt ngào khác thường của Tần Khả Tâm làm cho sợ hãi. "Về sao cô lại qua đây? Không đúng, không phải là cô rất ghét tôi sao?" Tần Khả Tâm và Đường Du quen biết nhau rất nhiều năm, quan hệ của hai người không thể nói là tôn trọng nhau như khách, ít nhất có thể nói là người dưng nước lã. Quan hệ bất hòa là bởi vì, 10 năm trước có một ngày Tần Khả Tâm ngủ ở nhà. Thói quen khi ngủ của cô là không mặc quần áo nếu không thì sẽ không ngủ được. Đường Du đến Tần ra tìm Tần Minh chơi, mở cửa phòng của cô ra, thì nhìn thấy Tần Khả Tâm không mặc quần áo, hai người đối mắt nhìn nhau. Sau đó cô tức giận đến nổi còn không thèm mặc quần áo, xông đến đá Đường Du đang đứng nhìn ngẩn người một cái. Đường Du bị đá sưng hết một bên mặt, đối với một thiếu niên mới hơn 10 tuổi mà nói, cú đá này thật sự là rất đau. Từ đó trở đi, quan hệ của hai người cũng không cần phải nói nữa. Trở về hiện tại, Đường Du đầy xa cách nói, khách sáo rồi, Tần Minh là anh em của tôi, đều là điều nên làm cả. Tính hào sắc vẫn không bỏ, đường du dán mắt vào cặp ngực căng đầy, trắng trẻo của Tần Khả Tâm, trong lòng đầy chơi chẽn nói. Ấy, đã lâu không gặp, không ngờ cô gái này lại dậy thì thành công đến vậy. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng chỗ này mới hơi nhú lên một tí. Nói mới nhớ, cái thằng Tần Minh khốn nạn này, con chó này cố ý lừa mình đi lấy đồ giúp cậu ta, lừa mình đến phòng của cô gái này. Muốn mình làm anh rể của cậu ta, cũng không thể mất đạo đức như vậy được chứ cú đá đấy bị đá oan uổng quá tần khả tâm nghe xong cũng dần hiểu ra chuyện lúc trước hướng mắt đầy sắc khí về phía tần minh thì ra năm đó là tần minh lừa mình nhưng với trí thông minh kẻ ngốc của nó làm ra chuyện này cũng không kỳ lạ tần minh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng cảm thấy chẳng lạnh lèm bèm sắc khí từ đâu tới vậy cùng lúc đó vương ước tuyết đột nhiên xuất hiện và nghe được những lời trong lòng của đường du vương ước tuyết cũng mắng thầm đường du thằng nhóc tần minh này cũng to gan thật đấy vậy mà lại dám cướp đàn ông giúp chị của cậu ta cả ba người đều trị ánh mắt đầy sắc khí về phía mình tần minh đành đánh chống lảng dùng chiến thuật giả vờ uống nước vương ức tuyết đầy dịu dàng nhẹ giọng hỏi anh không sao chứ đường du nhìn thấy vương ức tuyết đã sợ hãi chỉ biết lắc đầu vương ức tuyết nghiêm trọng lôi đường du đi nói vào trong kiểm tra cơ thể cho anh trước đã xem có bị thương gì không đường du nghe xong sợ hãi tái xanh mặt mày ôi trời đây là làm cái gì kiểm tra cơ thể các chị gái đừng mà Vương ức tuyết kẹp chặt tay của đường du vào quả dưa hấu căng tròn của cô ta, dịu dàng nói mờ ha ha, tôi thật sự chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi, không hề có ý gì khác. Đường du sợ toát mồ hôi hột, lầm bầm trong bụng, không bình thường, tuyệt đối có gì đó. Đây là kiểm tra sức khỏe hay là kiểm tra cơ thể? Đường du bèn tìm cách giải vây nói rằng, vậy gọi bác sĩ đến kiểm tra cũng được. Tần Minh ngu ngốc lại nói rằng, hả, bác sĩ nhà tôi hai ngày trước đã từ chức rồi, hiện giờ không có bác sĩ riêng. Đường du nghe xong mà tức trong bụng tên ngu ngốc, sớm biết thế tôi đã không cứu cậu. Vương Ưu Tuyết cầm điện thoại lên thẳng thắn, ý muốn nhắc Đường Du rằng đừng quên mấy tấm ảnh của Đường Du ở trong điện thoại mình. Đường Du bị ép đành bất lực đồng ý, "Được, kiểm tra thì kiểm tra đi." Trong lòng Đường Du đầy uất ức, cảm giác mình như nữ chính yếu đuối trong bộ phim nào đó bị người khác nắm thóp. Tại phòng khách, Tần Khả Tâm cũng đi theo vào phòng. Vương Ưu Tuyết nhìn thấy liền khó chịu, cau mày hỏi, "Tôi kiểm tra sức khỏe cho anh ấy, cô đến đây làm gì?" Vương Ức Tuyết vẫn cay cú những lời của Đường Du, nhìn vào ngực Tần Khả Tâm rồi đánh giá. Đường Du còn khen cô ta phát triển tốt, cũng chỉ có vậy, chả thấy có điểm nào hơn mình. Hơn nữa so về chân thì chân mình còn đẹp hơn nhiều. Tần Khả Tâm cũng đầy khó chịu đáp lại. Đây là nhà tôi, tôi qua thăm ân nhân của em trai mình có gì sai sao? Vương Ức Tuyết mặc dù không thích nhưng chỉ đành bất lực nói. Được rồi, cô vào đi. Vương Ức Tuyết nghiêm túc chỉ vào Đường Du ra lệnh. Cậu, cởi quần áo ra để tôi kiểm tra. Đường Du như một con mèo ngoan ngoãn nghe theo giam giáp, vừa cởi áo vừa nói. Thật sự là không bị thương gì mà, tôi lừa các cô làm gì. Vương ức tuyết sờ vào vết xước trên ngực đường Du. Đau lòng hỏi. Đau không? Đường Du vội mặc lại áo, lạnh lùng lắc đầu nói. Không đau. Vương ức tuyết đầy gian xảo nói. Hai chúng tôi cũng có ăn thịt anh đâu mà. Đường Du nhìn thấy bộ dạng của Vương ức tuyết, hốt hoảng trong lòng. Chết tiệt, cái đồ háo sắc nhà cô, tưởng tôi dễ bắt nạt làm sao. Nếu như không phải Tần Khả Tâm ở đây thì tôi đã đánh cho cô bỏ đi rồi. Vương ức tuyết nghe xong, trong lòng đầy cợt nhả đường du. Cậu dám đánh. Vậy để bây giờ chị sẽ để cậu đánh. Trong phòng lúc này không hiểu cảnh tượng gì đang diễn ra chỉ nghe tiếng bất lực của đường du. Cô lại sờ đâu đấy. Vương ức tuyết giọng điệu thách thức. Vậy anh sờ lại đi, nào. Tần Khả Tâm cũng hớn hở, góp giọng tham gia. Vậy tôi cùng muốn sờ. Nói chung, một ngày nguy hiểm đã kết thúc náo nhiệt như vậy. Còn về Diệp Thần, bởi vì ba nhà đường, Vương, Tần đều ký kết liên thủ đối phó với Diệp Thần nên anh ta không dám xuất hiện trong thời gian này. Sau đó, Đường Du chi trả hậu hĩnh như thường lệ cho lão Triệu đến Nam Cực, còn nhận được bất động minh vương công dùng vô hạn. Đường Du nhảy cẫng lên mừng rỡ hò hét, phòng ngự của anh lên đến level mắc rồi. Sau này không phải sợ nắm đấm của Long Vương nữa. Đường Du vẫn không tin tưởng lắm hệ thống, trầm tư suy nghĩ. Không được, phải tìm người khác để thử xem, lỡ như hệ thống chó này lừa mình. Ở cái nhà này, người có thể ra tay mạnh với mình cũng chỉ có người đàn ông đó chẳng hiểu đường du làm gì mà bố đường đầy khó chịu mắng thằng nhóc con không đi làm rảnh quá phát điên rồi đường du cố ý muốn chọc tức bố đường anh ta ghé sát vào bố đường trêu gạo lão đường đầu tư chứng khoán à gần đây thế nào rồi có kiếm được tiền không bố đường lúc này đầy tức giận đứng lên rút thắt lưng ra mắng lớn có kiếm được không con tự đi xem không phải là được rồi sao đường du hớn hở đưa mông vào nhưng tất cả đều không có tác dụng với bất động minh công của đường du đường du vinh vào nói lão đường đánh tiếp đi sao không đánh nữa chưa chưa ăn cơm à bố đừng tức giận thắc mắc thắt lưng da này của mình có vấn đề rồi hay là mình đã già thật rồi không đánh nổi thẳng oát con này đường du hớn hở chạy đi bố không đánh vậy thì con đi đây lúc này trong lòng đường du đã thật sự an tâm bất động minh công này đúng thật sự là hữu dụng có cái này bố cũng không đánh được mình nữa đang hớn hở hát hò thì có tiếng nữ phát lên xin chào đường thiếu tôi là nữ hầu mới lăng hàm Đường Du nhìn Lăng Hàm trong bộ đồ hầu nữ đầy đáng yêu gợi cảm mà hớn hở, giơ tay chào, "Xin chào." Bụng dạ lại nổi tâm háo sắc. Cuối cùng thì trong nhà cũng có một cô nữ hầu xinh đẹp rồi, CMN đây mới chính là cuộc sống mà cao phủ soái nên có. Lăng Hàm ngơ ngợ hỏi hình như Đường thiếu không nhớ tôi nữa rồi. Bây giờ Đường Du mới ngơ ngác nhận ra. Đây không phải là Lăng Hàm mà lần trước gặp ở hội sở tinh hà sao? Dựa theo tình tiết nguyên văn thì cô ta đáng lẽ ra nên đi câu dẫn Tần Minh và một công tử nhà giàu khác, khiêu khích quan hệ của hai người mới đúng nhưng sau đó mình đã nhắc nhở tần minh bảo tần minh tránh xa cô ta ra sau đó thì không nghe thấy tin tức gì của cô ta nữa sao cô ta lại đến nhà mình nhìn lăng hàm quyến rũ ở trước mặt mà đường du cau mày ủ rũ diệp thần khốn kiếp này vội vàng báo thủ ông đây thế sao không phải chỉ là đánh cho anh chảy máu cúc hoa thôi sao chút chuyện nhỏ này có cần ghi hận lâu như vậy không lăng hàm nghe tiếng lòng của đường du mà thắc mắc có chút lo lắng cho diệp thần mình quả thật đã nhận được tin tức nói long vương vì để bảo vệ một cô gái nào đó đã bị mấy vị cao thủ liên thủ đánh lén rồi bị thương nhưng chảy máu hoa cúc là chuyện gì đường du vui vẻ hỏi cô lăng trước kia cô từng làm nữ hầu chưa lăng hàm cúi đầu ngoan ngoãn nói từng làm giặt quần áo quét dọn nấu cơm tôi đều biết làm tôi từng đi học một lớp làm nữ hầu đường du lại bày trò ra vẻ nói đường ra chúng tôi không giống gia đình bình thường cô cũng nhìn thấy rồi nhà tôi là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở tô hàng làm nữ hầu của nhà tôi không dễ như vậy đâu. Lăng Hàm đầy tự tin nói đường thiếu có chuyện gì thì cứ dặn dò. Đường Du vung tay, chơ chẽ nói. Vậy gần đây tôi ngủ không được ngon lắm, cô mơ đầu cho tôi đi. Bộ dạng đường Du lúc này đầy gian xảo, trong lòng cứ lẩm bẩm. He he, trước kia anh còn sợ cô nhưng bây giờ à, hiện tại đã không như trước kia, anh đã không sợ bị đánh nữa rồi. Hôm nay không làm cho cô sợ chạy mất dép thì biệt danh Du khốn nạn này sẽ nhường cho Diệp Thần. Sau đó cả hai người cùng vào phòng, Đường Du nằm lên đùi của Lăng Hàm một cách mãn nguyện. Lăng Hàm cũng ngoan ngoãn hợp tác massage đầu cho Đường Du. Mạnh như vậy đã được chưa? Đường Du cũng mãn nguyện trả lời đầy hài lòng. Được rồi được rồi, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Lăng Hàm quả thật rất ngoan, mọi nhu cầu của Đường Du cô đều đáp ứng. Đường Thiếu Cư nói, Đường Du bấy giờ vứt hết tôn nghiêm, đầy háo sắc nói. Tôi đá bóng, mang theo quả bóng đi thôi cũng sắp mệt ngất rồi, cô mang cái này cả một ngày không mệt sao. Lăng Hàm nghe xong xị mặt không biết nói gì. Đường Du lại tiếp tục chơi chẽn nói luyên thuyên. Mê cũng không sao, cứ nói với thiếu gia, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lăng Hàm cố kiềm chế cơn giận nói, vậy tôi xin cảm ơn đường thiếu. Thật ra trong tận đáy lòng của Lăng Hàm vô cùng tức giận, lòng như có lửa bừng bừng. Hay là cứ giết anh ta đi, nhưng rồi vì suy nghĩ cho đại cục, Lăng Hàm cố nén cơn giận. Thôi bỏ đi, không tức giận nữa, tức giận hại người, nghe ngóng tin tức quan trọng hơn. Đường Du nằm trên đùi vừa êm ả, à, vừa thoải mái trong lòng đầy mãn nguyện. Đây mới gọi là cuộc sống thần tiên, kỹ thuật rất chuyên nghiệp. Hai, cô gái xinh đẹp như này mà lại đi làm sát thủ làm cái gì chứ? Thế giới của sát thủ rất nhiều nguy hiểm. Suốt ngày cứ đánh đánh giết giết, lại còn ẩn nấp khắp nơi, một cô gái mà phải làm như vậy thì mệt biết bao chứ? Lăng Hàm nghe được tiếng lòng của Đường Du không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy hơi cảm động. Trong lòng Lăng Hàm hơi lung lay, rõ ràng biết mình là kẻ địch mà vẫn nghĩ cho mình như vậy. Đột nhiên Lăng Hàm hỏi, "Đường thiếu, anh có anh chị em gì không?" Đường Du trả lời, không có, nhà tôi chỉ có người con trai một là tôi thôi, em họ thì có vài người. Nói đến đây làm đường du chợt nhớ ra vài chuyện. Nói đến em họ thì lại nhớ đến đường nhược ngu ngốc nghếch này. Gần đây đường nhược ngu chắc sẽ không đi gây chuyện, nhưng đi gây chuyện thì là tốt nhất, dù sao thì cậu ta cũng bị giám sát 24 trên 7. Lăng Hàm nghe tiếng lòng đường du xong có chút u sầu, cảm thấy thương xót cho Diệp Thần. Người đàn ông này có chút tùy tiện, chẳng trách Long Vương lại chịu thiệt trên tay anh ta. Đến đường nhược ngu, con cờ quan trọng này cũng đã bị anh ta nắm được thóp rồi. Vừa Mơ Sa Lăng Hàm vừa kỹ lưỡng hỏi Đường Thiếu, mạnh như thế này đã được chưa? Đường Du mãn nguyện ngồi bật dậy, đầy hài lòng nói rằng, "Được rồi, được rồi." Lăng Hàm thừa cơ hội nói tiếp, "Vậy ý của Đường Thiếu có nghĩa là tôi đã qua ải rồi, có thể ở lại làm nữ hầu rồi đúng không?" Đường Du bị gài vào thế bị động, kỹ tính suy xét, hình như cũng không tìm được lý do gì để đuổi người đi, nếu cố tình đuổi đi thì ngược lại lại đánh rắn động cỏ. Đường Du giờ trò háo sắc tùy tiện đặt tay sờ vào đùi lăng hàm nói cô có thể thích ứng được với công việc này là được không thích ứng được thì nói với tôi có thể từ chức bất cứ lúc nào sẽ không trả cô thiếu tiền lương đâu trong lòng đường du lúc này đầy tâm cơ anh ta cũng nhân cơ hội này mà thả dê với lăng hàm đường du cười đầy gian xảo he he là cô tự muốn ở lại vậy thì đừng trách anh đây mặt dày vô sỉ không chịu được thì mau đi đi đừng để bản thân chịu uất ức đường du nhớ lại chuyện quá khứ có chút gì đó thương hại lăng hàm nhưng nói thật nếu như không nhà cửa Cô không bị sư phụ của Diệp Thần hại, thì nói về thân phận, đại tiểu thư cô cũng không kém tôi chỗ nào cả. Từ nhỏ bố mẹ và em trai đã bị hại chết, còn bị kẻ thù đưa đi nuôi thành sát thủ, cũng là một người đáng thương. Hai, tuy cuối cùng quyển tiểu thuyết có viết Lăng Hàm phát hiện ra sự thật này, nhưng cũng chỉ là tăng sự thù hận với sư phụ của Diệp Thần, còn với Diệp Thần thì vẫn một lòng một dạ, ôi nói chung cũng là sáng văn mà. Cho dù Long Vương giết cả nhà nữ chủ thì nữ chủ vẫn yêu anh ta như cũ, hỏi thì chính là anh ta có nỗi khổ, nhất định được tha thứ lăng hàm nghe xong như có tia điện chạy qua người cô như chết lặng đứng hình mình đến tìm đường du là muốn có được tin tức của em trai ông già kia của tổ chức đã nói với mình bố mẹ mình là bị sát thủ của tổ chức nào đó giết chết lúc ông ta đến thì chỉ kịp cứu mình con về em trai ông già đó nói là không rõ tung tích không ngờ người lên kế hoạch hết tất cả chuyện này lại là ông già mà mình hết mực tôn kính kia đường du thấy lăng hàm ngồi trầm tư liền vội vàng thắc mắc hỏi cô làm sao vậy lăng hàm chỉ buồn bã nói tôi tôi muốn đi vào nhà vệ sinh một chút Đường Du nằm trườn ra ghế, đi đi, nội tâm Lăng Hàm lúc này vô cùng rối. Cô cố trấn an bản thân, bình tĩnh lại Lăng Hàm, nếu như người kia thật sự là kẻ thù của mày. Lăng Hàm đầy cam phẫn, thì bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ đứng ở phe đối diện của tổ chức Long Hồn. Lúc bấy giờ Đường Nhược Ngu cũng xuất hiện ở nhà Đường Du. Anh, Đường Du ngơ ngác ngồi bật dậy, sao cậu lại đến đây? Đường Nhược Ngu vui vẻ trên tay cầm hộp quà nói. Không phải thời gian trước anh đã đính hôn với tô tiểu thư rồi sao? Em đến tặng quà cho hai người, Đường Du nhận quà xong cũng vui vẻ khách sáo. Cảm ơn quà của cậu nhé, có lòng rồi. Đường Du tiếp tục hỏi tiếp. Gần đây đi làm ở công ty thế nào rồi? Đường Nhược Ngu gãi đầu nói vẫn còn nhiều chỗ cần học tập lắm, cảm thấy bản thân kiến thức rất hạn hẹn, nếu như tài giỏi bằng một nửa anh thì tốt rồi. Đường Du liền mặt dày tự tin nói. Đúng vậy, nếu như cậu có một nửa tài hoa như tôi thì tốt rồi. Như vậy thì cậu sẽ không bị điểm thấp nữa. Thấy đường du khác thường khiến đường nhược ngu cũng hoang mang theo. Sao đại ca lại không hành sự như lối cũ, đường nhật ngu cúi đầu tiếp tục nói đúng rồi đại ca sau khi em ở trong công ty một đoạn thời gian thì phát hiện ra một vấn đề sổ sách của công ty không khớp em nghi ngờ là có quản lý cấp cao làm giả sổ sách chuyện này muốn mời anh đi xem thử đường du không nghi ngờ gì hỏi được thôi bây giờ sao nhưng đường nhật ngu lại nói rằng hai ngày nữa đi em chuẩn bị thêm chứng cứ đã giờ đến thông báo với anh trước một tiếng đường nhật ngu nhớ lại kế hoạch đã vạch ra một gã nói với hắn rằng cậu tìm cơ hội hẹn riêng đường du ra ngoài chúng tôi sẽ giết cậu ta. Đường Nhược Ngu đầy nguy hiểm cho rằng, chỉ cần thằng nhóc này chết thì đường ra sẽ không có ai có thể tranh giành quyền lực với mình nữa rồi. Đường Du giả vờ dễ dàng đồng ý. Được, vậy cứ sắp xếp như vậy trước đi. Đường Nhược Ngu cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, nhưng với bản tính ngu ngốc của hắn chỉ nghỉ được đến đây thôi. Còn về phía đường Du, anh ta cũng không kém phần xảo nguyệt, đường Du lẩm bẩm Chỉ đợi thằng nhóc này cắn câu thôi. Đường Nhược Ngu ngồi trên xe ra về, vội vã nhắn tin báo cáo cho Diệp Thần. Diệp Thiếu, Đường Du đồng ý rồi. Trong lòng Đường Nhược ngu đinh ninh rằng, lần này, thằng nhóc Đường Du kia chết chắc rồi. Trong lòng Đường Du hiểu rõ một một từng tình tiết chuyện, Đường Du sớm đã đoán được. Thì ra Diệp Thần phái bốn đại sư cổ võ đến giết mình, hư phẩy bốn thằng em thối mà thôi. Long Vương Diệp Thần đường đường là cao thủ huyền tự cảnh cũng không phá được phòng ngự của Bất Động Minh Vương công. Bọn họ muốn phối hợp với Đường Nhược ngu giết mình, nhưng chỉ có thể bị mình phản công quăng lưới một mẻ. Nhưng không phải hôm nay, bởi vì hôm nay là ngày họp thường niên của thương hội Tô Hàng công ty lớn ở tô hàng đều sẽ tham gia buổi họp lần này đường du cũng bắt buộc đại diện tập đoàn đường thị đi tham gia tần minh cùng mấy cô em xinh đẹp quyên rũ nhìn thấy đường du liền hớn hở ha đại ca tới rồi tần minh bỗng nhiệt tình khác thường vội vàng lôi đường du đi đi em đưa anh đi gặp một người đường du chưa kịp phản ứng chỉ biết ngơ ngác gặp ai sao lại thần bí như vậy lúc này đường du nhìn thấy tần khả tâm thì cũng đã muộn vcl sơ xuất rồi tần khả tâm đang vẽ tranh hớn hở tươi cười uống trà không đường du dơ chai nước lên ha ha tôi uống nước là được rồi tần khả tâm cũng nũng nịu mở một chai giúp tôi đi đường du hiểu rõ chiêu trò của cô gái này lầm bầm trong lòng cô cũng không phải là không vặn được cô nổi điên thì đến cái đầu của tôi cô cũng vặn xuống được tần khả tâm vui vẻ bắt chuyện hôm nay gọi anh đến đây là muốn xin lỗi anh chuyện trước kia là tôi đã hiểu lầm anh tôi không biết là tần minh lừa anh đường du giả vờ ngơ ngác đánh trống lảng chuyện gì cơ tôi cũng quên rồi Tần Khả Tâm nghe xong rơm rớm nước mắt, Tần Khả Tâm có chút buồn bã, nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Bây giờ anh còn vẽ không?" Đường Du tiến lại gần nhìn bức tranh Tần Khả Tâm đang vẽ rồi lạnh lùng trả lời: "Đã lâu không vẽ rồi." Tần Khả Tâm tiếp tục nhắc lại chuyện xưa: "Trước kia khi anh đến nhà tôi chơi, ba chúng ta thường cùng nhau vẽ tranh." Từ nhỏ tính cách của Tần Khả Tâm rất nhạy cảm, bản thân cũng khá lạnh lùng, cộng thêm thân phận đặc biệt là Tần gia đại tiểu thư, những bạn học khác tự biết thân biết phận của mình không bằng cô bên ngoài thì thân thiện nịnh nọt cô nhưng sau lưng lai like âm thầm bài trừ cô lúc đó người duy nhất chơi cùng cô chỉ có em trai tần minh và đường du ba người thường cùng nhau vẽ tranh đường du chỉ vào tần khả tâm khen ngợi cô đã vẽ đẹp hơn trước rất nhiều rồi tần khả tâm khiêm tốn giọng đầy biết ơn nói cũng phải cảm ơn anh anh nhớ trước kia anh đã vẽ cho giúp tôi một bức tranh con bướm cầu vồng không lúc đó bệnh trầm cảm của cô khá nghiêm trọng thậm chí còn từng cắt cổ tay bởi vì tâm lý rơi vào bế tắc khi cô vẽ chỉ thích vẽ màu đen đặc biệt là bướm đen. Đến tận khi có một ngày cô vẽ được nửa, có chuyện đột ngột phải đi. Kết quả khi cô trở về, con bướm màu đen cô vẽ đã biến thành màu cầu vồng. Vốn dĩ là một khung cảnh màu đen tăm tối, cũng biến thành một biển hoa rực rỡ. Trình độ vẽ này, cô biết chắc chắn không phải là em trai Tần Minh của mình vẽ, vậy chỉ có thể là Đường Du. Màu sắc đó khiến cô rung động trong lòng, từ đó cô dần dần thoát khỏi trầm cảm. Nhưng Đường Du ngu ngốc, không biết hành động của mình lại giúp cho Tần Khả Tâm rất nhiều, anh ta chỉ ngờ nghịch trả lời. Tôi chỉ là thấy cô vẽ con bướm đó rất xấu, thật sự không nhịn nổi nữa nên muốn chỉ dạy cho cô một chút." Song Đường Du lạnh lùng nói, "Cô vẽ tiếp đi, tôi vẫn nên xuống kia đi dạo." Tần Khả Tâm đau lòng rơm rớm nước mắt hỏi Đường Du, "Anh ghét tôi đến vậy sao?" Đường Du nhìn thấy nước mắt con gái vội sợ hãi an ủi Tần Khả Tâm, "Cô đừng khóc, nếu không thì chút nữa người khác sẽ nghĩ rằng tôi bắt nạt cô." Tần Khả Tâm liền dơ cọ lên, bước đến thành tâm nói, "Vậy anh vẽ cùng tôi đi." Đột nhiên Tần Khả Tâm la lên a, Đường Du lo lắng không sao chứ tần khả tâm ngả trên đất giọng đau đớn yếu đuối như muốn được che chở nói hình như chân bị trệch khớp rồi chắc là phải cởi tất ra xem có bị trệch nghiêm trọng không đường du nghe thấy ngại ngùng sợ hãi vờ lờ cởi tất trước mặt mình sao đường du ngại ngùng ấp úng nói khụ khụ tôi đỡ cô lên ghế ngồi đã đường du khoác vai người đẹp đầy tình cảm dìu cô lên ghế ngồi tần khả tâm dịu dàng hỏi đường du anh có thể bôi thuốc giúp tôi không cùng lúc này tại sảnh cả ba cô gái vương ức tuyết tô mục nguyệt và giang tiểu nguyệt đều có cùng câu hỏi chăm chăm vào tần minh đường du đi đâu rồi tần minh có chút sợ hãi cố ý nói dối đại ca nói có chuyện phải ra ngoài rồi có thể là chút nữa mới quay lại cả ba người đằng đằng sắc khí lườm tần minh anh bị dọa đến nỗi sợ xanh mặt đành phải nói ra hình như đại ca đang nói chuyện với chị của tôi cả ba đều dứt khoát đồng thanh đi lúc bấy giờ trong phòng phát ra giọng của tần khả tâm đầy sung sướng ừ, ừm ừm à, a đau nhẹ chút tô mục nguyệt nghe thấy trong lòng đầy bất an không phải, hai người này làm gì vậy? Vương ức tuyết cầm thẻ phòng trên tay, không đợi được nữa nói. Cùng vào đi. Đường Du nhìn thấy giật bắn cả người. Ôi trời, sao ba người họ cũng vào đây? Anh sợ hãi nói. Mọi người đến đây đánh mặt trực sao? Vương ức tuyết điềm nhiên trả lời. Tần Minh nói anh đang ở đây nên chúng em đến đây để tìm anh. Tần Tiểu Thư làm sao vậy? Bị thương rồi sao? Tần Khả Tâm cau mày khó chịu, giọng điệu đầy khiêu khích nói. Chạy khớp nhẹ thôi, nhưng đường Du đã xoa bóp giúp tôi nên đã đỡ nhiều rồi cả ba người phụ nữ nổi cơn ghen chĩa mắt nhìn chằm chằm vào đường du cái gì nhìn tôi làm cái gì mọi người đừng nghe cô ta nói vậy anh không có làm gì cả tô mục nguyệt giận dữ tần khả tâm này cố ý lừa gạt bọn mình lúc này chẳng phải là muốn kích thích bọn mình sao chỉ có giang tiểu nguyệt với lương tâm của một thần y là lo lắng cho tần khả tâm hay là cứ để tôi kiểm tra cho khả tâm đi đây là chuyên ngành của tôi mà vương ức tuyết đầy khó chịu trong lòng lèm bèm ha đều là những chiêu trò mà bà đây từng dùng qua Đường Du thấy tình hình căng thẳng bèn tính đường lui. Chút nữa còn phải họp nữa, hay là tôi xuống trước? Vương ức Tuyết liền nhanh tay tiến đến khoác tay Đường Du nói: "Ừm đi thôi, đúng lúc chú cũng bảo em gọi anh xuống." Tô Mục Nguyệt nổi cơn ghen, đằng đằng sát khí nói: "Cô khoác cánh tay của anh ấy làm gì?" Tô Mục Nguyệt cũng khoác tay còn lại của Đường Du lên mặt nói: "Phiền cô Vương tự trọng một chút, đừng có dây dưa với chồng chưa cưới của người khác." Vương ức Tuyết đánh đá không hề nể mặt Tô Mục Nguyệt. Anh ấy là chồng chưa cưới của cô, Vậy cô bảo anh ấy tỏ tình với cô tôi xem nào. Đã thời buổi nào rồi còn lo nghĩ đến chuyện hôn nhân sắp đặt. Rồi cô quay sang nhìn Giang Tiểu Nguyệt hỏi. Em Tiểu Nguyệt, em nói xem có đúng không? Tiểu Nguyệt lúc này cũng không kém cạnh nói thêm. Đúng vậy, thời đại thay đổi rồi, yêu đương tự do. Tần Khả Tâm cũng không có ý phát biểu cả gì. Chuyên liên hôn này, trước cô không có ý kiến gì, bây giờ trong lòng chắc chắn là cũng bỏ phiếu phản đối. Không dễ dàng gì mới có thể cười nút thắt hiểu lầm, cô không muốn bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Đường Du lúc này còn mặt dày nghĩ rằng, vì để công bằng, bốn người mỗi người một chi là được rồi. Tuy đến cuối cùng đường Du không có chia mỗi người một chi, nhưng mấy người bọn họ vẫn ở chung một chỗ, đi theo sau lưng đường Du ra ngoài. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều há hóc mồm, ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Sao mấy vị này đều đi cùng với đường thiếu vậy? Ôi trời, đường thiếu thế này cũng tham lam quá rồi. Ba đại tiểu thư của bốn đại gia tộc đều đi theo cậu ấy hết. Giang thần y cũng đi bên cạnh, đây là chuyện gì vậy? ai nói tôi biết đường thiếu là đệ nhất sim chúa ở tô hàng vậy cmn đây là đãi ngộ của sim sao một vị nói với đường cương thành rằng đường tổng quý công tử rất có phong thái của ông đấy đường cương thành bị nói móc đến mức giận dữ tay rút thắt lưng ra gì đường cương thành lại muốn rút thắt lưng ra đánh người ông nhức đầu suy nghĩ chết mất thôi đây là muốn lấy thêm cho đường ra mình mấy người con dâu nữa sao gia phong của đường ra coi như là đã bị thằng nhóc khốn kiếp này hủy hoại hoàn toàn rồi Ông Vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể không thắc mắc. Cháu gái nhà mình không phải bình thường không thèm quan tâm đến người đàn ông khác sao? Ông Vương bước đến hỏi. Tiểu Tuyết, cháu đây là làm sao vậy? Vương ức Tuyết chỉ cười ngại ngùng nói. Được rồi ông, ông cứ chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân, đừng quan tâm đến những chuyện này, cháu gái của ông muốn có thì nhất định sẽ lấy được. Bố của Tô Mục Nguyệt thấy vậy cũng kéo tay cô thì thầm to nhỏ. Mục Nguyệt, con phải nắm bắt chắc đấy, đừng có lạnh lùng như tính cách ngày trước, có biết không? Hai, đàn ông mới hiểu đàn ông, Bố đây là vì muốn tốt cho con, tối nay đi tìm cậu ta uống chút rượu, có biết không? Tô Mục Nguyệt nghe xong mắc cỡ, mặt đỏ bừng bừng. Bố, Tô Mục Nguyệt còn quá quắc nghĩ thầm, hình như cũng không phải là không được. Tần Minh thấy vậy, cũng không để chị mình chịu thiệt. Chị, rồi ghé sát tai Tần Khả Tâm xì sầm. Chị thấy đại ca của em thế nào? Có hứng thú với anh ấy không? Tần Khả Tâm mắc cỡ nói. Chị với anh ấy có chút ý. Tần Minh nghe xong đầy phấn khích, cười tươi hớn hở. Được. Bắt đầu từ hôm nay, đại ca chính là anh rể của em anh ấy gọi em là em vợ em gọi anh ấy là đại ca chúng ta cứ gọi theo tùy từng người tần minh quá phấn khích bèn lấy điện thoại ra up tiktok phải quay lại thời khắc đáng nhớ của đại ca với bà chị của mình tần minh hớn hở khoác lác chậc đại ca của mình giỏi giang như vậy có thêm vài người chị dâu cũng bình thường mà vốn tưởng anh đây mới là người phong lưu nhất tô hàng nhưng xem ra so với anh của mình thì vẫn còn kém xa ngàn dặm bình luận ngay lập tức bùng nổ đủ kiểu loại người ôi trời người đàn ông này cũng cầm thú quá rồi đi một người ôm bốn em súc sinh chúng ta một người một em còn không có con mợ nó không sợ thận bị hư sao anh trai đẹp trai quá em cũng có thể một bên khác nội thương của diệp thần đã hồi phục gần khỏe hẳn rồi nhưng ngoại thương ở mông thì phải ít nhất một tuần nữa mới có thể lành lại diệp thần ngồi trên giường bệnh đang lướt điện thoại thì nhìn thấy đường du đợi đã đây là tiếng video trong điện thoại phát lên đường du là của tôi diệp thần nhìn thấy như chết đứng mở to căng mắt Người phụ nữ mà mình nhìn chúng còn chưa được ôm đến tay mà thằng này đã tranh trước một bước mở hậu cung rồi. Diệp Thần tức giận run cả người, rồi đột nhiên đau điếng, khiến Diệp Thần phải la lên. À. Hắn ta lấy tay sờ vào vết thương ở mông thì thấy vết thương đang chảy máu lại. Diệp Thần nổi giận đùng đùng, cơn thịnh nộ trong lòng đang dâng trào. Đường Du, tao phải giết mày, tiểu đội tử thần phải nhanh chóng hành động rồi. Đường Du về đến nhà ngồi xuống ghế sofa, tay vỗ vào ghế, mặt cười phè phỡn, lộ vẻ háo sắc nhìn lăng Hàm nói: cô hiểu đúng không lăng hàm thừa biết hắn muốn gì bất lực chán chường ngồi xuống ghế nói đường thiếu xin hãy nằm xuống đường du ngoan ngoãn nằm lên đùi của lăng hàm lăng hàm cam chịu lèm bèm trong lòng anh ta càng ngày càng được nước lấn tới ngày nào cũng nằm trong lòng mình nói liên tha liên thiên sao mà mình vẫn chưa bị xến bỏ chạy nhỉ buồn cười bà đây sao có thể đi được chứ đường du nằm trên đùi ngước mắt lên nhìn cặp ngực to tròn ở trước mắt thỏa mãn sung sướng nghĩ a à, thoải mái vẫn là nhà thoải mái nhất thế giới bên ngoài nguy hiểm quá rồi. Lăng Hàm nghe thấy tiếng lòng không hiểu chuyện gì, chỉ biết đoán giả đoán non. Nguy hiểm? Chả lẽ Diệp Thần phái người đối phó anh ta? Hình như không có nghe thấy động tĩnh gì mà. Không để Lăng Hàm đoán lâu, Đường Du lại tiếp tục lèm bèm tự kỷ. Những người phụ nữ này nguy hiểm quá rồi, người nào người nấy cũng thèm khát cơ thể của anh. Tranh giành ôm tay của anh trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ cả Tô Hàng đều đang chửi anh là tên khốn nạn, sau này còn ra ngoài cua gái kiểu gì đây? Đang tự luyến thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là tần minh gọi đến sao thế tần minh ở bên kia đầu dây đại ca anh có rảnh không là chuyện mà anh nói với em lần trước đường du nghe xong liền hớn hở mọi chuyện đều nằm trong tính toán của đường du thằng nhóc ngu ngốc này cuối cùng cũng sắp động thủ rồi sao đường du gấp gáp nói được cậu đợi anh ở công ty chút nữa anh sẽ đến đường du thì hớn hở còn lăng hàm thì ủ rũ ngồi lo lắng không nguôi cô cau mày cố tìm cách thực lực của tiểu đội tử thần nếu bốn người liên thủ với nhau thì đến mình cũng không phải là đối thủ đường thiếu định đi liều mạng sao không thể để đường thiếu xảy ra chuyện gì được đường du cũng không có vội vàng đi gặp đường nhược ngu dù câu ta không có lực chiến đấu cho nên vẫn phải mang chút người hỗ trợ qua đó thì có rồi vẫn còn thiếu tấn công một tên vệ sĩ cao to lực lượng tiến đến lễ phép chào đường thiếu đây là vệ sĩ cổ võ mới thuê về của đường ra thực lực hoàng tự cảnh đường du nhìn hoàng tự cảnh mà cứ ngẫm nghĩ suy tính tuy hoàng tự cảnh là tồn tại xếp cuối trong thiên địa huyền hoàng nhưng người cổ võ vốn dĩ là cực kỳ ít cũng giống như học sinh yếu kém của đại học thanh hoa bắc đại vậy đặt bên ngoài thì chính là học bá đứng đầu đường du nhìn hoàng tự cảnh dặn dò một cách kỹ lưỡng chút nữa tôi phải ra ngoài một chuyến trên đường sẽ có một vài cao thủ gây phiền phức với tôi nhưng các anh cũng không cần vội ra tay tôi chơi với bọn họ trước đợi thời cơ chín mùi thì tôi sẽ thông báo cho các anh ra tay hoàng tự cảnh trong lòng đầy những lời khinh bỉ đường du cao thủ cao thủ cái con khỉ người có thể đánh qua mấy chiêu với công tử gối đầu theo hoa như cậu thì không phải đều là tên yếu sao Đường Du dứt khoát ra lệnh, không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta xuất phát thôi. Đi tìm em trai họ ngoan của tôi trước đường nhược ngu. Bốn người trong đội tử thần lúc này đã mai phục sẵn để phục kích đường Du. Mục tiêu còn bao lâu nữa thì đến, chắc khoảng 20 phút nữa, chúng ta có thể chuẩn bị một chút. Một tên đứng ra hỏi, mà chuyện của Long Lão Tám, các câu có biết không? Cả ba đều đồng thanh trả lời, biết, ngồi tù. Một tên tỏ vẻ khinh thường, nghiêm túc nói. Vốn dĩ anh ta chính là một tên vô dụng, thứ như vậy nếu mà không ôm được đùi diệp thần thì có tư cách gì làm tám đại chiến tướng chứ hắn dụi tắt điếu thuốc đang hút rỡ nói diệp thần cũng chẳng tốt đi đâu mới quay về chưa được bao lâu đã bị thiệt hơn trăm tỷ rồi tiền mà các anh em vất vả kiếm được đều bị anh ta làm hồng phí hết rồi tên khác lại quả quyết nói nhiệm vụ hôm nay chúng ta nhất định phải hoàn thành nhưng không phải diệp thần mà là vì lưu thiếu bọn họ tính toán qua lại với nhau nếu như không phải bởi vì Diệp Thần có quan hệ máu mủ với lão Long Vương thì vị trí Long Vương này đáng lẽ ra là của Lưu Thiếu mới đúng. Chúng ta giết mục tiêu hôm nay xong, rồi đưa đầu của cậu ta cho Lưu Thiếu. Ai nấy đều quyết tâm, vô cùng kiên định các anh em, chúng ta và Lưu Thiếu ẩn nhẫn lâu như vậy, hôm nay phải kiến công lập nghiệp. Lúc này, dưới sự chỉ đường của Đường Nhược Ngu, đám đường du cùng đi đến ngọn núi mà bốn đại sát thủ ẩn náu. Đội sát thủ chuyên nghiệp xác định, mục tiêu xuất hiện rồi. Tên cầm đầu dứt khoát phóng con dao về phía Đường Du. Đường Nhược Ngu ngồi trên xe còn giả vờ giả vịt nói. Anh, có người gây chuyện, em xuống tranh luận với họ. Đường Du liền hợp tác diễn kịch với hắn. Đi đi. Trong lòng đường Du thừa biết tài diễn kịch của đường Nhược Ngu đến đâu. Vẫn còn đang diễn à. Đường ngực Ngu vừa thò đầu ra khỏi xe thì bị đường Du đạp cho ngã sấp mặt dưới đường. Đường Du ung dung bước xuống xe rồi bình thản hỏi. Diệp thần phái các ngươi đến à. Một tên trong đại đội sát thủ đứng ra hùng hồ. Người sắp chết, biết nhiều làm gì. Là cao thủ có võ hoàng tự cảnh đình phong ị trong mắt hắn, cái gọi là phú nhị đại chỉ tùy tiện một đòn là có thể giết chết bốn tên sát thủ lần lượt ra đòn một tên tung thẳng cú đấm vào mặt đường du nhưng đường du không hề hấn gì không một chút sức mẻ hắn ta ngơ ngác một đấm này vậy mà đánh không chút gì như gì đường du cười vênh váo chọc tức hắn nói chỉ thế này chưa ăn cơm à tên khác thấy vậy cũng lao lên hét lớn ăn hổ quyền của ta hắn tung cú đấm rõ mạnh vào mặt đường du như nào sao mà thay đổi được gì đường du vẫn chờ chờ ra đó vẫn không chút sức mẻ tâm lý của đàn ông đã xảy ra những thay đổi tinh tế hắn bất lực đành tìm viện trợ nói lão ưng giúp đỡ dùng long hổ quyền lập tức một tên để dâu quai nón cũng lao lên cả hai cùng nhau kết hợp tung hai cú đấm thật mạnh vào hai bên má của đường du và đương nhiên là dù cả hai ba hay thậm chí một chục tên cũng không chạm được đến sợi lông của đường du tên bạm trợn để dâu quai nón không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa rồi dùng kỹ thuật hợp kích vậy mà cũng không thể đánh được tên này giờ là lúc đường du phản kháng lại Đường Du đẩy hai tên va và đầu vào nhau, lên mặt nói: "Giúp đỡ đúng không? Sát thủ đúng không?" Đường Du nhanh quay sang tán vào đầu một tên mắng: "Hồ quyền đúng không?" Bọn họ tức giận, tôn nghiêm như bị trà đạp. Đường Đường là tiểu đội tử thần, từ lúc nào chịu phải sỉ nhục như này? Nói rồi cả bốn tên cùng lao lên tung cú đá vào người Đường Du, nhưng Đường Du vẫn không hề nao núng. Hoàng tự cảnh chứng kiến từ đầu đến cuối, há hốc mồm ngưỡng mộ Đường Du, thực lực của Đường thiếu quá đáng sợ rồi cao thủ như anh ấy không thèm ra tay với loại sâu kiến này đây là cố ý để mình quan sát học tập hoàng tự cảnh tự biên tự diễn rồi quay ra suy diễn sợ hãi thái độ của mình không tốt như vậy đường thiếu vẫn chỉ dạy hào phóng sau này anh ấy để mình làm cái gì mình tuyệt đối không do dự một lúc sau cả bốn tên đánh đến như cả tay bùn rùn bọn họ lầm bầm với nhau tên đàn ông này là quái vật ư ngoại trừ vị lão nhân trong tổ chức ra trước giờ chưa từng ở trên người ai cảm nhận được áp bức như này đổi thanh long vương tới đứng đó để chúng ta đánh hai phút cũng chết. Tên dâu quai nón, không chịu nổi sỉ nhục, bức bối hỏi. Vì sao không ra tay? Giết bọn ta đi. Đường du ngông nghênh đáp lại. Các ngươi quá yếu rồi, ta không có hứng thú ra tay với phế vật. Thật ra đó chỉ là làm màu, chứ trong lòng thì. Ca sợ một khi ra tay, đánh, đánh không chết các người. Tên sát thủ giận dữ. Người rốt cuộc là có ý gì? Đường du cười khinh bỉ, điệu bộ đáng ghét, nhẹ nhàng đáp lại. Ý của ta là, các vị ở đây đều là rác rưởi trong lòng đường du không ngừng phô trương. Rất tốt, sự cường đại của ta hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng của các người. Đường du liền cho gọi, hoàng tự cảnh. Đường tự cảnh hiểu được đường du muốn gì, trong lòng đầy mừng rỡ. Đường thiếu để mình đi xử lý rác rưởi Rất nhanh chóng, hoàng tự cảnh đã trói hết bốn tên sát thủ lại. Xong việc hoàng tự cảnh liền hỏi, đường thiếu, bây giờ làm thế nào? Đường du thản nhiên nói, đưa đến đồn cảnh sát. Hoàng tự cảnh ngoan ngoãn nghe lời, vâng, đường thiếu. Lúc này, ở đằng xa, lăng hàm vì lo lắng cho an nguy của đường du cũng chạy đến xem tình hình chứng kiến toàn bộ quá trình lăng hàm nghĩ bụng bốn người họ hợp kích đánh đến sức cùng lực kiệt cũng không thể làm bị thương đến đường du thực lực này không phải địa tử cảnh quả thực là nực cười lăng hàm cau mày không ngừng trầm tư suy nghĩ đường thiếu muốn giết ta rõ ràng dễ như trở bàn tay nhưng lại không có ý đó lẽ nào là thích mình cả người lăng hàm sung sướng như nở hoa lúc này lăng hàm cảm thấy chỉ có ở trước mặt người đàn ông mạnh mẽ như đường du mới buồn phiền mình vì sao không phải là một cô gái bình thường. lăng hàm trở về ăn mặc đầy gợi cảm, thục nữ, trong lòng thẩm mỹ. nếu lần sau anh ấy lại bảo mình đi kỳ lưng cho thì cứ đi đi vậy. sau khi đường du đưa đường nhược ngu vào bệnh viện, thằng nhóc này đã bị đưa vào phòng cấp cứu. đường du gọi điện nói chuyện với nhà chú hai, sau đó thong thả đi về nhà. ngồi trên xe, đường du không ngừng cầu nhau. hệ thống chó, bây giờ là tình huống gì? sao nhân vật chưa có xuất hiện đều xuất hiện trước vậy? hệ thống hiện lên tình tiết đã bị hủy hoại, xin ký chủ hãy cẩn thận. Đường Du thắc mắc hỏi: "Vậy phần thưởng của tôi sao vẫn chưa cho tôi, không phải là định bỏ qua đấy chứ?" Hệ thống thông báo: "Tít, phần thưởng đã được gửi đến." Đường Du ngơ ngác: "Gửi đến? Gửi đến đâu? Gửi cho ai rồi?" Cùng lúc đó, một món hàng được gửi đi dưới danh nghĩa của Đường Du đã được đưa lên chuyến máy bay đến châu Phi. Bí tịch cổ võ Long Tượng Quyết, người nhận Hà Tiến. Tại bệnh viện tư nhân Hà Gia, Diệp Thần ngồi trên giường bệnh sốt sáng. 5 tiếng trước, tiểu đội tử thần đã tiếp cận và ra tay với mục tiêu rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả tên họ đường kia tao không tin là mày có bản lĩnh có thể giữ tiểu đội tử thần ở lại được đang rơi vào trầm tư đột nhiên diệp thần nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc giọng nói ngọt ngào cất lên anh diệp tìm tôi có chuyện gì không diệp thần nhìn thấy hà hồi âm con mắt hắn sáng rỡ hớn hở nói hà tiểu thư tôi muốn cô điều tra tình hình giúp tôi một chút bốn thuộc hạ mà tôi phái đi bây giờ không liên hệ được nữa một giọng nam từ xa cất lên, "Không cần tìm nữa đâu, bọn họ đã đi ngồi tù rồi." Đó là giọng của Lưu Quân Trác, sư đệ của Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy, thắc mắc hỏi, "Sư đệ, không phải cậu đang chấp hành nhiệm vụ ở nước Pháp sao? Sao lại đến lúc này?" Lưu Quân Trác điềm nhiên trả lời, "Chuyện tiểu đội tử thần xảy ra chuyện, sư phụ đã biết rồi nên bảo tôi qua đây giúp anh." Diệp Thần trong lòng không ngừng bất an, tiểu đội tử thần thật sự xảy ra chuyện, khốn nạn hơn rồi. Là ông cụ còn phái cậu ta đến đây, đây rốt cuộc là có ý gì? Lưu Quân Trác nói tiếp. Sư phụ đã nói rồi, bảo anh dưỡng thương thật cẩn thận sức khỏe khỏi rồi thì về Yến Kinh, chuyện của Tô Hàng cứ giao cho tôi xử lý là được. Diệp Thần nghiêm mặt, gằn giọng hỏi. Cậu đột phá rồi. Lưu Quân Trác trong lòng không ngừng khoác lác. Thực lực bây giờ của mình đã là huyền tự cảnh đỉnh phong rồi. Mà thực lực Diệp Thần vẫn dùng ở huyền tự cảnh trung kỳ. Một tên thất bại nhiệm vụ nhiều lần lại có thực lực không bằng mình, thật sự nghĩ rằng bản thân có tư cách làm Long Vương tiếp sao? Diệp Thần cay cú, nhìn Lưu Quân Trác bằng con mắt hình viên đạn hay cho một lưu quân trác muốn cướp vị trí long vương của mình đợi cảnh giới của mình đột phá thì thằng nhóc cậu chờ chết đi vốn dĩ chẳng ưa gì nhau lưu quân trác ra về đầy hà hê vậy sư huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt tôi đi trước đây hà hồi âm cũng theo lưu quân trác ra về cô thắc mắc hỏi cho nên sau này tô hàng sẽ do anh lưu phụ trách lưu quân trác lạnh lùng đáp đúng vậy hà hồi âm liền lên tiếng cảnh tỉnh vậy thì sợ là không dễ dàng gì trong lòng lưu quân trác đinh ninh kiên quyết vị trí long vương này mình nhất định phải có được. Lần này đến tô hàng, ván cờ tệ hại này cứ để mình lật ngược thế cờ cho Diệp Thần vậy. Món đồ và người phụ nữ anh ta nhìn chúng mình đều sẽ cướp đi hết. Tại văn phòng giám đốc tập đoàn Đường Thị. Trước mặt Đường Du lúc này là một trì âm đang miệt mài cày game, bên cạnh còn có một túi gà KFC. Đường Du giật mình chợt nhớ ra mình đã quên mất trì âm. Ôi trời, đừng bảo là để cô ta chơi game cả ngày, chơi đến ngốc rồi đấy chứ. Mình nhớ cô ta vốn dĩ cũng có dáng vẻ không được thông minh lắm. Có cái cúp A lại còn không được thông minh, cô gái này xong đời rồi. Chỉ âm ngây thơ, ngơ ngác cầm trên tay một cái đùi gà, lịch sử mời đường du. Đường thiếu, anh có muốn ăn một chút không? Đường du cau mày, khó chịu, nghiêm nghị nói. Không ăn, cô biết hôm nay là ngày gì không? Thứ tự điện cuồng của KFC, đường du thương cảm thở dài nói. Hôm nay là sinh nhật của cô. Là một sát thủ, những thứ sinh nhật này không có liên quan gì đến cô cả. Sự quan tâm này đối với cô mà nói cũng giống như thứ đồ xa xỉ không với tới vậy sự quan tâm của đường du khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng đường du tiếp tục luyên thuyên công ty có quy định ngày sinh nhật của nhân viên thì phải chúc mừng hôm nay đúng lúc tôi cũng rảnh để tôi tổ chức sinh nhật cho cô đi chị âm cảm động không nguôi dưng dưng nước mắt nhìn đường du đầy chiều mến hỏi đường thiếu muốn tổ chức sinh nhật cho tôi đường du đầy ga lăng nói tiếp trước tiên mua cho cô quà sinh nhật trước sau đó lại đi mua ít quần áo trong lòng đường du khoác lác không ngừng ai cô gái ngốc này làm sát thủ thì không có gì để chê nhưng làm một cô gái thì còn có chút hơi khác. Phong cách ăn mặc ít nhiều cũng có chút quê mùa, chưa thấy cô ấy mặc váy ngắn đẹp bao giờ. Lớn lên xinh đẹp như vậy, không trang điểm, đeo trang sức quả thực là một tội ác. "Trì âm ngoan ngoãn." "Vâng, Đường thiếu." Trì âm như tan chảy, trong lòng thiếu nữ đầy rung động, biết ơn. Lớn như này rồi, Đường thiếu là người đầu tiên hy vọng mình có thể giống như một cô gái bình thường, mà không phải là muốn mình làm một sát thủ ưu tú. Tại cửa hàng đàn piano cao cấp, Đường Du chỉ tay vào cửa hàng nói: Đi vào xem thử. Trì Âm ngạc nhiên, "Ngài, sao ngài lại biết tôi thích guitar? Đường Du nắm rõ cốt truyện mùn một, một, nên chuyện gì mà anh ta chẳng biết. Thôi nào, tôi thế nhưng là người đàn ông có kịch bản trong tay. Trong cốt truyện của cuốn sách gốc, Trì Âm là một cô gái sâu thẳm trong nội tâm khao khát được làm một cô gái có cuộc sống bình thường. Sở thích của cô ấy là âm nhạc, thích guitar, nhưng những thứ này không có bất cứ duyên phận nào với cuộc sống của cô ấy. Vì vậy tặng chiếc guitar làm quà sinh nhật cho cô ấy là phù hợp nhất rồi." Vừa vào cửa hàng, cô nhân viên nhiệt tình đã ra chào đón. Hai vị muốn ghi ta nào? Dân gian cổ điển hay là ghi ta điện? Có thể đi vào xem thử. Đường Du vui vẻ hỏi, cô thích loại nào? Chị âm vui mừng không xiết, cười tươi hớn hở nhìn vào một cây đàn rồi nói. Cái này đi. Đường Du bị nụ cười của chị âm mê hoặc, đỏ mặc lầm bầm. Đồ ngốc này cười lên sao đẹp thế. Chị âm nghe thấy tiếng lòng của đường Du càng vui hơn. Sự ca ngợi từ sâu trong trái tim của đường Du, quá chân thành, có chút. Vui vẻ, cô nhân viên rất biết cách lấy lòng khách hàng nói. Mỹ nữ, mắt nhìn của cô thật tốt, đây là cây đàn guitar cổ điển Smallman cuối cùng trong cửa hàng chúng tôi. Bởi vì nó được làm hoàn toàn thủ công, mỗi một chiếc đều phải chờ gần 2 năm mới có thể lấy được. Đường Du Hào phóng hỏi, bao nhiêu tiền? Cô nhân viên liền trả lời, chào ngài, tổng cộng 37 vạn. Cùng lúc đó, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ cũng bước vào cửa hàng nói. Tôi là hội viên hắc kim của cửa hàng các cô, nghe nói cửa hàng các cô còn một cây Smallman. Lấy ra tôi xem thật trùng hợp cô nhân viên đành nói xin lỗi tiếu tiểu thư cây đàn đó vừa được mua rồi cô gái quyến rũ này lại ngang ngược nói bán rồi trả tiền cho bọn họ cây đàn này tôi muốn rồi cả đường du và trì âm nghe thấy đều cau mày khó chịu cô nhân viên cố gắng dàn xếp để ổn thỏa đôi bên xin lỗi quý khách làm như vậy không phù hợp với quy tắc cửa hàng chúng tôi chưa nói hết câu cô tiếu đã bước đến tát thẳng tay vào mặt cô nhân viên thấp bé cô ta vênh váo đỏng đảnh giọng điệu khinh bỉ nói Lão nương là một hội viên Hắc Kim, cô muốn giảng quy tắc với tôi, biết tôi tiêu bao nhiêu tiền cho cửa hàng cô rồi không? Một quỷ nghèo như cô kiếm cả đời cũng không đủ. Cô nhân viên ôm mặt đang đỏ ửng, giọng run run nói: "Xin, xin lỗi." Đường Du cố gắng vắt óc, nhớ lại cốt truyện, tình tiết này mùi rất mạnh a. À. Nhớ ra rồi, người phụ nữ này là tình nhân của một tên phản diện nào đó, vốn dĩ nên đắc tội Diệp Thần ở đây. Sau đó Long Vương Diệp Thần dưới sự tức giận đánh cô ta, sau đó phản diện ra mặt, mâu thuẫn cùng với Diệp Thần tăng lên thế là âm mưu giả vờ tát vào mặt thu hút hận thù quen thuộc đã lộ ra chỉ trong một nốt nhạc trưởng tiệm ở bên trong nghe thấy lớn tiếng vội vàng hớt hải chạy ra các vị khách nhân ta là trường tiệm đây là chuyện gì cô ta lên tiếng dạy đời tiệm các người bồi dưỡng nhân viên kiểu gì cô ta ở đây dạy ta quy tắc trưởng tiệm liền quay sang mắng cô nhân viên một lèo lưu tú cầm não cô bị úng nước à ai cho cô tư cách nói chuyện với khách hàng như vậy lập tức xin lỗi khách hàng cô nhân viên thấp cổ bé họng cúi đầu dưng dưng giải thích không phải hai vị khách này đã trả tiền mua guitar vị tiếu tiểu thư bảo tôi trả lại tiền đưa cây guitar đó cho cô ấy tên trưởng tiệm không cần biết lý do lớn tiếng gắt gỏng mắng nghe hiểu tiếng người không hả lập tức xin lỗi vị tiểu thư này bằng không thì cút đường du nghe xong khó chịu đầy uy lực ra mặt lên tiếng anh muốn để cô ấy xin lỗi từ hôm nay tất cả các cửa hàng đàn của các anh không cần mở ở tô hàng nữa tên trưởng tiệm không biết trời cao đất dày lên mặt hồng hách người là cái thá gì để cửa hàng bọn ta không được mở ở tô hàng. Người biết ông chủ bọn ta là ai không? Cô Tiếu đánh đá nghe thấy đương nhiên là cũng không ngậm mùng chịu thua. Quỷ nghèo như ngươi là cái thá gì, ở đây có chỗ cho người nói chuyện không? Còn để cửa hàng người ta không được mở, ngươi cũng xứng. Chưa dừng lại ở đó cô Tiếu đáng ghét này còn quay sang chỉ vào mặt trì âm ra lệnh. Còn có cô, để small man của lão nương xuống, ăn mặc y như nhà quê, đây là thứ cô có thể chơi sao? Cô ta ầm ầm lao đến trì âm giành lại cây đàn. Đường du đầy hùng hổ, bất bình sấn đến tát vào mặt cô ta. Cô Tiếu bị đánh sưng hết một bên mặt, bớt đánh đá hẳn, giận dữ nói. Anh dám đánh phụ nữ, anh có còn là đàn ông nữa không vậy? Đường Du đầy hào nhoáng trả lời. Thật ngại quá, đối với tôi nam nữ bình đẳng, chỉ cần không tôn trọng người khác thì tôi đều đánh. Trong lòng Đường Du mắng cô ta rất thậm tệ. Khụ, tuy mọi người đều là phản diện nhưng cái thứ cấp pháo hôi như cô đúng là rất thiết đánh. Chỉ âm bị câu nói của Đường Du làm cho say đắm, đầy ngưỡng mộ. Ha, nam nữ bình đẳng, một tên bề ngoài đầy lịch thiệp lúc này cũng bước vào cửa hàng. cô Tiếu đó liền giả vờ yếu đuối, nũng nịu nói: Hàn thiếu, anh mau báo thủ cho người ta, tên khốn này đánh em. tên Hàn Minh hiện này liền hậm hực lên tiếng. cũng to gan đấy, người phụ nữ của Hàn Minh hiện tôi mà anh cũng dám động vào. Đường Du nhìn thấy Hàn Minh điện trong lòng đầy tâm cơ, cuối cùng thì chính chủ cũng đã đến rồi. tên này không phải là người của tô hàng, mà là nhị thiếu gia Hàn Gia ở Yến Kinh, mà Hàn Gia có liên quan đến vụ án diệt muôn của Diệp gia năm đó vốn dĩ chính là kẻ thù của Diệp Thần. Đường Du tính toán kỹ lưỡng kẻ thù của kẻ thù cũng không nhất thiết sẽ là bạn bè. Vậy thì anh đây sẽ đưa ra một quyết định phản bội lại tổ tông. Giả vờ làm tiểu đệ của Diệp Thần rồi tuyên chiến với Hàn gia. Hàn Minh ra lệnh cho tên thuộc hạ theo sau. Châu lão đánh gãy hai tay của anh ta trước rồi nói. Tên thuộc hạ lập tức tiến lên đánh tới tấp vào người Đường Du. Tri Âm nhìn thấy liền sốt sắng đau lòng hét lên. Sao anh lại dám làm Đường thiếu bị thương? Tôi phải giết anh rồi trì âm như đơ người ra khi thấy đường du không nghề bị gì. Đường du ngược lại còn lên mặt nói, chỉ có vậy. Tên thuộc hạ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Cú đá chân liên hoàn năm phát vừa này đã đủ khiến người này bị tàn phế đến cuối đời rồi. Nhưng vì sao thằng nhóc này động cũng không động chút nào. Thậm chí, quần áo của cậu ta còn không có một chút nhăn nhúm, giống như mình chưa từng đá vậy. Châu lão hốt hoảng sừng sốt. Chẳng lẽ cậu ta là cao thủ địa tự cảnh? Hàn Minh cũng bán tín bán nghi. Địa tự cảnh. Cô Tiếu nghe không hiểu gì liền hỏi. Hàn Thiếu, địa tự cảnh là gì? Đột nhiên Hàn Minh hiện quay sang tát thật mạnh vào mặt cô Tiếu rồi mắng. Câm miệng. Hàn Minh liền quay sang, thay đổi thái độ nhẹ giọng, nịnh hót đường du. Anh Đường, hôm nay là Hàn Minh tôi có mắt không chồng, tôi là người của Hàn gia ở Yến Kinh, nếu đường tiên sinh. Đường du liền nhắc về Diệp Thần. Hay cho một Hàn gia. Cậu có còn nhớ Diệp gia ở Yến Kinh? Hàn Minh hiện lo lắng, lầm bầm trong bụng. 20 năm trước Diệp gia đã bị diệt môn rồi chẳng lẽ huyết mạch của đường gia vẫn chưa đứt muốn quay lại báo thù đường du đầy đáng sợ tâm cơ nói hôm nay tha cho cái mạng chó của cậu chỉ cần cậu tự đánh gãy hai tay của mình là được sau đó quay về nói cho người của hàn gia các người biết đại ca diệp thần của tôi sẽ trở về báo thù những gia tộc đã tham gia vào thảm án diệp gia năm đó đường du dứt khoát tuyên bố nhà đầu tiên chính là bắt đầu từ hàn gia các người hàn minh hiện đành ngoan ngoãn nghe theo giam giáp châu lão phiền ông động tay rồi châu lão sợ hãi ruột gan như múa cả lên cũng may thằng nhóc này muốn đánh gãy tay của hàn thiếu gia ừm chết thiếu gia chứ không chết ông già này châu lão thẳng tay đánh hàn minh điện không chút trần trừ xong quay sang lo sợ ấp úng anh đường vậy có phải tôi có thể đi rồi không đường du làm sao tha thứ cho người đã ra tay đánh mình dứt khoát nói hai tay của ông cũng phải để lại lão châu suy sụp tại chỗ cùng lúc đó đường thiếu sao anh lại ở đây tôi nhận được tố cáo của thương gia nói ở đây có người gây chuyện đường du điềm nhiên ngầu lòi nói là tôi đang gây chuyện liên hệ với ông chủ của bọn họ hoặc là đuổi việc người này khỏi cửa hàng để cô gái kia làm cửa hàng trưởng hoặc là cầm hàng các người đừng làm ăn ở tô hàng nữa quản lý liền nghe theo giam giáp vâng đường thiếu bây giờ tôi sẽ liên hệ với ông chủ của bọn họ đường du đầy hài lòng lập tức tên trưởng cửa hàng nhận được tin nhắn đuổi việc họ trần kia tôi sẽ đuổi anh đi trong 5 phút lập tức cút khỏi cửa hàng cho tôi tiền lương tháng này cũng không có đường du quả thật càng ngày càng biết tính toán như vậy tình tiết diệp thần về yến kinh cũng không dễ sống lắm Dựa theo tình tiết nguyên văn, sau khi anh ta đến Yến Kinh cũng giả heo ăn thịt hổ một đoạn thời gian rồi mới trưởng thành lên. Bây giờ thả tin tức giả ra, anh ta lại đến Yến Kinh giả heo ăn thịt hổ, he he he. Cho dù Hàn gia muốn tìm mình gây phiền phức thì cũng không sao cả. Ông tìm đường Bắc Huyền, liên quan gì đến đường Du tôi chứ? Chỉ âm nghe được tiếng lòng của đường Du cũng hiểu rõ hơn về anh ta. Đường thiếu, không chỉ là cao thủ đứng hàng top, bản lĩnh đi gây chuyện cũng rất giỏi. Sau khi đưa chỉ âm ra khỏi cầm hàng, Đường Du lại đưa cô đi mua quần áo và đi ăn. Sau đó lại đưa cô đi chơi điện tử một chuyến. Đối với Chị Âm mà nói, đây là một đoạn ký ức đẹp khó quên. Đường Du quả thật rất tốt với Chị Âm, anh hỏi. Có muốn ăn muốn chơi cái gì nữa không? Chị Âm vui vẻ, đầy hài lòng, ngoan ngoãn nói. Đã đủ rồi, về nhà thôi, Đường Du đồng tình nói. Được, vậy tôi đưa cô về. Đột nhiên Chị Âm hớn hở. Đường thiếu. Đường Du ngơ ngác hỏi. Hửm, sao thế? Chị Âm đầy cảm động giọng nhẹ nhàng biết ơn nói hôm nay cảm ơn đường thiếu đường du đầy ngọt ngào xoa đầu trì âm khách sáo với ông chủ của cô làm gì đi thôi trì âm ra về hớn hở nhìn tấm ảnh chụp cùng đường du trong tay cười tủm tỉm đường du vừa lên xe đã mắng hệ thống hệ thống chó phần thưởng tình tiết cầm hành đâu hệ thống cũng không vừa hiện lên thông báo tít phần thưởng mắt nhiếp hồn đã được chuyển đến mời ký chủ chó kiểm tra kích hoạt và khống chế tẩy não nhân lúc tinh thần nhân vật mục tiêu không được ổn định Đường Du mình rỡ thốt lên. Ồ, Đường Du hớn hở. Kỹ năng khống chế tẩy não này không phải chính là cái máy chế tạo đồ ngốc sao? Cuối cùng có thể tạo tên ngốc trong nhà đối diện rồi. Đường Du liền gọi điện cho Bạch Uyển Di. Bạch Uyển Di thấy lạ, vừa bắt máy đã hỏi. Làm gì? Đường Du phân khích nói. Lần trước không phải tôi đã đưa bốn người qua đó sao? Tôi có thể đi thăm bọn họ không? Trước phân cục cảnh sát. Bạch Uyển Di vừa lái xe mô tô chạy đến. Đường Du đã mở miệng ra trêu gẹo. Dô, mỹ nữ, Bạch Uyển Di giận dữ, có tin tôi bắt giam anh không? Đường Du tiếp tục hùa mùi múa mép. Khen cô là mỹ nữ cũng bắt giam, còn có vương pháp không vậy? Bạch Uyển Di không thèm quan tâm, lạnh lùng nói, đừng lắm mồm nữa, đi thôi. Thấy Bạch Uyển Di đi theo mình, Đường Du ngơ ngác hỏi, cô đi theo tôi làm gì? Trong lòng Đường Du lo sợ nếu Bạch Uyển Di đi theo mình sẽ bị lộ mánh khóe. Đi đi đi, đừng đi theo anh nữa, anh còn phải đi tẩy não bốn tên kia. Không sắp xếp bọn họ, quay về làm sao hố diệp thần được chứ? Bạch Uyển Di sượng chân nói, "Được, cô không biết Đường Du định bày trò gì, bèn tìm cách. Không đi theo thì thôi, tôi đi xem camera giám sát." Tiểu đội sát thủ từ xa nhìn thấy Đường Du đã không ngừng tò mò. "Đại thần này, không phải là đã tha cho chúng ta rồi sao? Sao lại còn đến đây nữa?" Đường Du đầy nham hiểm, sử dụng con mắt nhiếp hồn thôi miên bốn người bọn họ. Đường Du nở nụ cười gian xảo hỏi, "Các người có hài lòng với công việc không?" Cả bốn người đều đồng loạt lắc đầu. Đường Du hài lòng, thừa cơ hỏi tiếp, các người có hài lòng với thu nhập không cả bốn tên sát thủ lại tiếp tục lắc đầu đường du nở nụ cười đầy sợ hãi lạnh sống lưng tiếp tục hỏi các người muốn ban ngày làm biếng đến tối đi đàn đúm mà lương thắng trăm vạn bốn món một canh không cả tiểu đội đều dứt khoát gật đầu mạnh lia lịa đường du không khác gì một tên đa cấp như ánh sáng chân lý chiếu qua người bọn họ đầy tự tin nói vậy còn do dự gì nữa gia nhập vào tập đoàn đường thị giải cứu phản diện bị cả thế giới chèn ép tiêu diệt tất cả sự bất bình đẳng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta chính là giang hồ mõm bốn tên sát thủ như sáng bừng tỉnh táo tìm ra đường đi mới đúng đắn đầy tương lai đường du chỉ vào tiểu đội tử thần quả quyết hỏi bây giờ biết mình nên làm gì chưa cả bốn tên sát thủ vui mừng hò hét ăn chơi nhảy múa đi club đi club tới club ăn chơi nhảy múa diệp thần thấy phản ứng thái quá của bọn họ mà cảm thấy có gì đó hơi sai sai hự người anh này có phải tẩy não quá thành công rồi không đám khốn kiếp này gọi là tiểu đội tử thần gì chứ trực tiếp gọi tiểu đội ăn chơi được rồi diệp thần liền đứng ra chỉnh đốn lại suy nghĩ lệch lạc của bốn người bọn họ sai rồi các người phải sửa chữa sai lầm ăn năn hối lỗi làm người tốt trước đi club sau biết chưa tiểu đội tử thần như con mèo con ngoan ngoãn nghe theo giam giắp được chúng tôi đều nghe theo đường thiếu mọi chuyện diễn biến theo ý muốn của mình đường du điềm nhiên ngồi trên ghế hỏi tiếp tốt trẻ con đúng là dễ dạy đầu tiên nói những việc các người biết cho tôi đi sư đệ của diệp thần đến đoạt vị trí long vương hắn muốn tiếp nhận tô hàng mình chắc chắn hắn là mục tiêu số một diệp thần đầy uy nghiêm ra lệnh từ giờ trở đi bốn người các người chuyên tâm ẩn núp ở bên người hắn có tình huống gì tùy thời cơ báo cáo cho tôi bọn họ lập tức nghe theo được đường thiếu xong chuyện ở phòng giam đường du vừa bước ra ngoài đã được bạch uyển di mở lời đi thôi mời anh đi ăn đêm ngồi xe máy của em đi em để ở kia đường du ngu ngốc tài lanh nói tôi cũng có xe bạch uyển di từ tốn giải thích chỉ là đi ăn đồ nướng ven đường lấy xe cùi của anh ra vẻ cái gì ăn xong em đưa anh về em còn công việc còn chưa xử lý xong đường du thấy hợp lý nên lập tức đồng tình cũng được bạch uyển di đèo đường du trên con xe mô tô của mình đường du lại dở trò thừa cơ hội ôm chặt eo của bạch uyển di tay anh để đâu thế đường du ủ rũ nói tiếp ôm eo cũng sợ anh chiếm hời của em vậy anh để tay cao lên chút nhé bạch uyển di khó chịu mắng đường du anh cố ý gây chuyện đấy à đường du bị mắng xong có chút xấu hổ ngoan ngoãn nghe theo. Được được được, tôi cho tay thấp xuống chút nữa. Trong lòng Đường Du lại nổi cơn háo sắc mà làm nhảm. Ừm, cũng được đấy, eo cũng rất mảnh. Tự mình cho cái quyền phán xét người khác, Đường Du quả thật có chút quá đáng. Ngoại trừ tính tình kém một chút, kỳ thật cái khác đều rất tốt. Cùng lúc này một chiếc xe chạy gần đó nhìn thấy Đường Du đang ôm chặt eo của Bạch Uyển Di. Thanh niên ngồi trên ghế lái giơ điện thoại chụp được cảnh này. Lúc này một bên khác, Lưu Quân Trác đang cùng Hà Quan chơi bài dưới sòng bạc ngầm. Hà Quan cũng xuất thân là tay chơi bài gian lận đỉnh cấp, nhưng giờ phút này đã thua cả người toát mồ hôi lạnh. Dù sao đã liên tục thua 15 ván, ngay cả tay chơi lão luyện cũng không bình tĩnh nổi. Hà Quan dở giọng điệu nịnh hót Lưu Quân Trác nói: "Lưu thiếu thật sự có thủ đoạn hay." Lưu Quân Trác tự hào khoác lác: "Cho vật vãnh mà thôi, gian lận đơn giản là nhanh tay thêm một chút tiểu kỹ xảo, không có ý nghĩa." Lá bài vậy mà đồng loạt đâm vào bên trong bàn. Sau khi mọi người ở đây thấy cảnh này, đối với vị Lưu thiếu này càng thêm kính sợ không thôi. Lưu Quân Trác nhận được tấm ảnh Đường Du đang ôm eo của Bạch Uyển Di, trong lòng như đang cào cấu khó chịu. Đây không phải tay nhà giàu Đường ra sao? Nghe nói Diệp Thần đoạt nữ nhân của tên phế vật này, sao không đi tranh đoạt? Mà hắn lại đi cùng Bạch Uyển Di. Sau khi vào tô hàng, người con gái đầu tiên Lưu Quân Trác để mắt tới chính là Bạch Uyển Di. Lưu Quân Trác liền nhắm đến Diệp Thần, muốn trừ khử Diệp Thần ngay lập tức. Vừa hay, lừa đến rồi tận diệt luôn. Lúc này Bạch Uyển Di đang ăn tối cùng Diệp Thần thì bỗng điện thoại thông báo tin nhắn đến sòng bạc ngầm trên tầng 2 của khách sạn Hoàng Thủy. Bạch Uyển Di vội vàng vào cuộc điều tra, cô đứng lên gọi, "Ông chủ, bao nhiêu tiền?" Đường Du ngơ ngác thấy Bạch Uyển Di còn chưa kịp ăn xong liền hỏi, "Cô không ăn nữa à?" Bạch Uyển Di nghiêm trọng, gấp rút nói, "Tôi đi kiểm tra một sòng bạc, anh ăn đi, tôi đi đây." Đường Du thấy lạ bèn ngồi ngẫm lại cốt truyện. Trong nguyên tắc khi Bạch Uyển Di đang ăn tối, nhận được tin nhắn, có người báo cho cô ấy biết về một sông bạc ngầm, sau khi lấy được địa chỉ, cô ấy liền lẻn vào một mình mà không báo trước chuyến viếng thăm không báo trước này đã gây ra chuyện lớn sau khi thân phận bị bại lộ đã bị người trong sòng bạc bắt giữ đường du lo lắng cho an nguy của bạch uyển di lập tức bỏ đũa hớt hải chạy theo sau lưng bạch uyển di đợi đã tôi đi cùng cô đường du ngẫm nghĩ trong lòng cốt chuyện nguyên bản này chắc là diệp thần làm cậu ta không ở đây người làm đổi thành người khác rồi qua đó trước rồi tính tiếp dù sao đừng để bạch uyển di xảy ra chuyện bạch uyển di nghe thấy trong lòng có chút cảm tình dành cho đường du tên này còn khá quan tâm mình đấy Bạch Uyển Di dễ dàng đồng ý cho Đường Du theo. Được, vậy đi cùng nhau. Đến sòng bạc, Bạch Uyển Di tính toán chu toàn nói. Tí nữa chúng ta giả thành người yêu, biết chưa? Đường Du bên này lại trơ chẽn, đùa cợt. Giả thành cha con cũng được. Bạch Uyển Di nghe xong bất lực, chả buồn nói. Lúc này Lưu Quân Trác ở bên trong phòng giám sát đã theo dõi qua camera từng cử chỉ nhất động của Đường Du và Bạch Uyển Di. Lưu Quân Trác đầy nguy hiểm, sắp hố được Đường Du. Nếu tên ngu xuẩn này đã cắn câu, vậy hôm nay thu hoạch lớn rồi bảo người đánh chết hắn, rồi mình xuống anh hùng cứu mỹ nhân kiếm hảo cảm. Đi loanh quanh trong sòng bạc một lúc, Bạch Uyển Di cũng gần như đã điều tra xong. Bạch Uyển Di kéo tay Đường Du, đầy hài lòng nói, bây giờ chúng ta đi thôi. Đường Du nhận thấy thiếu thiếu tình tiết gì, quay đầu nhìn xung quanh. Sao người đánh bọn mình vẫn chưa lên sàn, cốt chuyện có phải lại có chút không đúng lắm. Rồi đột nhiên Đường Du trợn to mắt, tới rồi. Trước mặt Đường Du và Bạch Uyển Di là một đám người côn đồ, cao to, bạm trợn, trên tay còn cầm theo dao. Tìm thấy họ rồi, Đường Du lôi Bạch Uyển Di chạy. Hai người bọn họ trốn vào nhà vệ sinh. Đường Du đầy nghĩa hiệp nói với Bạch Uyển Di, "Cô mau chóng liên lạc với người trợ giúp, tôi cản bọn họ." Một tên cầm dao lao tới, a, à, hắn không hề chần chừ chém thẳng lên vai Đường Du. Đường Du không hề sợ hãi mà ngang nhiên đứng chơi người ra đó. Con dao bị lực ép gãy ngang trên vai Đường Du. Tên côn đồ chứng kiến cảnh tượng này ngu ngốc sợ hãi. Đường Du không hề nao núng, lên mặt, "CMN muốn đâm tôi?" Đường Du vung tay đấm hắn văng lên trời, vừa đấm vừa mắng. Đâm tôi này, Bạch Uyển Di vô cùng lo lắng cho Đường Du. Người trong cục lập tức đến đây rồi, anh không sao chứ? Đường Du bình thản trả lời, không sao, lúc này bọn họ đã ập vào bên trong nhà vệ sinh. Tên cầm đầu bạm trợn ra lệnh, hai tên đi giữ chân cô gái kia, còn lại xông lên hết giết thằng này. Đường Du vung tay lại đầy tự tin tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ, sòng bạc này sẽ tên là sòng bạc Đường Du. Anh tự cảm thấy bản thân mình có hơi chơ chẽn. Đột nhiên tìm ra được niềm vui của việc bắt nạt kẻ yếu. CMN, anh đây có BUG khóa lượng máu. Thấy Đường Du mạnh đến đáng sợ, đấm mấy tên nằm lăn dưới đất. Cả bọn còn lại sợ hãi không kịp chạy trốn. "Chạy đi, thằng này bị điên hả? Không chơi nữa. Tôi chắc chắn là không được rồi." Đường Du nhìn thấy mà phấn khích đuổi theo. "Còn muốn chạy?" Bạch Uyển Di thấy vậy, vội vàng lo lắng ngăn Đường Du lại. "Đừng làm bừa, anh đã chảy máu rồi." Bạch Uyển Di cắn rứt trong lòng, lương tâm cảm thấy có lỗi. Nếu như không phải bởi vì bảo vệ mình thì anh ta cũng sẽ không bị thương. Lúc này, Bạch Uyển Di cực kỳ hối hận ở trong lòng, không nên mạo hiểm đưa Đường Du cùng đến đây. Đường Du thấy Bạch Uyển Di lo lắng cho mình, vội bình tĩnh trấn an cô ta, "Tôi không sao." Nhưng Bạch Uyển Di vẫn không thể tin, sốt sáng tay sờ lên người của Đường Du nói, "Anh còn không sao, anh đã bị đánh nhiều như vậy rồi, để tôi xem anh có bị thương ở đâu không." Nhưng tìm mãi vẫn không thấy vết thương ở đâu, Bạch Uyển Di vì muốn chắc chắn hơn còn nói, "Ấy, sao lại không có vết thương?" chẳng lẽ là bị thương ở nửa thân dưới nói rồi bạch uyển di nắm lấy cúc quần của đường du quỳ xuống định xem bên trong có bị thương không đường du mắc cỡ vội vàng từ chối ngăn cản bạch uyển di tuột quần của mình ra mẹ kiếp tôi thật sự không sao cô đừng như vậy mọi người đều đang nhìn kìa rồi đột nhiên hệ thống xuất hiện thông báo tít chúc mừng ký chủ đã sống qua tình tiết sòng bạc thưởng ngôn xuất pháp tùy quyền có thể sử dụng 5 lần như thường lệ đường du vẫn không quên mắng hệ thống hệ thống chó mày cmn lại chơi trò này Đường Du trầm tư suy nghĩ, trong lòng có chút lo lắng. Gần đây phát hiện hệ thống càng ngày càng bất thường, tình tiết sụp đổ cũng thôi đi, phần thưởng cũng bắt đầu rất lừa người, cứ cảm thấy giống như đang mong cho mình sớm gg Hai phần thưởng cổ võ dùng một lần lúc trước, nếu như không phải là mình dùng hay thì sớm đã bị tên nghiện Diệp Thần đánh chết rồi. Bộ ngôn xuất pháp tùy quyền này thậm chí còn không phải là cổ võ. Theo giới thiệu của hệ thống thì lời thoại hét lên khi đánh quyền này quyết định lực sát thương. Toàn những thứ gì đâu không? Tại phòng giám sát, Lưu Quân Trác đùng đùng tức giận, CMN đây là chuyện gì? Hơn 30 người mà cũng không đối phó được với một tên con nhà giàu. Lưu Quân Trác đành đích thân ra tay, tao tự lên. Lưu Quân Trác hóa thân thành một hình hài vô cùng khác lạ, trong lòng đầy những toan tính xảo trá. Dùng thân phận này để giết tên họ Đường trước, sau đó để những người còn lại đối phó với Bạch Uyển Di. Đợi Bạch Uyển Di bị bắt lại xong thì mình lại khôi phục lại thân phận làm anh hùng cứu mỹ nhân. Một tên thuộc hạ cầm dao đâm sau lưng đến mức gãy cả dao, nhưng Đường Du vẫn không hề hấn gì đi chết đi lưu quân trác nhìn vừa nhìn thấy đã hiểu được hửng đây là bất động minh vương công lưu quân trác đằng đằng sắc khí lao đến hừ luyện bất động minh vương công đến viên mãn thì thế nào đòn tấn công uy lực mạnh vô cùng đường du bị đánh trượt dài về phía sau anh ta bắt đầu lo lắng bất động minh vương công của mình vậy mà lại sắp bị đánh vỡ lưu quân trác nhìn thấy đường du sắp bị đánh bại lập tức vui mừng bất động minh vương công được thằng vô dụng như mày luyện đến viễn mãn thì thế nào với vỏ công cao cường như thế này Đường Du dễ dàng nhận ra đây là Lư Quân Trác, dù cho hắn ta có cải trang thành bộ dạng như thế nào. Tên chó này, đúng thật sự là Lư Quân Trác. Quả nhiên, Diệp Thần không đến thì chính là anh ta tới. Lư Quân Trác cười nham hiểm, "Hôm nay, mày chết chắc rồi." Đường Du bây giờ thật sự nghiêm túc, căng thẳng tìm cách đối phó. Trong chờ vào bất động minh vương công để chịu đánh đã không khả thi nữa rồi. Ngô xuất pháp tùy quyền mà hệ thống cho cũng chỉ có thể sử dụng được 5 lần, cũng không biết lực sát thương thế nào, còn không bằng đổi thành âm dương vô cực quyền cmn đúng là có chút lo sợ thật lần đầu tiên sống được lâu như vậy đừng có thành công cốc ở đây thôi rồi đầu đường du bỗng chợt nảy số lần đầu tiên đường du ngờ ngợ nhớ ra cảnh tượng mình bị giết chết người be bé bét máu giống như mình đã từng sống được thời gian dài hơn trong một vài tiểu thuyết nào đó nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc là chuyện khi nào lưu quân trác lên tiếng thách thức chết đến nơi rồi nên biết sợ rồi người đường du chợt tràn đầy sức lực ô la đường du sức mạnh tăng lên tràn trề dứt khoát tung cú đấm ồ oh, ngô sức pháp tùy quyền hình như cũng có chút tác dụng lưu quân trác nhìn thấy cũng có chút e rè nhận ra nhưng hắn vẫn không hề nao núng đòn tấn công đột nhiên đánh lại vừa này dường như là thực lực của hoàng tự cảnh đỉnh phong nhưng cũng chỉ có thế mà thôi lưu quân trác quả quyết suy luận bất động minh vương công của thằng này cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được một phút nữa một phút qua đi thì cậu ta chết chắc rồi lưu quân trác tung cú đá mạnh vô biên chết đi đường du chúng đòn ngã xuống nhưng anh ta vẫn còn cầm cự nổi đường du đứng dậy không ngừng lo lắng vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là lời thoại gì thì mới có thể đánh ra bạo kích mình sẽ không thật sự chết ở đây chứ một tia sáng chợt lóe lên chẳng lẽ là đường du thử lên tiếng cụ khụ lưu quân trác gấp rút muốn tiêu diệt đường du hồ hởi sân tới đồ vô dụng mày vẫn còn đang cố chống đỡ đường du dường như đã kích hoạt được bạo kích hừ đường du tung ra cú đấm long trời lở đất bỏ qua sự thật, chẳng lẽ đàn ông không sai chút nào sao? Lưu Quân Trác bị chúng đòn văng ra xa, đồ vô dụng, cho mày đánh được một quyền thì thế nào? Lưu Quân Trác cứ nghĩ đây chỉ là đòn đánh tầm thường, nhưng thật không ngờ vài giây sau hắn lập tức học máu tại chỗ. Lưu Quân Trác không còn sức lực đánh trả, quỳ gối chịu trận, không cam lòng. Đây là quyền pháp gì? Vì sao uy lực lại đáng sợ đến vậy? Đường Du điểm nhiên đáp, quyền này ít nhất cũng phải có công lực 30 năm thậm chí đánh đến nỗi chân khí trong cơ thể của tôi cũng không thể vận chuyển được nữa đám thuộc hạ xung quanh nhìn thấy sợ hãi không ngừng một đấm đã đánh người ta thành thế này tên này là quái vật sao người đàn ông như vậy chúng ta chắc chắn không thể đánh thắng được lúc này phân cục cảnh sát cũng kịp ập đến tất cả ngồi xuống giơ hai tay lên mọi chuyện đã xong cả hai người đường du và bạch uyển di đều đồng thanh nhìn nhau hỏi cô không sao chứ anh không sao chứ bạch uyển di thở vào nhẹ nhõm phụt tôi không sao đường du cố gồng nói tôi cũng không đường du chưa kịp dứt câu đã chịu không nổi gục đầu lên ngực to căng của bạch uyển di tuy ngất đi nhưng tiềm thức đường du vẫn còn rất háo sắc sung sướng lèm bèm ồ mềm quá đàn hồi quá lưu quân trác lúc này vẫn tự cho mình là hay cũng may mình đã cố tình co xương lại như vậy thì sẽ không có ai nhận ra người đàn ông ra tay với đường du là ai bị bắt vào đó cùng lắm là chịu tội danh bài bạc chuyện nhỏ bạch uyển di gấp rút dìu đường du hớt hải nói tôi đưa anh ta đến bệnh viện bên này làm phiền anh rồi nếu như điều tra ra được một người tên lưu quân trác thì nhất định phải điều tra thân phận của anh ta thật cẩn thận lưu quân trác nghe xong liền trợn trắng mắt sợ hãi cái gì tại cục cảnh sát sau khi lưu quân trác vào cục phải làm các loại điều tra cả một tối nhưng sau khi tra khảo thẩm vấn thì quả thực không điều tra ra được vấn đề gì dùng danh nghĩa tham gia đánh bài để bắt cậu ta đến trại tạm giam khi cậu ta bị đưa vào trong trùng hợp gặp được bốn gương mặt quen thuộc chính là bốn người tiểu đội tử thần Lưu Quân Trác rất tin tưởng những tử sĩ mà mình tự tay đào tạo. Cậu ta gọi bốn người lại, nói thầm kế hoạch của mình cho bốn người họ. Bốn người chuyên chủ lắng nghe, ánh mắt lại lóe lên tia quỷ dị. Chuyện này cũng bình thường, dù sao thì bây giờ bọn họ đã bị Đường Du tẩy não thành tên ngốc bên cạnh Lưu Quân Trác. Tại bệnh viện, bác sĩ nói với Bạch Uyển Di: "Bạch tiểu thư, người yêu của cô không sao cả, chỉ là lao lực quá độ, nghỉ ngơi cẩn thận là có thể khỏe lại rồi." Bạch Uyển Di mắc cỡ vội lên tiếng đinh ninh. A, -V -N -A không phải là người yêu của tôi, Vị bác sĩ này cũng khá nhiều chuyện nói tiếp. Không phải người yêu, vừa nãy rõ ràng là còn ôm nhau mà. Vậy được rồi, tôi đi trước đây. Bạch Uyển Di rất khách sáo, biết ơn nói. Đã làm phiền bác sĩ rồi. Nhìn Đường Du nằm bất động trên giường, Bạch Uyển Di không thể làm lơ được. Trong lòng sốt sáng, cồn cào, cứ cảm thấy không được yên tâm. Bị đánh nhiều đòn như vậy, sao có thể không bị thương được chứ? Vẫn nên cởi quần áo của Đường Du ra kiểm tra. Thân thể cường tráng, cơ bụng sáu múi của Đường Du lộ ra. Ưm. Ừ bạch uyển di nhìn thấy thích thú gương mặt ửng hồng ngại ngùng cô sờ vào cơ thể đường du dáng người cũng được cũng rắn chắc đấy vẫn còn chưa kiểm tra bên dưới tên này đừng có bị thương ở đâu đó không dám nói cho mình biết bạch uyển di chạm tay vào quần của đường du vì để đảm bảo vẫn nên kiểm tra chút mới được đường du giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đùi giường áo thì mở toạc cả ra bên cạnh là bạch uyển di đang nhìn mình chân chân đường du hốt hoảng thốt lên mẹ kiếp rồi đường du mới thở vào nhẹ nhõm cũng may không phải là đàn ông trời ơi thế giới này loạn rồi lần trước nghe nói có người uống rượu say ngã ở bên đường kết quả điện thoại bị một người đàn ông trộm cũng thôi đi lại còn bị vừa nghĩ đường du vừa sợ hãi mặc lại áo mau chóng mặc lại hai con mợ nó thế giới này đúng là loạn thật người đẹp trai như mình đúng là nguy hiểm quá sau đó đường du bày ra gương mặt nghi ngờ bàng hoàng hỏi bạch uyển di cô làm gì vậy bạch uyển di ngại ngùng nói kiểm tra xem anh có bị thương trên người không đường du tự luyến lèm bèm trong lòng cô kiểm tra cái gì chứ rõ ràng là cô đang thành khát cơ thể tôi nếu như không phải anh đây tỉnh dậy thì nói không chừng cô đã nhân lúc người gặp nguy mà xử anh đây luôn rồi đường du đỏ mặt ra vẻ chậc bạch uyển di thấy vậy bèn hỏi sao vậy đường du mới đỏ mặt run rẩy xấu hổ nói tôi muốn đi vệ sinh bạch uyển di bình thản nói vậy thì anh đi rồi đột nhiên bạch uyển di dừng lại ngờ ngợ hiểu ra chẳng lẽ muốn mình đỡ anh ta đi vệ sinh mặt cô đỏ bừng bừng mình từng chăm trẻ con, cũng biết giúp đỡ đi vệ sinh. Bỏ qua nỗi ngại ngùng, vì dù gì tại cô mà đường du mới ra nông nổi này. Bạch Uyển Di lấy hết can đảm nói, được thôi, tôi đỡ anh đi. Đối với Bạch Uyển Di mà nói, sơ múi cơ vài cái là đã rất quá phận rồi. Bây giờ như vậy, ít nhiều thì vẫn có chút phá vỡ giới hạn tâm lý. Bạch Uyển Di cặp cổ đường du, từ từ dìu vào nhà vệ sinh, vừa dìu vừa lầm bầm. Nhưng tên này cũng là vì cứu mình nên mới thành thế này, vẫn nên hạ thấp giới hạn tâm lý một chút đi đường du cũng không quá mặt dày áy náy trong lòng yên tâm anh đây rất hiểu đạo lý chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác mượn người ta ba phần thì sẽ trả lại bảy phần sau này cô có cần gì giúp đỡ thì cứ mở miệng không giúp làm chó đừng do dự nữa mau lên đi anh sắp ra quần rồi của tôi rất lớn cô cố gắng chịu đựng một chút bạch uyển di nghe rõ từng lời trong lòng của đường du cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý được đành mặc kệ thôi nhận được tin tức đường du xảy ra chuyện ở sòng bạc dưới lòng đất Tô Mục Nguyệt đã vội vàng chạy đến. Tô Mục Nguyệt lo lắng, vừa mở cửa phòng đã vội hỏi. Đường Du, anh không sao chứ? Cảnh tượng Bạch Uyển Di đang dìu đường Du bước ra từ phòng vệ sinh trước mắt làm cho Tô Mục Nguyệt đau lòng. Tô Mục Nguyệt chân chân nhìn Bạch Uyển Di. Tô Mục Nguyệt không ngừng hoài nghi. Bọn họ, sao lại cùng đi từ phòng vệ sinh ra? Bạch Uyển Di vội vàng giải thích. Mục Nguyệt, cô đến rồi à, đúng lúc lắm, qua đây đỡ anh ấy một chút, anh ấy bị mất sức rồi. Tô Mục Nguyệt ủ rũ nói. Được. Tô Mục Nguyệt, ngờ ngợ suy nghĩ tên này bị mất sức rồi đến đi đường cũng không tiện vậy vừa nãy hai người ở trong phòng vệ sinh bạch uyển di này đã giúp anh ta làm việc gì trong lòng tô mục nguyệt đầy tiếc nuối đáng lẽ nên đến đây sớm hơn bộ dạng ủ rũ của tô mục nguyệt làm cho đường du đầy phấn khích sao cô ta lại đến đây nhanh như vậy quan tâm anh đến vậy sao cảm giác người phụ nữ này càng ngày càng không giống trước nữa rồi tô mục nguyệt nghe thấy tiếng lòng của đường du cũng bất giác nhận ra quả thật là đã khác so với trước kia rồi mình trước kia sẽ không để ý anh ta đến vậy bạch uyển di ở đây chỉ thêm khó xử cô vậy tìm cớ chuồn lẹ hai người nói chuyện đi tôi đi ngủ một lúc vật lộn cả một đêm buồn ngủ chết mất đường du ngồi trên giường bệnh yếu ớt nói có thể rót dùng tôi ly nước không tôi muốn uống nước tô mục nguyệt liền ngoan ngoãn được rót xong tô mục nguyệt có chút quan tâm thái quá nói anh cũng không tiện tự uống nước để tôi đút cho anh đáp lại điệu bộ đầy chân thành mong chờ của tô mục nguyệt là sự gẻ lạnh của đường du anh lạnh nhạt từ chối đã làm phiền rồi đường du cứ nhìn tô mục nguyệt mà lèm bà lèm bèm chưa hồi phục thì vẫn nên uống ít nước thôi nếu không chút nữa lại buồn đi vệ sinh đến lúc đó cũng không thể để tô mục nguyệt giúp đỡ được đúng không hai nhưng chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tích cực ít nhất là đi đại tiện không ngờ người giúp tô mục nguyệt buồn bã nghe đường du lèm bèm miết còn tưởng anh ta bị tự kỷ tên này cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì vậy nhưng theo ý này của anh ta bạch uyển di thật sự đã giúp anh ta đi vệ sinh. Tô Mục Nguyệt lo lắng cho Đường Du cứ sốt sáng hỏi. Hôm nay anh làm sao vậy? Đường Du cố tỏ vẻ bình thản trả lời. Đi ăn đêm với cô ấy, thuận tiện kiểm tra xong bạc đồ xuất rồi gặp chút phiền phức, cũng chẳng có gì. Nói xong, Đường Du đột nhiên không biết nên nói cái gì nữa. Lúc ở cùng Tô Mục Nguyệt, anh ta quả thực là không tìm được chủ đề chung để nói. Chủ yếu là ký ức mấy năm về trước đều là làm sim chúa, ngày nào cũng bị người ta phớt lờ. Thậm chí hai bên còn không có cuộc nói chuyện bình thường quá 3 phút. Tô Mục Nguyệt cũng im lặng không biết phải nói gì thêm. Lúc này cô chỉ đành, nếu như anh mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi. Đường Du nằm trên giường nhắm mắt, vô tâm nói. Được, trong lòng Tô Mục Nguyệt vô cùng buồn bã. Ngay trước người ta dâng lên miễn phí thì không cần, bây giờ theo đuổi lại người ta đến sống giờ chết giờ. Thôi bỏ đi, có thể ở bên cạnh anh ấy, nghe được tiếng lòng của anh ấy cũng tốt. Hệ thống lại xuất hiện thông báo. Tít. Hệ thống phần thưởng tăng cấp, khởi động chức năng nhắc nhở tình tiết, xác định dù tình tiết sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến ký chủ, dự đoán tình tiết đường du nghe xong liền hớn hở hỏi tình tiết buổi đấu giá tiếp theo vẫn diễn ra bình thường chứ tít vẫn sẽ diễn ra bình thường tình tiết đã được nhắc nhở hoàn tất hệ thống rất nhanh đã nhắc nhở tình tiết của buổi đấu giá ở trong đầu đường du sau khi làm quen với tình tiết này xong trong lòng đường du đã lên kế hoạch đợi sức khỏe hồi phục lại đường du lập tức rời khỏi bệnh viện đi xe về nhà nghỉ ngơi đến khi anh về đến nhà lăng hàm đang ngồi ở trong phòng của anh lăng hàm vừa nhìn thấy đường du đã hớn hở ra mặt đường thiếu anh về rồi à đường du rất thích trêu gẹo lăng hàm anh ta vui vẻ nhìn lăng hàm đã giờ này rồi sao mà không ngủ tối nay định ngủ chỗ của tôi sao tại phòng đường du lăng hàm đang xếp quần áo rõ ràng là muốn gần đường du hơn nên tìm cớ nói ban ngày tôi có việc nên ra ngoài chút bây giờ mới vào dọn phòng được thực ra cũng không phải là ban ngày không có dọn dẹp chỉ là cô thấy đường du muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về có chút lo lắng nên đợi ở đây đường du đầy háo sắc lại bày ra ý tưởng đen tối hớn hở nói rằng Dô, làm việc chăm chỉ như vậy thì có phải là tôi cũng nên thưởng cô gì đó không? Ngày mai chụp ảnh chân dung cosplay cho cô, thế nào? Lăng Hàm vừa nghe thấy đã sợ hãi lắc đầu lia lịa. Lần trước chơi game với đường thiếu nhưng thua, nói là phải chụp một bộ ảnh chân dung cosplay. Kích thước đó đúng là, nhưng đường du háo sắc này làm sao dễ dàng buông tha cho Lăng Hàm. Đường du tỏ vẻ ngán ngẩm, hiểu biết, còn làm bộ bình phẩm nói rằng. Hai, phụ nữ khi còn trẻ nên ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mình. Miệng nói vậy, trong lòng cũng còn chút lương tâm, Đường Du không quá đổi mặt dày, ngẫm nghĩ, thôi bỏ đi, làm như mình là tên biến thái suốt ngày bắt nạt con gái nhà lành vậy. Sau này vẫn nên nhanh chóng tìm được chứng cứ của chuyện bố mẹ cô, sau đó tìm cơ hội nói cho cô biết. Lăng Hàm nghe thấy tiếng lòng của Đường Du, cảm xúc rung động khó tả. Đường thiếu vẫn đang nghĩ về chuyện của mình, hảo cảm của Lăng Hàm đối với Đường Du lại tăng thêm vài phần. Thế nhưng nơi nổi bong bóng hồng với Đường Du không chỉ có chỗ này. Tập đoàn Đằng Vương, Vương Ức Tuyết làm việc nhưng tâm trí thì đang ở nơi Đường Du. Cô nằm dài trên bàn nhìn đến mòn cả tấm hình của mình chụp cùng đường du cười tủm tỉm cả ngày một cô nhân viên thấy vậy cũng lại nhìn tấm hình rồi bất giác nói duyên trời định mệnh vương ức tuyết nghe xong mắt sáng rực lên cả người đầy hài lòng phân khích thưởng nóng không tệ câu trả lời 100 điểm tăng một vạn tiền lương cô nhân viên cũng rất biết cách lấy lòng vương ước tuyết bày ra bộ dạng giả vờ ngại ngùng lập tức liên thuyền nói thêm chỉ nói một câu thật lòng mà nhận được phần thưởng này tôi cảm thấy hơi xấu hổ vương ức tuyết bị đánh vào điểm yếu phân khích vô cùng vơ tay múa chân hào phóng tuyên bố tăng hai vạn sau đó cô nhân viên lại làm mặt ủ rũ cả người không còn sức sống hỏi đúng rồi đại tiểu thư lý tổng của tập đoàn minh châu tử nguyệt muốn mời ngài đi bàn bạc chuyện làm ăn ngài có muốn nói với đường tổng một tiếng không vương ức tuyết đắn đo suy nghĩ hồi lâu không nói lời nào cau mày trầm tư đường du đang lái xe nhận được tin nhắn liền trở nên cao có nghiến răng nghiến lợi lầm bầm tập đoàn minh châu tứ nguyệt mụ béo kia đường du nổi giận đùng đùng chửi thể không ngừng ngẫm lại cốt truyện mà cay cú mẹ nhớ lại trong nguyên tắc còn có một tình tiết vương ức tuyết đi bàn chuyện làm ăn kết quả bị bên đối tác bỏ thuốc gì đó khi chịu đựng sự sỉ nhục long vương diệp thần đột nhiên xuất hiện giết chết phản diện sau đó đương nhiên chính là giải độc cái gì đó sảng văn mà đây đều là những tình tiết thường thấy mọi thứ không ngoài tầm kiểm soát của đường du anh ta quả quyết rất chính xác rồi hệ thống hiện lên thông báo tít tình tiết đã đổi thành quả nhiên tình tiết của diệp thần đã bị đổi thành lư trác quân rồi Đường Du suy nghĩ, rồi gửi tin nhắn cho tiểu đội tử thần trước. Đường Du đường như suy tính kế hoạch gì đó rất kỹ lưỡng. Lúc này, tầm quan trọng của mấy tên ngu ngốc sẽ được thể hiện ra. Tại sân bay, lúc Đường Du đến sân bay, Vương Ước Tuyết đã đến trước một bước. Vương Ước Tuyết ăn mặc lồng lộn, đầy quyến rũ, vẻ đẹp vô cùng gợi cảm nao lòng người tại sân bay. Một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy đứng ở cửa sàn bay, khiến không ít người mạo hiểm bị bạn gái đánh cũng phải nhìn thêm mấy cái. Một tên già còn háo sắc, không biết có làm ăn được gì không, cũng tiến lại góp vui. Ông ta có ý muốn trêu gẹo Vương Ước Tuyết. Vị tiểu thư này có muốn làm quen chút không? Tôi là ông chủ lưu của tập đoàn Cửu Hợp. Ông ta còn chưa kịp dứt câu, Vương Ước Tuyết đã nổi trận lôi đình. Lên cơn thịnh nộ mắng chửi ông già này tới tấp, mặt mũi cũng không còn. Cút, trông như con hà mã, tuổi còn lớn hơn cả bố của tôi, ai cho ông mặt mũi mà đến làm quen với bà đây vậy? Châu già còn đòi gặm cỏ non, ông sừng sao? Công ty rách vài chục tỷ mà khoe khoang cái gì? ông ta bị mắng đến nỗi không biết phải chui đi đâu mặt mày tối sầm vội vàng bỏ đi rồi đột nhiên vương ước tuyết quay ngoắt 180 độ thái độ như một con người khác cô vui vẻ dịu dàng giọng đầy ngọt ngào vẫy tay nói ông xã ông xã ở đây không ai khác chính là đường du đường du đột nhiên biến thành ông xã người ta nghe xong mà đơ người ngu ngốc à, hả ha, ha ha tại khách sạn bốn mùa mụ béo lý tuyết phi trang điểm loài loạt hám trai dẹo chảy cả nước trước mặt lưu quân trác trác quân nghe nói y thuật của anh rất tốt vai của người ta rất nhức mỏi bóp cho người ta đi lư trác quân có chút ghê tởm sởn gai ốc nhưng vì mục đích của hắn lư quân trác đành ngoan ngoãn chiều theo được hắn gấp gáp nhắc chuyện đã nói trước đó mụ béo lý tuyết phi chỉ cần nghe qua đã hiểu liền bảo rằng đã sắp xếp xong rồi trác quân yên tâm chỉ cần anh thích thì em đều sẽ tặng cho anh tiếng gõ cửa lý tổng vương tổng đã đến rồi mụ béo nói mời cô ta vào đi vừa thấy vương ức tuyết cùng đường du bước vào Mụ béo Lý Tuyết Phi đã bị vẻ đẹp của Đường Du làm cho mê mẩn. Mụ dạo dục trong lòng, mê trai không thể tả. Sao vẫn còn một anh đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả Lưu Trác Quân rất nhiều. Người đàn ông này, Lý Tuyết Phi mình hôm nay nhất định phải lấy được. Lý Tuyết Phi vừa nhìn thấy Vương Ước Tuyết đã niềm nở, tay bắt mặt mừng. Vương tổng, đi đường vất vả rồi. Còn chưa kịp bắt tay xong, mụ béo Lý Tuyết Phi đã vội đưa mắt qua nhìn Đường Du hỏi. Vị này là? Đường Du chán ghét kinh tởm ra mặt. Tởm, Vương Ước Tuyết đầy tự hào, vui vẻ giới thiệu. Đây là Đường Du, là bạn trai của tôi và cùng là người phụ trách của tập đoàn Đường Thị, nhà của anh ấy chiếm 45% cổ phiếu về mạng điện tử. Vương ức tuyết chán ghét ngao ngán mụ béo. Người phụ nữ này, công ty rách của cô ta cứ chờ phá sản đi. Lý tuyết phi mê trai, hai mắt sáng rực, ỏng a ỏng ẹo trước mặt đường du. Ồ thì ra là đại thiếu gia của đường ra tại tô hàng, nghe nói là rất đẹp trai, quả nhiên là tai nghe không bằng mắt thấy. Đường du ghét Lý tuyết phi đến nỗi mặt cũng không muốn thấy, nên làm gì có chuyện bắt tay với mụ ta thật ngại quá lý tổng tôi vừa đi vệ sinh xong mà quên rửa tay bắt tay với cô thì thật là bất kính quá lý tuyết phi ngu ngốc còn không biết rõ ràng đây là đường du tìm cách từ chối vậy mà lý tuyết phi còn mặt dày bảo vậy được thôi đợi cậu đi rửa tay xong chúng ta bắt tay lại cũng không muộn lý tuyết phi cũng điềm nở nói chúng ta qua bên này vừa ăn vừa nói chuyện đi cô ta đã không chờ đợi được muốn đẩy nhanh kế hoạch giúp lưu quân trác rồi theo kế hoạch của lưu quân trác chút nữa anh ta sẽ sắp xếp người động tay chân vào trong ly rượu chỉ cần uống rượu dù là một ngụm nhỏ thì cũng sẽ mất khống chế hoàn toàn con mồi của anh ta là vương ước tuyết vậy thì cô ta cứ thuận theo kế hoạch biến đường du thành con mồi của mình nhiều lần chứng kiến đường du hạ gục diệp thần nên nhìn thấy đường du lưu quân trác có chút kiên rẻ không ngờ thằng nhóc họ đường kia cũng tới vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn lưu quân trác bắt đầu ra tay nhắn tin cho tứ đại sát thủ chút nữa các người chuẩn bị một chút sắp xếp chuyện bỏ thuốc cho thật tốt bảo ngươi dẫn vương ức tuyết đi xong diễn kịch cho thật tốt nhưng tuyệt đối không được cho người kia động vào cô ta một ngón tay hiểu không lần này thằng nhóc họ đường kia cũng đến đợi chút nữa cậu ta chúng chiêu thì sắp xếp cho cậu ta một vài cô gái xấu xí cho cậu ta hưởng thụ rồi chụp ảnh lại đăng lên mạng trong lòng lưu quân chắc đầy đắc ý tin chắc lần này kế hoạch của mình sẽ thành công nếu thằng nhóc kia cũng đã tự dâng đến cửa thì tôi cũng không khách sáo nữa không chỉ muốn khiến cậu ta chết mà còn muốn cậu ta thân bại davn liệt tứ đại sát thủ nhìn thấy tin nhắn của lưu quân trác mà đùng đùng tức giận tiểu nhân lưu quân trác gian xảo này lại muốn đâm sau lưng đường thiếu chúng ta tuyệt đối không cho cậu ta cơ hội này một tên đứng ra lên kế hoạch chút nữa chúng ta đường du vừa ngồi vào bàn thì có tin nhắn của nhóm thuộc hạ chuyển đến anh chửi thầm trong lòng được lắm con chó lưu quân trác này còn muốn bỏ thuốc anh đây bỏ thuốc thì cũng thôi đi còn muốn sắp xếp vài người phụ nữ xấu cho anh rồi chụp ảnh những điều anh vừa nghĩ trong đầu đều được vương ức tuyết nghe rõ mồn một cái đồ thiếu đạo đức, cũng may là anh đây đã có phòng bị. Mụ già Lý Tuyết Phi cầm ly rượu lên nói, khó có dịp hai vị đến Minh Châu một chuyến, hôm nay rất đáng để chúc mừng, cùng uống vài ly đi, vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn. Cô ta đã không chờ đợi nổi nữa mà muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương không thể không thần phục bản thân mình của người đàn ông tuấn tú này. Vương Ức Tuyết đương nhiên không ngu, cô lên tiếng, thật ngại quá Lý tổng, tôi không uống rượu. Mụ già Lý Tuyết Phi bị bất ngờ. À. Rồi mụ làm ra vẻ buồn bã khích đều, làm kinh doanh làm gì có người không uống rượu vương tổng đã nói đùa rồi hôm nay chúng ta chỉ là uống một ít rượu mà thôi tưởng rằng câu nói ấy có thể làm khó được vương ức tuyết nhưng không cô đập bàn quát lớn mọi người đều là người hợp tác tôn trọng lẫn nhau một chút là có thể biết được tôi bị dị ứng với rượu vậy mà còn khuyên tôi uống rượu rốt cuộc là cô có ý gì lý thuyết phi lập tức bị dọa sợ đứng bật dậy cô ta vội lên tiếng hòa giải thật ngại quá vương tổng là tôi đã nhầm lẫn rồi tôi xin lỗi cô rồi cô ta chuyển hướng về phía đường du vậy đường tổng chúng ta uống với nhau một chút đi trong lòng lý tuyết phi không khỏi hiện lên ý nghĩ dâm đãng tuy không có cơ hội ra tay với vương ước tuyết nhưng không thiệt hại lớn có thể ăn được anh đẹp trai này là được rồi he 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 đường du nhẹ nhàng đáp thật ngại quá tôi cũng bị dị ứng rồi anh nở một nụ cười khinh bỉ tôi bị dị ứng với tên ngốc cô đừng nói chuyện với tôi không ngờ ngay bước đầu tiên của kế hoạch đã xuất hiện sự cố rồi hiện tại lưu quân trác vẫn đang trong phòng nghỉ anh ta đang đợi tin tức tốt chuyển đến sau khi trở về hoa hạ anh ta vẫn chưa thoải mái được lần nào nghĩ đến cảm giác sắp được hưởng thụ trong lòng của anh ta mong đợi không thôi trật lư quân chắc cảm thấy đầu óc mình chóng váng quay cuồng chẳng lẽ có người đã làm gì đó với rượu của mình đúng lúc này thì mụ béo lý tuyết phi quay lại quân chắc em vào đây tình cảnh tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy tiếng động rất lớn được truyền ra từ căn phòng một người khách kém may mắn ở ngay phòng bên cạnh tiếng động gì vậy chẳng bao lâu trên hành lang đã có rất đông người tụ tập người đàn ông vừa nãy đứng trước cửa phòng hai người lư quân chắc ghét bỏ nói quý khách có thể phiền anh chị yên tĩnh một chút được không? Giọng nói Lưu Quân Trác truyền ra, cút, muốn bẫy đường thiếu. Hôm nay sẽ để cho cậu biết cảm giác giã gạo với lợn là thế nào. Đại ca, bây giờ phải nói thế nào đây? Yên tâm, sau chuyện này nếu Lưu Quân Trác hỏi thì chúng ta cứ nói. Là do người phụ nữ này làm. Hai tên đàn em đồng thanh, đại ca cao minh. Các anh em xông lên, đường thiếu vừa cao minh vừa giỏi. Đường Du đứng trên hành lang thầm nghĩ, không thể không nói mấy tên ngốc này đúng là làm mình bớt đi rất nhiều sức lực đáng tiếc lưu quân trác được vận may phù hộ muốn giết cũng không phải là dễ hôm nay chỉ có thể gậy ông đập lưng ông như này trước thôi mục đích đã đạt được đường du vui vẻ rời đi để tầm mắt của chúng ta quay về trên tầng bởi vì động tĩnh quá lớn nên đã khiến vài streamer nổi tiếng chạy đến khi biết được tin tức mấy năm gần đây streamer rất có độ thảo luận mọi người đã đợi hai tiếng rồi sắp có thể nhìn thấy người anh em giết heo này rồi mọi người tặng quà cho tiểu mỹ có được không tiểu mỹ đã vất vả livestream trong 3 tiếng đồng hồ rồi Lưu Quân Trác đứng trong phòng khóc thét, vậy mà còn có streamer đứng bên ngoài để livestream, từ trước đã nghe nói là ngành livestream trong nước rất phát triển, nhưng không ngờ lại điên cuồng như vậy. Nếu như để bọn họ đăng lên mạng thì mình phải làm người thế nào trong nước đây? Hay là nhảy từ đây xuống? Nghĩ đến mình đang ở tầng nào không khỏi khiến hắn ta chửi thầm trong lòng, con mợ nó đây là tầng 40 mấy lận. Cho dù là thời kỳ đỉnh cao nhất thì nhảy từ đây xuống cũng chết chắc. Đám người sờ chim mơ bên ngoài cũng đã không thể đợi nổi nữa, tiên sinh, mở cửa ra đi, tôi biết anh ở trong đó. Lưu Trác Quân quả quyết, thôi bỏ đi, liều chết nhảy vậy. Lưu Trác Quân dựa vào thị lực của mình, nhảy xuống cầu thang thoát hiểm, sau đó lập tức chuồn vào tầng 20. Tuy đã ngã gây chân và xương cụt nhưng không có mất mạng. Ngay khi cậu ta thở vào một hơi thì, một cái tát như trời giáng vào mặt Lưu Trác Quân, "Đường Du, chạy đi đâu? Hôm nay chính là ngày chết của mày." Rồi cả đám tứ đại sát thủ lao vào hội đồng Lưu Quân Trác. Lưu Quân Trác mình mẩy bầm tím, tức giận nói, "Đồ ngu, là tôi." Tứ đại sát thủ quỳ xuống diễn, thuộc hạ đáng chết, Chúng tôi còn tưởng là Đường Du đã xuống đây. Chuyện này không trách các cậu được, kế hoạch xảy ra chút vấn đề, các cậu rất trung thành. Trong lòng hắn vẫn không có vẻ nghi ngờ gì, dù sao thì bọn họ chỉ đang trung thành chấp hành lệnh của mình, vì vấn đề này mà trách phạt bọn họ thì không được đúng lắm. Rồi hắn lết cái thân tàn của mình ra khỏi phòng, "Bây giờ tôi hơi không khỏe, phải rời đi một chút đã. Các cậu cứ ở lại khách sạn xem có cơ hội bỏ thuốc Đường Du hay không, thành công thì nói cho tôi biết." Tứ đại sát thủ Đồng Thanh, "Rõ. Tên họ Đường đáng chết." đợi ông đây bắt được cơ hội thì chắc chắn sẽ giết chưa kịp chửi thầm trong lòng xong thì bắt gặp ngay hai anh cao to đứng đợi sẵn ngoài cửa vệ sĩ cổ võ của vương ước tuyết nhận lệnh đến đánh chết lưu quân trác cứu mạng chuyển cảnh về phía đường du anh nằm trên ghế nói hệ thống chó phần thưởng đâu tít phần thưởng đã được chuyển đến vờ lờ phần thưởng lần này sao lại ghê tởm như vậy đây là cái thứ gì đường du trong váng nhìn hai bàn tay có một thứ gì đó hôi thối tỏa ra từ da của mình lúc này bảng thông báo lại hiện lên đây là thiết lập phạt kinh tẩy tủy có thể cải thiện tư chất và tăng mạnh thực lực gà của ký chủ đường du không khỏi cảm thán vãi lờ sau khi phạt kinh tẩy tủy xong thì mình chẳng phải là từ người bình thường biến thành một cổ võ giả sao tuy nhiên thực lực này vẫn còn thấp không thể một chiêu đánh chết diệp thần được nhưng cũng đã tăng mạnh giới hạn sợ mạnh hiếp yếu của tiểu gia đường du vẻ mặt hào hứng nói sau này ra cửa lại gặp phải tên không có mắt vậy chẳng phải là một đấm một tên sao dù vậy hắn vẫn chửi hệ thống một chút hệ thống chó này cuối cùng cũng nỡ cho mình đồ tốt rồi nhưng cứ cảm thấy không đúng lắm nhưng bỗng đường du thấy có chút sai sai hôm nay hình như cũng không dồn lưu quân trác vào đường cùng phần thưởng lớn từ đâu ra chứ lúc này điện thoại đến cuộc gọi đường thiếu chúng tôi đến báo cáo tình hình cho anh đường du nghe điện thoại với vẻ mặt vui vẻ quả nhiên đám người ngốc khi làm việc rất là kính nghiệp vậy mà lại nhân cơ hội tần lưu quân trác một trận đường du hớn hở suy nghĩ cho mỗi người bọn họ một tấm thẻ hội viên vip của hội sở hội sở người hội sở hồn hội sở đều là người trên người lúc này cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc đường du bước đến cửa hỏi ai vậy tối như vậy rồi chưa kịp nói xong câu một giọng nói ngọt ngào vang lên đường du mở cửa em có chuyện muốn gặp anh đường du vừa mở cửa vừa hỏi vương ước tuyết tối muộn như vậy rồi còn đến đây làm gì tìm tôi làm gì ước tuyết ôm bụng với vẻ mặt đáng thương đường du em đau bụng đường du cười hỏi cô đến đây để đi ỉa đúng không ước tuyết nhào đến ôm đường du nói được thôi em cũng nói thẳng luôn đi em đến tìm anh để anh massage cho em bóp vai cho em vai em rất mỏi nhưng trai thẳng đường du nào biết ẩn ý mà còn làm vẻ mặt lo lắng hỏi vai cô làm sao không ngủ được sao ước tuyết vẻ mặt ngượng ngùng nói cũng không phải chủ yếu là dáng người đẹp trên vai phải gánh vác nhiều quá lúc này đường du rời ánh mắt xuống phía dưới không khỏi cảm thán ấy quả thật là rất lớn có thể lớn lên to như vậy thì vai mỏi cũng là bình thường đường du vẻ mặt khó hiểu nói được thôi tôi bóp vai cho cô hai người ngồi vào ghế đường du nhanh chóng sử dụng món nghề mình vừa học được anh đưa tay xoa bóp bả vai cho ức tuyết khiến cô rên lên ừm thật thoải mái. Tiếng rên không ngưng lại mà ngày một to hơn khiến Đường Du không tập trung nổi, cô yên tĩnh chút đi. Vương Ức Tuyết tỏ vẻ vô tội, nhưng người ta không nhịn được mà, em nhỏ tiếng chút là được, còn có đừng có dừng, tiếp tục. Đường Du nhịn muốn điên rồi, con mợ nó, cô thì thoải mái rồi nhưng cứ mát xa tiếp thế này thì máu của anh đây sẽ dồn đến nơi nào đó. Sau một hồi vật lộn thì anh cũng đã xong, đã được rồi. Vương Ức Tuyết cảm động, hôm nay đối xử với em tốt như vậy, có phải là muốn được thưởng cái gì đó không? Đường Du mặc dù không nghĩ thế nhưng có quả thì ai mà chê chứ, có phần thưởng gì. Đến đi, cô là cầm thú, đừng bởi vì tôi là một đóa hoa kiêu ngạo mà đáng thương tôi. Vương Ức Tuyết quay người rời đi, đợi chút nữa xem điện thoại. Đường Du một mặt chấm hỏi, gì mà thần bí vậy? Thông báo gần đây, không phải hôm nay không ngủ được sao? He he, người ta có thể giúp đỡ anh, chỉ cần anh cầu xin tôi. Đây là coi thường tôn nghiêm của một người đàn ông. Vì loại chuyện này mà dám bảo mình đi cầu xin cô ta? Thông báo gần đây, cầu xin cô? Đường Du mở tin nhắn ra thì thấy toàn ảnh Vương Ước Tuyết mặc đồ thỏ đầy sexy cùng với chiếc nơ ở cổ đang khoe vòng một, cầm lấy rồi từ từ thưởng thức, chú ý sức khỏe. Chuyển cảnh đến phòng Vương Ước Tuyết, cô vừa cởi bỏ bộ đồ bên ngoài ra, lần này mang quần áo cô nàng thỏ đến đây, vốn định là cho anh ấy xem. Chỉ là sau khi mặc lên thì đột nhiên lại thấy hơi ngại. Đến cùng thì vẫn là con gái, có lúc không thể quá chủ động. Cô tự tin, loại âm thị này, Đường Du chắc là có thể hiểu nhỉ. Cái này thì có vẻ Vương Ước Tuyết đã nhầm đường du đầu gỗ vậy mà hoàn toàn không hiểu ám thị của cô hai tiếng sau vương ức tuyết tức xì khói ngày hôm sau đường du vẻ mặt đầy mệt mỏi ngồi trên sofa không biết hôm qua anh có ngồi tự thẩm không mà mệt mỏi vậy vương ức tuyết vẫn còn tức vụ hôm qua nói chật 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 hôm qua có người không ngủ được đáng đời ai bảo anh không hiểu ám thị của em chứ đường du vẫn nghĩ ức tuyết chọc đều mình nên nói hừ lần sau đừng hòng nhờ tôi bóp vai cho cô nữa em phải đến công ty chi nhánh để làm việc anh ở đây vài ngày đợi em hay là thế nào Đường Du từ chối, hôm nay tôi sẽ đi về, hai ngày này cũng có chuyện cần xử lý. Hai ngày sau chính là tình tiết hội đấu giá. Dựa theo tình tiết gốc, trên buổi đấu giá sẽ xuất hiện một đồ cổ là con sư tử bằng ngọc. Mở cơ quan trên con sư tử thì sẽ có được một viên cửu chuyển đan và bí tịch cổ võ bát cực băng quyền ở trong đó. Diệp Thần đã không tham gia vào tình tiết này rồi, chứng tỏ Lưu Quân Trác sẽ lấy cơ duyên này thay cho Diệp Thần. Ai quy định cứ đồ tốt là của nhân vật chính chứ, cướp đã rồi nói. Chuyển cảnh đến ngoài sân bay, đường du ngồi ghế đợi xem điện thoại lúc này có hai cha con đi qua bố biết con đang lo lắng cái gì yên tâm đi y thuật của người thanh niên tên lưu quân chắc kia quả thực là rất giỏi lần này sau khi được cậu ta chữa trị một ngón chân của bố đã có thể cử động được rồi chẳng cần bao lâu thì bố nhất định là có thể đứng dậy rồi đến lúc đó hai bố con chúng ta lại đấu với nhau như trước văn nhân gia thế gia cổ võ đứng đầu tô hàng người ngồi trên ghế lẫn là gia chủ đương nhiệm của văn nhân gia văn nhân viễn sơn bố con tin vào y thuật của lưu đại ca anh ta quả thực là rất giỏi đại tiểu thư văn nhân gia văn nhân nhà ca kỳ tài vô học năm nay vừa tròn 20 tuổi đã tu luyện đến huyền tự cảnh đường du nghe qua cuộc trò chuyện của họ thầm nghĩ ha y thuật của lưu quân chắc quả thực là rất được loại chuyện như chữa trị bại liệt này cũng có thể làm được chỉ là chữa bệnh thì chữa được đấy nhưng phải dùng mạng để đổi cách chữa trị cố ý vắt cạn sự sống này của anh ta chữa trị xong thì nhiều nhất một năm là không còn nữa rồi nhã ca nghe thấy tiếng lòng của đường du tự hỏi tiếng gì vậy trong phòng nghỉ vip bây giờ ngoài mình và bố ra thì chỉ còn AVNA. Nhìn body cô đúng chất luôn. Đường Du thấy Nhã Ca gọi mình thì thắc mắc, cô gái ngốc này nhìn mình làm gì? A, à, đây là dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình sao? Mấy cô gái này có thể tự ái một chút không? Ngày đầu tiên anh giới sắc đấy. Nhã Ca nhìn Đường Du với vẻ khó hiểu, sao anh ta lại biết chuyện của Lưu Quân Trác? Vất cạn sự sống là có ý gì? Cũng may là văn nhân Nhã Ca và Đường Du có gặp mặt nhau mấy lần, cho nên cô hít sâu một hơi, tiến lên hỏi anh. Đường thiếu, bố tôi, cô đang định hỏi cho rõ chuyện này thì lại phát hiện lời đã đến miệng rồi nhưng không nói ra được giống như có bàn tay vô hình nào đó đang che miệng của cô lại vậy đường du mở lời trước văn nhân tiểu thư sao vậy người phụ nữ này cứ ẩm à cái gì chứ cười chết mất không cần căng thẳng như vậy thực ra tôi một người đẹp trai rất dễ gần nhã ca con không sao chứ thấy con gái đột nhiên bất thường văn nhân viễn sơn hơi nghi hoặc ông ngược lại không thấy con gái căng thẳng vì nhìn thấy đường du dù sao thì công tử nhà giàu vô dụng như thế này căn bản không vừa mắt con gái không sao sau khi ngập ngừng vài giây văn nhân nhã ca cuối cùng cũng ý thức được không thể nói chuyện vừa nãy nghe thấy tiếng lòng ra được như là võ giả có thiên phú cực mạnh đầu của cô cũng khá thông minh đường thiếu nhà của anh chắc là quen biết được khá nhiều danh y đúng không có thể đề cử cho tôi vài người được không tôi muốn bọn họ chữa chân cho bố tôi xem sao viễn sơn không hài lòng nói với con gái nhã ca không cần làm phiền đường thiếu đâu có lưu quân chắc chữa cho bố là được rồi con người của ông không thích gây phiền phức hay nợ ân tình của người khác. Đối với công tử nhà giàu như Đường Du thì ông cũng lười không thèm nhìn. Đường Du không khỏi mắng thầm trong lòng, đại ca, ông kêu căng gì với tôi chứ, tôi cũng không có nợ ông tiền. Còn mong Lưu Quân Trác chữa cho, anh ta chữa ba lần nữa cho ông thì chân của ông có thể khỏi rồi. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn tốt tính đáp, quan hệ của tôi và Giang Lão Thần Y khá tốt, chú Văn Nhân có thể tìm ông ấy để xem bệnh. Nhã ca đáp, Giang Lão Thần Y sao, chúng tôi đã đến thăm hỏi qua rồi, hình như không có tác dụng lắm đường du đương nhiên biết điều này hai anh đây đã nói đến như vậy rồi các người còn không suy nghĩ dài ra mau đi tìm ông giang giúp đỡ xem sao chút vấn đề này ông ấy vẫn có thể kiểm tra ra được nếu không thì đến lúc đó đừng trách tôi không đi tiền viễn sơn không biết tốt xấu nói đều đường du đường thiếu trên đời này có rất nhiều cao nhân ẩn sĩ đi ra ngoài tìm hiểu thêm đi ngồi đáy giếng nhìn trời chỉ càng buồn cười mà thôi đường du mặc dù tức giận nhưng không thèm chấp nên anh chỉ chửi thầm trong lòng vờ lờ ông đây thật sự không muốn quan tâm đến ông không phải không muốn nhìn văn nhân ra thành con cờ của lưu quân chắc rồi quay lại gây phiền phức cho đường ra tôi thì ngươi chết đi con gái cho không gia tộc cũng tặng cho người ta mấy nhân vật phụ như các người còn thảm hơn cả tên phản diện là tôi nữa nhã ca nghe rõ tiếng lòng của đường du biết anh có ý tốt bèn nhắc ông được rồi bố đừng nói nữa đường thiếu người ta cũng chỉ là có ý tốt thôi lão già văn sơn ngược lại càng cáo hơn cái gì con gái của văn nhân viễn sơn tôi chẳng lẽ thật sự đã mù mắt coi trọng tên tiểu bạch kiếm vô dụng này rồi sao đường du có ý tốt nhắc nhở lại bị văn sơn coi thường như vậy thì anh quyết định mặc kệ thôi vậy không vừa ý thì càng nói càng thừa cố gắng hết sức là được quả thật không được thì lúc ăn tiệc anh đây sẽ ngồi bàn cho nữ đó văn sơn nói với con gái nhã ca chúng ta nên lên máy bay thôi nhã ca biết giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện nên cũng chiều theo ý ông vâng ạ à. một lúc sau đường du đang ngồi thoải mái trên máy bay thì nhã ca tới đường thiếu giờ nhìn trực diện mới thấy body của nhã ca đúng là không thể coi thường a à. Đường Du khó hiểu sao cô ta lại đến tìm mình, tiểu thư văn nhân có chuyện gì sao? Nhã ca biết chuyện vừa rồi bố mình hoàn toàn sai nên mở lời xin lỗi trước, Đường thiếu, những lời vừa rồi bố tôi nói có chút không phải phép, ban nãy ở trước mặt ông ấy tôi không tiện nói ra, hiện giờ ở đây tôi xin thay mặt bố mình xin lỗi anh, Đường Du không khỏi bất ngờ, một con ngựa hoang dã bất kham như cô ta đột nhiên khách sáo với mình vậy. Người ta đã có lời xin lỗi rồi thì Đường Du đương nhiên không để trong lòng tiếp, không có gì, chút hiểu lầm nhỏ thôi, tháo gỡ là ổn rồi. Ừm, thái độ cũng không tồi, vì thái độ này của cô tôi sẽ giúp bố cô chữa bệnh. Đảm bảo sau khi chữa xong, cha của cô sẽ không đau, hàng tháng thoải mái, lại còn có thể thuận tiện bảo vệ đường ra của chúng tôi. Nhã Ca cảm thấy có chút khó tin, tên này vẫn còn cách chữa chân của bố mình sao? Nhưng còn không đau, mỗi tháng thoải mái nghĩa là sao? Đúng là một tên hơi ngứa đòn mà, với cái body này ở ngoài đời chắc một nốc đường du ngất luôn quá. Nhưng cô cũng không loại trừ khả năng đường du nói thật, vậy tôi không làm phiền đường thiếu nữa, đây là danh thiếp của tôi. Đường Thiếu có thể kết bạn trên WeChat với tôi, có chuyện gì thì liên lạc. Ngay sau đó, Nhã Ca dẫn bố mình đến y quán của thần y khứ Giang Lão. Văn Sơn bực bội vì hành động của con gái, có phải là thẳng nhãi đường ra đấy nói gì với con rồi không? Con tin lời nhăng cuội của nó làm cái gì? Nhã Ca biết không thể nói cho bố mình hiểu được nên chỉ vui vẻ nói, kiểm tra chút thôi, không sao đâu bố. Một lát sau, Giang Lão ngồi bắt mạch cho Văn Sơn với vẻ căng thẳng, hừng. Nhã Ca nhanh chóng muốn kiểm chứng lời đường Du nói, bố tôi thế nào vậy thần y? Văn Sơn cắt ngang, hai, thật là làm phiền thần y rồi, tôi cảm thấy sức khỏe khá tốt, con bé cứ bắt tôi phải đến đây bằng được. Giang thần y đập bàn tức giận nói, y thuật của người này quả thực rất giỏi, thậm chỉ còn cao hơn so với tôi, nhưng dụng tâm lại cực kỳ độc địa. Với y thuật của hắn chỉ cần nhẫn nại, mỗi nửa tháng châm cứu một lần, bỏ ra thời gian một năm là đủ để trị khỏi chân cho ông. Nhưng người đó vì muốn chữa trị nhanh mà không từ thủ đoạn, lần lượt châm cứu vào huyệt tam hội và huyệt nguyên tinh, phương pháp trị liệu này sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến nguyên khí cơ thể cho dù chị khỏi rồi thì cũng không sống quá một năm. Nghe xong lời này, Văn Sơn mặt mày tái mét, không ngờ người thanh niên mà mình yêu thích đó lại ẩn giấu âm mưu nham hiểm như thế. Cũng may hôm nay gặp được tiểu tử đường ra kia nhắc nhở. Nếu không nhờ vậy thì e là mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhã ca lo lắng hỏi về tình hình sức khỏe của cha, giang lão thần y, vậy sức khỏe của bố tôi còn có thể cứu chữa được không? Có thể, lát nữa tôi sẽ châm cứu rồi kệ đơn thuốc, uống xong nghỉ ngơi là được. Cũng may là hai người đến sớm, để người đó chữa trị thêm lần nữa thì lão phu cũng không thể làm được gì. vâng ạ, à, cảm ơn giang lào thần y ơn cứu mạng hôm nay nhà văn nhân sẽ không bao giờ quên. bàn tay nhã ca nắm chặt lại, hay lắm lưu quân chắc, không ngờ anh lại sỉ nhục nhà văn nhân như vậy. không báo thù này thì văn nhân nhã ca tôi thể không làm người. lúc này tại nhà văn nhân, lưu quân chắc bị đánh đến suýt chết, nằm điều trị trong viện mấy ngày, sau khi hồi phục hắn liền quay về tô hàng dừng chân nghỉ ngơi ở nhà văn nhân, tiện thể chuẩn bị chiếm lấy nhà văn nhân lần đầu giá này hắn nhìn chúng một món bảo vật nên đã cho người chụp ảnh gửi đến chỗ hắn hắn rất chắc chắn rằng bên trong ngọc sư tử này ẩn chứa cửu truyền đan một loại đan dược thất truyền nhiều năm nhờ vào trợ sức của vật này mình có thể đột phá lên địa tự cảnh đến lúc đó tên họ đường kia chết là cái chắc giết chết hắn sau đó chơi đùa với vị hôn phụ của hắn vật này hắn quyết tâm phải có có đắt mấy cũng phải lấy được thế nhưng lưu quân chắc ngàn tính vạn tính lại không ngờ rằng đường du bên này tại cửa hàng đồ cổ ông bành ơi Ngọc sư tử lần trước tôi nhờ làm đến đâu rồi? Lão Bành vui vẻ nói, ô, cái đó à, đã gần xong rồi, đường thiếu xem này, gần xong thì tốt. Sau khi triệu cao thâm bị phái đến Nam Cực, người đến tiếp nhận vị trí của anh ta là một ông lão, cũng là một người có kiến thức uyên bác. Đường du cười thầm trong lòng, he he, anh đây không trực tiếp tranh giành Ngọc sư tử và cửu chuyển đan, anh đây sẽ làm cho vàng thau lẫn lộn. Ông Bành, ở đây có túi thuốc bột, làm phiền ông chút nữa đi làm thành thuốc viên. Trong viên thuốc có thể cho chút thứ gây tởm vào, làm xong thì đưa đến vạn bảo lâu giúp tôi để bọn họ ưu tiên đấu giá cái này trước trong tình tiết nguyên bản thì long vương diệp thần cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cứu chuyển an. bây giờ đổi thành lưu quân trác chắc là vẫn sẽ như vậy túi thuốc bột này là mình đặc biệt điều chế ra chỉ dựa vào mùi vị thì không thể phân biệt được không tự bản thân uống thì chắc chắn sẽ không biết đây là thuốc độc lão bành bất ngờ thứ gây tởm chuyện thất đức lúc nhỏ làm không ngờ đến khi một đống tuổi đầu này rồi vẫn có thể ôn lại kỷ niệm xưa hai ngày sau Hội đấu giá được tổ chức ở Sơn Trang Tử Thủy Ngoại Ô. Đường Du vừa bước vào đã được người khác để ý, chào Đường Thiếu. Đi vào bên trong, Đường Du thấy Lưu Quân Trác và Văn Nhân Nhã Ca đang nói chuyện nhìn rất thân mật. Cứ nhìn thấy mặt của mấy tên phản diện này là Đường Du lại chửi thầm trong lòng vài tiếng cho bõ ghét. Cái thứ chó này, cười chẳng khác gì cái nét của Diệp Thần cả. Đặt miệng của hai người trụng lại vào nhau, cộng thêm cái mắt lác, he, đó gọi là địa đạo. Nhã Ca bên này cũng cảm thấy giống Đường Du, bây giờ cô cũng cảm thấy nụ cười tà mị này của Lưu Quân Trác có chút ngu ngốc giống như thần kinh mặt có vấn đề vậy. Hai ngày này, cô suy đi tính lại, vẫn là không nên vội và báo thù, cứ từ từ, phải để người này buông bỏ tâm lý phòng bị rồi sau đó đâm một chiêu chết chắc. Hai, con mợ nó đều là đồng đội heo bị giảm trí thông minh, lại còn cười ngốc nghếch với tên lưu quân chắc này nữa. Anh đây đã thể hiện rõ như vậy rồi mà còn không hiểu, nếu không được nữa thì bảo ông Giang làm cái phục vụ tận nhà cho bố của cô vậy. Nhã ca lờ đi tiếng lòng của đường du nhưng cũng tự hỏi, vì sao mình có thể nghe được tiếng lòng của đường thiếu? Chẳng lẽ là mình và anh ta tâm linh tương thông? một lát sau người chủ trì đứng phía trên khai mạc buổi đấu giá các vị khách quý bức bạch ngọc sư tử được đấu giá tiếp sau đây là một sản phẩm nghệ thuật tôi tài hèn học ít không điều tra ra được do vị đại sư nào làm ra nhưng giá trị nghệ thuật của nó tôi cho rằng là rất cao cho nên giá khởi điểm là 500 vạn vị khách quý nào có hứng thú thì không ngại thử xem có lẽ sẽ có được điều bất ngờ vừa bắt đầu đã có những con số đầu tiên tôi trả 550 vạn vậy thì tôi trả 600 vạn lưu quân chắc vẻ mặt đầy nham hiểm mà không biết mình sắp bị lừa một vố lớn hoặc là không trả giá, hoặc là lấy bằng được. Hôm nay Ngọc sư tử này, mình lấy chắc rồi. Đợi đến khi uống cửu chuyển đan xong thì chuyện đầu tiên chính là giết thằng nhóc học đường kia dễ dàng. Tôi trả 900 vạn, 900 lần 1, 900 vạn lần 2. Đường Du mạnh dạn ra giá, 5000 vạn. Khán giả bên dưới nổ tung, Đường thiếu, nơi đây cũng rất thích hợp để tiêu tiền đúng không? Dùng nhiều tiền như vậy để mua một ngọc sư tử không có tác dụng gì. Chỉ có Lưu Quân chắc tự cho mình thông minh, Đường Du nhất định là đã phát hiện ra bí mật trong ngọc sư tử rồi cơ duyên mà tôi nhìn chúng, cậu cũng xứng được tranh giành. Lưu quân Trác lập tức nhân đôi giá trị, tôi trả 100 triệu. Rồi hắn tự mãn, độ tiền. Ông đây sợ cậu. Bên trong tổ chức long hồn không chỉ là thâm sâu khó lường. Chỉ dựa vào mấy công ty ngoài mặt thôi tài sản ít nhất cũng đã là hơn 500 tỷ rồi, tổng cộng cũng phải lên đến hàng ngàn tỷ. Đường Du biết tên này đã lọt hố nên chỉ việc hết giá, 2 tỷ. Lưu quân Trác ngập ngừng, 5, 5 tỷ. Đường Du tiếp lời, 8 tỷ. Nóng quá mất khôn, Lưu quân chắc hết giá 10 tỷ. Người xem giật mình, trời ạ, à, 10 tỷ. Đường Du giả bộ thua cuộc, tôi không tránh nữa. Thành giao. Vậy thì chúc mừng vị tiên sinh này. Lưu Quân Trác vẫn nghĩ mình đã thắng được bảo bối không khỏi khinh bỉ Đường Du, vô dụng, chỉ có vậy thôi sao? Đường Du không thèm để ý hắn, xin chào, phiền nhân viên xử lý cái người không có chút ý thức này đi, hạ nhục cá nhân tôi. Người chủ trì biết không thể động cả hai đại nhân vật này được, chỉ nhắc nhở, vị khách quý này, làm phiền cậu chú ý ý thức một chút, buổi đầu giá không cho phép làm loạn trật tự và hạ nhục người khác. Lưu Quân Trác cố nuốt cục tức vào bụng, đồ đã mua được rồi. Thằng nhóc này cùng lắm là còn có thể sống tiếp được một chương. Một lát sau, chuyển cảnh đến phòng nghỉ của Lưu Quân Trác. Vậy anh Lưu, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi ra ngoài trước đây. Nếu như anh còn cần dịch vụ vận chuyển của chúng tôi nữa thì có thể gọi bất cứ lúc nào. Lưu Quân Trác vẫy tay, đi đi. Còn có, không có sự cho phép của tôi thì ai cũng không được phép làm phiền tôi. Rồi hắn lấy hộp gỗ dưới chân con sư tử mở ra, bên trong là viên đan dược Đường Du chuẩn bị sẵn lưu quân trác không nghĩ nhiều lập tức bỏ vào miệng hiệu quả tức thì vẻ mặt lưu quân trác lập tức hiện lên vẻ không đúng quay lại ít phút trước đó lưu quân trác cầm viên đan dược đánh giá có một mùi thơm của thuốc còn có mùi thối thoang thoảng hắn ngây thơ nghĩ có thể hòa trộn mùi thơm thối làm một cách luyện đan này đúng là không thể tin được thậm chí có thể so như lửa và nước cùng trong một lò đúng là bội phục không hổ là cửu chuyển đan rồi lưu quân trác bỏ thẳng vào miệng lưu quân trác lập tức nhận ra viên đan dược này mùi vị thum thủm đây là phân lưu quân trác bụng cuồn cào dữ dội không hay trong phân trong thuốc có độc hắn lấy tay ép mạnh và bụng nôn hết mọi thứ ra ngoài chuyển cảnh đến sảnh đấu giá sau khi lưu quân trác rời đi ngọc sư tử thật sự mới bắt đầu đấu giá sau khi đường du là người đầu tiên ra giá cũng không có tên không có mắt nào cạnh tranh dù sao thì đường thiếu người ta vừa nãy đã ra giá vài tỷ bây giờ nàng giá lên đến cuối cùng không mua được ngược lại còn đắc tội với người ta đây chẳng phải là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm sao lưu quân chắc bị chơi một vố rõ đau tên khốn kiếp dám dỡn mặt với tao cướp đan dược cũng thôi đi lại còn làm cái đồ giả này để lừa tao thậm chí cậu ta còn hạ độc vào đan dược tên này đáng lẽ không thể mở khóa được mới đúng trên thế giới này người có thể mở được khóa cửu cung này không quá 5 người nhưng chắc chắn là không có phần của thằng nhóc này bí quá làm liều lưu quân chắc lao lên toan cho đường du một trận đường du tao phải giết mày không biết đường du có ý định gì nhưng anh quyết định bỏ chạy Lưu Quân Trác đã đuổi đến sát nút, tình hình rất căng thẳng. Dường như Đường Du đang có kế hoạch gì đó, anh thu tay về phía sau rồi ném thật mạnh Ngọc Sư Tử về phía trước. Lưu Quân Trác quả nhiên từ bỏ truy đuổi mà nhảy lên bắt lấy Ngọc Sư Tử. Tên họ Đường kia, dám cướp đồ với tao, hôm nay mày chết chắc. Lưu Quân Trác mở Ngọc Sư Tử lấy ra hộp đựng đan dược. Hắn cẩn thận đưa lên kiểm tra, chỉ có mùi thơm của thuốc, không có mùi thối. Hôm nay mình phải đột phá ngay tại đây, sau đó đánh cho thằng nhóc kia tàn phế, vứt vào hố phân cho ngạt chết nếu không như vậy thì rất khó có thể tiêu mối hận này không ngoài dự đoán tất cả điều này đều nằm trong tính toán của Đường Du he he Lưu Quân chắc vẻ mặt khó hiểu may cười cái chó gì một suy nghĩ chạy qua đầu hắn ta chẳng lẽ con mợ nó đây lại là thuốc độc thằng nhóc này không có lý nào lại biết mở khóa cửu cung được đây là chuyện cơ mật mà tổ chức Long Hồn mới biết cứu chuyển đan chân chính đã bị Đường Du uống ngay từ khoảnh khắc lấy được thạch sư tử rồi hơn nữa còn lên đặt một viên thuốc độc vào trong đó có lẽ viên thuốc độc này không khiến lưu quân trác chết được nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lực chiến đấu của anh ta trong tình huống lực chiến đấu ngang bằng nhau còn mình có bất động minh vương công thì ưu thế đang đứng về phía mình cảm nhận thuốc độc đang lan dần trong người lưu quân trác cực kỳ hoảng sợ đường du lao lên đấm lưu quân trác một cái khiến hắn thổ huyết lưu quân trác nhảy lùi về phía sau thầm nghĩ chỉ là thuốc độc trước đó vẫn chưa được giải hoàn toàn bây giờ trong người lại có thêm độc trong tình huống thêm dầu vào lửa này nếu cứ đành tiếp thì người chịu thiệt chắc chắn là mình mau chuồn thôi đúng lúc này thì văn sơn nhã ca chạy đến khổ hơn là lưu quân trác lại cứ tưởng cô đến giúp mình hửng ừ. người hỗ trợ đến rồi nhã ca cô đến đúng lúc lắm đối phó tên khốn nạn này cùng tôi lưu quân trác thầm nghĩ với độ hảo cảm của cô ấy đối với mình thì nhất định sẽ dốc hết sức liên thủ với mình đối phó đường du vân sơn nhã ca giả bộ đồng ý được lưu quân trác đắc ý để tao xem thằng phế vật như mày còn có thể vui chưa kịp dứt lời thì vân sơn nhã ca đã đấm thật mạnh vào lưng hắn ta Lưu Quân Trác chưa kịp phản ứng thì Đường Du đã chạy đến sút vào bụng hắn ta. Lưu Quân Trác ngã sóng xoài ra đất, hắn gượng dậy nhưng vẫn chưa hiểu sao bị Văn Sơn Nhã Ca đánh, đây rõ ràng là người phụ nữ thích mình, vì sao lại phản bội mình. Văn Sơn Nhã Ca cũng không che giấu, thẳng thừng nói, bởi vì anh đáng chết, đừng tưởng là tôi không biết chuyện anh muốn hại chết bố tôi. Đường Du cũng bất ngờ vãi lờ, cô ta biết rồi. Được lắm, mình thích những người thông minh như vậy. Văn Sơn Nhã Ca chỉ tay về phía Lưu Quân Trác, tẩn anh ta. Lưu Quân Trác co giò bỏ chạy, trong tình huống gọi trời không thưa gọi đất không đáp này nội thương ngoại thương cộng chúng độc anh ta sâu sắc cảm nhận được thần chết đang vẫy tay với anh ta lưu quân trác chạy đến bên ban công thì thấy một chiếc xe tải đang đi qua hắn thầm nghĩ cơ hội đến rồi hắn vội nhảy lên bám vào một bên xe tải hai tên ngu xuẩn đây chính là con đường chạy trốn của tao không ngờ đúng không vân sơn nhã ca tức giận nói anh đường du đi đến bên nói bỏ đi luôn có cơ hội cô đã biết tình hình của bố mình rồi đúng không nghe thấy tiếng đường du Nhã Ca liền xấu hổ cúi đầu, biết rồi. Lần nữa cảm ơn Đường Thiếu nhắc nhở, phần ân tình này tôi sẽ không bao giờ quên. Đường Du xua tay, chuyện nhỏ, thôi, tôi sẽ tiếp tục nhờ người tìm kiếm thông tin về Lô Quân Trác, nếu có cơ hội sẽ cùng nhau giải quyết hắn. Nhã Ca không nỡ nói, Đường Thiếu, bây giờ anh rảnh không? Tiện nói chuyện có thể đưa tôi về nhà một chuyến không? Bố tôi đã biết chuyện này, nói là muốn gặp mặt xin lỗi cậu. Đường Du nhìn cặp bưởi kia có chút ngại, cũng được. Ngoại ô, Lưu Quân Trác nhảy xuống xe tải tự đắc, ừ hai tên ngu xuẩn. Nếu như là mình, nhất định sẽ nghĩ cách giết sạch sẽ. Để lão tử bỏ chạy, đây sẽ là chuyện các người hối hận nhất cả đời này. Nhưng chợt hắn liền cảm nhận thuốc trong người đang phát tác. Ừ. Lưu quân chắc kiếm một cái ghế ở trên đường rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Một lát sau thì có hai anh da đen đi tới. Anh, anh nhìn người đó xem hình như uống say rồi. Hai anh da đen ghét nhất là loại này. Những người say rượu ngủ giữa ban ngày là cặn bã của xã hội, không có đóng góp gì cho xã hội. Vì vậy chúng ta không thể học theo hắn, chúng ta phải thay đổi tinh thần bữa được bữa cái trước đây, đứng vững trở lại. Kể từ hôm nay, chúng ta phải nâng cao tinh thần trộm cắp và kết hợp các phương pháp trộm cắp cổ điển và hiện đại để phấn đấu trở nên lớn mạnh hơn và tạo ra vinh quang lớn hơn. Đương nhiên, ở giai đoạn này, mục tiêu đầu tiên là trộm đồ, chẳng hạn như tiểu tử này không tồi, thời nay không mấy người có thể mang theo vài vạn tiền mặt trên người. Uống nước nhớ nguồn, trả quý nhân vài trăm triệu trước đi. Có vẻ cảm thấy cướp tiền chưa đủ, anh da đen quyết định cướp sắc nữa, hiểu, anh đến trước đi. Đi canh chừng cho ta sáng hôm sau lưu quân Trác tỉnh dậy mình đã ngủ bao lâu cơn đau từ dưới mông truyền tới khiến hắn đau nhói ách sao cảm thấy mông có chút đau nhưng khiến lô quân Trác kinh ngạc là bình cảnh của huyền tự cảnh đình phong của hắn vậy mà có chút nới lỏng trước đây chưa từng đả thông được huyệt đạo nào đột nhiên lại nới lỏng một chút lưu quân chắc thầm vui mừng cho dù không có cửu chuyển đan thì thế nào địa tự cảnh đã ở trong tầm tay lưu quân chắc vui sướng quên đi nỗi đau nơi lỗ hậu đường du các người chờ chết đi Chuyển cảnh đến bệnh viện tư nhân nhà họ Hà. Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày hắn đều gấp gáp tu luyện trong lo lắng. Cuối cùng hắn cũng đã đột phá cảnh giới tiến vào huyền tự cảnh điên phong. Tri Âm và Lăng Hàm đi đến trước mặt Diệp Thần, "Long Vương." Diệp Thần gật đầu, "Các ngươi đến rồi. Khoảng thời gian này hai ngươi đã phải vất vả ẩn nấp rồi, nhiệm vụ thế nào?" Lăng Hàm đáp, "Đã thành công trà trộn vào nội bộ của nhà họ Đường." Tri Âm tiếp lời, "Đã lấy được tư liệu mật quan trọng của tập đoàn Đường Thị." Diệp Thần vui mừng, "Tốt, hai ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng." có sự giúp sức của các ngươi giống như hổ mọc thêm cánh rồi hắn thầm nghĩ mấy tên vô dụng trong tiểu đội tử thần đã phản bội mình và đi theo lưu quân trác long nha lại đang nhặt bánh xà phòng ở trong nhà lao cũng may là hai người này vẫn đáng tin như cũ mấy tên vô dụng trong tiểu đội tử thần đã phản bội ta và đi theo lưu quân trác sau khi ta bị một nhóm cao thủ vây đánh vậy mà lại trong họa gặp phúc thành công đột phá cảnh giới hiện giờ đã là huyện tư điện phong rồi do đó ta quyết định thay đổi kế hoạch một chút trước mắt không đến yên kinh nữa tiếp tục ở lại tô hàng Lăng Hàm và Trì Âm nghe Diệp Thần nói vậy thì u ám, tên này không ngờ lại gặp được phúc trong họa đột phá cảnh giới rồi sao. Diệp Thần quyết tâm, tiếp theo đã đến lúc chúng ta phản công rồi, Đường Du và Lư Quân Trác đều phải chết. Trì Âm, ngươi tiếp tục thu thập tư liệu mật quan trọng, nhất định phải đảm bảo rằng đến lúc đó có thể một đòn đánh cho tập đoàn Đường Thị tiêu tàn. Lăng Hàm, ngươi phụ trách cấp dưới trong nhà họ Đường, ta muốn vào lúc nhà họ Đường rơi vào khủng hoảng mồi một trận lửa lớn để gia tộc này biến mất khỏi Tô Hàng. Bên ngoài bệnh viện tư nhân Lăng Hàm và Trì Âm sau khi rời khỏi bệnh viện tư nhân dọc đường đi đều im lặng. Thực ra quan hệ giữa hai người họ không tính là thân thiết, nhưng trong thời khắc này, thái độ của hai người đều đã thay đổi. Trì Âm rút con dao giấu trong quần ra, cô đưa lên toàn ám sát Lăng Hàm nhưng đã bị phát hiện. Lăng Hàm vội vàng tránh thoát qua một bên, Lăng Hàm thắc mắc hỏi, cô làm vậy là có ý gì? Chẳng có ý gì cả, cô là chó săn của Diệp Lăng, tôi là người của Đường thiếu, giết cô là chuyện rất bình thường. Rồi Trì Âm đỏ mặt, vì Đường thiếu chút tình cảm chị em giả tạo không đáng nhắc đến. Lăng Hàm cũng bất ngờ, cô là người của Đường thiếu. Nói thừa, bố tôi từng là đội trưởng vệ sĩ của Đường gia, Đường thiếu đối với tôi ơn nặng như núi. Lăng Hàm nghe thấy vậy có chút ghen tuông, tôi cũng là người của Đường thiếu. Tri Âm không tin nói, đừng có diễn trò, cô tưởng là tôi sẽ bị mắc lừa sao? Tôi lừa cô làm cái gì? Đường thiếu có phải thường lấy cô và tôi ra để so sánh lớn nhỏ không? Còn suy nghĩ là liệu có chế độ ăn uống của chúng ta khác nhau nên mới khác biệt nhiều đến thế. Chỉ âm nghe đến đây tức đến run người mặc dù cô biết Lăng Hàm nói thật. Tại văn nhân gia, một đám nam đệ tử đỏ mặt nói, xin chào tiểu thư. Đại tiểu thư nhà chúng ta là người ưu tú như nào chứ? Vẻ ngoài xinh đẹp thì thôi đi, thiên phú võ học cũng là người giỏi nhất trong lịch sử nhà văn nhân. Đây chẳng phải là tô hàng nổi danh nhất trong theo đuổi dai dẳng như đỉa đói sao. Sao lại đi cùng với đại tiểu thư? Có khi nào là đến để hãm hại đại tiểu thư không? Đại tiểu thư chỉ thích người đàn ông giỏi hơn cô ấy. Tên mặt hoa ra phấn, bám đuổi cô ấy 100 năm cũng đừng hòng đại tiểu thư để hắn vào mắt. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy là gì? Văn nhân nhã ca đang cố dí sát người vào đường du, khoan đã, đại tiểu thư ngươi muốn làm gì vậy? Đường du không chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, trong đầu của anh vẫn còn đang cân nhắc phần thưởng hệ thống vừa cho. Sau khi tình tiết bán đấu giá này kết thúc thì hệ thống thưởng cho một cái tốc thành thuật. Tác dụng của thứ này khá đơn giản, cầm một đồ vật có thể nhanh chóng học thông suốt nó. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng 3 lần. Phần thưởng, tốc thành thuật cho nên thời gian đầu tiên đường du đã lấy bí tịch cổ võ bát cực bằng quyền trong ngọc sư tử ra sử dụng tốc hành thuật mà hệ thống cho tu luyện quyền pháp đến viên mẫn cảnh lực chiến đấu lại tăng thêm một bước nhã ca đỏ mặt nhìn đường du đường thiếu bố của tôi đang đợi anh trong phòng ừm đường thiếu mấy ngày trước đã có chút mạo phạm văn nhân viễn sơn xin chuộc lỗi với cậu ở đây chú văn nhân không cần khách sáo không cần để trong lòng đâu đường thiếu ơn cứu mạng này văn nhân viễn sơn tôi không dám quên sau này có cần đến văn nhân gia chúng tôi giúp đỡ thì cứ mở miệng hai đúng là tôi hồ đồ mà được rồi lúc đó nhất định sẽ không khách sáo đường du quả thật là cần sự giúp đỡ của văn nhân gia dù sao thì anh ta cũng đã đắc tội với lưu quân chắc và diệp thần rồi tiếp theo sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm không thể xem thường đúng rồi đường thiếu tôi đã đưa bố tôi đến tìm giang lão thần y giang lão thần y đã giải quyết vấn đề mà lưu quân chắc đã để lại giúp bố tôi rồi nhưng nếu muốn chữa khỏi hai chân của bố tôi thì y thuật của giang lão thần y cũng không thể làm được gì cho nên tôi muốn nhờ anh giúp đỡ nếu như anh có cách gì có thể chữa khỏi chân cho bố tôi, văn nhân gia có thể đồng ý mọi điều kiện của anh. Bệnh của chú văn nhân tôi có thể thử nhưng có một điều kiện nếu như nhà chúng tôi cần thì hy vọng văn nhân gia có thể dốc một phần sức lực đảm bảo sự an toàn của chúng tôi. Nhưng phải nói trước kẻ thù có thể khiến nhà của tôi cảm thấy khó đối phó thì đều sẽ nguy hiểm. Cho dù là diệp thần hay là lưu quân trác hai người đều là người bước ra từ tổ chức long hồn tổ chức thần bí này như thần long trốn trên chín tầng mây thấy đầu không thấy đuôi thực lực thật sự của nó, không ai rõ. Chỉ dựa vào điều này thôi Đường Du đã không thể chắc chắn rằng Văn Nhân gia sẽ giúp đỡ chuyện này. Nếu như nhà họ không giúp đỡ thì tình tiết tiếp theo hơi khó giải quyết rồi. Văn Nhân Nhã Ca khẳng định, "Tôi có thể xin thề, chỉ cần Đường thiếu có thể chữa khỏi chân cho bố tôi thì Văn Nhân gia tôi sẽ cùng tiến cùng lùi với Đường gia." "Đường thiếu, nếu như tôi có thể đứng lên được, khôi phục đến thực lực điện tự cảnh thì cũng đủ để bảo vệ cho Đường gia. Vậy làm phiền đưa châm bạc và bút cho tôi, tôi viết đơn thuốc, sau đó hãy mang những dược liệu tôi cần đến." đúng lúc này một tên thuộc hạ chạy vào đại ca đại ca người của lưu gia đến gây chuyện lưu gia lưu gia đứng thứ hai năm trong giới cổ võ tô hàng sao quan hệ của gia tộc này và văn nhân gia vẫn luôn không đội trời chung nhưng vẫn luôn bị văn nhân gia chèn ép cứ tìm cơ hội để thắng lại mà cách phân cao thấp của hai bên cũng rất đơn giản đó chính là đại hội cổ võ đại hội cổ võ năm nay sẽ tổ chức một lần mỗi lần tổ chức thế lực trong giới cổ võ tô hàng đều sẽ đi tham gia Văn Nhân gia có thể ngồi vững trên vị trí gia tộc đứng đầu này cũng là bởi vì lần nào cũng thắng tuyệt đối. Sau khi Văn Nhân Viễn Sơn xảy ra chuyện, người đánh giỏi nhất của Văn Nhân gia biến thành Văn Nhân Nhã ca tuổi còn trẻ. Nhưng thực lực của cô ấy vẫn hơi kém hơn lão hồ ly già Lưu gia kia. "Bố, bố cứ yên tâm chữa trị đi, để tôi đi xem là có chuyện gì." Theo sự phát triển bình thường, lần này chắc là Lưu Quân Trác sẽ thay thế cho Diệp Thần giải quyết phiền phức này giúp cho Văn Nhân gia. Bây giờ Lưu Quân Trác cũng không có ở đây, tình tiết này sẽ tiến triển như thế nào đây? Hệ thống, tình tiết của đại hội cổ võ là như thế nào tít tiết lộ tình tiết thất bại kỳ chủ hãy chú ý an toàn hệ thống chó này có độc à không phải đã thăng cấp rồi sao sao lại còn tiết lộ thất bại hệ thống hố trà à? 30 năm phía đông 30 năm phía tây đừng có bắt nạt trung niên nghèo hôm nay tôi đến đây để gửi chiến thư cho văn nhân ra các người đường du giật mình phát hiện đây là cái gì cổ trùng bị hạ trùng rồi sao lưu quân trác vừa bị trọng thương chưa lâu đây chứ không phải là thủ đoạn của avna AVN ta cũng không cần phải nhắm vào bản thân mình. Nếu như không phải anh ta thì có khả năng là Diệp Thần. Diệp Thần đã bị thương thành thế này rồi vậy mà vẫn có thể ngóc đầu lên được, xem ra là đã đột phá rồi. Nếu như đại hội cổ võ lần này để cho Diệp Thần thắng, nắm trong tay thế lực gia tộc cổ võ vậy thì đường ra nguy hiểm rồi. Đường ra sau khi suy nghĩ rõ ràng tình tiết tiếp theo, đường du chào tạm biệt với văn nhân nhã ca, tâm trạng phức tạp trở về nhà. Đường du về nhà thì thấy Trì Âm và Lăng Hàm đang ngồi cùng nhau, sao bọn họ lại đi cùng nhau? Bọn họ là nội giản không phải nên che giấu thân phận của mình sao? Đường Du Cây cú nghĩ, không phải là con chó diệp thần này đã mệnh lệnh cho họ làm gì đấy chứ? Thôi bỏ đi, cứ ngửa bài thẳng với họ vậy. Dù sao thì cũng đã thu thập được gần đủ chứng cứ rồi. Đường Thiếu, tôi đến đây để bộc bạch với anh chuyện liên quan đến bố của tôi. Hai, là tôi đã sai rồi, tôi không nên cảm thấy Cúp A không thông minh lắm. Cô chỉ là không đủ thông minh mà thôi. Đường Thiếu, tôi cũng vậy. Chuyện tổ chức long hồn hại chết người nhà tôi, tôi đã điều tra ra rồi cho nên vì để báo thù bọn họ, xin Đường thiếu hãy chấp nhận sự trung thành của tôi. Sau khi tiêu diệt Lưu Quân Trác thì sẽ ra tay với Đường gia. Anh ta còn muốn lấy được thế lực cổ võ của Tô Hàng. Thế lực cổ võ ở Tô Hàng không được tính là nhỏ, chỉ cao thủ huyền tự cảnh thôi đã có khoảng 30 người rồi. Nhưng anh ta dựa vào gì mà có thể làm được điều này? Cho dù bây giờ anh ta đột phá đến địa tự cảnh thì cũng không thể chống đỡ được bị nhiều người như vậy đánh tập thể chứ. Trên người gia chủ Lưu gia đã bị anh ta hạ cổ trừ khi AVN a hạ cổ trùng lên người của tất cả các gia tộc cổ võ lớn, nếu không thì anh ta lấy đâu ra dũng khí đó. Con chó này đã định liều ăn cả ngã về không rồi. Tiếp theo làm phiền các cô rồi, nếu như anh ta có động tĩnh gì thì hãy lập tức báo với tôi. Còn có, sau khi đại hội cổ võ bắt đầu, tôi cần hai người ra tay, lần này không thể để Diệp Thần chạy thoát được. Lần này, phải tập trung tất cả lực lượng, nắm chắc cơ hội của đại hội cổ võ để giết Diệp Thần. Nếu không thì đợi anh ta khống chế được thế lực cổ võ Tô Hàng thì người xui xẻo sẽ là mình. Nói chung là đều không sống được thì giết tên con cưng của khí vận như anh trước rồi nói. Hiện trường đại hội cổ võ. Ngày đại hội cổ võ, văn nhân nhã ca bình tĩnh như thường dẫn các vị gia chủ ngồi vào chỗ. Các gia chủ bị trúng cổ đều âm thầm uống trà đợi tin tức của Diệp Thần. Không đợi được tin tức, bọn họ ngược lại lại cảm thấy tách trà trong tay không biết vì sao mà rất ngon, sau khi uống xong thì cảm thấy cả người thoải mái. Đại hội cổ võ bắt đầu như vậy, Diệp Thần dùng một tay để đánh địch và thành công áp chế được đại sư cổ võ nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại sáng chói nhất trong đại hội cổ võ lần này văn nhân nhã ca vốn dĩ là thiên tài giỏi nhất thế hệ người trẻ nhưng ở trước mặt của anh ta cũng bị lu mờ mà đối thủ vòng tiếp theo của diệp thần chính là văn nhân nhã ca cũng đã thắng được bốn vòng trước nhưng so với anh ta thì trạng thái của văn nhân nhã ca không có tốt như vậy diệp thần tức tối nói tên phế vật lưu quân chắc kia đâu cậu ta đã trốn ở đâu rồi văn nhân nhã ca đáp anh tự đi tìm là biết rồi đợi tôi đánh cô ngã dập thì cậu ta tự nhiên sẽ xuất hiện nào nhường cô một tay văn sơn nhã ca tung một cú đấm về diệp thần để tôi xem xem sau khi văn nhân nhã ca bị tôi dùng một đấm đánh bay ra ngoài lưu quân chắc còn có thể ngồi yên được không diệp thần sau khi tiếp một quyền của nhã ca liền bùn rùn tay chân lùi sau lùi sau con mợ nó đây là tình huống gì chẳng lẽ diệp thần không phải là đối thủ của văn nhân nhã ca không thể nào diệp thần không tin được nói có độc người đàn bà chết tiệt này dám chơi trò bỉ ổi này với tôi các người cùng lên đi các vị chú bác Xin mọi người cứ yên tâm, cổ trùng diệp thần hạ với mọi người, tôi đã giải quyết cho mọi người rồi trà thảo dược mà mọi người vừa uống, loại trà này có thể khiến cho cổ trùng trong người các vị ngủ say một khoảng thời gian, cho nên không cần nghe theo anh ta, chỉ cần đánh chết tên này là cổ trùng trong người mọi người sẽ tự chết đi. Chẳng trách, bảo sao sau khi uống trà thì cơ thể thoải mái hơn nhiều. Món nợ này, không thể bỏ qua dễ dàng được. Tất cả các đại lão cổ võ cùng nhau bao vây Diệp thần, cùng lên. Diệp thần tự biết không có đường lui liên lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đen sau đó nuốt xuống viên thuốc này đủ trong thời gian ngắn miễn cưỡng giúp sức mạnh của hắn tăng thêm vài lần nữa trận đấu đang cân sức thì lưu quân chắc từ đâu chạy đến sút vào ngực diệp thần diệp thần phun ra một ngụm máu lô quân chắc so với một đám phế vật trong giới võ thuật cổ xưa ở tô hàng một mình mình huyền tự cảnh đình phong quả thực không ngăn được quá chói mắt rồi không có cách nào a à. đi chết đi hai người đang chiến đấu này một người đã uống viên thuốc cưỡng ép sức mạnh tăng tới địa tự cảnh nhưng cơ thể đã có nhiều vết thương bên ngoài. Một người khác thực lực chỉ cách địa tự cảnh một tờ giấy, sức chiến đấu của hai bên tương đương. cậu còn có thể kiên trì mấy phút. con mợ nó cậu rõ rồi mà. ngay khi hai người sắp thất bại thì đường du bước tới. cho dù sư huynh sư đệ các người đoàn kết lại rồi, ngạc nhiên không? bất ngờ không? diệp thần tức giận nói, vì thế hôm nay người sắp xếp cái này. lưu quân trác quay sang nói, cùng liên thủ đối phó tên này. diệp thần thoạt đồng ý, được. nhưng hắn liền quay đầu bỏ chạy, đừng chạy dựa vào tác dụng cuối cùng của thuốc diệp thần cố nhịn cơn đau trên người liều mạng bỏ chạy anh ta thường ho ra máu nội thương có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng đường du tao nhất định sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn thầy lần sau phải ra tay từ bố mẹ của đường du đường du đã dự liệu từ trước nên chạy diệp thần chắc là không chạy được đâu rồi anh tung cú đấm khiến hắn ta bay về sau đi chết đi diệp thần cố gượng thân hình đầy thương tích đứng dây ngay lúc đường du chuẩn bị kết thúc mạng sống của diệp thần hửm xung quanh đường du đột nhiên biến thành một mảnh hư không đây là nhìn những cái cây này đường du tìm được một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ giống như đây là một bộ phận trên cơ thể của anh vậy tâm ý tương thông với anh diệp thần nhìn cái cây thầm nghĩ đây chính là ý chí của phản diện sao phản diện là gì không thuận theo lẽ trời thì chính là phản diện nắm chặt ai quy định phản diện thì chắc chắn sẽ trở thành hòn đá kê chân cho con cưng của khí vận chứ trở thành nguồn dinh dưỡng lớn lên của bọn họ thiên đạo quy định như vậy thì cút con mợ nó đi thiên đạo Diệp Thần không cam tâm nói, tao chết rồi, mày rất nhanh thôi cũng sẽ xuống cùng tao, ông già sẽ báo thủ cho tao. Thế rồi Diệp Thần không cam tâm nhắm mắt, triệt để chết đi. Long Vương, chẳng qua chỉ là một quân cờ được nuôi dạy tẩy não từ nhỏ mà thôi. Ở trên thế giới này quân cờ cũng có thể được thay thế dễ dàng. Bộ truyện kết thúc tại đây, mọi người đừng quên để lại bình luận trải nghiệm bên dưới nha. Xin chân thành cảm ơn.